Chương 21. Nửa năm sau. Năm 2387. Một chiếc báo săn được trang bị đầy đủ động cơ và thiết bị chiến đấu lặng lặng đáp xuống phía sau một hành tinh nhỏ. Thoạt nhìn, trong nó chỉ giống một vật thể cực kỳ nhỏ bé nhô lên trên bề mặt hành tinh. Nhị cầu là một gã lính đánh thuê láo cá lão luyện, thân hình cao lớn, tướng mạo nhã nhặn, đẹp trai, tuổi không quá 30. Gã vốn là tử tù của thành phố Hòa Bình lúc vượt ngục đã gia nhập đội quân lính đánh thuê, từ đó, gã càng lúc càng kiêu căng, phách lối. Lúc này, gã đang ngồi trên ghế lái một chiếc báo săn, chăm chú nhìn mục tiêu trên radar, khóe miệng khẽ mỉm cười vẻ đắc ý. Ngồi ở vị trí phụ lái là một chàng trai trẻ tên Tiểu Hắc, mới gia nhập đội quân chưa được 2 năm, mặt mũi thật thà, thân thủ linh hoạt. Cậu ta lo lắng nói, trung úy, như vậy thực sự có thể câu được cá lớn sao? Nhị cầu bí hiểm đáp, không chỉ là cá lớn mà còn là cá siêu lớn nữa kìa. Không quân liên minh đều là bọn trứng thối ngu xuẩn, bị chúng ta cướp bóc mười mấy lần rồi nhưng đến rắm cũng không dám đánh, chẳng lẽ còn có thể dở trò gì được ư? Tiểu Hắc gật gù đồng ý. Đúng lúc này, ánh mắt nhị cầu sáng lên. Bọn chúng ra rồi. Đó là một chiếc báo săn khác đang chậm rãi di chuyển khỏi tầng khí quyển của một hành tinh nào đó phía trước. Trên đầu chiếc máy bay gắn biểu tượng năm ngôi sao màu trắng sáng lấp lánh, đại diện cho đội không quân liên minh tinh hệ Vĩnh Hằng. Một ánh sáng bạc đột nhiên lóe lên, chiếc báo săn vụt biến mất giữa không trung sau khi thực hiện bước nhảy siêu quan tốc. Nhị cầu mở máy thăm dò nguyên tố, mấy giây sau, lập tức biểu lộ dáng vẻ tươi cười quả nhiên là như thế. Vanadium, thép rơm, nai cần, tiểu hắc lần lượt báo tên từng nguyên tố do được, phấn khích ngẩng đầu, nói, anh cầu, lần này hai ta kiếm được một khoản lớn rồi nhị cầu khởi động báo săn lái về phía hành tinh quân liên minh vừa rời đi với tốc độ nhanh nhất biểu tượng chữ thập màu bạc trên thân máy bay phát ra những tia sáng trong suốt tuyệt đẹp sau khi chính thức tuyên bố đóng quân ở tinh hệ vĩnh hằng thanh danh của lính đánh thuê ở nơi này không tốt cũng chẳng xấu coi như an phận thủ thường nhưng cứ hễ rời khỏi tinh hệ bản tính lưu manh và cung cách độc địa của bọn họ lại lập tức bộc lộ kẻ đứng mũi chịu sao đến mùi cay đắng từ những việc bọn họ gây ra không ai khác ngoài Không Quân Liên Minh. Tài nguyên của Tinh Cầu có hạn. Không Quân ngoại trừ việc làm tốt công việc phòng ngự hàng ngày còn phải làm thêm một nhiệm vụ hết sức quan trọng khác đó là đến các Tinh Hệ lân cận tìm kiếm nguồn tài nguyên khan hiếm, đặc biệt là một vài nhiên liệu quan trọng. Sau khi lính đánh thuê đóng quân tại Tinh Hệ này, việc nảy sinh xung đột về lợi ích là điều khó tránh khỏi. Mặc dù trình độ thăm dò khoa học kỹ thuật của hai bên ngang nhau không có sự cách biệt quá lớn nhưng so về thái độ làm việc chăm chỉ, đàng hoàng thì lính đánh thuê thua xa quân liên minh. Mỗi lần bọn họ phát hiện ra nguồn tài nguyên ở một tinh cầu nào đấy thì đều đến chậm một bước, bị quân liên minh hất tay trên, sau vài lần như vậy, lính đánh thuê bắt đầu sử dụng những thủ đoạn bị ổi. Không thể cướp đoạt một cách trắng trợn vì lính đánh thuê phải tuân thủ lời hứa trước mặt mọi người, luôn tỏ thái độ trung thành với liên minh. Thế nên, thủ đoạn bọn họ hay sử dụng nhất là lặng lẽ bám theo sau mỗi khi quân liên minh phát hiện ra nguồn tài nguyên mới còn chưa kịp tiến hành khai thác quy mô lớn đã bị lính đánh thuê nhanh chóng chiếm giữ sau vài lần tiếp diễn quân đội loại người quyết định kháng nghị lên trụ sở lính đánh thuê đóng tại thành phố tự do thị trưởng thành phố tự do bày tỏ mối e ngại khi khó có thể tham gia vào những việc thuộc thẩm quyền quân đội mà bên phía lính đánh thuê cũng không ngừng đưa ra lời thanh minh rằng chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra đồng thời công kích quân liên minh tùy tiện hoài nghi, đối xử bất bình đẳng và không tôn trọng lính đánh thuê, vân vân. Hai bên giằng co, đưa đẩy suốt một thời gian dài, căn bản không có cách giải quyết thích đáng. Trong đó, Nhị Cầu và Tiểu Hắc là hai gã làm việc thiếu quy củ và cù nhây nhất trong đám lính đánh thuê. Báo săn từ từ tiến sâu vào tầng khí quyển vẫn đục, bề mặt của tinh cầu này đều là những khối nham thạch nhẵn bóng, thoạt nhìn giống hệt một viên hạch đào khổng lồ. Theo tín hiệu của máy thăm dò nguyên tố, Nhị cầu và tiểu hắc điều khiển báo săn trực tiếp bay đến khu vực có tín hiệu mạnh nhất. Quả nhiên, giữa sườn của ngọn núi đá, bọn họ bắt gặp một chiếc máy trạm cỡ nhỏ, trên nóc cắm lá cờ trơ trọi của quân liên minh. Đây là loại máy trạm thô sơ, sản xuất với số lượng lớn của quân liên minh, được chế tạo từ hợp kim mới siêu nhẹ, trực tiếp cắm sâu hai thước xuống mặt đất, rất chắc chắn và kiên cố. Có lẽ, máy trạm này là của chiếc báo săn vừa mới rời đi. Thông thường, sau khi phát hiện ra tài nguyên của tinh cầu không quân liên minh sẽ chôn một chiếc máy trạm tại vị trí đó thứ nhất là để đánh dấu địa điểm cho đội quân sau dễ dàng tìm tới tiếp tục khai thác thứ hai nó là dấu hiệu cho thấy tinh cầu này đã được quân liên minh phát hiện như vậy trùng tộc sẽ căn cứ vào hiệp ước hòa bình mà không dám động tới còn cách làm thông thường của lính đánh thuê lại rất đơn giản cho nổ tung máy trạm rồi tuyên bố đây là tinh cầu bọn họ tự phát hiện ra tiểu hát chôn thuốc nổ một cách thuần thục thích thú nhìn máy trạm vỡ tan từng mảnh từng mảnh bắn lên trời sau đó gã thu nhặt những nguyên kiện còn có thể dùng được từ chiếc máy đem về rồi mới cùng nhị cầu tìm kiếm địa điểm chính xác chứa tài nguyên có điều lần này nhị cầu lại có vẻ rất hoang mang trung úy sao vậy tiểu hát hỏi một mỏ quặng thường có thể tích tương đối rộng vì thế khi chúng ta ở trong khu vực đó đáng lẽ tín hiệu dò được phải ngang nhau mới đúng, gã ngẩn đầu một lát rồi lại nghi hoặc nhìn xuống dưới chân. Thế nhưng tín hiệu ở chỗ này lại mạnh gấp đôi những chỗ khác. Lẽ nào, tiểu hắc kích động nói. Chúng ta tìm được mỏ quặng lớn rồi. Rất có thể, gã nhị cầu lão thành cũng có chút kích động. Dưới chân chiếc máy trạm vừa bị nổ tung, tầng nham thạch cũng vỡ tan, lộ ra một khoảnh đất đỏ ao hai người bọn họ quyết định lấy một ít mẫu đất từ sâu dưới cái hố đó mang về rồi cầm xẻng bắt đầu đào cực lực. mới đào sâu được khoảng ba, bốn thước mà bọn họ đã toát hết mồ hôi, lại chợt nghe dưới lòng đất có tiếng loảng xoảng vang lên. có thứ gì đó dưới lòng đất. nhị cầu ném chiếc xẻng sắt xuống đeo bao tay thật dày bắt đầu nỗ lực phủi đất vụn. rất nhanh sau đó, một vật cỡ bằng chiếc chậu rửa mặt trồi lên trên mặt đất. tiểu hát không hiểu gì trố mắt nhìn thứ đang nằm trên tay nhị cầu, còn nhị cầu thì rõ ràng đang rất tức tối. Máy phát tín hiệu. Một sáng chế của quân liên minh ư, nhị cầu nghiến răng nghiến lợi. Bọn họ đã hao tổn biết bao công sức, theo dõi chiến thuyền báo săn suốt ba ngày ba đêm, vật vờ khắp tinh hệ, cuối cùng chỉ tìm được món đồ chơi này thôi à. Có thể phía dưới vẫn còn khoáng sản thì sao, tiểu hắc ông hy vọng nói. Ngay sau đó, động tác của nhị cầu đã trả lời thắc mắc trong lòng cậu ta gã tắt máy phát, lập tức tín hiệu phát hiện tài nguyên ở máy thăm dò cũng biến mất. Khốn kiếp, nhị cầu kéo tiểu hát chạy về hướng báo săn. Đó là một cái bẫy. Hai gã nhanh chóng leo lên báo săn, đóng cửa khoang, khởi động máy bay. Tiểu hát vẫn chưa hết hoảng sợ, nói, anh cầu, chẳng phải anh nói đám quân liên minh đó toàn một lũ nhu nhược sao, thế nào mà chúng lại đặt bẫy chúng ta được. Nhị cầu chưa kịp trả lời, máy bay đã phát ra những tiếng lọc sọc kỳ quái, mới bay được vài mét đã rơi xuống mặt đất. Đầu hai gã đập vào cabin, cả người đau nhức, mắt hoa mày ván. Khốn kiếp. Núi từ tính, nhị cầu đỡ lấy chiếc mũ bảo hộ, nói. Con mẹ nó, tên nào dẫn chúng ta tới nơi này? Nhàm hiểm thật. Tuy máy bay chiến đấu báo săn được chế tạo bằng loại hợp kịp siêu nhẹ, siêu bền nhưng nguyên tố bên trong của nó vẫn hàm chứa một lượng sắt nhất định. Bởi trong vũ trụ, thông thường rất ít khi gặp phải núi từ tính nên đa số báo săn không chuẩn bị sẵn máy tiêu trừ từ tính. Đây tuyệt đối không phải là sự trùng hợp, chiếc báo săn vừa mới rời đi của liên minh chắc chắn đã tính toán cặn kẽ. Thế nên, thế nên, để nhốt chúng ta ở đây, chiếc báo săn đó đã phải vất vả mấy ngày trời để tìm bằng được ngọn núi từ tính này, sau đó cố tình gây sự chú ý với chúng ta, dẫn chúng ta đi lộng vòng suốt ba ngày, lại mất một ngày một đêm cắm chốt mấy trạm, chôn máy phát tín hiệu để dụ chúng ta tới đây, nhị cầu ngơ ngác ngồi ở khoang máy, có chút không thể tin được, bàn hoàng nói, hao tổn nhiều tâm tư phức tạp như vậy, hành động lại tự nhiên như thế. Gã lập tức nhảy dựng lên. Con mẹ nó, tên này bệnh nặng rồi. Tiểu hắc lúng cuốn nói, anh cầu, làm thế nào bây giờ? Thử tìm các anh em khác đến cứu chúng ta xem. Thối lắm, nhị cầu nổi trận lôi đình. Mày muốn anh mày bị bọn chúng chê cười ư? hơn nữa lúc này bị ảnh hưởng bởi lực từ tọa độ của chúng ta không còn chính xác nữa đợi bọn họ tìm đến cứu thì hai chúng ta đã chết đói rồi vậy phải làm thế nào đây chờ thôi nhị cầu nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ chờ cái người đưa chúng ta vào bẫy này xuất hiện nếu hắn không định để chúng ta chết đói anh cầu người này đáng sợ thật đấy cùng lúc đó bên ngoài tầng khí quyển của hành tinh chiếc báo săn ban nảy của quân liên minh quả nhiên đã trở về. Ngồi trên ghế phụ lái là một người đàn ông trẻ tuổi, tuấn tú, anh ta nhìn về phía người ngồi ghế lái với ánh mắt bất an. Trung úy, bọn chúng sẽ mắc bẫy của chúng ta sao? Chẳng phải đi xem thử là biết à, giọng nói của người trung úy đó trầm thấp, bình ổn, không vương chút lo sợ nào. Bây giờ ư? Không, thiếu úy, giọng nói của viên trung úy có vài phần cười nhạo. Trước tiên, để chúng ở đó trong chơi hai ngày đã, còn chúng ta quay về chiến hạm nghỉ ngơi. Nhưng mà, nếu như hạm trưởng biết được chúng ta trả thù lính đánh thuê, có lẽ sẽ rất tức giận. Chúng ta đâu có trả thù. Ai trả thù chứ? Chẳng qua, chúng ta chỉ đào một cái hố trên tinh cầu này rồi tự chúng nhảy xuống đó thôi. Rõ ràng, chúng ta là ân nhân cứu mạng của chúng kia mà. Thôi được rồi. Buổi trưa sau đó hai ngày. Tiểu Hắc và Nhị Cầu đều đang ngồi thu lưu ở một góc cabin. Tôi nhìn anh, anh nhìn tôi một hồi. Thân là lính đánh thuê, lưu lạc là chuyện cơm bữa. Thế nhưng, đây là lần đầu tiên chỉ có hai người họ bị cô độc vứt bỏ ở một hành tinh chết, đến bình dưỡng khí cũng không có. Cho dù là người rắn rỏi đến đâu, giữa khoảng không tối đen, vắng lặng thế này cũng không tránh khỏi cảm giác kinh hồn bạc vía. Kinh khủng nhất là, buổi đêm, dưới mặt đất không ngừng vang lên những tiếng âm u, không biết dưới nền đất là mạch nước ngầm hay có sinh vật nào sắp sửa trồi lên, khiến hai gã chỉ biết ông nhau hoảng loạn, khóc không ra nước mắt. Người gài bẫy bọn họ cũng thật biết hao tổn tâm tư. Rốt cuộc, nhị cầu và tiểu hắc cũng nhìn thấy một tia sáng chói lọi xuất hiện trên nền trời, đó chính là chiếc báo săn của quân liên minh từng bị bọn họ xem thường, đang đủng đỉnh bay về phía này. Sau tấm kính trắng bằng thủy tinh ở khoang lái, có hai bóng người đang ngồi ngay ngắn, nghiêm trang. Tôi là lính đánh thuê thuộc tiểu đội 3, tiểu đoàn 7, trung úy nhị cầu, nhị cầu bất đắc dĩ cầm chiếc loa phóng thanh, nói. Sĩ quan liên minh, xin được trợ giúp, giúp chúng tôi rời khỏi nơi này. Một lát sau, tần số truyền tin truyền đến giọng của một người đàn ông trẻ tuổi, nghe qua có vẻ rất trang nghiêm, trung úy nhị cầu, tôi là thiếu úy lưu khiết thuộc chiến hạm chiến hoàng của liên minh. Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao các vị lại ở nơi này? Nhị cầu nghẹn đến đỏ bừng mặt, trợn mắt nhìn chiếc báo săn đang lượn lờ trên không hồi lâu. Tiểu Hắc đứng bên cạnh có vẻ rất tức giận. Một lát sau, nhị cầu đành thở dài một hơi rồi lớn tiếng nói, được rồi, tôi chịu thua. Sau này, bất cứ khi nào gặp các người, tôi cũng sẽ đi đường vòng. Tuyệt đối không gây sự với các người nữa. Trong tần số truyền tin truyền đến một tiếng cười khẽ. Là giọng của một người phụ nữ. Ngồi ở khoang sau báo săn của Liên minh, Nhị cầu nhìn máy bay chiến đấu rất nhanh đã bay vọt lên không trung, thầm nghĩ cuối cùng cũng thoát ra khỏi cái tinh cầu khiến gã cảm thấy bị sỉ nhục này. Gã không kìm được, quay sang nhìn người đang ngồi ở vị trí điều khiển. Lúc đầu, gã và Tiểu Hắc còn nói thầm với nhau rằng người của quân liên minh thực sự quá thoải mái, đi làm nhiệm vụ vẫn có thể mang theo đàn bà. Nhưng khi bọn họ vừa bước vào khoang máy, thấy cô gái trẻ ngồi trên ghế lái mới vỡ lẽ, thì ra cô mới là sếp của người đàn ông kia. Đặc biệt, trong dáng người cô rất nhỏ nhắn mảnh khảnh cho dù cách một lớp mặt nạ bảo hộ nhưng vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy từng đường nét thanh tú trên khuôn mặt cô sự thật này đã khiến cảm giác bị sỉ nhục của nhị cầu giảm đi nhiều tuy bại dưới tay phụ nữ là điều rất đáng xấu hổ nhưng bại dưới tay một người phụ nữ xinh đẹp dưới tình thế này thì đó lại đơn giản chỉ là anh hùng khó qua ải mỹ nhân mà thôi thân là lính đánh thuê cho dù về sau chuyện này có bị đồn thổi ra ngoài cũng khó tránh khỏi mang chút hương vị ngọt ngào. Chỉ là người phụ nữ này thoạt nhìn có vẻ trầm mặc, hướng nội nhưng khi nhìn bọn họ lại để lộ một nụ cười cẩn thận, rụt rè. Nếu không phải trực tiếp nhìn thấy, gã thật không dám tin cô chính là người sắp đặt cái bẫy này. Tiểu Hắc lại chỉ nhìn ra khoan thuyền phía sau, cảm thấy đau lòng không dứt với đống linh kiện phế liệu kia. Lính đánh thuê tuân thủ theo chế độ tư hữu tài sản. Máy bay chiến đấu vốn là tài sản lớn nhất của hai gã, nhưng bởi ảnh hưởng của lực từ, máy bay chiến đấu của bọn họ không thể rời khỏi tinh cầu kia. Thế nên, bọn họ làm nổ của người ta một cái máy trạm đơn giản thì bây giờ, người ta phá hủy lại của bọn họ một chiếc máy bay chiến đấu. Thật lỗ quá! Này, cô tên là gì? Nhị cầu nhìn chầm chầm vòng eo thon gọn của cô gái. Cũng phải nói cho tôi biết là tôi đã bại dưới tay ai chứ? Cô gái không quay đầu lại, đáp anh chỉ cần biết rằng sau này đừng có động vào bất cứ thứ gì của chiến hoàng nữa là được. Ồ, nhị cầu nheo mắt, nói. Vậy nghĩa là vẫn có thể cướp từ những pháo đài vũ trụ khác ư? Dường như cô gái vừa mỉm cười. Trung úy, chúng tôi đâu ôm đồm được nhiều như vậy. Nhị cầu liền nghĩ cô gái này rất biết tiếng lùi, hơn nữa, cũng không ngốc nghếch giống đám quân liên minh kia, gã hưng phấn nói. Được, nhị cầu tôi đáp ứng cô, tôi sẽ nói với các anh em sau này sẽ không động tới chiến hoàng nữa, rồi gã chớp chớp đôi mắt. Bé con à, em rất thông minh, liệu em có nhã hứng gia nhập đội quân lính đánh thuê bọn anh không? Khi nghe thấy câu này, đôi tay đang điều khiển máy bay của cô rõ ràng khựng lại. Thiếu úy lưu khiết ngồi cạnh khẽ quát, đừng có mơ. Trung úy là quân nhân ưu tú nhất chiến hoàng của chúng ta, tuyệt đối sẽ không bao giờ thông đồng với các người làm bậy đâu. Nhị cầu căn bản không thèm để ý đến cậu ta, cười kha kha, nói, có ai chưa biết đến danh tính lính đánh thuê bọn tôi chứ, người nào người nấy đẹp trai, phóng khoáng, cơ thể khỏe mạnh, dẻo dai. Tất thảy phụ nữ ở thành phố tự do này đều mơ ước được cùng lính đánh thuê phong lưu một đêm. Cô em đi theo bọn tôi làm cô dâu hàng đêm, so với mấy tên ngốc này, bọn tôi tuyệt đối mạnh mẽ hơn nhiều. Lưu Khiết lập tức giận tím mặt, muốn mắng chửi nhị cầu một trận nhưng nghẹn họng hồi lâu mà không sao mở miệng được. Đúng lúc này, Trung úy bỗng nhiên xoay người, nhìn đám nhị cầu, cười tươi tắn. Cách lớp mặt nạ bảo hộ, dung nhan của cô gái này không được tính là nghiêng nước nghiêng thành nhưng khuôn mặt xinh xắn, thuần khiết lại khiến người ta cảm thấy vô cùng ấm áp và thân thiện. Đặc biệt là đôi mắt sáng ngời, từ một đầm nước hồ sâu được chiếu rọi bằng muôn vàng ánh sao. Nhị cầu và tiểu hắc nhất thời đều ngây ngẩn ngắm nhìn. Nhưng đúng lúc này, cô gái khẽ nhấc ngón tay lên, ấn một cái. à, nhị cầu và tiểu hắc hét toán lên, tiếng hét vang vọng khắp cabin ba người có mặt tại đây đều không thể tin vào những gì mắt mình đang nhìn thấy đã bị ném ra ngoài cô gái ném hai tên lính đánh thuê đó ra khỏi cabin tuy đã đội mũ bảo hộ mặc đồ du hành vũ trụ thì không còn nguy hiểm tới tính mạng nhưng hành động của cô thực sự quá đột ngột đột nhiên mở cửa khoang đột nhiên nghiêng thân máy bay khiến bọn họ đột nhiên mất thăng bằng mà ngã xuống Áp suất bên trong buồng điều khiển cùng nhiệt độ và lượng oxy dần khôi phục trạng thái ổn định. Lưu Khiết ngơ ngác nhìn hai bóng người trôi lơ lửng trước đầu máy bay, mặt hai người họ tái xanh tái dại, hết sức hoảng loạn. Lúc này, giọng nói ngọt ngào của vị trung úy ngồi bên bỗng vang lên, thiếu úy, đây mới đúng là trả thù chứ. Để hai gã nhị cầu và tiểu hắc trôi nổi giữa không trung chừng 10 phút, trung úy mới lệnh cho Lưu Khiết vớt từng người lên. Lần này, bọn họ ngồi rất nghiêm chỉnh, yên tĩnh cho tới tận lúc máy bay đáp xuống chiến hoàng. Đội quân lính đánh thuê nhận được tin, liền sốt ruột đứng đợi ở bông tàu chiến hoàng từ sớm. Lúc máy bay hạ cánh, nhị cầu không nói một lời, dẫn tiểu hát quay đầu, bước nhanh về phía máy bay của đồng đội, rời đi. Trung úy, có khi nào bọn chúng sẽ thất hứa không, lưu khiết nhìn theo bóng chiếc báo xăng của quân lính đánh thuê đi xa dần. Không đâu, Trung úy lặng lặng đáp tuy lính đánh thuê vô liêm sĩ thật nhưng vẫn có thể coi là trọng chữ tín. Hơn nữa, tôi đã ghi âm lại toàn bộ cuộc đối thoại trên đường về đây rồi. Trung úy Trung úy Trên bông tàu, vài viên phi công đứng chờ đã lâu vội vã chạy tới. Nghe Lưu Khiết tường thuật lại mọi chuyện xảy ra trong mấy ngày hôm nay, ai nấy đều vỗ tay, trầm trồ khen ngợi. Rốt cuộc cũng cho bọn chúng một bài học, có người cảm thán thốt lên. Cũng có người lo lắng nói, hàm trưởng luôn e sợ sẽ đắc tội với lính đánh thuê liệu ngài ấy có trách chúng ta không trách chúng ta cái gì chứ lưu khiết học ngay được giọng điệu của trung úy chúng ta cay ngay không sợ chết đứng mọi người thoáng ngẩn ra rồi cùng cười ha hả thông báo thông báo đúng lúc này trên loa phóng thanh bỗng vang lên giọng nói trầm ổn của viên sĩ quan truyền tin tất thảy đều sửng sốt thông báo ở đâu ra vậy mấy giây sau giọng nói đó lại vang lên lần nữa trung úy tô di xin mời lập tức đến trung tâm chỉ huy tác chiến đang lúc mọi người nhìn nhau bằng ánh mắt bất an tô di liền bước vào trung tâm tác chiến cô chưa kịp đứng vững trước mặt đã xuất hiện một bóng người cao lớn người đó không nói không rằng liền dán cho cô một cái bạt tai bớt một tiếng bên má cô lập tức đau rát cô ôm bên má rát như phải bỏng ngẩng đầu nhìn thấy rõ người vừa tới đó chính là thượng tá hứa minh trạch người được điều đến chiến hoàng nhậm chức hạm trưởng nửa năm trước đây anh ta xuất thân con nhà quan tốt nghiệp đại học trước kia từng làm tham mưu trong bộ tác chiến của quân liên minh nhưng kể từ lúc anh ta đến chiến hoàng này chưa giây phút nào tô di cảm thấy thoải mái dễ chịu trung úy gương mặt gầy gò của hứa minh trạch tái mét ai cho phép cô gây hấn với lính đánh thuê tôi cho cô ta xem đi Hứa Minh Trạch căn bản không thèm nghe cô nói. Trên màn hình tinh thể lỏng mỏng như cánh ve, một khoảng không mênh mông hiện ra. Căn cứ vào hình ảnh và bối cảnh lúc bấy giờ, Tô Di có thể dễ dàng nhận ra đây chính là khoảng không phía trước chiến hoàng. Trong không gian yên tĩnh bỗng nhiên xuất hiện hai luồng đạn đỏ lòe, xe qua ngay trước đầu máy bay, thiếu chút nữa đã bắn trúng chiến hoàng. Một chiếc báo săn in hình chữ thập màu bạc dũng mãnh lướt qua trước mặt máy bay. Giọng nói giận dữ của nhị cầu từ tần số truyền tin truyền đến hóa ra là nữ phi công duy nhất của chiến hoàng trung úy mèo hoang tôi sẽ giữ chữ tín sau này không động tới chiến hoàng thế nhưng không bao gồm cả cô đâu câu nói sau cùng của nhị cầu đã trở thành tiếng trống vang trời nhất định cô sẽ phải là người phụ nữ của tôi tô di ạ à. hình ảnh vụt biến mất trên màn hình hứa minh trạch quay đầu nhìn tô di sau cặp kính rộng vàng sáng chói anh ta nhìn cô đầy khinh bỉ đây là thời điểm 5 phút trước khi phát sinh sự việc bất ngờ. Hạm trường tôi. Không cần nói nữa. Hắn ta vừa gây náo loạn như thế, chắc chắn toàn bộ liên minh đều đã biết chúng ta đắc tội với lính đánh thuê rồi, hứa minh trạch trách móc cô không thương tiếc. Cô có biết việc này đã vô tình vi phạm tới thỏa thuận giữa Tổng thống quân ta và sĩ quan chỉ huy quân lính đánh thuê rồi không? Cô có biết cô mang đến cho tôi nhiều phiền phức như thế nào không? Tôi vất vả duy trì cục diện ổn định, thế mà bị cô phá hỏng cả rồi. Tô Di, cô không hiểu lấy đại cục làm trọng là thế nào, đúng không? Anh ta trừng mắt nhìn cô. Nhất định phải xin lỗi người ta. Mang theo chút lễ vật đến gặp người hôm nay cô vừa đắc tội và cấp trên của hắn ngay đi. Tiền mua lễ vật sẽ trừ vào tiền lương tháng này của cô. Hai tay Tô Di nắm chặt thành nắm đấm, cố gắng nín nhịn và nhẫn nại, cuối cùng cô vẫn đành cúi đầu, tuân lệnh nhưng thái độ phục tùng đó của cô không hề khiến hứa minh trạch mũi lòng anh ta nói tiếp sau này cô không cần tham gia nhiệm vụ tìm kiếm tài nguyên nữa thượng tá mặt tôi di thoáng biến sắc tôi phải tham gia nhiệm vụ này hứa minh trạch đẩy đẩy gọng kính nói trung úy đây là mệnh lệnh thượng tá kỳ thực bọn họ đã cướp đoạt của chúng ta nhiều thứ như vậy hôm nay tôi chỉ muốn dạy dỗ bọn họ một chút mà thôi sau này những việc như thế nhất định sẽ không tái diễn nữa từ nay về sau số tài nguyên chiến hoàng tìm được chắc chắn sẽ nhiều hơn so với các chiến hạm liên minh khác cuối năm sát hạch quân sự chúng ta nhất định sẽ giành vị trí đứng đầu tôi di nói với giọng điềm đạm hơn nữa tôi chẳng qua cũng chỉ là xích mít với binh sĩ cấp thấp của quân lính đánh thuê đối phương cũng chẳng rảnh mà về báo cáo với cấp trên ngài xem chúng ta bị thua thiệt bao lần mà có khi nào báo lên lãnh đạo đâu thực ra không đánh không nhận người quen, chúng tôi và lính đánh thuê đều ngưỡng mộ nhau. Ngài là người dụng binh, nhất định sẽ tán thành lời nói của tôi. Lần này, có vẻ tôi làm hơi quá nhưng tôi đảm bảo lần sau, gã lính đánh thuê đó nhất định sẽ tới chiến hạm của chúng ta uống trà. Hứa Minh Trạch nghe vậy, sắc mặt cũng dịu xuống nhưng vẫn nói, vậy khi nào cô xin lỗi người ta xong thì quay về làm tiếp nhiệm vụ. Vâng, Tô Di bình tĩnh đáp. Tô Di rời khỏi trung tâm tác chiến trở lại ký túc xá phi công mấy viên phi công cấp dưới của cô lập tức chạy tới hứa minh trạch đúng là một tên quái dị một viên phi công lớn tuổi nói nếu thượng tá liên đạt còn ở nơi này thì đám lính đánh thuê kia sao dám khi dễ chúng ta chứ người còn lại nói thượng tá liên đạt giờ đã thuộc phe đối đầu với chúng ta rồi tất thảy mọi người đều im lặng suốt nửa năm qua tô di luôn có cảm giác thuyền lật trong mương một cô theo lý trí lựa chọn trở lại chiến hoàng nhưng không ngờ cục diện lại thay đổi đến mức này một có nghĩa là ở một nơi tưởng chừng rất chắc chắn bền vững mà vẫn có thể có chuyện bất ngờ xảy ra lúc đầu không chỉ có liên đạt đem theo vài viên phi công lão thành dưới trướng anh ta rời đi mà đến hàm phó vì nới lỏng trị an thả cho liên đạt trốn thoát cũng bị liên minh giảm quân hàm giờ đang đảm nhiệm chức vụ quản lý nhân sự tại một chiến hạm khác liên minh điều hướng minh trạch tới đây ít nhiều cũng làm giảm bớt tính chất đặc trưng của chiến hoàng suy cho cùng không còn liên đạt chiến hoàng không còn được tín nhiệm như trước nữa bây giờ từ hạm trưởng hạm phó đến tham mưu tác chiến tất thảy đều cùng một dục, không làm chiến hoàng mạnh lên được cũng may đội trưởng đội không quân được mọi người cất nhắc là một viên phi công từng trải công tác lâu năm ở chiến hoàng anh ta hết sức ngưỡng mộ tài trí của tô di nên đã bổ nhiệm cô làm tiểu đội trưởng đừng nói nữa tô di ngắt lời cuộc bàn luận của đồng đội Thượng tá có suy nghĩ riêng của ngài ấy, chẳng qua ngài ấy muốn lấy đại cục làm trọng mà thôi. Rồi cô chọn ra bốn viên phi công cùng mình đến thành phố tự do, những người được chọn tỏ ra rất vui vẻ, háo hức. Nghe nói, đó là nơi tập trung nhiều vũ nữ xinh đẹp nhất liên minh, bọn họ lập tức hăng hái, phấn chấn, tiếp tục cuộc bàn luận đang gian dở. Tô Di mỉm cười, quay về phòng mình, ngửa mặt nằm xuống giường. Thành phố tự do lúc này là đại bản doanh của thương chủy. Không, cô lại nói sai rồi. Là Mạnh Hy Tông mới đúng. Trong đầu cô bất giác hiện lên khuôn mặt anh Tuấn, lạnh lùng cùng thân thể vạm vỡ, cường tráng ấy. Ở lại chiến hoàng, tốt xấu gì cũng là do cô chọn lựa. Nếu ngày đó ở bên Mạnh Hy Tông thì có lẽ bây giờ đến một mẫu da cô cũng chẳng còn. Đến bao giờ cô mới tìm được trái đất đây? Ba ngày sau, một chiếc báo săn của Liên minh lặng lặng đáp xuống bến cảng không gian của thành phố tự do đây cũng không phải là lần đầu tiên tô di đến thành phố này. trên thực tế, trong nửa năm vừa qua, cô đã từng đi khắp các tinh cầu thuộc địa phận liên minh. thành phố tự do hoàn toàn không giống những thành phố khác. mới nửa năm trôi qua mà nó đã in đậm phong cách của lính đánh thuê. họ thay đổi thường phục, hòa vào dòng người đi trên phố. có thể dễ dàng bắt gặp từng tốp, từng tốp lính đánh thuê đang túng năm tụng ba, có đám mặc quân phục màu đen tuyền nghiêm chỉnh có đám lại mặt thường phục nhưng vẫn dễ dàng nhận ra, bởi trên người họ luôn toát ra khí chất lạnh lùng, cao ngạo khác hẳn với dân thường. Họ đi tới đầu một con đường rất bẩn thỉu và vô cùng hỗn loạn. Những người làm ăn buôn bán tùy tiện bày bừa sạp hàng của mình, lời ra tiếng vào, ầm ỉ một góc phố. Lính đánh thuê thường rất hào phóng, cho nên những người bán hàng rong ở đây ai nấy đều tươi cười, đòn đã mời chào khách. Tô Di chưa bao giờ thấy dân thường ở tinh cầu nào có nụ cười đắc ý đến vậy. Ngoài ra, còn có thể dễ dàng bắt gặp những cô gái làng chơi, cô thì đứng trước một cửa tiệm cố định, cô thì đứng ngay phía đầu đường, không ngừng ve vãn những gã lính đánh thuê cao to đi ngang qua. Bọn họ dường như không hề để tâm tới ánh mắt của những người xung quanh, thậm chí còn ngang nhiên đứng bên đường sờ soạn, tiếng cười khúc khích, tục tiểu vang lên không ngớt. Nhưng trong đoàn người, chỉ có mình Tô Di cảm thấy xấu hổ mà đỏ mặt tí tai, những người khác lại coi đó là chuyện rất đổi bình thường thường chỉ có những người giàu có mới ở khách sạn hàng sang nhưng hầu hết bọn họ đã rời khỏi thành phố tự do nên những nơi này đều bị bỏ hoang hầu hết chỉ những quán rượu nhỏ được tu sửa lại cho bắt mắt mới thấy có bóng người mà những chỗ này lại hết sức hỗn loạn bất luận ở ven đường hay bên trong quán đều diễn ra những cảnh tượng khiến người ta giật mình một nhóm đàn ông da ngăm đen trong bộ đồ lao động màu xanh da trời cùng đám lính đánh thuê trong bộ quân phục màu đen tuyền ngồi túng năm tụng ba uống rượu ca hát chơi trò đánh đố, tiếng cười vang không ngớt. Đó hẳn là những người đào mỏ của tinh cầu Tự Do. Là một trong số những tinh cầu có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú nhất Liên Minh, đây là nơi tập trung đông đúc nhân công lao động và các khu công nghiệp dày đặc, số lượng thợ mỏ không đến 8 vạn thì cũng có tới 5 vạn người. Hiển nhiên, những thợ mỏ xuất thân nghèo khó tỏ ra rất vui vẻ, thoải mái khi ở cùng một thành phố với lính đánh thuê. Cũng trong một số quán rượu khác, thợ mỏ và lính đánh thuê lại kéo bè kéo lũ đánh nhau, khiến mặt mũi ai nấy đều bầm dập, tiếng chửi bới, quát tháo, tiếng bàn ghế đổ vỡ náo loạn cả khu phố. Đám người xung quanh vẫn tỏ ra hết sức bàn quan, tự hồ không để ý tới, có người thậm chí còn vỗ tay cổ vũ âm ỉ. Cuộc sống của bọn họ thật, ung dung tự tại, lưu khí quan sát tình hình một lượt rồi cười ha hả, bá vai bá cổ mấy viên phi công khác, trong điệu cười giòn giả ấy ẩn chứa vài phần ngưỡng mộ. Đúng vậy, tự do tự tại chính là cảm giác này. Mặt sức phóng đảng, không chịu bất cứ sự gò bó nào, ung dung thản nhiên. Đây cũng chính là loại cảm giác cô tìm thấy trên người mạnh hy tông, chỉ có điều, so với đám lính đánh thuê thông thường, anh ta còn cuồng ngạo hơn rất nhiều. Tuy đoàn người Tô Di đã mặc thường phục nhưng khí chất của họ vẫn rất thận trọng và nghiêm túc, có viên phi công còn tỏ ra vô cùng căng thẳng, khiến những người trên phố không khỏi cảm thấy kỳ lạ mà dõi mắt nhìn theo. Cuối cùng, nhóm người tô diên ngồi lên một chuyến tàu hỏa đến nơi đóng quân của lính đánh thuê tô di báo muốn gặp nhị cầu nhưng lại nhận được hồi đáp rằng gã đã ra ngoài chưa về chỉ có cấp trên của gã vẫn đang ở trong căn cứ tô di cùng lưu khiết đành vào gặp người đó đó là một người đàn ông trung niên xấu xí có cặp mắt vô cùng xảo quyệt vừa nhìn thấy lễ vật sang trọng tô di mang tới lão lập tức vui vẻ vỗ ngực nói sẽ có trách nhiệm khuyên bảo nhị cầu đến chiến hoàng xin lỗi một phen rồi lão còn trực tiếp gọi qua cho hứa minh trạch, hai người tự hồ nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Cuối cùng, nhiệm vụ suối quẩy hứa minh trạch giao cho cô cũng hoàn tất. Đoàn người rời khỏi nơi đóng quân của lính đánh thuê. Tô Di còn chưa nói gì, mấy người đàn ông bên cạnh đã xô đẩy nhau, lưu khiết đỏ mặt, nói, trung úy, chúng tôi muốn vào quán ba chơi một lát. Tô Di nhìn ánh mắt sáng ngời, đầy mong đợi của bọn họ, suy nghĩ một lát rồi gật đầu, nói, được, nhưng tuyệt đối không được gây sự đâu đấy. Đây là quán bar náo nhiệt nhất thành phố tự do. Trong bóng đêm yên bình, quán bar với những chiếc đèn nê ông rực rỡ sắc màu, khác hẳn những nơi hoa lệ khác trong thành phố, lại giống như một dòng sông xanh trong, ống ánh, e ấp dưới bóng trăng, thanh nhã mà thoát tục. Trong tiết trời đầu xuân lạnh lạnh, mười mấy cô gái trẻ trung trang điểm lộng lẫy, khoác trên người những tấm áo lông cừu thời thượng yếu điệu tiến vào quán bar, chọn chỗ trống rồi ngồi xuống không giống những cô nàng xinh đẹp, dung tục và nhiệt tình trong các quán bar khác, các cô gái ở đây đều tỏ ra hết sức lạnh lùng kiêu sa. Ánh mắt lộ vẻ bất cần, thờ ơ, trên ngón tay thon dài, trắng muốt còn kẹp một điếu thuốc lá đang cháy dở. Ngay cả Tô Di khi nhìn một cô gái có khí chất đặc biệt như vậy, trong lòng cũng hơi chấn động. Tô Di không biết rằng đám đàn ông còn rung động hơn nữa. Nhìn các cô gái cao ngạo lại xa ngã như vậy, học mòn giống đực của bọn họ lập tức trỗi dậy, muốn chinh phục và muốn được giày vào các cô nàng ngay lập tức. Vừa bước vào quán bar, Tô Di lập tức kinh hãi. Còn mấy gã đàn ông đi theo cô lại tỏ ra hết sức hưng phấn. Ánh đèn chói mắt mê loạn, âm nhạc đinh tai nhức óc, những chiếc sofa dài cùng dãy bàn nhỏ kiểu vuông, đúng chất của một quán bar. Không gian rộng rãi, hút tầm mắt. Có đám thợ mỏ áo xanh ngồi quay thành một bàn đánh bài, cũng có đám lính đánh thuê trong bộ quân phục đen đang ngã ngớn cùng những cô gái trẻ ngồi trên đùi mình bọn họ một tay cầm ly rượu, một tay không chút kiên kỵ lần mò, sờ soạn bên trong lớp áo quần. Những cô gái đó vui mình trong lòng bọn họ, dáng vẻ tươi cười xinh xắn, thậm chí còn có chút e thẹn, xem bộ dạng này có lẽ họ không phải gái làng chơi mà là những thiếu nữ bình dân lỡ sảy chân xa vào cám dỗ. Vì thời gian còn sớm nên quán ba vẫn chưa đông lắm, nhóm Tô Di tìm bàn trống trong một góc khuất rồi ngồi xuống. Tô Di lặng lặng ngồi nhâm nhi đồ uống, còn bốn người đàn ông bên cạnh cô hết nhìn trái lại nhìn phải, nhấp nhổm không yên. muốn tán gái thì mau đi đi. tô di kéo vành mũ xuống thật thấp. sáng mai chúng ta phải quay về rồi đấy. trên quầy ba có không ít các cô gái đang ngồi uống rượu, chờ người tới làm quen. mà trên bàn tô di lúc này lại có bốn người đàn ông, ai nấy đều vô cùng đẹp trai, thân hình cao lớn, dáng vóc cân đối, khí chất điềm đạm, hơn hẳn đám thợ mỏ bẩn thỉu và đội lính đánh thuê thô tục kia tự nhiên bọn họ thu hút được rất nhiều ánh mắt. Vì thế, chưa cần bọn họ lấy hết dũng khí đứng lên đi tán gái, đã có người nhìn họ bằng ánh mắt khó ưa rồi. Bốn nam với một nữ ư, có người đi tới, để một tay lên bả vai lưu khiết. Người anh em, tuy thành phố tự do của chúng ta chỉ có 10 vạn lính đánh thuê thôi nhưng tất thảy những con gà hay của liên minh đều phải nghe danh mà đến. Các cậu có cần phải tiết kiệm quá thế không? Hay các cậu thích ăn chung? vậy cho anh tham gia nữa nhé. Hai chị gái điếm hoặc những cô gái lẳng lơ. Ha ha ha, đám đàn ông xung quanh cười phá lên, còn các cô gái có mặt ở đó người tỏ vẻ ngượng ngùng, rùng mình sợ hãi. Người đàn ông kia dáng vẻ cao lớn, tướng mạo oai hùng nhưng miệng đầy mùi rượu, ánh mắt lờ đờ, mơ màng vì say. Lưu khiết đẩy gã đó ra, đứng bật dậy. Cậu ta vừa hành động, mấy gã đàn ông vừa uống vài chén lập tức khí thế bừng bừng, không chịu ngồi yên, tất thảy đều sa sầm nét mặt rồi từ từ đứng lên. Mẹ kiếp, đừng có nói bậy, lưu khiết quát lớn. Cô ấy là cấp trên của chúng tôi đấy. Ngồi xuống, Tô Di khẽ giọng nói, đừng gây chuyện, kệ bọn họ đi. Gã đàn ông vừa khiêu khích cười càng to hơn. Cấp trên ư. Gã sách theo chai rượu, lão đảo đi vòng qua trước mặt Tô Di, nhìn khuôn mặt cô bị che khuất hơn nửa dưới chiếc mũ lưỡi trai rồi lại phá lên cười ha hả. Người đẹp, đàn bà con gái đến những nơi này chỉ có hai loại một loại là đàn bà để chúng ta chơi đùa loại còn lại là nữ lính đánh thuê cô thuộc loại nào chúng tôi là người của cáo trọc tô di ngẩng đầu không nhanh không chậm nói ra biệt hiệu của thủ trưởng nhị cầu không biết từ lúc nào dường như mọi người có mặt tại đây đều hướng mắt nhìn về phía bên này cơ hội sự xuất hiện của bọn họ hết sức đường đột người của ông ta ư mất hứng quá gã gây hấn kia rõ ràng cảm thấy hơi thất vọng, xách theo chai rượu trở lại bàn của mình. Những người khác dường như cũng không để ý tới bọn họ nữa. Trong giây lát, khung cảnh xung quanh lại trở về trạng thái náo nhiệt ban đầu, không tán gẫu thì uống rượu, đánh bài, chơi trò đánh đố. Đám người lưu khiết có chút kinh hãi với sự việc vừa xảy ra nhưng lúc này phải rời đi như vậy thì bất giác cảm thấy không cam lòng. Tô Di để ý thấy gã đàn ông vừa gây hấn ban nãy đã tham gia vào một nhóm chơi bài ở bàn bên cạnh không biết vô tình hay cố ý thỉnh thoảng lại liếc qua. Cô liền thấp giọng quyết định, lúc này vẫn còn sớm, chúng ta ngồi đây thêm nửa giờ nữa rồi hẳn rời đi. Mọi người chỉ đành gật đầu. Ai nấy đều nâng ly, uống những ngụm rượu sâu muộn. Một lát sau, Tô Di đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh. Tuy vóc dáng của cô khá nhỏ nhắn, xinh xắn nhưng trên người lại nồng đường khí chất quân nhân. Vì thế, chỉ có vài tiếng huyết sáo theo bước chân cô, còn tuyệt nhiên không ai dám quấy rầy. Nhưng khi cô quay trở lại chỗ ngồi, chợt phát hiện bên cạnh thiếu mất một người. Tiểu Bạch đâu, người cô đang hỏi đến là một cậu bé có dáng dấp thanh tú nhưng tính cách lại ẻo lả như con gái. Đám người có chút ngượng ngùng, nói, vừa có một cô gái xinh đẹp đến mời cậu ấy cùng đi nhảy, nhưng cậu ấy đảm bảo trong vòng nửa tiếng nữa nhất định sẽ quay lại. Tô Di chỉ còn biết im lặng. Đàn ông thực sự là một lũ sinh vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới ư hơn nửa giờ sau, cuối cùng tiểu bạch cũng trở về. có điều không phải trở về theo chiều đứng mà là theo hướng song song với mặt đất. gã cầm đầu ôm trong lòng một cô gái xinh đẹp, phía sau là sáu gã đàn ông cao to, cường tráng. gã say rượu gây hấn ban nãy nhìn thấy đám người đó thì không còn vẽ say rượu nữa, cật nhã đứng lên, đứng bên cạnh hai gã trong số đó. bọn họ ném tiểu bạch mặt mũi sưng vụ xuống đất. gã đàn ông cầm đầu nói với một tên sau lưng mình, tiểu hắc anh đây đang tự hỏi không biết là kẻ nào không muốn sống, dám ngang nhiên quyến rũ cô em đây. Hóa ra chính là mèo hoang nhỏ à. Đám người xung quanh cười vang, nhìn bọn Tô Di với ánh mắt nham hiểm. Tô Di không chút hoang mang, tiện tay cầm cốc nước trên bàn lên, nhàn hạ uống một ngụm rồi mới đứng dậy, nói, nhị cầu, mèo hoang nhỏ là cái tên để cho anh gọi đấy à. Cuộc so tài ở Tây Bắc Phong chưa đủ làm anh mất mặt phải không? Tất thảy mọi người đều cảm thấy sửng sốt, tiếng cười bỗng rộ lên rồi càng lúc càng to có người cao giọng cười mắng nhị cầu mẹ kiếp mày đúng là đồ bất lực nhị cầu vừa xấu hổ vừa tức giận trừng mắt nhìn tô di cười khẩy nói nếu hôm nay anh đây thả cô em đi thì sẽ không phải là lính đánh thuê nữa đám người lưu khiết cũng quay sang nhìn nhau tô di mà họ biết tuy luôn dồn hết tâm trí vào việc đối phó với lính đánh thuê nhưng từ trước đến nay cô vẫn hết sức bình ổn và khiêm tốn sao hôm nay bỗng nhiên hung hăng đến vậy kỳ thực tô di cũng là bất đắc dĩ mà thôi cô biết nhị cầu tuy bại dưới tay mình nhưng vẫn rất sĩ diện nếu như cô tỏ ra yếu kém và lép vế chỉ sợ hôm nay sẽ không thể rời khỏi nơi này được nhưng nếu cô làm lớn chuyện nhị cầu chắc chắn sẽ dùng mọi thủ đoạn để đối phó với cô quả nhiên càng lúc càng có nhiều người kéo tới xem trò vui sự việc nhị cầu bại dưới tay nữ sĩ quan không quân liên minh ngày đó đã trở thành giai thoại để đời. Tuy bị nhị cầu tùy tiện biện minh thành chuyện anh hùng khó qua ải mỹ nhân, nhưng việc này cũng khiến đám lính đánh thuê mang thái độ kỳ vọng và ngưỡng mộ đối với cô. Hôm nay, tận mắt được nhìn thấy người thật giá thật, không ngờ lại là một cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn nhưng cũng không kém phần kiêu ngạo, phách lối, đúng như danh hiệu mèo hoang nhỏ người ta đặt cho cô, khiến tâm tình của bọn họ phấn chấn hơn hẳn. Trong tình huống này, Nhị Cầu thực sự không tiện ra tay trước. Ngược lại, Tô Di lại tỏ ra rất nhàn tản, đứng giữa hai đám đàn ông cao lớn vây quanh, khuôn mặt lộ vẻ khinh thường. "Nhị Cầu, tôi thắng anh một cách quang minh chính đại, anh không biết xấu hổ, còn định so đo gì nữa?" Nhị Cầu tức đến nỗi suýt ói ra máu, "Quang minh chính đại cái con mẹ nó. Có cần phải lấy gã ra làm trò nhiều như vậy không? Gã còn mặt mũi nào nhìn đồng đội nữa đây?" Trong lòng gã thực sự hoài nghi, chắc chắn cô gái này đã ngờ tới trước, cho nên mới có thể nói ra một cách không kiên dè như vậy. Nhưng Tô Di đã đánh giá quá cao lời hứa của gã. Ánh mắt gã lướt qua gương mặt oai hùng, phấn chấn của cô, cười cười. Bắt lấy cô ta. Đám lính đánh thuê lập tức tiến lên. Ba viên phi công ở phía sau Tô Di sao có thể để bọn họ tự tiện bắt người. Trong nháy mắt, hai bên đồng thời rút súng, chỉ vào đối phương, bầu không khí phút chốc trở nên căng thẳng. Nhị cầu, anh thực sự không biết nhìn xa trong rộng, một tiếng thở dài khe khẽ, trầm thấp đột ngột xen vào giữa không gian nhúng đầy mùi thuốc súng. Nghe thấy giọng nói này, thần sắc của nhị cầu lập tức cứng đờ. Tô Di nhìn về phía có tiếng nói là một cô gái đang ngồi trên chiếu bạc. Khi vừa vào đây, Tô Di đã để mắt tới cô ta rồi. Chỉ là không ngờ cô ta lại bỗng nhiên lên tiếng trong hoàn cảnh này cô ta khoác trên người bộ đồng phục màu đen tuyền đặc trưng của lính đánh thuê tóc ngắn ngang vai mặt tròn mày rầm mắt to môi mỏng không tính là xinh đẹp nhưng cũng rất sắc sảo lanh lợi cô ta vừa cất lời những người xung quanh lập tức im bặt có thể thấy cô ta có địa vị khá cao trong quân đội lính đánh thuê đến nhị cầu cũng phải ấp úng đáp lời ly tử chuyện này không liên quan gì tới cô anh ăn hiếp con gái vậy là chuyện có liên quan tới tôi rồi cô gái được gọi với cái tên Ly Tử này chậm rãi châm một điếu xì gà, cánh tay nhỏ nhắn hướng về phía ghế tựa, vẻ mặt hết sức lạnh lùng, nói, anh cứ động đến cô ấy xem. Mọi người xung quanh cười ồ lên, phần lớn lên tiếng ủng hộ Ly Tử. Nhị cầu nổi giận nói, người của cô ta động tới cô gái của tôi, việc này không thể bỏ qua được. Tiểu Bạch bị đám người nhị cầu đánh cho tơi tả, mặt mũi sưng vù, lúc này cũng bực bội lên tiếng, chính cô ta chút rượu tôi, còn luôn miệng nói gì mà ngưỡng mộ sĩ quan liên minh. Đến tay cô ta, tôi còn chưa động đến nữa là. Đôi mắt ly tử nhau lại, quay sang tô di, chậm rãi nói, lần này, người của cô đã sai, ăn không được là do bản thân hắn vô dụng. Tô di trầm giọng, nói, vậy thì cô nói xem, phải làm thế nào đây, bây giờ, người nắm quyền bên đối phương hiển nhiên đã đổi sang cô gái này. Ly tử nghe vậy, ánh mắt sáng lên, trên gương mặt ẩn hiện nụ cười ngọt ngào những ngón tay thon dài của cô ta chỉ về phía tô di và nhị cầu nói cô anh ta cùng tôi đấu một ván bài nếu mèo hoang nhỏ thắng nhị cầu phải đưa hết số tiền có trong người cho cô ấy và thả cho họ rời đi nếu nhị cầu thắng tô di cũng phải đưa hết tiền cho nhị cầu rồi để báo săn của các cô lại còn các cô có thể đi được nhị cầu cắn răng nói Tuy vẫn còn ấm ức vụ bị tiểu bạch nẫn tay trên người đẹp của mình nhưng một chiếc báo săn so với một cô gái còn đáng giá hơn nhiều. Hơn nữa, nếu thắng được tô di ván này, gã ít nhiều cũng lấy lại được chút danh dự. Nếu tôi thắng, tôi còn muốn sau này, mỗi khi gặp tôi, hắn phải đi đường vòng, tô di lớn tiếng nói. Mọi người cười ha hả, xôn xao bàn tán cuộc đánh cược này gớm mặt đây. Ly tử cũng có vẻ cao hứng, tặc lưỡi đồng ý. Vậy nếu cô thua thì sao, Tô Di đột nhiên hỏi Ly Tử. Ly Tử cười phá lên, Mất từ bên hông ra một sấp tiền của quân liên minh, ném lên trên mặt bàn, tủng tỉm cười. Cộng thêm cả tôi nữa. Đám lính đánh thuê và thợ mỏ vây xung quanh lập tức náo loạn. Tin tức về cuộc so tài đánh bài giữa ba người trong nháy mắt đã truyền khắp quán ba. Ngay cả đi chay ở giữa sân khấu cũng nhiệt tình tuyên bố đánh cuộc trận này. Mấy trăm người ở tầng một háo hức lao về phía ba người họ, chen nhau đứng chật cả một góc. Nhưng tầng hai lại tương đối yên tĩnh. Không ít vị quan khách trong phòng VIP nghe thấy lời giới thiệu của DJ cũng tò mò đi ra hành lang, thò đầu xuống xem cảnh náo nhiệt phía dưới. Lúc đầu, thấy bộ dạng nhiệt huyết, hưng phấn của Ly Tử, Tô Di đã nghĩ rằng cô ta đích thị là một cao thủ, liền tập trung tinh thần tính toán từng nước bài, không dám sơ suất một bước. Ai ngờ, ván đầu tiên sau 5 phút đã kết thúc, Tô Di thắng lớn, nhị cầu kém hơn một chút còn ly tử thua một cách thảm hại. Cô ta ủ rũ rút ra một sấp tiền, quăng tới trước mặt Tô Di còn tiện tay cởi phăng chiếc áo khoác ngoài, để lộ chiếc áo bó sát bên trong, khiến thân hình cô ta hiện ra vô cùng tuyệt mỹ. Chơi lại. Tô Di chợt hiểu ra, cô gái này chính là một con nghiện cờ bạc. Đám người vây quanh hưng phấn, trầm trồ khen ngợi. Người của Tô Di biết rõ kỹ thuật đánh bài của cô không tệ, nhìn thấy cục diện này liền cao hứng, hòa vào đám đông đứng cổ vũ ván thứ hai tô di thắng nhị cầu sơ suất bị thua thảm hại gã sa sầm nét mặt móc từ trong ngực ra một sấp tiền đếm đến rồi ném tới trước mặt tô di một lúc sau lại cười cười cởi phăng chiếc áo quân phục khoác ngoài để lộ những cơ bắp trắng chắc đám người lưu khiết đã uống không ít rượu lúc này cơ hồ cũng quên đi vụ ẩu đả với lính đánh thuê ban nãy hòa lẫn đám người bá vai bá cổ uống rượu xem đánh bài họ hét ầm ý, chỉ có tô di mồ hôi lạnh trên trán không ngừng túa ra trong đầu nghĩ không thể thua không thể thua nhưng qua ba ván thế cục liền thay đổi nhị cầu bốc trúng lá bài tốt chỉ còn thiếu nước ngửa mặt lên trời cười ha hả mặc dù trên người gã đã chẳng còn gì để cởi nhưng vẫn rất phách lối hung hăng nhìn tô di lớn tiếng nói cởi lúc đầu không nói có vụ cá cược này tô di ném ra một sắp tiền trong lòng nhị cầu đầy căm phẫn, khuôn mặt tỏ vẻ không thể tin nổi. Cô chơi ăn gian. Em gái, trên người chỉ còn lại chiếc áo ngực, ly tử phải dùng một tay để che nơi tư mật phía dưới, cũng nói xen vào. Đàn ông và đàn bà đánh bài, thu phải cởi quần áo, đây là quy tắc của lính đánh thuê, lẽ nào cô định chơi ăn gian công khai như thế? Thật suối quẩy cho tô di, lúc mới vào đây, vì sợ nóng nên cô đã cởi áo khoác ngoài nếu bây giờ cô mà cởi thì bên trên chỉ còn lại chiếc áo ngực bên dưới chỉ còn đọc chiếc quần lót mặt cô không biến sắc nói cho tôi nợ một ván trước cái gì sao có thể như thế được nhị cầu tức giận nói tôi không hề biết quy tắc này cô không thèm để ý tới sự phá rối của nhị cầu và tiếng la ó của những người xung quanh bắt đầu chia bài nhưng hôm nay đúng là ngày xui xẻo của tô di ván này ly tử người đã thua cả đêm bỗng nhiên thắng to Tô Di đành đâm lao phải theo lao. Cởi! 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 Đám đàn ông đứng vây quanh nhốn nháo la hét. Chiếc áo chẽn cùng quần dài làm tôn lên dáng vóc cân xứng của Tô Di. Giờ bọn họ thực sự háo hức muốn được xem từng đường công lạ lướt đằng sau lớp y phục cô đang mặc. Hơn nữa, cô lại chính là mèo hoang nhỏ danh tiếng lẫy lừng, đủ để khiến bọn họ đem lòng mơ mộng. Thậm chí, ngay cả đám người lưu khiết cũng dán chặt đôi mắt lờ đờ, mơ màng nhìn sang Tô Di. Trong bầu không khí náo nhiệt này, bọn họ chỉ nghĩ cởi cũng chẳng có gì, chỉ là tiêu khiển mà thôi. Mặt Tô Di nóng bừng. Tuy trước mặt người khác, đàn bà con gái chỉ mặc bikini ở thời đại của cô là chuyện rất đổi bình thường nhưng đối với cô mà nói, đây rõ ràng là sự thách thức vô cùng to lớn. Nhưng lúc này, cô không còn cách nào để thoái thác được nữa. Nhìn hai người trước mặt gần như đã hoàn toàn lõa thể, Tô Di cảm thấy phần thắng của mình vẫn còn rất lớn. Cô cắn răng, hạ quyết tâm bắt đầu cởi từng chiếc cúc áo trong mắt đám cấp dưới người trước nay luôn điềm tĩnh như núi tô di lại có lúc đôi tay run rẩy thế này mà khi những ngón tay trắng nõn thon dài của cô kéo chiếc áo xuống làm lộ ra bờ vai trắng nõn mịn màng tựa ngọc đám đông nhất thời nín lặng dường như mọi người đều nín thở nhìn vòng eo thon nhỏ nõn nà đến chiếc áo ngực màu nâu ông lấy cặp bồng đảo đầy đặn trắng như tuyết cuối cùng ánh mắt nhất loạt nhìn xuống đôi chân thon dài của cô. Vẻ yên tĩnh trong quán rượu trầm hẳn xuống, bất giác khiến ai nấy đều có chung một suy nghĩ, bầu không khí càng thêm phần sôi nổi. Mặt tô di đỏ bừng như thể muốn nhỏ máu, có vẻ dưới sự tác động của hơi men và bầu không khí căng thẳng, tô di bất giác cảm thấy nôn nao. Chơi lại, giọng nói của cô hết sức quả quyết. Được, các tế bào của những người đàn ông ở đây dường như đều bị thiêu đốt bởi lời khiêu chiến dứt khoát của Tô Di để tôi chơi thay cô ấy, đúng lúc này, một giọng nói âm trầm, thách thức đột nhiên vang lên. Đám đông vây quanh rõ ràng đang la ó ầm ĩ nhưng giọng nói trầm thấp ấy vẫn nhẹ nhàng lọc được vào tai mỗi người. Mà khi nghe thấy giọng nói này, trái tim Tô Di bất giác đập thình thịch. Chỉ cảm thấy dường như có một con rắn đang bò dọc sống lưng mình, trong nháy mắt, toàn thân cô cứng ngắc, mồ hôi lạnh túa ra đầm đìa. Mọi người nhất loạt quay đầu rồi nghi hoặc nhìn nhau, tránh sang một bên nhường lối một người đàn ông cao lớn hai tay đút túi quần thần sắc lạnh như băng đang chậm rãi bước xuống từ tầng hai bộ quân phục lính đánh thuê bình thường như vậy nhưng mặt trên người anh ta lại hết sức trang nghiêm và đẹp mắt còn khiến người ta có cảm giác kính sợ anh ta có đôi vai rộng eo nhỏ và đôi chân dài vừa có sự lười nhác bất kham của lính đánh thuê vừa có vẻ kiên quyết lạnh lùng của quân liên minh sự xuất hiện của anh ta khiến tất thảy phụ nữ ở đây đều phải sáng mắt lên anh ta khẽ nhướng hàng mày lưỡi mát rậm rì, đôi con ngươi đen như mực liếc về phía Tô Di. Ánh đèn hắt bóng lên khuôn mặt anh ta, chỗ tỏ chỗ khuất, phản phất như anh ta đang nở nụ cười, nhưng lại khiến người nhìn cảm thấy nghẹt thở. Anh ta chậm rãi đi giữa đám người, tới gần bàn Tô Di đang ngồi. Tất cả mọi người xung quanh tự hồ chỉ làm nền cho dáng vẻ oai hùng kia. Đôi mắt đen lấy, sâu thẳm của anh ta lúc này đột nhiên sáng quắc, nhìn chầm chầm cơ thể trắng mịn của Tô Di, tuy trên mặt vẫn giữ nguyên nét cười nhưng càng lúc càng có cảm giác lạnh lẽo như băng. Trước đây, Tô Di không biết mình rốt cuộc sợ hãi mạnh Hy Tông đến mức nào, nhưng giờ khắc này, khi nhìn thấy anh ta, thậm chí ngay cả dũng khí để quay đầu lại cô cũng không có. Tại sao anh ta lại ở nơi này? Tính tình anh ta vốn thích những nơi yên tĩnh, sao hôm nay lại có nhã hứng đến một nơi ồn ào, náo nhiệt như vậy? Trở lại chiến hoàng, cô mới hiểu rõ sự tự do của mình thực chất vẫn là do mạnh hy tông ban cho nếu như anh ta thực sự muốn cô thì cô có thể trốn đi đâu được chứ chỉ là nửa năm qua sống trong yên bình cô luôn nghĩ có lẽ trong lòng mạnh hy tông cô đơn giản chỉ là một người có cũng được mà không có cũng chẳng sao anh ta sẽ chẳng vì cô mà đi gây chuyện tự gánh thêm phiền phức nhưng cuối cùng hôm nay cũng không tránh được cảnh tương phùng cô chưa kịp có bất kỳ phản ứng nào một đôi tay to lớn mạnh mẽ đã vững vàng đặt lên vòng eo thon nhỏ của cô đám đông vây quanh bất giác ồ lên kinh ngạc một giây sau cơ thể cô được nhấc bổng lên ngã vào một vòng ông lạnh tựa băng giá anh ta ngồi xuống chỗ của cô rồi đặt cô lên đùi mình bàn tay vẫn ông chặt không cô hành động đó tựa như một thói quen vô cùng thuần thục anh ta đưa tay cởi chiếc áo sơ mi đen của mình ra không nói một lời đắp chiếc áo lên cơ thể gần như trần trụi của cô rồi siết vào lòng ngực chiếc áo rất dài và rộng, che hết nửa thân trên, xuống đến bắp đùi Tô Di, trong nháy mắt đã ngăn trở những ánh mắt đang nhìn cô hao háo. Hông của Tô Di bị mạnh hy tông ôm siết, cả người áp sát vào vòng ngực trắng chắc của anh ta. Cô hơi choáng váng, ngẩng đầu nhìn, ánh mắt vừa chạm tới khuôn cầm góc cạnh đã lập tức cục xuống. Tim cô đập như trống dồn. Mười vạn quân lính đánh thuê, đa số đều không nhận ra mạnh hy tông, huống chi ở đây toàn những sĩ quan cấp thấp, nhị cầu hư lạnh một tiếng, vài người phía sau gã đã rút súng, nhắm ngay vào mạnh hy tông. Tuy khí chất của người vừa tới hùng mạnh đến nỗi khiến nhị cầu cũng có chút kinh hãi nhưng gã vẫn tỏ ra bực tức, quát, mày ở đâu tới đây hả? Cút ngay. Ly tử lại nheo mắt, nói, nhị cầu, câm miệng. Mạnh hy tông vẫn thản nhiên, coi như không nghe thấy, một thanh niên từ phía sau vội và bước tới, đưa cho anh ta một chùm chìa khóa rồi lập tức lui ra nhị cầu và ly tử nhất thời mở trừng mắt kinh ngạc. Mười chiếc báo săn, giọng nói trầm thấp của Mạnh Hy Tông lại vang lên, gần ngay đỉnh đầu của Tô Di. Bên trong lớp áo sơ mi, những ngón tay thô ráp của anh ta theo thói quen, nhẹ nhàng ve vuốt vòng eo thon nhỏ, mịn màng của cô, khiến cơ thể nhạy cảm của cô lập tức tê dại. Nhị cầu và ly tử không lên tiếng. Đều là những người hám lợi nên có cơ hội tốt như thế này sao họ nở cự tuyệt cơ chứ? một ván mạnh hy tông đập tay xuống mặt bàn. Thắng, 10 chiếc báo săn này sẽ thuộc về các người. Thua, các người phải để lại tất cả tài sản, trần truồng rồi cút khỏi đây. Ngay lập tức, cả quán ba lặng nhắc như tờ. Năm phút sau, nhị cầu khóc không ra nước mắt. Ly tử thì vẫn còn ngơ ngác, tự như chưa phản ứng lại kịp. Từ trên lầu, mười mấy tên lính đánh thuê bước xuống, cầm chặt tay hai người họ rồi cười hì hì. Nhị cầu khẽ cắn răng, cởi bỏ hết quần áo. Ly tử nheo mắt nhìn Mạnh Hy Tông vài giây rồi mỉm cười, dứt khoát cởi nốt chiếc áo lót còn sót trên người, thản nhiên ném chúng vào giữa đám đông. Tuy không biết rõ thân phận của Mạnh Hy Tông nhưng cũng dễ nhận ra so với bọn nhị cầu và Ly tử, cấp bậc của anh ta cao hơn nhiều. Ly tử ngã người về phía trước bàn đánh bài, hai bầu ngực trắng nõn vung cao kiêu ngạo. Cấp trên, tôi là thượng úy tiểu đoàn 3, biệt danh Ly tử, hân hạnh được đón tiếp ngài bất cứ lúc nào bầu không khí trong quán ba càng lúc càng căng thẳng. Trong ánh mắt chăm chú của mấy trăm người tại đây, nhị cầu và ly tử lại đơn giản chịu thua. Nhị cầu ông ngang người ly tử, cười phá từng tràn dài, tự như gã là một tướng quân thắng trận khải hoàng, hoài phong sải bước ra khỏi quán ba. Một lát sau, bầu không khí trở nên hết sức yên tĩnh, mọi người lập tức tập trung sự chú ý lên người mạnh hy tông và tô di. Đám thuộc hạ của tô di cũng rút súng, chỉ ngay về phía anh ta buông trung úy ra mặc dù trong tình cảnh địch nhiều ta ít nhưng bọn họ lại không cảm thấy sợ hãi chút nào muốn chết à thằng nhóc kia mạnh hy tông còn chưa lên tiếng đoàn người vây quanh đã la ó không ngừng tuy ban nãy xem chỉ để giải trí nhưng đường đường là sĩ quan quân liên minh ở địa bàn của lính đánh thuê lại dám rút súng gây hấn với sĩ quan cấp cao của bọn họ quả thực khiến mọi người ai nấy đều bừng bừng lửa giận các người câm miệng hết đi tô di nằm trong lòng mạnh hy tông chỉ thò cái đầu ra vẽ mặt hết sức bình tĩnh nói các cậu về trước đi đây là mệnh lệnh lưu khiết là người thận trọng nhất trong số họ kéo kéo áo mấy người còn lại trong tiếng huyết sáo la ó của đám lính đánh thuê gần như cứ đi được ba bước cậu ta lại quay đầu nhìn tô di một lần khó khăn lắm mới dứt khoát đi khỏi đó trước những ánh mắt chăm chú tò mò của đám đông mạnh hy tông ông tô di đứng dậy vì anh ta chỉ dùng một cánh tay để ôm ngang hông cô nên nhất thời cơ thể cô trượt hẳn xuống. Theo phản xạ, đôi chân dài của cô ngay lập tức quặp chặt hông anh ta. Anh ta nở nụ cười thâm trầm, mặc cho đôi chân dài của cô cuốn lấy, lẳng lặng đi lên tầng. Trong ánh mắt của đám lính đánh thuê, hành động này của hai người hết sức ám muội. Chiếc áo sơ mi của người đàn ông đã cởi ra từ nãy, để lộ một mảng ngực màu lúa mạch, mà cô nàng mèo hoang nhỏ nổi tiếng kiêu ngạo, dũng mãnh kia lại giống như vật cưng trong lòng, ngoan ngoãn, dịu dàng tựa đầu vào ngực người đàn ông đó, đôi chân thon dài, trắng muốt bị ép phải cuốn chặt lấy hông anh ta, tự một lời mời vô thanh, thỉnh cầu anh ta hãy đón nhận cô. Người đàn ông bước từng bước chậm rãi lên tầng hai, đám đông đứng vây quanh tự giác dạt sang hai bên nhường đường. Trên tầng là những phòng VIP được bao riêng, không nghi ngờ gì nữa, đêm nay, người đàn ông này sẽ ăn sạch sành xanh mèo hoang nhỏ. Tuy quá, có người ở tầng dưới hô to, cấp trên, nhất định phải để cô ấy mở miệng cầu xin mới được. Đúng thế. Phải để nữ sĩ quan liên minh biết rằng lính đánh thuê mới là đàn ông thực sự. Rầm, cửa phòng VIP đóng chặt lại, trong nháy mắt, mọi vật chìm trong yên lặng, ngăn cách mọi tiếng huyên náo bên ngoài. gian phòng được bài trí vô cùng lịch sự, tao nhã và sạch sẽ, ánh đèn nê ông dịu dịu, đồ đạc được bày trí hết sức tinh xảo trần nhà được làm hoàn toàn bằng thủy tinh trong suốt, có thể nhìn thấy vô vàng vì sao lấp lánh trên nền trời, tựa dòng sông ánh sáng chảy trôi vô định. Trên chiếc bàn vuông cạnh giường để một chai rượu, vài món ăn vặt, hai chiếc ly vẫn còn chút rượu, chứng tỏ ban nãy Mạnh Hy Tông đã cùng ai đó bàn luận công việc tại đây. Anh ông cô bước từng bước chậm rãi đến bên giường. Tô Di chỉ cảm thấy từng mạch máu trong cơ thể mình đông cứng lại, cơn say rượu đã bị anh làm cho tỉnh táo phân nửa trái tim cô đập thình thịch, cơ hồ có một dịch thể nóng dãy đột ngột lấp đầy lòng ngực cô. Rốt cuộc, anh cũng buông cô ra, nhưng không vội vã đè lên người cô mà ngồi xuống bên giường, một tay cố định hai cánh tay cô trên đỉnh đầu, tay kia nhẹ nhàng vuốt ve đôi gò má ửng hồng. Anh thấp giọng nói, người phụ nữ của tôi đã bị mấy trăm con mắt đàn ông nhìn thấy sạch trơn, có khác nào bị người ta tác vào mặt không? Ánh sao trên đỉnh đầu anh lặng lẽ lóe sáng, làm tôn lên vẻ đẹp trai không ai bị kịp mơ hồ còn có vài nét dịu dàng nhưng những lời anh vừa nói lại khiến tôi di cảm thấy sợ hãi tôi sẽ không để bọn họ nhìn thấy cô lẩm bẩm nếu còn thua nữa tôi định sẽ bỏ chạy mạnh hy tông nghe thấy vậy đôi mắt đen lấy sâu thẳm của anh nhìn cô mấy giây rồi đột nhiên cúi đầu ngấu nghiến hôn lên môi cô hôn đến mức khiến cô thở hồng hộc đầu óc choáng váng anh mới buông cô ra anh nằm nghiêng bên cạnh cô vẫn cầm chặt hai tay cô như cũ giống như một con sói, bắt đầu nhẹ nhàng cắn, liếm hết vành tai lại trượt xuống cổ khiến cô hồn siêu phách lạc, toàn thân tê dại. Giọng nói trầm thấp của anh khẽ vang lên bên tai cô, trong vòng nửa năm, bán kính di chuyển đạt đến 500 năm ánh sáng, nữ phi công liên minh kiêu ngạo, mèo hoang nhỏ không dễ chọc vào, anh chậm rãi nói lại tất cả những lời đồn đại về cô. Xem ra, trong khoảng thời gian này, em sống rất tốt, rất vui vẻ. Cô rung giọng nói, cũng là nhờ vào tay nghề đào tạo của anh. Anh lật người về phía trước cô, bàn tay lần xuống nhanh chóng cởi phân chiếc quần nhỏ của cô ra. Lòng bàn tay ấm áp bắt đầu tiến vào nơi tư mật, nhẹ nhàng lả lướt. Ánh mắt anh nhìn cô chầm chầm, nói với giọng thờ ơ, quay về bên tôi, tôi sẽ đưa em đi tìm trái đất. Mạnh Hy Tông buông hai tay cô ra, xoa nắng bầu ngực mềm mại. Anh đột nhiên thâm trầm cười khẽ một tiếng. Tốt lắm. Lần đầu tiên, Tô Di không cảm thấy căng thẳng, hoảng sợ khi bị anh xâm chiếm. Cô giống như trúng phải bùa chú, nằm yên bất động, chỉ có ánh mắt sáng rực vẫn chăm chú ngắm nhìn thân thể cường tráng và khuôn mặt điển trai của anh. Sau giây phút yên lặng, cô đột nhiên giơ tay lên, nhẹ nhàng, dịu dàng nắm lấy bàn tay đang mặc sức tung hoành trên ngực mình. "Anh," cô run giọng nói. "Anh vừa nói sẽ đưa tôi đi tìm trái đất ư?" Anh giơ tay giữ chặt khuôn mặt cô, hôn tới tấp, hàm hồ đáp Vậy, cái giá tôi phải trả là gì? Cô bị anh hôn đến ngạc thở nhưng rốt cuộc vẫn hỏi ra được mối nghi hoặc lớn nhất trong lòng sau giây phút kinh ngạc lẫn vui sướng ban đầu. Từ trước tới nay, anh chưa từng giúp đỡ ai mà chỉ làm những việc trao đổi lợi ích. Mà cô thì từ thể xác đến trái tim, từ lâu đã bán cho anh rồi. Vậy mà lúc này, anh lại nói muốn đưa cô đi tìm trái đất. Đó là một việc khó khăn đến nhường nào, bởi từ trước đến nay, chưa có ai từng nghe nói đến hai từ trái đất. Vậy nên, cô phải trả giá đắt đến mức nào đây? Mà cô còn gì để ngã giá nữa? Anh sẽ không yêu cầu cô bán đứng nhân loại hay giao cô cho người đàn ông khác đấy chứ? Rốt cuộc, tại sao anh lại hứa hẹn với cô? Nhưng câu hỏi của cô lại khiến Mạnh Hy Tông chợt khựng lại. Trong nháy mắt, anh rút ngón tay ra, môi cũng rời khỏi môi cô, cúi đầu, chào mày, nhìn cô với ánh mắt nguy hiểm. Lần đầu tiên, câu hỏi của cô khiến anh cảm thấy khó xử. Lúc này, anh mới ý thức được rằng đây cũng là lần đầu tiên mình cam kết với một người mà không hề suy nghĩ thiệt hơn hay yêu cầu đối phương phải trả giá đây là chuyện chưa từng xảy ra trong cuộc đời lính đánh thuê của mạnh hy tông anh lẳng lặng nhìn cô sắc mặt càng lúc càng lạnh lùng đáng sợ ý chí sắt đá chưa bao giờ rung động trước bất cứ thứ gì thế mà cái lần cô bị nhiễm trùng dịch khóc lóc nói lời cảm tạ lại khiến anh tức giận đến thế vật cưng của mạnh hy tông này từ lúc nào lại để cho bọn trùng tộc xấu xí giờ bẩn quyết định sống chết. Đi vào vùng nhiễm phóng xạ, đối với anh chỉ là một cái phẩy tay. Anh đã từng ra ra vào vào nơi đó rất nhiều lần, sự đau đớn dậy vào thể xác ấy chỉ khiến anh càng thêm phần tỉnh táo, đúng như những gì đã nói với cô, anh thích cảm giác đối mặt với cái chết. Cứu cô rồi, rõ ràng cảm nhận được ánh mắt cô nhìn mình phức tạp hơn. Nhưng anh cảm thấy chẳng sao cả, cô chán ghét cũng được mà cảm động cũng tốt, anh chẳng để tâm nhưng sau khi anh tiết lộ thân phận thật của mình cô lại ngang nhiên chạy đến ra điều kiện với anh rằng cô muốn được tự do hành động dũng cảm này thực sự khiến anh bật cười cô nghĩ anh cần cô tìm cách cứu viện ư thế nên anh đã vô cùng sảng khoái mà nói với cô rằng cô không hề có tự do bị anh cự tuyệt cô như một chú mèo nhỏ chỉ biết giơ chân chạy trốn nhưng vẫn bị anh dễ dàng bắt về sau đó anh lại nghe lý tích trung báo lại rằng cô không tiếc đặt mình vào tình thế nguy hiểm, lập tức nghĩ cách cứu anh. Mèo con sống có tình có nghĩa thế sao? Thú vị thật. Vậy mà sau khi vơ vét tài sản của liên minh thành công, ngày hôm đó, 10 vạn quân lính đánh thuê tụ tập ăn mừng, dục vọng của Mạnh Hy Tông bị hồi ức yên ắng đó hấp dẫn, nhưng mộ Tây Định lại nói với anh rằng cô không trở về bên anh nữa. Anh cảm thấy thật nực cười. Cảm giác đó tự như con mèo nhỏ của mình đang cố sức vùng vằng, bướng bỉnh muốn trốn chạy khỏi sự kiểm soát của chủ nhân. Cảm giác này khiến anh lại càng thấy cô thêm đáng yêu. Bởi suy nghĩ như vậy mà anh chấp nhận dung túng cho cô tự do vùng vẫy bên ngoài vài tháng. Hôm nay, vô tình gặp lại nhau ở quán bar, cô lại gần như lõa thể xuất hiện trước mặt anh, để mặc những ánh mắt sáng rực của đám đàn ông nhìn mình hao háo, còn muốn tiếp tục đánh bạc thắng thì mới về. Cô thực sự coi anh không tồn tại hay sao? Chỉ là, cơ thể mềm mại, thơm mát này một lần nữa trở về bên người một lần nữa được ngắm nhìn ánh mắt hoảng sợ của cô một lần nữa cảm nhận sự run rẩy của cô khi nằm dưới cơ thể mình anh chợt phát hiện ra bản thân mình nhớ nhung cơ thể cô nhiều hơn trong tưởng tượng sau đó lời hứa hẹn cứ thế thốt ra tùy ý vô tư không suy xét quá nhiều thậm chí còn quên hẳn nguyên tắc trả giá trên gương mặt mạnh hy tông hiện lên nét cười thờ ơ đám binh lính ngoài kia đã nhắc nhở tôi rằng thân là một người đàn ông nhất định phải để em mở miệng cầu xin tôi trên giường mới được anh không nhìn cô nữa ánh mắt di chuyển xuống phía dưới hai tay dứt khoát đẩy một cái đôi chân thon dài trắng muốt của cô lập tức tạo thành tư thế hết sức ám muội Tô di nhìn mạnh hy tông vùi đầu vào giữa hai chân mình những ngón tay dài màu lúa mạch của anh bám chặt bắp đùi cô mái tóc ngắn đen nhánh mềm mại không ngừng cọ sát phần bụng dưới phẳng lì cô bỗng nhiên cảm thấy khổ sở tuy anh luôn chiếm đoạt cô theo cách cưỡng ép ngang ngược nhưng kỳ thực trong lúc chung đụng cho tới tận bây giờ anh vẫn rất mực dịu dàng lại không hề có những câu nói hạ lưu thế mà anh vừa nói muốn để cô phải mở miệng cầu xin trên giường mới được ư rõ ràng anh đang rất tức giận nhưng anh tức giận cái gì mới được chứ tự hồ cảm nhận được sự thiếu tập trung của cô mạnh hy tông ngẩng đầu trên môi lấp lánh ánh nước cởi quần áo cho tôi anh ra lệnh ở chỗ này có tiện không cô khẽ nắm chặt bắp tay rắn chắc của anh ở đây người đến người đi những đôi nam nữ gặp gỡ tại quán ba cảm thấy ưng ý thì đều thuê phòng trên tầng hai phòng này tôi đã bao dài hạn rồi anh lẳng lặng nhìn cô vậy thay ráp trải giường đi cô nhìn anh chăm chú chậm rãi nói tôi không thích nằm lại ráp trải giường của người khác nhất là khi người ấy lại là phụ nữ chỉ có tôi ngủ lại đây thôi mạnh hy tông nhíu mày nhìn cô em chê tôi bẩn à ngón tay đang nắm bắp đùi cô chợt siết mạnh không mặt tô di thoáng chốc đỏ bừng không phải tôi chê anh anh nheo nheo đuôi mắt bỗng dưng nở nụ cười cánh tay dài vươn ra ông cô vào lòng anh ngồi dậy đặt cô ngồi lên đùi mình rồi cúi đầu hôn cô thật sâu có chút tâm tư một tay anh giữ chặt váy một tay nắm lấy tay cô đặt vào nơi nóng rực giữa hai chân anh tô di chỉ cảm thấy cơ thể mình nóng lên theo từng động tác của anh tự như có dòng điện xẹt qua khiến cả người cô tê dại, không biết từ lúc nào, dục vọng của anh đã lan sang cô một cách tự nhiên, không hề dồn ép. Tâm tình của cô vẫn căng thẳng và rối ren như cũ nhưng tự hồ cảm giác đau đớn không giống lần trước nữa. Dường như nhờ có nụ cười thấu hiểu và nỗi bực dọc trong nháy mắt tiêu tan của mạnh hy tông mà đáy lòng tô di chật dần lên niềm vui sướng mỏng manh. Cô đưa tay, khẽ giặt lên vòng eo thon gọn của anh. Anh cơ hồ nhận ra sự chủ động hiếm hoi của cô, vòng ông bất giác siết mạnh hơn, cứ như thể muốn khảm cô vào chính cơ thể mình. Cộc, 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 tiếng gõ cửa dồn dập tự như từ trong mông lung truyền đến, làm tiêu tan bầu không khí ám muội trong phòng. Mạnh Hy Tông đặt tô di xuống giường, nhanh chóng lấy áo của mình, phủ lên người cô, nói với giọng khàn khàn, chờ tôi một chút. Vâng. Anh ra mở cửa, tiếng nhạc chát chúa cùng âm thanh huyên náo ở tầng dưới quán ba lập tức truyền vào, có điều, xem lẫn trong đó còn có rất nhiều tiếng hô hoáng náo loạn. Cháy rồi. Tránh ra. Mạnh Hy Tông thì thầm vài câu với người đang đứng bên ngoài rồi sau đó đóng cửa lại, rời khỏi phòng. Tô Di lập tức mặc quần áo chỉnh tề, đi tới gần. Nhưng cánh cửa đã bị khóa trái mà hệ thống cách âm ở đây lại rất tốt, cô không thể nghe thấy bất cứ tiếng động nào bên ngoài. Thời gian trôi qua được chừng 6 phút, Tô Di bỗng nghe thấy một tiếng nổ lớn. Cô lập tức lách mình, nằm sắp xuống bên thành giường. Cánh cửa đột nhiên bị một lực cực lớn phá tung, ngay sau đó, có hai người trẻ tuổi bước vào. Bọn họ mặc quân phục của lính đánh thuê, vì căng thẳng mà sắc mặt ửng đỏ, ánh mắt lanh lợi, sáng sủa. Lúc nhìn thấy Tô Di, bọn họ thiếu chút nữa đã khóc qua lên. Cấp trên, cổ phải chịu cực khổ rồi, lưu khiết và tiểu bạch xông đến, nâng Tô Di dậy, không nói thêm gì, liền dẫn cô rời khỏi căn phòng. Chính các cậu phóng hỏa à, Cô nhìn quán ba hỗn loạn trong cảnh khói bụi mịt mù. Cấp trên, mạo phạm rồi, lưu khiết ông ngang người cô, tiểu bạch ném qua một chiếc áo choàng, bọn họ che kín người cô rồi hòa lẫn vào đám đông đang chạy tán loạn, rời khỏi quán ba. Đợi một lát, trong lòng tô di vô cùng căng thẳng, nắm chặt ngực áo lưu khiết. Nhưng xung quanh quá ồn ào, lưu khiết căn bản không nghe thấy cô nói gì, cho rằng động tác của cô là đang cảm thấy căng thẳng, sợ hãi, nên bước chân cậu ta càng gấp gáp khẩn trương hơn. Rạng sáng, sắc trời u ám, không khí ẩm ướt. Năm người dựa lưng vào bờ tường một con ngõ nhỏ, thở dốc từng hơi. Rốt cuộc cũng thoát được đám lính đánh thuê đó, Tiểu Bạch mặt mũi bầm dập, nhìn vào mắt Tô Di, vẻ ấy nấy. Các cậu chịu cực rồi, Tô Di lặng lặng nói. Bốn gã đàn ông trẻ tuổi nghe răng cười. Lưu Khiết ngập ngừng một lát rồi nói, chúng tôi tới tìm Nhị Cầu và Ly Tử giúp một tay. Cô đã nói đấy thôi. Địch của địch chính là bằng hữu. Tô Di gật đầu. Chắc hẳn bọn họ vẫn chưa phong tỏa giao thông bên ngoài, giờ chúng ta lập tức trở về cảng không gian, rời khỏi nơi này. Tiểu Bạch ngạc nhiên nói, chúng tôi hành động rất gọn ghẻ. Hơn nữa, nếu có tra ra là do chúng tôi làm thì cũng không đến mức phải phong tỏa bến cảng đâu, bỗng lưu khiết thùi Tiểu Bạch một cái khiến cậu ta không dám nói gì thêm nữa. Không đến mức đó chứ. Thuộc hạ liều chết tìm cách cứu viện, cô không thể coi thường sự sống chết của bọn họ được cô phải theo họ rời khỏi nơi này nhưng bây giờ có lẽ mạnh hy tông đã biết cô chạy trốn liệu còn có thể dung túng cô được nữa không khi anh đã hứa đưa cô đi tìm trái đất khi chính miệng anh nói cô hãy chờ anh quay về đoàn người đến bến cảng dưới sự chỉ đạo của tô di lưu khiết mua được vé lên một chiếc tàu buôn còn báo săn của bọn họ vẫn để ở cảng không gian đợi khi nào họ về đến nơi an toàn sẽ phái người tới lái về sau nhưng đúng lúc họ định lên tàu, bỗng dưng xuất hiện ba tên quân cảnh trong bộ quân phục màu đen tuyền, thần sắc lạnh lùng đứng giữa lối vào tàu buông. Trên tay bọn họ cầm một bức vẽ, kiểm tra từng vị khách lên tàu. Tô Di đưa mắt nhìn xung quanh, phát hiện chẳng biết từ lúc nào, khắp nơi đều xuất hiện bóng dáng quân cảnh. Các cậu đi trước đi, Tô Di quyết định thật nhanh. Không được đâu, trung úy, đám người lưu khiết mặt biến sắc. Thực ra, tôi vốn cũng định đưa các cậu quay về chiến hoàng an toàn rồi rời đi ngay cô móc từ túi áo ra chiếc huy hiệu quân hàm trung úy không quân nhét vào tay lưu khiết trung úy cô tôi quyết định rời khỏi không quân liên minh cậu thay tôi viết đơn từ chức đưa lên đội trưởng tôi di nhìn những khuôn mặt trẻ trung anh dũng trước mặt mình nói các cậu nhớ làm việc thật tốt thời gian tới có lẽ chiến tranh sẽ xảy ra mỗi người các cậu đều phải cố gắng tranh thủ gây dựng thành tựu cho mình biết chưa Đám người Lưu Khiết nhìn nhau không thốt nên lời. Một lát sau, Lưu Khiết chỉ thẳng vào mặt cô, nói. Trung úy, có phải cô muốn đi tìm người đàn ông tối hôm qua không? Tô Di trầm mặt, không đáp lời. Rốt cuộc anh ta là ai? Có thể tin tưởng được không? Lưu Khiết ân cần nhìn cô. Bọn họ hiểu rõ, một khi cô đã quyết định việc gì thì rất khó thay đổi. Anh ta là một tên tội phạm bỏ trốn, Tô Di cười nhạt, nói nhưng cũng là người đối xử tốt nhất với tôi trên thế giới này. Sau khi lưu luyến, Bình Định chia tay đám người lưu khiết, Tô Di né tránh khỏi sự lục soát của quân cảnh, rời đi. Cô cũng không tới chỗ đóng quân của lính đánh thuê hay thủ phủ của thị trưởng để tìm mạnh hy tông mà theo địa chỉ lưu khiết để lại, tìm gặp kẻ nghèo túng nhị cầu và ly tử tại một quán rượu nhỏ. Ôi, người đẹp, ly tử tỏ ra vui vẻ, nở nụ cười hào phóng. Bỏ quan lớn trên giường một mình rồi leo xuống đây sao? Tô Di không để ý tới lời trêu chọc của cô ta, trực tiếp đi tới ngồi cạnh hai người họ. Ly tử, chúng ta phát tài rồi, nhị cầu nâng ly rượu lên, híp mắt nhìn Tô Di. Lúc này, quân cảnh đang tràn ngập ngoài phố, nghe nói bọn họ đang tìm một cô gái. Cô nói xem, bọn họ sẽ chịu chi ra bao nhiêu tiền cho người tìm được cô gái này. Bọn họ một xu cũng sẽ không nhả ra đâu, Tô Di móc từ trong túi ra một sấp tiền giấy, quẳng lên bàn. Trái lại, bọn họ sẽ bắt được hai tên phóng hỏa đốt quán ba. Nhị cầu ngẩn người, ly tử cười ha hả, nói, mèo hoang, rốt cuộc cô đã chọc đến nhân vật tầm cỡ thế nào mà đến cả quân cảnh cũng ra quân truy tìm cô vậy. Không liên quan gì tới hai người, Tô Di đẩy sắp tiền tới trước mặt họ, nói, tôi muốn gia nhập đội quân lính đánh thuê. Tôi bằng lòng kết phe với các người. Nhị cầu cầm sắp tiền của cô lên, nhào mắt nhìn nhưng vẫn thở phì phì, nói, hợp tác cái cộng lông. Máy bay của chúng tôi, tối qua đã thua sạch rồi. Tô Di nở nụ cười, nói, ở cảng không gian, tôi còn một chiếc báo săn của Liên Minh, hai người mang nó ra chợ đêm mà bán. Thêm số tiền này nữa, chúng ta dư sức mua được ba chiếc báo săn mới. Thế nào, hai người có làm hay không? Sao lại không làm chứ, Ly Tử nở nụ cười, chuyển chủ đề câu chuyện. Nhưng vị cấp trên đẹp trai ngày hôm qua thấp nhất thì cũng làm đến chức hạm trưởng, vì sao cô không đi tìm anh ta? Tô Di chưa kịp trả lời, nhị cầu đã đáp, người của cô ta không ngại phóng hỏa, liều chết cứu cô ta về, tôi xem, lúc này cô ta cũng đã lâm vào đường cùng rồi. Mèo hoang, trước tiên cô hãy nói cho rõ ràng đi đã, anh đây đã bị thua thiệt nhiều vì cô rồi. Số tiền chúng ta kiếm được, anh đây phải được 5 phần. Mặt ly tự biến sắc. Tô Di lại tỏ ra rất bình thản, mở miệng nói, hai người chia nhau 5, năm. năm tôi không cần vậy cô muốn cái gì nhị cầu không hiểu hỏi tô di không trả lời ly tử mơ màng híp mắt cười ha hả nói lẽ nào cô muốn vị cấp trên đẹp trai oai hùng kia tô di cười không ra tiếng nhị cầu nhìn bộ dạng hai người bọn cô ngấm ngầm hiểu ý nhau thì thầm mắng một câu khinh bỉ quát thật không hiểu nổi bọn con gái các cô muốn thì trực tiếp nói ra lằng nhằng làm gì anh đây chỉ thích tiền và gái đẹp thôi. Cứ như thế, họ hợp tác với nhau dựa trên nhu cầu hai bên cùng có lợi. Xế chiều ngày hôm đó, nhị cầu đi tìm mua báo săn mới. Tô Di không hề lo lắng gã sẽ đi tố giác cô, bởi bản thân gã cũng là một tên phóng hỏa. Hơn nữa, so với việc chịu thua thiệt dưới tay một người phụ nữ như cô thì gã còn cảm thấy xấu mặt hơn khi bị Mạnh Hy Tông cướp trắng toàn bộ tài sản, đuổi gã ra khỏi quán ba đêm hôm qua. Ly tử thuộc cấp thượng úy, đương nhiên sẽ là cấp trên của hai người. Tô Di và nhị cầu có quân hàm ngang nhau, mỗi người chỉ huy một chiếc báo săn. Bọn họ lại tìm thêm vài sĩ quan cấp thấp khác gia nhập đội ngũ. Ba chiếc máy bay chiến đấu báo săn hợp thành một tiểu đội 10 người, giờ này tất cả còn đang ở cánh quân của ly tử ghi danh. Sau đó, bọn họ rất nhanh đã nhận nhiệm vụ mới, thay quân viễn chinh lính đánh thuê đang trinh sát ngoài tinh hệ vận chuyển nhiên liệu. Tính đến hôm nay, Tô Di đã thoát khỏi sự truy lùng của đám quân cảnh được tròn 5 ngày. Lúc đội trưởng đội quân cảnh ủ rũ cúi đầu nói với Mạnh Hy Tông rằng họ không tìm thấy tung tích của cô gái ấy thì cơn giận ban đầu của anh đã vơi đi một nửa. Anh ngắm nhìn bức vẽ người con gái sống động trên tay, trong đầu hiện lên hình ảnh cơ thể nõn nà cùng dáng vẻ háo hức, mong chờ được xâm chiếm. Xa cách nửa năm trời, anh còn chưa kịp thưởng thức hương vị ngọt ngào ấy, cô đã chạy trốn. Lại một lần nữa không theo lẽ thường, dường như cô luôn luôn thách thức tính nhẫn nại của anh cảm giác này khiến anh vô cùng khó chịu nếu thực sự có một ngày cô chạy đến một nơi anh không thể tìm thấy thì biết làm thế nào nhưng may mà lúc này mèo con vẫn chưa đủ năng lực để làm được việc ấy nhất định cổ vẫn đang ở trong thành phố này với tính cách tùy cơ ứng biến và to gan lớn mật của cô thì giờ cô có thể trốn ở nơi nào đây anh chợt bật cười mười vạn quân lính đánh thuê từ trước đến nay quân kỳ vẫn lỏng lẻo, tốt xấu lẫn lộn, muốn tìm ra một tiểu tô di, thật khó như lên trời. Điều tra người đã đánh bài cũng tôi đêm hôm đó, anh thản nhiên nói. Tuân lệnh. Sau khi đội quân cảnh rời đi, mộ Tây Đình bước vào. Cậu ta khoác trên người bộ quân phục của lính đánh thuê, trên cầu vai là quân hàm trung tá. Tay cầm một tập tài liệu dày cộc, mộ Tây Đình tươi cười, rang rỡ bước nhanh tới. Ngài chỉ huy, cậu ta cười, nói. Tôi nghĩ, chúng ta đã tìm thấy một nền văn minh nhân loại khác. Mạnh Hy Tông liền ngẩng đầu nhìn. Mộ Tây Đình đưa tập tài liệu cho anh, nói, đó là một tinh hệ nhỏ thuộc hành tinh cách đây 1.500 năm ánh sáng. Đây là những hình ảnh tàu tuần tra vệ tinh chụp lại được. Thưa ngài, tài nguyên ở nơi này rất phong phú, đặc biệt không có bất kỳ máy móc nào liên quan đến việc phân định hay kiểm tra đo lường, cũng không tìm thấy dấu vết của vũ khí uy hiếp. Mạnh Hy Tông đưa mắt nhìn những bức ảnh và tài liệu trên tay mộ Tây Đình. Đó là một tinh cầu trải dài, rộng khắp với mặt nước biển xanh thăm thẳm, từng mái nhà đẹp đẽ, tinh xảo, một lối kiến trúc mà anh chưa từng nhìn thấy, hết sức lạ mắt nhưng lại vô cùng ưu mỹ, tĩnh lặng. Đương nhiên, còn có rất nhiều ảnh chụp gương mặt loài người, nhìn bề ngoài thì không thấy có điểm gì khác biệt so với con người trên tinh hệ vĩnh hằng này. Vẻ mặt ai nấy đều hết sức bình thản, ánh mắt ấm áp tự như họ có một cuộc sống vô cùng hạnh phúc trong đầu anh lập tức hiện lên khuôn mặt của tô di khoảnh khắc khi cô bị nhiễm trùng dịch nước mắt dàn dội nhìn anh không chớp mắt hôm đó cô đã nói với anh cô đến từ trái đất nếu sau này anh tìm thấy trái đất nhất định phải nói cho cô biết trái đất thực sự tồn tại mạnh hy tông hoàng hồn Dán mắt nhìn vào lục địa trên tấm hình dường như có một dải hoa văn mờ nhạt được khắc lên bề mặt lục địa đó đó là cái gì anh chỉ vào chi tiết đó đại khái đó là một công sự phòng ngự nào đó dưới mặt đất mộ tây đình cười nói tất cả những tin tức về hành tinh này đều phải được bảo mật nghiêm ngặt tôi sẽ tự hình tìm hiểu mạnh hy tông đứng lên thoáng nở nụ cười nhạt tây đình với danh nghĩa liên minh nhân loại tinh hệ vĩnh hằng chính phủ tự trị tinh cầu tự do mộ tây đình cung kính lắng nghe mạnh hy tông lạnh lùng nói chúng ta có thể hợp pháp đô hộ những tinh cầu có nền văn minh thấp hơn rồi. Đội quân cảnh phụ trách tìm kiếm tung tích Tô Di rất nhanh đã tìm thấy tiểu đoàn của nhị cầu và ly tử. Nhưng tin tức bọn họ thu được lại là đám người nhị cầu đã trở thành một đội chuyên chở, giờ đang vận chuyển nguồn nhiên liệu khoáng thạch cho đội viễn chinh lính đánh thuê cách đây 1.500 năm ánh sáng. Trong đội bọn họ có cô gái này không? Tên cầm đầu nhìn nhìn gã cả quân cảnh hai tay trống không đang vênh mặt, Hất hàm sai khiến rồi lại đánh giá sắp tiền giày cọc ly tử cho để trong túi Lộ ra vẻ mê hoặc, lắc đầu, nói Tôi không rõ, chưa từng thấy ai như vậy Lúc này, Tô Di vẫn chưa biết quân cảnh đã tìm ra nơi ẩn náu của mình Cô đang lái một chiếc báo săn Trải qua mấy lần thực hiện bước nhảy siêu quan tốc và bổ sung nhiên liệu tại trạm không gian Đích đến đã không còn xa nữa Trên tuyến đường an toàn dài dằng dặc kéo dài suốt năm ngày Trò tiêu khiển duy nhất chính là nghe ly tử và nhị cầu đấu võ môn Bọn họ đúng là những tên lính đánh thuê điển hình Luôn mưu cầu lợi ích cho riêng mình Coi trời bằng vung, tính tình thẳng thắng Coi chữ nghĩa hàng đầu Trong khoảng thời gian hợp tác cùng bọn họ Cảm nhận của Tô Di khác hẳn trước đây Trước đây, khi còn ở Chiến Hoàng Bán kính phi hành lớn nhất của cô chưa bao giờ quá 500 năm ánh sáng Mà đó còn là do cô tự chủ động khám phá nhưng gia nhập đội quân lính đánh thuê chưa được một tháng, bản kính phi hành của cô đã dễ dàng đạt đến con số 1.500 năm. Thân là không quân liên minh, chịu nhiều sự ràng buộc, cần phải phục tùng vô điều kiện mệnh lệnh của cấp trên. Còn khi là lính đánh thuê, chỉ cần không phải là sĩ quan chỉ huy thống nhất mệnh lệnh tác chiến thì cô có thể lựa chọn giữa việc nhận hay không nhận nhiệm vụ đó. Hơn nữa, thù lao cho mỗi một nhiệm vụ hoàn thành tương đối cao và hoàn toàn là tài sản cá nhân. Nhưng từ trước đến nay, tôi Di chưa từng nhìn thấy sự tranh đấu giữa những đội quân khác nhau có thể cạnh tranh ly tử nói nhưng nếu cạnh tranh ác ý thì sẽ bị tiểu đội bảy phạt tiểu đội bảy ư ừ cô đã từng nghe tới cái tên lý tích trung chưa anh ta phụ trách tiểu đội bảy trong vài năm đầu khi ngài chỉ huy vừa ban bố quyền chỉ huy tất cả đội quân lính đánh thuê tình trạng khiêu khích gây hấn và mưu mô hãm hại lẫn nhau vẫn còn tồn động trước tình hình đó Ngài chỉ huy đã nghiêm khắc xử phạt người chịu trách nhiệm cao nhất là Lý Tích Trung, Ly Tử lắc đầu, tiếp, đó chính là quãng thời gian chẳng mấy vui vẻ. Nghe nói, Tô Di cũng từng được nghe vô số lời đồn đại về Mạnh Hy Tông. Hóa ra, anh ta không phải người giàu có gì cho cam, thậm chí, ban đầu còn phải lăn lộn ở tầng lớp dưới cùng của lính đánh thuê. Nhưng một người có hoàn cảnh như vậy mà cách đây 10 năm, bỗng nhiên anh ta vùng lên, lần nào cũng nhận làm nhiệm vụ nguy hiểm nhất mà không ai dám nhận, đến những tinh hệ xa nhất, quyết sống mái với địch, không ngừng thôn tính địa bàn. Cuối cùng, anh ta từng bước từng bước sở hữu một khối lượng lính đánh thuê khổng lồ lưu vong trong vòng 3.000 năm ánh sáng, thống nhất làm việc dưới trướng mình. Anh ta dùng lợi ích để dẫn dụ đám lính đánh thuê tụ hội lại với nhau, sức hút của anh ta đã khiến đại đa số lính đánh thuê quyết một lòng trung thành tuyệt đối. Ngài chỉ huy nói, anh ta có thể vì mỗi người chúng ta mà chết thế nên cũng muốn chúng ta bất cứ lúc nào cũng có thể vì anh ta mà không tiếc sinh mạng của mình ở tần số truyền tin ly tử hết lòng tán thưởng hai người tin những lời anh ta nói à tôi di không tin hỏi tôi tin nhị cầu nói xen vào chúng tôi đều tin tôi di suy nghĩ một lát phát hiện hình như mình cũng có lòng tin với anh ta chỉ là cô cảm thấy không phải mạnh hy tông yêu lính như con mà là anh ta luôn coi thường mọi thứ, kể cả tính mạng của chính mình. Nghe nói, ngài chỉ huy đã ngoài 40 rồi đấy, giọng nói của nhị cầu lộ ra vẻ thành kính. Người có thể khiến nhị cầu tôi bội phục thực sự không nhiều, ngài chỉ huy chính là thần tượng của tôi. 40 tuổi à, tôi gì không biết nói sao? Ly tử tỏ vẻ tiếc hận. Tiếc là ngài chỉ huy không thích phụ nữ. Tôi gì không thích phụ nữ. Ly tử cười ha hả cô không biết gì sao? Hay, cô nói xem, nữ lính đánh thuê khan hiếm như vậy, ai ai cũng mong muốn được qua đêm cùng ngài chỉ huy, nhưng anh ta chưa từng động đến một ai. Nghe nói, anh ta cũng không thích những cô nàng làm ra vẻ thuộc nữ, đoan trang, luôn giữ thái độ lạnh lùng, bàn quan. Thực ra, trong lòng mọi người đều hiểu rõ, anh ta thích đàn ông. Nghe nói, gã trợ lý đang chung sống cùng anh ta còn rất trẻ, đẹp trai lại cường tráng. Đột nhiên, gương mặt lạnh lùng, băng giá của mạnh hy tông hiện lên trong tâm trí cô. mặc dù hình ảnh đó rất nghiêm túc nhưng tô di không nhìn được, bật cười, a ah ha ha, thật là đáng tiếc. ánh sáng bạc đột nhiên lóe lên, lần nhảy siêu quang tóc cuối cùng rốt cuộc cũng hoàn thành. đích đến lần này chính là quỹ đạo đồng bộ bên ngoài tầng khí quyển của mỗi hành tinh. quân lính viễn chinh đã xây dựng một trạm không gian ở nơi này cho dù đã biết địa điểm này từ trước nhưng khi nhìn thấy đại dương xanh thẳm và lục địa đá vàng của tinh cầu tô di vẫn cảm thấy vô cùng kinh ngạc chưa ai nói rõ với cô về tài nguyên khoáng sản chủ yếu của hành tinh này nhưng theo những gì cô nhìn thấy trước mắt thì nơi đây và trái đất rất giống nhau rất thích hợp để con người đến sinh sống cô ghi nhớ lại nơi này chiếc báo săn dựng sát đằng sau pháo đài vũ trụ hậu cần mặt đất bắt đầu dở hàng tô di theo chân ly tử và nhị cầu về phòng dành cho phi công để nghỉ ngơi bởi còn rất nhiều đội quân khác cũng nhận được mệnh lệnh tương tự nên bên trong phòng nghỉ rộng lớn lúc này tụ tập ít nhất 30 viên phi công. Nhị cầu quen khá nhiều người ở đây, sau khi giao lưu một vòng trở về, vẻ mặt anh ta tỏ ra hết sức vui mừng, thần bí. Ly tử, mèo hoang, trên hành tinh này có văn minh nhân loại đấy, mắt nhị cầu ánh lên tia hưng phấn. Nghe bọn họ nói, ngài chỉ huy đã tuyên bố mệnh lệnh thực dân, chúng ta nên ở lại đây. Lần này phát tài lớn rồi. Ly tử cũng có vẻ hào hứng, đập tay ăn mừng với nhị cầu. Nhưng phản ứng của Tô Di rõ ràng chậm một nhịp, cũng không đập tay với họ. Văn minh nhân loại ư, cô cười cười. Thực dân là khái niệm gì? Ly tử nở nụ cười sâu xa. Nghe lời thì giữ lại làm việc, không nghe lời thì tiêu diệt, đó chính là chế độ thực dân. Ồ, khi nào thì bắt đầu? Nghe đâu đã tiếp xúc với loài người phía dưới rồi, nhị cầu nói. Nghe nói, họ giống chúng ta như đúc. Tô Di đứng lên, nói, tôi đi thăm một người bạn cũ, hai người không cần đợi tôi, tối tôi sẽ quay lại. Nhìn bóng lưng tự như bình tĩnh nhưng thực chất lại rất vội vã rời đi của cô, ly tử và nhị cầu chỉ biết liếc nhìn nhau. Cô ta có bạn cũ ở đâu ra? Hay là cô ta đi tìm người đàn ông kia, ly tử quả quyết nói. Nghe nói, lần này người chỉ huy cuộc đổ bộ xuống mặt đất chính là hạm trưởng liên đạt, anh nói xem, gã tình nhân ngày đó của cô ta có phải chính là liên đạt không nói đến đề tài này ánh mắt của hai người rõ ràng mang theo tia ám muội bọn họ cùng hạ quyết tâm đợi tối nay sau khi mèo hoang trở về sẽ hỏi cô có cảm nhận gì khi gặp lại tình nhân cũ chiều hôm đó liên đạt người vô tình vị cuốn vào vụ scan tình ái bất đắc dĩ kia quả nhiên đang ở trong pháo đài vũ trụ mà mạnh hy tông cũng đang ở đó thân là hàm trưởng thủ hạ đắc lực nhất của mạnh hy tông liên đạt rất nhanh đã được trọng dụng anh ta cũng rất mực trung thành và tận tâm trước sau như một nhưng lời xúi dục của lý tích trung dưới sự bày mưu tính kế của mạnh hy tông luôn khiến anh ta canh cánh trong lòng muốn tìm cơ hội dạy cho sếp lớn của mình một bài học vì thế khi đang ở bên ngoài phòng chỉ huy tác chiến của pháo đài vũ trụ vừa nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn vô cùng quen mắt đó chút cảm giác tán thưởng và núi tiếc đối với tô di rất nhanh đã bị ý tưởng trả đũa tinh quái nuốt gọn mèo hoang anh ta gọi cô bóng dáng đó bất chợt khựng lại sau đó lập tức xoay người mỉm cười nhìn qua thượng tá đã lâu không gặp sao cô lại tới đây anh ta cười cười đến tìm tôi có việc gì à không tôi đến tìm ngài chỉ huy tô di ngập ngừng hỏi anh ta có ở đây không Liên Đạt nhìn Tô Di chầm chầm. Lúc đầu, chính anh ta cũng không biết thương chủy chính là Mạnh Hy Tông, còn tưởng tên tiểu tử mộ Tây Đình kia thực sự rời khỏi đội quân lính đánh thuê, hoàng lương đầu quân vào liên minh. Anh ta cũng tưởng Tô Di chính là người phụ nữ của mộ Tây Đình. Sau lần cùng mộ Tây Đình uống rượu, anh ta mới biết Tô Di là người của ngài chỉ huy. Hơn nữa, ngài chỉ huy đối với cô ta dường như còn rất mê đắm và nuông chiều. Anh ta nhìn dáng vẻ của cô hôm nay, đột nhiên xuất hiện trên chiến hạm của anh ta lại không biết gì về tung tích của ngài chỉ huy chẳng lẽ cô ta tự tìm đến đây sao mặc kệ cô ta và ngài chỉ huy có quan hệ thế nào nếu cô là người phụ nữ duy nhất qua đêm cùng ngài chỉ huy trong nhiều năm như vậy thì liên đạt thờ ơ nói tôi cũng đang có việc cần tìm ngài ấy chúng ta cùng đi thôi tôi di theo sau liên đạt qua hành lang bằng hợp kim dài và hẹp bỗng cảm thấy có điểm bất thường không rõ bất thường ở chỗ nào chỉ cảm thấy phản ứng của liên đạt khi nhìn thấy cô có vẻ rất quái lạ anh ta quá bình tĩnh cứ như thế đó là lẽ đương nhiên có lẽ với thân phận đó anh ta đã sớm biết tất cả rồi hoặc cũng có thể với quan hệ giữa anh ta với mạnh hy tông anh ta cũng chẳng buồn quan tâm tới việc lúc đầu bị thua thiệt nếu không mạnh hy tông đã chẳng trọng dụng anh ta đến vậy nhưng nhìn thế nào thì cô cũng thấy ánh mắt của anh ta vô cùng kỳ lạ nhưng cô biết bất kể mạnh hy tông đối với cô thế nào cũng không cho phép người khác động tới cô dù chỉ một sợi tóc huống chi đó lại là thuộc hạ của anh ta cô quyết định đi bước nào tính bước nấy hành động tiếp đó của liên đạt lại rất quan minh chính đại anh ta đưa cô đến một khoang biệt lập trong pháo đài có hai gã cảnh vệ đang ôm súng đứng thẳng canh ngoài cửa liên đạt mở cánh cửa bước vào trước sau khi ngài chỉ huy đến đây khoan làm việc của tôi đã được nhường lại cho ngài ấy liên đạt tự hồ nhìn ra vẻ lo lắng trên gương mặt của tô di liền ra hiệu cho cảnh vệ không cần đóng cửa khoan tô di cảm thấy yên tâm hơn một chút cô vừa bước vào liền phát hiện đây thực chất là một khoan nghỉ bên trong kê một chiếc giường lớn và một dãy sofa cách bài trí này giống hệt khoan nghỉ của liên đạt lúc còn ở chiến hoàng trên vách khoan còn có một cánh cửa cô liếc mắt nhìn xuyên qua tấm kính màu trầm thấy cách bài trí của khoan bên cạnh giống với khoan làm việc hơn cô đợi ở đây một lát nhé liên đạt đứng lên nói mệt thì cứ nghỉ ngơi cho lại sức ngài chỉ huy chắc sẽ quay lại ngay thôi tôi không đợi được ngài ấy xin phép đi trước còn có tuần tra chiến hạm vâng tô di cung kính đáp liên đạt rời khỏi khoan nghỉ khép hờ cửa khoan tô di một mình ngồi chờ trong lòng thấp thỏm bất an Việc trời khỏi chiến hoàng đã sớm được quyết định xong xuôi Còn việc có nên ở lại bên cạnh Mạnh Hy Tông hay không Tô Di vẫn còn đang suy nghĩ Nếu như nhất định phải trốn chạy khỏi người này Đó cũng không phải là một việc quá khó khăn đối với cô Lang thang khắp tinh cầu, có vô vàn người Anh ta không nhất thiết phải tìm cho bằng được Cũng không nhất thiết phải hao công tốn sức tìm một mình Tô Di Nhưng rõ ràng, chính miệng anh ta đã nói Muốn đưa cô đi tìm trái đất nếu cái giá cô phải trả là làm người phụ nữ của anh ta nhưng một ngày nào đó anh ta không còn hứng thú có lẽ cô sẽ bị thẳng tay ném bỏ như quăng một thứ rác rưởi nhưng trong mơ hồ cô lại cảm thấy anh ta đối với mình dường như có chút khác biệt mọi người đều biết rõ bên cạnh anh ta trước nay chưa từng có bất kỳ người phụ nữ nào nhưng riêng với cô mỗi một câu nói mỗi lần đụng chạm đều khiến cô cảm nhận được dục vọng chiếm hữu vô cùng mãnh liệt bên trong con người vốn lạnh lùng ấy vậy nên lần trở lại này cô cảm thấy khó khăn không cùng cô thừa nhận sức cám dỗ của anh ta quá lớn nhưng chính vì vậy mà cô càng sợ hãi bất cứ lúc nào mình cũng có thể rơi xuống vực thẳm nhưng hôm nay khi biết được tin lính đánh thuê sẽ đến hành tinh này thực dân cô gần như lập tức quyết định chạy đi tìm anh ta có thể hành tinh này chỉ là một miếng mồi anh ta ném xuống để lừa phỉnh cô nhưng nếu nó quả thực là trái đất thì sao cô thực sự muốn được nhìn tận mắt hơn nữa cô hiểu rõ trái đất hơn anh ta rất nhiều. nếu như anh ta cố ý thực dân, cô nghĩ, lúc này là thời điểm tốt nhất để cô có thể tranh thủ làm nhiều việc có lợi cho cố hương của mình. tô di đợi một hồi lâu, bỗng nghe thấy tiếng bước chân nặng nề vang lên bên ngoài cánh cửa. sau đó, cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc cất lên. ai đang bên trong khoan nghĩ vậy? đó là tiếng mộ tây đình. điều này cho thấy rất có thể mạnh hy tông cũng đang đi cùng. báo cáo cấp trên, không có ai ạ. À ngoài dự liệu của tô di hai gã cảnh vệ lại đột nhiên trả lời như vậy sau đó tiếng bước chân lần nữa vang lên rồi tô di nghe thấy giọng nói của liên đạt cậu nhất định phải để cô gái này gặp ngài chỉ huy à tô di có chút nghi hoặc lại nghe mộ tây đình nói cô ấy là thủ lĩnh loài người dưới mặt đất ngài chỉ huy nói muốn gặp cô ấy mộ tây đình cười cười nói mấy ngày trước chưa tìm được tô di chẳng phải ngài chỉ huy rất tức giận đó sao có thể ngài ấy lại thấy hứng thú với cô gái này cậu muốn giảm nhiệt cho ngài chỉ huy à liên đạt bật cười hai người cười vang mộ tây đình nói lúc tôi phát hiện ra cô ấy thì bọn lính đã lột sạch quần áo của cô ấy rồi nếu không phải tôi nhanh chóng Tô di lăng yên trong giây lát rồi lẳng lặng đứng dậy không lưng như một chú mèo nhỏ tiến tới gần cửa nghe ngóng giữa hai người đàn ông cao lớn mặc quân phục là một cô gái nhỏ bé gầy gò đang cúi đầu lẳng lặng đứng thẳng lưng Thoạt nhìn, cô ấy cũng chỉ cao tầm tô di, mái tóc dài đen như mực, buộc hờ sau gáy, khoác trên người là chiếc áo choàng màu xanh ngọc, che kín mít. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ biết đó là một cô gái rất xinh xắn và đáng yêu. Hàng mày như núi xa, đôi mắt tựa hồ sâu, dung nhan trong sáng. Cô ấy không chỉ xinh đẹp mà khi nhìn kỹ, trong vẻ xinh xắn ấy còn ẩn hiện nét kiều diễm, kiêu sa nước lòng người. Đặc biệt, ánh mắt của cô ấy luôn toát lên vẻ bình tĩnh, tự dòng nước ấm êm đềm trôi chảy không chút gợn sống đây là thủ lĩnh loài người dưới mặt đất sao là một cô gái hai gã đàn ông vẫn thi nhau nói những lời mập mờ tựa như cô gái bên cạnh không hề tồn tại mà trong cô ấy cũng có vẻ không hiểu gì còn thái độ của liên đạt cứ như thể anh ta không hề biết tô di đang ở bên trong khoan nghỉ hoặc có thể anh ta muốn cô chứng kiến cảnh này bên ngoài hành lang lại vang lên tiếng bước chân trầm ổn Tô Di nhận ra âm thanh đó. Cô chậm rãi lui về phía sofa, lặng lẽ mấy giây rồi lại dựa sát vào vách tường, đứng đối diện với cánh cửa, cẩn thận nhìn xuyên qua tấm kính thủy tinh màu trầm. Ngài chỉ huy, chúng tôi xin lui trước, giọng nói của mộ Tây Định vang lên sau cánh cửa. Tô Di hơi nghiêng đầu, liền bắt gặp hình ảnh mạnh hy tông trong bộ quân phục màu đen tuyền, vẻ mặt hết sức lạnh lùng, chậm rãi ngồi xuống sofa. Cửa khoang phía bên kia đóng lại cô gái đó bước đến gần cánh cửa đứng một hồi trên gương mặt hiện lên vẻ kiên quyết khẽ nở nụ cười thiện chí với mạnh hy tông cô ấy chậm rãi tiến tới trước mặt anh ta hé miệng nói mấy câu gì đó tô gì thấy chân mày anh ta bỗng trao lại rồi trả lời vài câu ánh mắt lạnh lùng vẫn chặt trên người cô gái đó một lát sau mạnh hy tông đột nhiên giơ tay lên cởi chiếc áo choàng cô ấy đang khoác trên người sau lớp tơ lụa màu xanh mềm mại một cơ thể cân đối trắng nõn tựa băng tuyết thuần khiết hiện ra, chỉ trong khoảnh khắc đã khiến mắt Tô Di đau nhói. Cô nhìn thấy hai tay cô gái đó buông thõng hai bên người, nắm chặt thành nắm đấm, đứng tại chỗ, cố gắng che chắn nơi tư mật của mình, giống hệt Tô Di ngày đó. Mạnh Hy Tông cúi đầu nhìn cô ấy, ánh mắt như thể đang tìm tòi nghiên cứu. Sau đó, anh ta bỗng giơ tay, chạm vào một bên ngực trắng hồng, căng tròn. Tự hồ trong cùng khoảnh khắc kia, cả người cô gái khẽ lão đảo, ngã vào lòng anh ta mà anh ta cũng không đẩy cô ấy ra bàn tay kia vẫn đặt nguyên trên ngực tay còn lại nhẹ nhàng vuột ve gò má mịn màng tuy cô ấy đang đứng xoay lưng về phía tô di tô di không nhìn rõ từng động tác nhưng cô dường như ngay lập tức nhớ lại những ngón tay thô ráp của mạnh hy tông đang bóp chặt cầm mình tô di đột nhiên cảm thấy cổ họng mình khô khốc nỗi chua xót từ trong lòng ngực nhanh chóng dâng lên khóe mắt ngân ngấn nước cùng lúc đó trái tim cô như bị ai đâm thủng nhanh chóng vỡ vụn thành từng mảnh. Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh, không nhìn tiếp nữa. Dường như Mạnh Hy Tông vẫn không hề phát hiện ra cô đang ở gian phòng chỉ cách anh ta một bức tường, cô lặng yên không một tiếng động, ra hiệu cho cảnh vệ rồi vội vã rời khỏi nơi đó. Tô Di trực tiếp đi thẳng về ký túc xá phi công, căn cứ vào số thứ tự ở bản ghi danh, cô nhanh chóng tìm được giường ngủ của mình. Giường của cô nằm ở tầng trên, rèm giường dưới đã được kéo lại kín mít nhưng vẫn khó che đậy được sự rung lắc kịch liệt. Mơ hồ còn nghe thấy những tiếng rên khẽ của một đôi nam nữ. Cô khẽ khàng leo lên giường trên, nằm yên lặng nhìn trần nhà hồi lâu nhưng rốt cuộc cũng bật ra một tiếng cười nhẹ. Người ở giường dưới giường như nhận ra động tĩnh nhưng động tác vẫn không hề giảm bớt. Qua một lúc lâu, cô mới thấy ly tử lộ ra hơn nửa bả vai trắng nõn, dõi ánh mắt thăm dò nhìn lên trên bỗng nhiên vang lên tiếng trên mờ ám của một viên phi công nam. Đó là một gã đàn ông trẻ tuổi, dáng vóc gần như hoàng mỹ, nửa thân trên ở trần, phía dưới mặt một chiếc quần bò, từ giường dưới chui ra. Bảo bối, trên trán ly tử vẫn còn ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt ửng đỏ, ánh mắt mơ màng, hỏi. Cô không sao đấy chứ? Tô Di lắc đầu, cô thực sự không muốn nói chuyện lúc này. Ly tử quan sát cô một hồi, bỗng nở nụ cười mờ ám thật ra chưa từng thấy vẻ mặt trầm lặng này của cô đó nha ly tử cười lạnh nói cứ coi như gã đàn ông đó có tiền có thế nhưng đó đâu phải điều gì hiếm lạ trên khoang thuyền này đầy đàn ông tốt cô kiếm đâu chẳng được một gã quan tâm yêu thương săn sóc chung thủy với cô gấp trăm gấp ngàn lần tên đó nếp sống của liên minh vốn dĩ cởi mở có thể nhìn ra được từ lối sinh hoạt phóng đảng của toàn dân ở tinh cầu tự do này quân lính đánh thuê lại càng chú trọng tới việc hưởng lạc hơn nữa từ khi tô di gia nhập đội quân lính đánh thuê đến nay chưa bao giờ cùng bất kỳ người đàn ông nào làm loạn vẫn một mình đọc bước trên con đường của riêng cô vì thế khi ly tử vừa dứt lời người đàn ông ở giường đối diện nửa đùa nửa thật nói với giọng trầm thấp nếu đi theo anh anh đảm bảo cả đời này sẽ chỉ cưng chiều một mình em đám đàn ông xung quanh cười vang tô di mặt mày thanh tú nhìn có vẻ hiền lành an phận vốn là sự lựa chọn hàng đầu để làm bạn đời của những gã đàn ông nếu như bọn họ biết cô từng là mèo hoang của đội quân liên minh chỉ sợ sẽ càng thêm hứng thú muốn khám phá vì vậy lại có mấy gã đàn ông lên tiếng dò xét ly tử cũng hết sức vui vẻ vung tay lên tất cả xếp hàng cho tôi loại trung trinh liệt nữ như cô ấy toàn liên minh cũng thiếu hàng sao có thể tùy tiện để các người muốn làm gì thì làm tô di khẽ kéo ly tử lại thuận đà lôi cô ta lên giường trên vừa buông rèm cô liền nghe thấy hàng loạt tiếng hô hoáng không hài lòng của đám đàn ông ở mấy giường xung quanh ly tử trừng mắt liếc nhìn cô nhưng vẻ mặt tô di lại rất nghiêm túc ly tử tôi muốn xuống mặt đất ly tử lập tức lắc đầu nói không được phải có mệnh lệnh của ngài chỉ huy cô chẳng phải không quan tâm tới của cải tài sản sao tại sao lại vội vã muốn xuống dưới như vậy Ly Tử cho rằng Tô Di vội vàng muốn xuống mặt đất là để chiếm đoạt của cải. Không phải vì tiền, Tô Di kinh ngạc nhìn Ly Tử. Tôi chỉ muốn đi nhìn một lát rồi về thôi rồi sẽ quay lại. Không giấu gì cô, người thân của tôi, rất có thể đang ở tinh cầu này. Người thân ư? Ừm. Bọn họ nhiều năm trước đã lên phi thuyền vũ trụ rời đi nơi khác, tôi không cách nào tìm thấy họ. Có thể họ đã đặt chân đến nơi có nền văn minh nhân loại này nếu chế độ thực dân thực sự xảy ra, tôi hy vọng mình có thể tìm thấy họ trước. Ly tử, đó là người thân duy nhất của tôi. Chỉ có sự yểm hộ của các cô, tôi mới có thể xuống đó được bởi vì đang nói bằng tất cả lòng chân thành nên khóe mắt tôi di cũng ngấn lệ. Đây là lần đầu tiên Ly tử thấy cô khóc nên cũng hơi cảm động. Nhưng cô ta cũng không muốn mạo hiểm không công như vậy, liền ngập ngừng nói, được, tôi sẽ yểm trợ cho cô. Thế nhưng, nếu như việc này mà lộ ra ngoài, tôi vô can đấy nhé hơn nữa sau khi cô quay về báo săn của cô sẽ thuộc về tôi cái giá này rất hợp lý tôi di ôm bả vai của ly tử tỏ vẻ cảm ơn cô định làm như thế nào ly tử hoài nghi nói quỷ tích hành động của bất kỳ chiếc báo săn nào cũng đều hiện lên radar của trung tâm chỉ huy tác chiến cô tránh bọn họ bằng cách nào đây tôi sẽ trực tiếp thực hiện bước nhảy không gian tới gần mặt đất dưới sự nhiễu sống của tầng khí quyển Radar không thể phát hiện ra tôi đang ở chỗ nào. Nếu như bọn họ có hỏi cô cứ nói tôi đã quay về liên minh rồi. Cô điên rồi, ngộ nhỡ người mặt đất tấn công cô thì sao? hiếm khi thấy Ly Tử có những lời thành khẩn thế này. Hay cô đi tìm người tình của cô nhờ hắn giúp đỡ? Tôi không có người tình, tôi gì thẳng nhiên nói. Vả lại, tôi cũng không cần. Ly Tử lại cười, nói, cứ tưởng cô chỉ là một em gái ngây thơ, hóa ra cũng biết đau khổ vì tình người đi tìm tô di đến còn nhanh hơn cô tưởng một tiếng sau khi tô di và ly tử đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi xa xa bỗng thấy một đội quân cảnh thần sắc hết sức nghiêm nghị xuất hiện trên lối hành lang hai người liền chia đông rẽ tay mới tránh né được bọn họ nhanh chóng đi tới bông tàu hai chiếc báo săn lén bay theo sau đội tuần tra an ninh vừa mới rời khỏi pháo đài vũ trụ liền nghe thấy trong tần số truyền tin truyền đến một mệnh lệnh với chất giọng vô cùng lạnh lùng thượng úy các người không có giấy phép phi hành, xin mời lập tức hạ cánh, lập tức hạ cánh. Chiếc báo săn của Ly Tử lập tức phụng mệnh, đột nhiên ngừng lại, còn chiếc của Tô Di vẫn bay thẳng về phía trước, trong nháy mắt đã cách pháo đài vũ trụ một khoảng khá xa. Một luồng ánh sáng bạc đột nhiên lóe lên, cô thực hiện bước nhảy siêu quan tốc để chạy trốn. Trung tâm tác chiến báo cáo, cô đã thoát khỏi phạm vi tinh hệ có thể dò xét. Năm phút sau Ly Tử bị bắt trói, đưa về khoang làm việc của hạm trưởng nhị cầu cũng bị ép quỳ dưới đất, vẻ mặt vẫn còn ngơ ngác chưa tỉnh hẳn cơn say. Nhìn người đàn ông đẹp trai, lạnh lùng đang ngồi trên sofa, ly tử khẽ mỉm cười, nói, hạm trưởng, chúng tôi không thuộc về pháo đài vũ trụ này, ngài không có quyền bắt giữ chúng tôi. Tôi không có quyền bắt giữ người ư, người đàn ông đó đứng lên, đi tới phía trước, từ trên cao nhìn xuống bọn họ. Ly tử và nhị cầu đều là những người thông minh, lanh lợi, lập tức nhìn rõ quân hàm chữ thập màu bạc trên cầu vai áo của người đàn ông sợ đến hồn siêu phách lạc hóa ra người này không phải hạm trưởng nhị cầu lập tức không kìm được quay sang ly tử quát ầm lên mẹ kiếp các người đã làm chuyện tốt gì vậy hả tôi gì đâu người đàn ông đó lạnh lùng hỏi hai người không ai lên tiếng giọng nói nhàn nha của viên sĩ quan chỉ huy lần nữa vang lên tôi sẽ không vì người phụ nữ của mình mà trách phạt thuộc hạ nhưng bao che để cô ấy chạy trốn thì lại là chuyện khác nhị cầu và ly tử đều bị cụm từ người phụ nữ của mình làm cho chấn động ly tử lập tức thành thật đáp cô ấy quay về liên minh rồi ạ à. viên sĩ quan chỉ huy không hề nghĩ ngợi trực tiếp rút súng nhắm ngay giữa ấn đường của ly tử cô còn một cơ hội nữa để nói thật trong nháy mắt mồ hôi lạnh trên người ly tử túa ra đầm đìa cô ấy cô ấy xuống mặt đất xuống mặt đất rồi ạ à trong lòng vô cùng ấy nấy, nhưng Ly Tử không còn cách nào khác, chỉ có thể thầm xin lỗi Tô Di. Bởi người đàn ông trước mặt không phải ai khác mà chính là Ngài Chỉ Huy. Tất thảy bọn họ đều thuộc quyền sở hữu của anh ta, bao gồm cả sinh mệnh và lòng trung thành. Tại hành tinh cách pháo đài vũ trụ gần 2.000 mét, bước nhảy siêu quan tóc mang đến một sự sốc nảy mãnh liệt, khiến cảm giác tê dại do cảnh tượng lúc nãy mang lại nhanh chóng tan rã tầng mây màu xám trầm lượng lờ tựa sương khói giăng trước mặt khiến tầm nhìn bị che khuất, đen kịt một màu, cả vùng đất rộng lớn giống như một con thú khổng lồ say ngủ. Để tránh khỏi sự chú ý của loài người dưới mặt đất, cô nhảy tới điểm cuối của bán cầu, lúc này đang là buổi đêm. Nhìn xuyên qua ống kính dạ quan máy bay, cô có thể mơ hồ nhìn thấy cả vùng đất rộng lớn và một khúc sông uốn lượn vòng quanh những dãy núi, còn có những kiến trúc nhà ở thoạt nhìn giống hệt dãy nhà nông thấp bé lề tè hình dáng của vùng đất càng lúc càng trở nên quen thuộc khiến tim cô đập càng lúc càng nhanh khi nhìn thấy dấu tích kiến trúc hẹp dài mắt thường cũng có thể quan sát được ở đầu bắc bán cầu cô quyết định hạ cánh ở khu vực này không còn nghi ngờ gì nữa đó chính là trường thành điều này khiến hai mắt cô thoáng chốc nhòa lệ nhưng kỳ lạ là cô đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý rằng sẽ bị máy bay của mặt đất chặn lại nhưng đã bay lượn được nửa tiếng rồi nhưng cô không hề gặp bất cứ sự tập kích hay trở ngại nào radar cũng không phát hiện ra bất kỳ mục tiêu nào. Cho dù cố hết sức lặng yên không một tiếng động nhưng khi báo săn đáp xuống một trừng cây, gió lớn vẫn khiến cây cối bị uốn cong và gãy đoạn. Tô Di đáp máy bay ở một khoảng đất trống trong rừng, rời khỏi ghế lái, bắt đầu lắp ráp vũ khí, chuẩn bị lẻn vào thành phố, tùy cơ ứng biến. Kỳ thực, hành động này vẫn có chút kích động, trong lòng cô giấy lên cảm giác háo hức không thể kiểm soát. Nhưng nếu nơi này đích thực là trái đất, cô nhất định phải mau chóng tìm ra vị lãnh đạo ở đây. Là cô gái kia sao? Sao có thể là một cô gái trẻ như vậy được? Cô ta có thể trở lại mặt đất không? Hay sẽ trở thành cái giá phải trả của một cuộc thương lượng bị Mạnh Hy Tông giữ lại bên người? Trước mắt dường như xuất hiện một luồng ánh sáng bàn bạc chói lòa, xẹt qua viền mắt khô khốc, tựa hồ có một trận mưa đá đang trút xuống tấm kính trắng thủy tinh ở buồng lái. Tô Di nhanh chóng rút súng, quay đầu lại, chỉ thấy qua ống kính dạ quan, một trận mưa tên ngập trời bay đến. Đúng vậy, chính là mưa tên. Những mũi tên sắc nhọn bằng sắt mới tinh, lông vũ trắng muốt, gió bão, sấm chớp chằng chịt đang tập kích báo săn. Nhưng loại vũ khí có tính sát thương cực thấp này khi chạm vào lớp kính chống đạn siêu cường của báo săn thì chẳng lưu lại bất cứ dấu tích gì, kể cả một vết xước. Tô Di bước nhanh về phía trước, chỉ thấy trong lùm cây trước mũi máy bay lờ mờ xuất hiện một toán người chỉ là tại sao bọn họ lại sử dụng cung tên? Ở một nơi chỉ toàn dãy những dãy nhà thấp lè tè này, có lẽ họ là những người thợ săn nông thôn chăng? Không cách nào để có thể nói về vận mệnh tinh cầu với những người này, Tô Di nhanh chóng đưa ra quyết định, mở động cơ, định bay ra khỏi khu vực này. Giữa lúc phần đuôi báo săn phun ra ngọn lửa hỏa tóc màu xanh nhạt, thần máy bay từ từ hướng thẳng lên cao, một bóng đen đột nhiên từ phía dưới lao thẳng đến trước tầm mắt của Tô Di. Trong bóng đêm, bóng dáng đánh tới mạnh mẽ của người đàn ông đó tự thế đại bàng dương cánh. Tô Di không nhìn rõ khuôn mặt anh ta nhưng có thể tận mắt nhìn thấy anh ta giơ tay, đánh một cú thật mạnh lên tấm kính thủy tinh của báo săn. Rắc, một tiếng. Sau phút giây nghi hoặc ngắn ngủi, Tô Di thực sự kinh hoàng đến choáng váng. Không kịp suy nghĩ, cô kéo giật cần điều khiển vũ khí, khởi động súng dưới thân máy bay, bắn càng quét. Tầm mắt phía trước nhất thời như thể sấm chớp rền vang, hết sáng lại tối, Tô Di chợt phát hiện ra một khe nứt tựa hoa văn uốn lượn, kéo dài từ đỉnh tấm kính xuống phía dưới 20 cm. Sau kẻ nứt, bóng dáng một người đàn ông cao lớn trong bộ quần áo màu đen hiện ra. Khuôn mặt anh ta chỉ cách cô một lớp kính thủy tinh, gần ngay trong gan tấc. Hàng lông mày rậm rì như được phát họa bằng bút lông, đôi mắt sâu thẳm, đen như mực, ánh lên tia hung dữ. Đây quả thực là một người đàn ông ngoài sức tưởng tượng, bởi cú đấm của anh ta mạnh tới nỗi có thể làm đứt được tấm kính chịu lực còn bền hơn cả kim loại của vũ trụ. đây cũng là một người đàn ông hết sức cương nghị, vị trí đang đứng chắc chắn sẽ khiến anh ta trúng đạn nhưng đau đớn như vậy cũng chỉ khiến anh ta khẽ cau mày, đôi mắt thâm trầm vẫn nhìn tô di không chớp, tự như muốn nhìn thật rõ xem kẻ xâm lăng xa lạ này rốt cuộc là thần thánh phương nào. xong, đứng trước báo sang đại biểu cho thực lực quân sự của tinh hệ vĩnh hằng, người đàn ông dũng mãnh kia chập mắt một cái đã chìm vào hôn mê, nặng nề ngã xuống mặt đất. Mà phía sau anh ta, đám người ẩn núp ban nảy cũng ném cung kiếm đầy đất rồi nhanh chóng chạy biến đi. Mười phút sau, Tô Di dùng vật liệu khẩn cấp để sửa chữa tấm kính trắng của báo săn, sau đó ngồi bên trong khoang lái ăn lương khô, nhìn người đàn ông đang bị còng tay, nằm bất động ở khoang sau. Đồng bọn đã bỏ anh ta lại, để Tô Di có cơ hội bắt anh ta làm tù binh, kéo về máy bay, rồi tìm được một địa điểm bí mật, an toàn hơn, chính là một sơn động bên sườn núi để ẩn náu. Ngọn núi này lớn như vậy, hy vọng bọn họ không thể tìm thấy cô trong khoảng thời gian ngắn. Người đàn ông này cao tầm một M80, khôi ngô, tuấn tú, thân hình cường tráng, khỏe mạnh nhưng không hề vai u thịt bắp mà vô cùng cân đối. Khoan sao vốn không rộng lắm nên khi anh ta nằm trên mặt sàn, nhìn nó chật hẳn đi. Dưới ánh đèn dịu dịu của cabin, Khuôn mặt người đàn ông toát lên vẻ khí khái, lãng tử điển trai, trong vẻ lãng tử đó lại có cảm giác vô cùng thuần khiết, đơn giản. Đặc biệt là hai hàng lông mày dày rậm, đen nhánh, cho dù anh ta đang nhắm chặt hai mắt nhưng vẫn khiến người ta có cảm giác sắc bén, vững vàng. Anh ta rốt cuộc là ai? Trên người anh ta có nhiều vết đạn sượt qua, nhưng không có bất kỳ mảnh đạn ào găm vào người. Điều này khiến Tô Di cảm thấy hơi kinh ngạc. Trong làn đạn dày đặc như mưa, anh ta gần như đứng ngay trung tâm, vậy mà không viên đạn nào có thể bắn trúng. Nguyên nhân khiến anh ta hôn mê có lẽ là do máy bay hút vào người. Xử lý qua loa vết thương cho anh ta, Tô Di cầm chiếc áo choàng đen ban nảy nhặt được trên mặt đất, trang bị vũ khí đầy đủ rồi rời khỏi rừng cây, đi về phía thành phố. Dọc đường đi, Tô Di đụng phải vài nhóm người lác đác qua đường. Có người thần sắc khoan thai, có người lại tỏ ra vội vã. Nhìn trang phục của họ, trong lòng Tô Di sớm đã kinh hãi vạn phần nhưng vẫn cố giữ nét mặt thật tự nhiên nên không ai phát hiện ra sự khác lạ của cô. Cùng lắm cũng chỉ có một vài người tỏ ra hiếu kỳ, nhìn nhìn mái tóc dài buông xỏa của cô lâu hơn mà thôi. Ước chừng đi được khoảng 3 giờ đồng hồ, bóng dáng thành phố rốt cuộc cũng hiện lên. Tô Di hít sâu một hơi, nhìn tường thành màu xám xanh kéo dài trước mặt và tắm biển cổng thành màu đen khảm sâu vào đá. Kiểu chữ khắc trên đó trông rất quen mắt, hai chữ phồn thể ngay ngắn, Rõ ràng, trùng lập với một đoạn lịch sử nào đó trong đầu Tô Di. Trường An Trong giây phút ngây ngẩn đó, giữa đám người mặc quần áo cổ trang đi qua đi lại, đã có một chàng trai trẻ mắt tinh miệng bén, mặc trường xăm một bằng vải thô, cầm lúng phúng hai chòm râu, đội chiếc mũ đỉnh vuông, tươi cười tiến lên nghênh đón. Một trang phục nam thời đường Cô nương lần đầu tiên đến trường An sao? Có muốn ở trọ không? Tiểu điếm Phúc Ngọc chỗ tôi là nơi sạch sẽ nhất giá cả phải chăng nhất thành trường an này, thấy Tô Di cao mày, anh ta vội vàng nói. Tính cả đại đường này thì chỗ tôi vẫn là độc nhất vô nhị đấy. Tiếng hán phát âm hết sức rõ ràng. Tô Di chỉ cảm thấy huyết mạch toàn thân thoáng chốc đông cứng lại. Đại đường. Trường An. Hơn một nghìn năm trước. Tô Di đứng trên con đường tấp nập người ngựa qua lại, cô cảm thấy mọi thứ xung quanh còn lạ lẫm hơn rất nhiều so với cảm giác lúc mới đến tinh hệ vĩnh hằng dọc hai bên đường là những gánh hàng trong nhỏ lẻ, người bán chèo kéo, mời mọc khách ầm ĩ cả khu phố, người nào người nấy đều mang bộ mặt thô ráp vì phơi nắng phơi sương, tự hồ khắc họa cả vẻ tan thương của tòa thành này, lại như chất chứa niềm hy vọng về một cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Nhà cửa hai bên đường đa số thuộc kiểu nhà gỗ thấp, cũng có những nhà giàu có tường đỏ, mái xanh, ở trước đặt hai con sư tử đá mới tinh, tràn đầy sinh lực. Tô Di dùng tiền vàng mang theo trên người đổi lấy quần áo, thức ăn và một thanh kiếm vô cùng sắc bén. Từ chỗ ông chủ tiệm may, cô được biết bây giờ là thời đại văn kỳ của đại đường, hoàng đế mới băng hà, trưởng công chúa thuộc đức chấp chính. Tô Di là dân khoa học tự nhiên, đâu nhớ rõ trong lịch sử có những triều đại và niên giám một nào, nghe vậy chỉ biết u u cạc cạc, không hiểu gì. Một những sự kiện quan trọng xảy ra trong một hoặc nhiều năm. Ông chủ tiệm may nhắc đến sự việc xảy ra ba ngày trước mà lòng vẫn chưa hết hoang mang, sợ hãi nghe nói trên trời bỗng xuất hiện một con yêu quái khổng lồ màu đen tuyền không biết từ đâu rơi xuống trực tiếp dùng uy lực khủng khiếp của mình để phá hủy hơn một nửa kiến trúc hoàng cung yêu quái này còn nói bằng thứ ngôn ngữ rất kỳ lạ không một ai nghe hiểu tất cả mọi người đều ngơ ngác không biết chuyện gì vừa xảy ra chỉ biết quỳ trên mặt đất thỉnh cầu trời cao khoan dung độ lượng trong thời khắc đối mặt với sinh tử này Trưởng công chúa đã đứng ra hạ lệnh cho quân lính dùng đá và cung tên nhanh chóng đánh trả đám yêu quái sau giây phút trầm mặt ngắn mũi, quả nhiên bị khiếp sợ mà tháo chạy. Nhưng trước khi trốn thoát, chúng còn bắt được công chúa điện hạ lúc đó đang đứng trên cổng thành mang đi. Nghe nói chiều hôm qua, trưởng công chúa mới được thả về mặt đất. Không một ai biết nàng đã phải chịu đựng sự áp bức và lăng nhục nào, nhưng toàn dân đều vui mừng trước sự trở về của vị anh hùng. Quân đội đã ban bố lệnh giới nghiêm võ lâm nhân sĩ cũng góp sức ra quân để bảo vệ trị an đất nước trong lòng bách tính vẫn hết mực hoang mang và sợ hãi đám yêu quái đó nhưng lại tin tưởng chắc chắn một điều rằng yêu quái thực sự không thể hủy hoại đến quốc gia tô di không rõ lý do khiến mạnh hy tông đồng ý thả cô công chúa đó ra nếu anh ta thực sự cảm thấy hứng thú đối với cô ta nếu nhìn theo cách anh ta từng đối xử với tô di chí ít cũng phải giữ cô công chúa đó ở lại bên mình một thời gian chứ không thể nhanh như vậy đã để cô ta an lành quay về nhưng không hề nghi ngờ đối tượng tô di muốn tìm chính là vị trưởng công chúa đó không hiểu sao điều này lại khiến cô cảm thấy hơi khó chịu sự xuất hiện của cô ta đã phá vỡ ảo tưởng không chân thực của tô di sự tan vỡ này cho dù tô di đã gắng sức quên đi nhưng vẫn không cách nào xóa được nhưng cô nghĩ đi nghĩ lại cô gái đó cũng giống như cô đều phải hiến dân cho Mạnh Hy Tông. Thậm chí ở mức độ nào đó mà nói, cô ta còn vĩ đại hơn cô gấp bội. Nghĩ tới đây, Tô Di cảm thấy thư thái một cách bất đắc dĩ. Sao cô có thể không cam lòng với cô gái đó được đây? Dọc đường đi, Tô Di bắt gặp rất nhiều người mặc võ phục, cầm kiếm, có hòa thượng, ni cô đầu sẹo vết châm hương, còn có mấy tên ăn mày trong tay cầm gậy gộc. Tô Di thoáng cân nhắc một chút rồi đi theo sau bọn họ rất nhanh đã tới một chiếc cổng đình viện lớn màu đen trầm. Thò đầu vào nhìn, bên trong đã tập trung rất nhiều người. Bộ trang phục trên người Tô Di không khiến đám võ lâm nhân sĩ xung quanh cảm thấy có điểm khác thường mà thậm chí có người còn hòa nhã nói với cô rằng, cô nương, phái không động ở gian nhà phía tây, Tô Di nào dám đi tới đó, cứ đứng ngay ngô một góc trong đình viện. Yên lặng lắng nghe bọn họ nói chuyện với nhau, Tô Di nghĩ đây chắc hẳn là một nhóm người kỳ lạ so với những người dân thường cô gặp trên đường trong đám người này có kẻ mặc áo gấm hoa có tên áo quần tơi tả nhưng ánh mắt người nào người nấy đều sáng quắc tinh thần vô cùng phấn chấn từ bọn họ có thể cảm nhận được lòng nhiệt huyết và chính nghĩa toát lên một cách rõ ràng từ nội tâm mà trọng tâm câu chuyện bọn họ bàn luận chỉ xoay quanh một vấn đề võ lâm minh chủ nguyệt mặt đêm qua đã bị yêu quái bắt đi hóa ra kể từ lúc xuất hiện yêu quái võ lâm nhân sĩ đã tự lập nên một đội tuần tra, bao quát cả trong và ngoài thành. Nơi đêm qua Tô Di đáp xuống lại đúng ngay chỗ đội tuần tra của Minh Chủ Đại Nhân, cho nên mới xảy ra chuyện. Minh Chủ không màng sợ hãi, lấy thân mình tấn công báo săn. Nhưng bọn họ bàn luận xôn xao hồi lâu vẫn chưa tìm ra cách giải quyết. Có người nói xin công chúa phái quân đội hỗ trợ, bởi dù gì công chúa vẫn luôn cảm mến, ngưỡng mộ Minh Chủ. Có người lại nói tìm cách hạ độc yêu quái có người nói nên cầu xin thần linh. Tô Di nghe đến đó thì xoay người rời đi. Cô mua một con ngựa, chưa tới nửa giờ đã chạy về tới dãy núi giấu báo săn đêm qua. Buộc ngựa lại xong, cô mang tâm sự nặng nề bước vào sơn động, lên báo săn, bật đèn chiếu sáng. Yêu quái, một giọng nói trầm thấp, thuần phát khẽ cất lên. Tô Di quay đầu, thấy người đàn ông đang lặng lặng ngồi trên mặt sàn, dung mạo anh Tuấn tràn ngập vẻ tò mò dò xét nhưng lại không hề có bất cứ nét hoảng sợ, kinh hãi nào. Tôi là con người, Tô Di cởi áo choàng, rút súng đề phòng, đi tới, đứng trước mặt anh ta. Tôi tới để cứu các người. Người đàn ông từ đầu đến cuối vẫn chỉ quan sát cô, lúc này gật đầu, nói, cô nương không có đuôi, tại hạ tin cô là người. Tô Di im lặng một lát rồi nói, thực ra không hề có yêu quái gì hết, chẳng qua chỉ là người của thế giới khác muốn tới xâm lăng vùng đất của các người mà thôi tôi tên Tô Di. Thế giới khác ư, người đàn ông nhíu mày. Tại hạ là Lâm Nguyệt Mặt. Giải thích về bước nhảy không gian siêu quan tốc với một cổ nhân hiển nhiên không phải là sở trường của Tô Di. Nhưng cô đã sớm có sự chuẩn bị từ trước, liền trực tiếp khởi động màn hình vi tính trên máy bay, mở một đoạn băng ghi hình vũ trụ chính cô đã bay qua, cũng không bận tâm anh ta có hiểu gì không, cứ để anh ta xem hết. Chỉ thấy trong khoảng thời gian 10 phút này, hàng mày của Nguyệt mặt nhíu lại càng lúc càng chặt. Cuối cùng, anh ta thở dài một hơi. Tô Di yên lặng chờ đợi. Anh ta suy nghĩ một lúc lâu rồi mới gật đầu với Tô Di, nói, tại Hạ Hiểu, cô là người trên trời. Thế nhưng, tại sao cô lại có ý định cứu chúng tôi? Tô Di thực tình không có chứng cứ chứng minh cho sự thật lòng của mình, chỉ cười khổ, nói, nơi này là nhà của tôi. Trước kia, tôi cũng giống trưởng công chúa bây giờ vậy, chỉ là bí mật bị bắt đi. Không ngờ, khi nghe thấy lời giải thích này, ánh mắt Nguyệt mặt lại toát lên vẻ ôn hòa. Tại hạ tin tưởng cô nương, anh ta nhìn cô chầm chầm. Cô nương có một đôi mắt trong sáng, thuần khiết, rất đáng tin. Hơn nữa, sau chuyện đêm qua, cô cũng không thủ tiêu tại hạ để bịt đầu mối. Tôi không quan tâm anh có tin tôi hay không, Tô Di lại nói rồi chỉ tay vào một chiếc trương lớn, cao bằng nửa đầu người nằm im lìm một góc trên khoang thuyền. Ở trong đó là 10 đầu đạn hạt nhân, dù nó không thể phá hủy được tinh cầu này nhưng cũng đủ để làm ô nhiễm nguồn nước và tài nguyên khoáng sản. Chúng ta sẽ dùng thứ này để uy hiếp người trên trời, ép bọn họ rời đi, không được phép đụng tới tinh cầu này. Nếu không, bọn họ cũng không chiếm được bất cứ thứ gì. Nguyệt mặt hiển nhiên không hiểu những gì Tô Di vừa nói. Sau khi cô phát một đoạn băng ghi lại cảnh thả đạn hạt nhân trên màn hình máy tính, anh ta mới bán tính bán nghi, gật đầu. Thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành. Tô Di gật đầu. Chỉ với chiếc phi cơ này của tôi, chính là thứ độ có thể bay này, cũng đã đủ để phá hủy toàn bộ lực lượng quân đội của các người. Huống chi trên trời còn có tới hàng trăm chiếc. Các người không có sự lựa chọn nào khác đâu. Việc này, tại hạ còn phải bàn bạc với trưởng công chúa Điện Hạ, Nguyệt mặt Nghiêm mặt nói. Điện Hạ từng nói, tuyệt đối không đầu hàng quân địch. Vậy thì phải nhanh lên, Tô Di nói. Để chôn những đầu đạn hạt nhân này ít nhất phải mất nửa ngày nói không chứng lúc nào đó, bọn họ lại phát động tập kích một cách bất ngờ. Nguyệt mặt gật đầu, nhìn hai cánh tay của mình, nói, tô cô nương, cô có thể tháo cái gông xiềng này ra cho tại hạ được không? Tô Di liếc nhìn chiếc cọng tay bằng hợp kim trên tay anh ta. Không được, anh dường như rất biết đánh nhau. Tô Di tin rằng luyện tập thể dục thể thao và tập võ có thể tăng cường thể chất và kỹ thuật giao chiến của con người. Nhưng việc vượt nóc bằng tường, xé vàng nước đá như trên tivi thì cô không tin. Nguyệt mặt gật đầu, nói, vậy tại hạ sẽ tự mở. Rắc, rắc, một tiếng trạng nứt khẽ vang lên, Tô Di trơ mắt nhìn chiếc còng tay hợp kim ngay cả bom nổ cũng không nứt, lại gãy thành mấy khúc dưới bàn tay của anh ta. Mấy giây sau, bóng người đàn ông cao lớn, nhanh nhẹn tự báo săn bỗng bổ nhào về phía Tô Di. Anh ta không giống bất cứ cao thủ nào Tô Di từng giao đấu. Cơ thể anh ta linh hoạt, nhanh như tia chớp, căng tràn sinh lực nhưng cũng rất đổi dịu dàng, mềm mại tự cơn gió. Chỉ trong nháy mắt, anh ta đã áp sát vào người Tô Di, hơi thở nóng rực phả lên cổ cô rồi nhanh tay bóp chặt lấy cần cổ. Xin đắc tội, ánh mắt như sáng như sao của anh ta nhìn cô chầm chầm. Có lẽ do ở một khoảng cách quá gần nên anh ta lập tức cảm thấy không được tự nhiên, liền quay mặt qua chỗ khác, trầm giọng nói, không phải tại hạ không tin cô nương, cô nương nói nhà mình ở đây, chỉ cần tra ra được hộ tịch của cô ở bộ hộ, tại hạ sẽ lập tức khuyên điện hạ làm theo những gì cô vừa nói. Tô Di trầm mặt dây lát rồi nói, được. Anh có thể buông tôi ra được không? Anh xem, tôi chưa từng được học qua môn võ nào, căn bản không phải là đối thủ của anh. Hơn nữa, thụ thụ bất thân, anh làm thế này thực sự không thích đáng cho lắm. Một tay nguyệt mặt nhanh như cắt lướt qua cổ tay cô, anh ta hơi trầm tư một lát rồi gật đầu. Được, anh ta lập tức buông lỏng cổ cô ra, lùi về phía sau một bước. Tăng, một tiếng vang nhỏ nổi lên giữa không trung. Tô Di mặt không đổi sắc, chân trái của Nguyệt mặt trúng đạn, khẽ run rẩy. anh ta lập tức úp lòng bàn tay lên miệng vết thương, mấy từ từ rỉ ra qua kẻ ngón tay. Cơn giận dữ bùng lên trong đôi mắt đen tối như mực. Cô dám sử dụng ám khí ư. Tô Di giơ súng nhắm ngay ngực anh ta, nói, đại hiệp, tôi không thích bị người khác khống chế chờ người ta tra ra được hộ tịch của tôi thì những chiếc phi cơ trên trời đã chiếm lĩnh toàn bộ tài nguyên trọng yếu cả nơi này rồi anh có thể quyết đoán một chút được không hay để tôi trực tiếp đi tìm trưởng công chúa đây cứ tưởng một người đàn ông như anh có thể dứt khoát một chút không ngờ còn chẳng bằng một người phụ nữ tin hay không nói một câu thôi tôi cũng không thừa thời gian liều mình tới đây để giải cứu các người nếu không phải nơi này từng là cố hương của tôi không muốn tài nguyên thiên nhiên ở đây bị hắn cướp trắng thì các người sống hay chết có liên quan gì tới tôi những lời này khiến ấn đường của nguyệt mặt nhíu lại càng lúc càng chặt hồi lâu sau anh ta lại gật đầu nói cô nương nói rất đúng là tại hạ hoài nghi cô trước tại hạ đúng thật là tiểu nhân tại hạ xin tin tưởng những lời của cô nương đây anh ta giơ tay phải lên nghiêm mặt nói nguyệt mặt xin thề kể từ nay về sau sẽ đối xử thẳng thắn với tô di cô nương nếu vi phạm lời thề sẽ bị sét đánh giữa đỉnh đầu không được chết một cách tử tế nói xong đôi mắt đen lấy lại nhìn tô di không chớp mắt tô di nói lãng sang chuyện khác anh định thuyết phục công chúa tin tưởng tôi bằng cách nào nguyệt mặt hùng hồn nói tại hạ sẽ dùng cái đầu của mình để đảm bảo với điện hạ rồi chuyển ngay chủ đề nhưng nếu cô nương vi phạm lời thề ngày hôm nay thì đích thân tại hạ sẽ tống khứ cô ra khỏi đây tô di liếc mắt nhìn anh ta một cái thản nhiên nói tôi thề thốt bao giờ Nói xong cũng không thèm để ý tới anh ta nữa Cô lấy băng gạc và thuốc chống viêm từ hộp y tế ra Đưa cho anh ta Anh tự xử lý đi Nguyệt sắc hơi bất đắc dĩ với hành động lật lọng của cô Sửng sốt một hồi rồi lắc đầu Tại hạ không biết dùng những thứ này Tô Di cũng chỉ từng học sơ qua cách cứu thương cơ bản Lúc này đành phải sáng tay áo Lấy kéo cắt chiếc quần đen anh ta đang mặc trên người Cũng may cô dùng súng lục có đường kính nhỏ Lực sát thương không lớn mà anh ta né cũng nhanh nên viên đạn găm không sâu. May cho anh là tôi có thể xử lý được vết thương này đấy, cô không ngẩng đầu, nói. Đau lắm đúng không? Anh chịu khó một chút nhé. Cô dùng rượu cồn rửa qua vết thương, nghe thấy tiếng thở của anh ta nặng nề hơn, liền thấp giọng nói, xong ngay đây thôi, anh yên tâm. Cô khéo léo dùng một chiếc kẹp, gấp viên đạn nhỏ xíu ra ngoài, sau đó bôi lên miệng vết thương một ít thuốc chống viêm rồi cuốn băng gạt lại. Thao tác xong, trán tô di lắm tắm mồ hôi lạnh. Cô ném đoạn băng gạt nhúng máu xuống đất, lúc này mới chợt nhớ ra mình quên không dùng thuốc tê. Cô có chút kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn về phía nguyệt mặt. Anh ta thậm chí không rên rỉ lấy một tiếng. Nhưng trên khuôn mặt người đàn ông đó cũng không có vẻ gì là đau đớn, trái lại còn đỏ bừng, dưới hàng mi đen dậy, ánh mắt anh ta lẳng lặng nhìn cô với vẻ ngượng ngùng. Anh sao vậy? Tô Di ngạc nhiên hỏi. Người đàn ông liếc nhìn phần bắp đùi lộ ra phía ngoài quần của mình, lại nhìn đôi tay nhỏ nhắn, trắng trẻo dính đầy vết máu anh ta của Tô Di, giọng trầm như nước, cô thật tốt. Mặt trời chói chang nhô lên cao, rừng cây cô tịch, hoang vắng. Một con ngựa đen đang được buộc ở một gốc cây đại thụ. Tô Di ném chiếc ba lô lên yên, phóng người lên ngựa, quay đầu, chìa tay ra. Lên đây. Nguyệt mặt vốn đi ngay phía sau cô, khập khiển bước ra khỏi sơn động, Thấy thế liền trầm mặt trong giây lát rồi nói, "Đa tạ ý tốt của cô nương, nói xong cũng không dựa vào sự giúp đỡ của cô, hai tay khẽ đặt lên lưng ngựa, nhấn một cái, chiếc chân bị thương được nhấc bổng lên hết sức nhẹ nhàng." Lúc này, Tô Di đã tin tưởng anh ta có võ công thực sự, mặc dù việc này thật không sao tưởng tượng nổi, hơn thế, còn vượt ra khỏi phạm vi khoa học mà cô có thể hiểu được. Dọc theo con đường núi nhỏ hẹp và tĩnh mịch, hai người im lặng di chuyển chỉ có tiếng vó ngựa, lập cộc khẽ vang lên. Một lát sau, Nguyệt mặt phá tan bầu không khí yên ắng, nói, Tô cô nương, lát nữa chúng ta chắc chắn sẽ gặp những người tới chi viện tại Hạ. Hôm nay, lúc tỉnh lại trong rừng cây, tại Hạ đã liên lạc được với vài vị hiệp khách khác. Vì sự an toàn của Tô cô nương, tại Hạ cho rằng chỉ cần một mình công chúa Điện Hạ biết thân phận thật của cô là đủ, đối với những người khác, tại Hạ sẽ nói cô nương chính là người cứu tại Hạ. Tô Di, được. Tên Nguyệt mặt này mặc dù có chút cổ hủ, ngây thơ nhưng lại rất dũng cảm và thận trọng. Đi được khoảng 10 phút, quả nhiên nghe thấy một tràng tiếng chim hót lạnh lót. Tô Di còn chưa thấy bóng người, một luồng hơi nóng đã phả lên cổ cô, giọng trầm thấp của Nguyệt mặt bỗng vang lên bên tai, bọn họ đến rồi. Trưởng công chúa đang ở đây. Tô Di khẽ rùng mình, thầm nghĩ cô nạn trưởng công chúa này quả nhiên đối với Nguyệt mặt tình sâu nghĩa nặng nhưng cô còn chưa kịp xuống ngựa đã nghe thấy một tiếng xé gió, nhanh như chớp lao tới. Tô Di chỉ cảm thấy có một sức lực vô cùng nặng nề nằm ngay bên hông mình. Ngay sau đó, lưng cô lập tức áp sát vào một vòng ngực vô cùng ấm áp, trong nháy mắt, cô cảm thấy trời đất nghiêng ngã, mày ván mắt hoa. Mà mấy mũi tên lướt gió xẹt qua gò má, mang tài cô còn mang theo lực sát thương khó có thể đoán được. Cơ thể Tô Di vừa chạm xuống đất, gần như ngay lập tức, cô rút súng bắn trả. Sau đó, chỉ nghe thấy Nguyệt mặt ở phía sau hét lớn một tiếng, đừng, ngay sau đó cô nhìn thấy những bóng đen bay vút lên. Tô Di giờ mới nhìn rõ, đó là ba gã đàn ông vô cùng lực lưỡng mà trước đây cô đã từng gặp ở Đại hội Võ Lâm Nhân Sĩ trong thành. Nguyệt mặt đột nhiên ra tay bảo vệ Tô Di, hiển nhiên đã khiến bọn họ hơi sửng sốt, nhất loạt dừng tay, lùi lại phía sau vài bước, không tiếp tục tấn công nữa. Minh chủ, bọn họ chấp tay hành lễ với Nguyệt mặt. Ai cho phép các người ra tay hả? Nguyệt mặt phẫn nộ quát. Đó là mệnh lệnh của bản cung, một giọng nói lạnh lùng mà kiều diễm bỗng vang lên. Tô Di ở phía sau lưng Nguyệt mặt nhìn qua, chỉ thấy một đội binh lính mặc áo giáp oai vệ từ khu rừng bước ra. Giữa vòng vây hiện lên hình ảnh cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn ngày hôm đó, chính là trưởng công chúa Điện Hạ. Cô ta khoác trên mình chiếc váy đen viền vàng, trầm mặt bước ra. Trang phục cô ta đang mặc càng làm tôn lên nước da trắng như tuyết và dung nhan vô cùng thanh tú. Điện hạ, Nguyệt mặt vô cùng kinh ngạc. Hôm qua, bản cung ở chỗ của yêu quái đã từng nhìn thấy cô ta vẽ mặt công chúa lạnh lùng tựa băng giá. Nguyệt mặt, huynh biết bản thân mình đang làm cái gì không? Tô Di chợt vỡ lẽ. Có thể buổi sáng ngày hôm qua ở pháo đài vũ trụ, cô gái này đã nhìn thấy mình núp trong khoang nghỉ. Nhưng chưa một lời hỏi han đã sai người hạ thủ rồi xem ra lòng dạ cô ta còn độc ác hơn vẻ bề ngoài kia rất nhiều không tại hạ nguyện lấy đầu mình để đảm bảo nguyệt mặt hùng hồn nói giọng anh ta vọng khắp rừng cây tô cô nương không phải là gian tế cũng không phải là yêu quái cô ấy tới là để cứu chúng ta điện hạ xin người hãy thu hồi mệnh lệnh đã ban trong nháy mắt rừng cây yên tĩnh trở lại giọng nói của công chúa từ xa truyền đến Nguyệt mặt đại ca đã đảm bảo như vậy là bản cung mạo phạm rồi. Nguyệt mặt lẳng lặng gật đầu, chỉ nghe công chúa lại nói, hay bản cung bị yêu quái bắt đi, chưa bao giờ phải chịu cảnh nhục nhã đến thế nhất thời bị kích động, Nguyệt mặt ca ca đừng cách nhé. Nguyệt mặt còn chưa kịp mở miệng, trong lòng tô di đã vang lên tiếng lập cộc, lòng ngực khẽ trào dân niềm chua xót không tả. Cô nắm chắc khẩu súng trong tay, ý muốn bắn vết chợt lóe lên lại bị cảm giác tự dễu đè nén lại nguyệt mặt im lặng trong giây lát rồi nói điện hạ là do tại hạ bất tài vô dụng khiếu điện hạ phải chịu thiệt thòi rồi sau đó anh ta đổi giọng thế nhưng thưa điện hạ trong lòng không muốn thì đừng đẩy cho người huống chi tô di cô nương là tới để giúp chúng ta câu nói trong lòng không muốn thì đừng đẩy cho người này thực sự khiến tô di có chút kinh ngạc và cảm động nguyệt mặt đối với cô mà nói là một gã cổ nhân lạc hậu cổ hữu nhưng trên người anh ta tràn ngập tinh thần nghĩa hiệp anh ta có tín ngưỡng của riêng mình kiên định không bị ảnh hưởng bởi bất cứ người nào tuy hai người chỉ có duyên gặp nhau một lần thậm chí cô còn khiến anh ta bị thương hai lần nhưng anh ta cũng không bởi vậy mà làm trái với đạo nghĩa thực sự đáng trân quý những lời anh ta nói tự hồ cũng khiến công chúa cảm động cô ta nói nguyệt mặt ca ca huynh nói đúng tô cô nương ta thành thật xin lỗi tô di gật đầu nói mục đích của mọi người đều giống nhau, sẽ sớm hiểu được nhau thôi. Công chúa lại nói, Nguyệt mặt ca ca, Huynh qua đây. Bản cung có vài lời muốn nói với Huynh. Nguyệt mặt gật đầu, đang định cất bước đi tới đó, Tô Di liền bất chấp nói, chờ một chút, giờ anh đi, nhỡ đâu có người ám sát tôi thì sao. Nguyệt mặt quay đầu lại, tỏ ra hết sức kinh ngạc, liếc nhìn cô, Tô cô nương, điện hạ sao có thể là người quen thói lật lộng được. Xin cô nương cứ yên tâm, Nói xong, anh ta không để ý tới ánh mắt phản đối của Tô Di nữa, trực tiếp đi về phía công chúa đang đứng. Tô Di bất đắc dĩ vén váy lên, rút một khẩu súng nhỏ tự động trên bắp đùi ra, hai tay hai súng, nhằm thẳng vào nhóm binh lính phía trước. Đám đàn ông đứng vậy xung quanh trận mắt há mồm, con người như muốn rớt ra ngoài. Nguyệt mặt vốn đang xoay lưng về phía Tô Di, chợt phát hiện bầu không khí xung quanh mình có vẻ kỳ quái, liền quay đầu lai, đúng lúc nhìn thấy chiếc váy dài hạ xuống, che kín bắp chân thon dài trắng nõn của thiếu nữ chợt lóe lên rồi ngay lập tức biến mất thân sắc nguyệt mặt chấn động kịch liệt ánh mắt chậm rãi dời lên trên dừng lại trên gương mặt tô di tô di không phải kẻ ngốc cô lập tức ý thực được hành động vừa rồi của mình đủ để khiến đám đàn ông cổ đại này phải phun máu mũi nhưng cô căn bản không thèm quan tâm tới chuyện này chỉ trừng mắt nhìn nguyệt mặt nói anh nhìn cái gì ám khí này còn mạnh hơn cái buổi sáng gấp trăm lần bảo người của anh đừng manh động. Cô sẵn giọng, nói rất gay gắt nhưng Nguyệt mặt lại không hề tỏ ra tức giận, chỉ gật đầu, nói, cô nương yên tâm. Vì thế mà đám người xung quanh càng trở nên ngây ngốc. Bọn họ thực không ngờ, cho tới tận bây giờ, một người cao quý, luôn luôn cương nghị, không biết dịu dàng như công chúa cũng phải giữ khoảng cách nhất định với minh chủ đại nhân. Vậy mà sau khi bị cô gái này bắt đi, thần sắc của anh đã hoàn toàn thay đổi. Nhưng sự thực đã chứng minh, Tô Di cảm giác không hề sai. Nguyệt mặt đi tới đứng bên cạnh công chúa, đám binh lính dường như đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, liền chia làm hai đội, một nửa vây quanh Nguyệt mặt, một nửa cầm giáo trong tay, lẳng lặng tiến về phía Tô Di. Tô Di cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, giờ súng lên, lia bắn một vòng. Luôn đạn bắn trên mặt đất, ngay trước chân đám binh lính, khiến bọn họ vô cùng sợ hãi. Có ám khí, có người kêu lên, những người khác nhanh chóng chạy toán loạn, đâm sầm vào nhau, ngã xuống đất. Khẩu súng trên tay trái của Tô Di nhắm thẳng vào công chúa. Tiếp theo sẽ không còn là bắn xuống đất nữa đâu. Nguyệt mặt nhanh như cắt đứng che trước người công chúa, quát to, Tô Cô Nương, đừng, đồng thời, anh ta quay đầu, nhìn công chúa với ánh mắt tức tối. Điện hạ, lệnh cho bọn họ lập tức lui binh. Dừng tay lại. Công chúa tự hồ còn do dự, chợt nghe đoàn một tiếng, thân cây cổ thụ một người ông không xuể bên cạnh cô ta lập tức thủng một lỗ lớn. Vốn trời sinh tính tình trầm ổn mà lúc này công chúa cũng phải sợ hoa dung thất sắc, hét lớn một tiếng rồi nhào vào lòng nguyệt mặt. Tô Di thản nhiên nói, công chúa điện hạ, cô cứ bình tĩnh mà suy xét, xem có nên chấp nhận sự trợ giúp của tôi hay không. Tôi chỉ hỏi cô một lần này thôi, thời gian không còn kịp nữa rồi. Nếu còn không chấp nhận, tôi sẽ lập tức rời khỏi đây, các người sống hay chết không liên quan gì tới tôi nữa. Nguyệt mặt lập tức cúi đầu nhìn công chúa đang hoảng sợ, khép nép trong lòng mình với ánh mắt tràn ngập hy vọng. Công chúa cắn môi dưới, dường như đang rất phân vân. Nhưng đúng lúc này, Nguyệt mặt bỗng nhiên ngẩng đầu, liền thấy khóe miệng tô di trào ra một ngụm máu tươi, khuôn mặt cô tái mét, cả người mềm nhũng, nặng nề ngã nhào xuống đất. Phía sau lưng cô, cách chừng 10 mét, một gã đạo sĩ thu hai tay lại, phất cây phất trận rồi nhanh chóng ẩn vào rừng cây. Nguyệt mặt không thể tin vào mắt mình, nhìn công chúa chăm chăm. Cách không quyền. Điện hạ phái người ám sát nàng ta ư. Công chúa chăm chú quan sát Tô Di đang nằm hôn mê dưới mặt đất, ánh mắt bình tĩnh, quyết đoán nói, Nguyệt mặt ca ca, huynh cho rằng bản cung là người có lòng dạ hẹp hòi như vậy sao? Có thể nàng ta chính là lợi thế duy nhất để chúng ta điều định với đám yêu quái đó, bản cung không thể thả nàng ta ra được ta không hiểu ý của công chúa. Cái ngày bị bắt đi đó, công chúa chậm rãi nói. Bản cung đã nhìn thấy nàng ta ở trong căn phòng kế bên, nàng ta chắc chắn là người của gã nam tử đó. Nguyệt mặt ca ca, chúng ta bắt nàng ta để uy hiếp đám người đó, nếu bọn họ thực sự muốn tấn công thì nàng ta chính là người tử trận đầu tiên. Nguyệt mặt khiếp sợ nhìn công chúa, hồi lâu vẫn không thốt nổi một lời. Anh ta từng thẳng thắn sẽ thề thốt với Tô Di là vậy, nhưng chuyện liên quan đến an nguy quốc gia, anh ta nhất thời không có cách nào phản bác lại. Tô Di không biết mình đã hôn mê bao lâu, nhưng khi ý thức dần hồi phục, cả cơ thể giống như vừa bị xe cán qua. Cô cảm thấy sức lực toàn thân cạn kiệt, vừa mệt mỏi vừa đau đớn. Bài học lần này cô khắc ghi cả đời, hóa ra cô vẫn còn quá mềm lòng. Việc nổ súng bắn vào bọn họ luôn khiến cô có cảm giác mình đang phản bội. Hơn nữa, cô cũng cảm thấy hết sức kỳ quái. Sau lưng rõ ràng không có người Sao bỗng dưng cô lại cảm thấy mình bị một vật nặng đập trúng Trong nháy mắt khí huyết cuồn cuộn, Đầu ván mắt hoa rồi lập tức mất đi ý thức Tô cô nương Một giọng thâm trầm như nước bỗng vang lên Ngay sau đó Bỗng người cao lớn bước tới gần Khuôn mặt anh Tuấn khôi ngô của Nguyệt Mặt xuất hiện trước mắt cô Xin lỗi Là Lâm Mổ Dừng lại Tô Di khoát khoát tay Tôi làm sao vậy Cô nương đã hôn mê tròn một đêm, là công chúa điện hạ đã phái người dùng cánh không quyền để đã thương cô nguyệt mặt nhìn chầm chầm khuôn mặt tái nhợt của tô di chậm rãi nói cô không có nội lực nên nhưng cô nương yên tâm lâm mổ đã dùng chân khí để trị thương cho cô cơ thể cô không còn đáng ngại nữa chỉ là sau này mỗi khi dầm mưa sẽ khó tránh khỏi cảm giác khó chịu nhưng chỉ cần lâm mổ liên tục trị thương cho cô trong vòng 5 năm thì căn bệnh liền có thể trừ tận gốc năm năm ư cô chìa tay về phía anh ta anh ta lập tức đỡ cô dậy còn có cái gọi là cách không quyền sao lần này đúng là cô thất sách mà không thể suy đoán võ lâm nhân sĩ theo lẽ thường được rõ ràng không có ai ở gần nhưng lại khiến cô bị thương nặng đến vậy đưa tôi quay lại báo săn cô nói chính là nơi lần trước tôi trói anh đó anh ta giật mình nói cô phải đi sao tôi diên nhìn anh ta tôi ở lại đây còn có nghĩa lý gì có thể đó là vận mệnh đã định của các người, ý muốn thay đổi vốn chỉ là một sai lầm mà thôi. Nguyệt mặt không lên tiếng. Không được sao, Tô Di thản nhiên nói. Lời hứa của anh chỉ là đồ bỏ đi thôi à. Nguyệt mặt trầm giọng nói, cô nương yên tâm, chỉ cần cô cố gắng ở lại đây vài ngày, tại hạ sẽ bảo toàn tính mạng cho cô. Công chúa cũng chỉ vì lo lắng cho sự an nguy của bách tính, muốn dùng cô để điều đình với đám yêu quái kia thôi. Cô sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu. Tại sao cô ta lại không chấp nhận ý tốt của tôi Tô Di nhìn sâu vào đôi mắt của Nguyệt Mặt Chật vỡ lẽ Muốn cô ta tin tưởng tôi thật là một chuyện không dễ dàng gì Tại Hạ Tinh, Nguyệt Mặt nói Vì vậy, Tô Cô Nương Chúng ta cứ chôn đạn hạt nhân kia trước đã Tô Di rất tức giận nhưng cũng không giấu nổi nét cười mỉm Vì thế, các người đã sớm chuẩn bị hết rồi tôi không chỉ cung cấp cho các người loại đạn hạt nhân đắt giá nhất mà còn phải dâng hiến cả bản thân mình nữa sao? Mặc dù ấn tượng của cô về cô công chúa kia chẳng có gì tốt đẹp, nhưng Tô Di vẫn muốn ra tay trợ giúp bọn họ lần này. Cô sẽ không vì một người mà bàn quan với cả tinh cầu. Nhưng cô tuyệt đối không thể để mặt bọn họ đẩy mình tới trước mặt mạnh hy tông được. Nguyệt mặt ông Tô Di lên một chiếc kiệu mềm, một nhóm kiệu phu lực lưỡng, tráng kiện vững vàng khen họ tới chỗ đậu báo săn nằm sâu trong khu rừng. Tô Di chỉ cảm thấy cơ thể mình chưa bao giờ mệt mỏi đến vậy, rất nhanh cô đã chìm vào giấc ngủ say dưới sự rung lắc đều đều của chiếc kiệu. Đến khi tỉnh lại, cô vẫn thấy mình đang nằm trong vòng ông vô cùng ấm áp và kiên cố. Cô hết sức ngạc nhiên, ngẩng lên nhìn, đôi mắt đen lấy của Nguyệt mặt gần ngay trong gan tấc, thấp thoáng trong đó còn pha chút ngượng ngùng. Suýt chút nữa cô đã ngã xuống kiệu rồi, anh ta giải thích. Tô Di gật đầu, biết người cổ đại rất coi trọng việc nam nữ thụ thụ bất thân nên cô cũng không có ý định thắc mắc thêm nữa. Chỉ là hy vọng người đàn ông này ngàn vạn lần đừng nảy sinh ý nghĩ muốn được chịu trách nhiệm với cô. Cô nói, ừm, ở thế giới kia, nam nữ giúp đỡ nhau là chuyện rất đổi bình thường. Nguyệt mặt gật đầu, vương cánh tay dài ông ngang người cô rồi bước xuống kiệu. Lần thứ hai trở lại báo săn, Nguyệt mặt đặt tô Di ngồi xuống vị trí lái, cô giả vờ lơ đãng hỏi, ám khí của tôi đâu. Nguyệt mặt phủi phủi ghế lái phụ, ngồi xuống, ngẩng đầu nói, Lâm Mổ đã giúp cô nương bảo quản rồi. Tô Di sớm đã đoán được chuyện này nhưng vẫn cúi thấp đầu, có chút ngượng ngùng, nói, trong túi sách của tôi có mấy viên hình cầu, trong đó đựng ít vật dụng phụ nữ, anh có thể trả lại cho tôi được không? Một lát sau, Tô Di bình tĩnh nhận lại mấy quả lựu đạn mà đám thủ hạ của Nguyệt Mặc mang tới, cầm chắc trong tay những quả lựu đạn màu bạc có hình thù rất đẹp, trơn nhẵn và bóng loáng. Xem chừng bọn họ không biết dùng, cho nên mới dễ dàng trả lại cô như vậy. Lựu đạn tới tay, Tô Di chấn định hơn rất nhiều. 10 phút sau, báo săn bay lên trời được 10.000 10 mét so với mặt đất, Tô Di liếc mắt nhìn nguyệt mặt, khóe miệng chậm rãi cong lên. Đường đường là một đại hiệp nổi tiếng anh dũng thời cổ đại, minh chủ võ lâm nguyệt mặt lại đang ôm một chiếc túi nôn, ói đến chết đi sống lại. Mặc dù anh ta thực sự có nội lực nhưng chưa từng trải qua bất cứ cuộc huấn luyện phi hành nào Cũng không thể chống cự nổi máy pha lật nghiêng lật úp của máy bay Mà lúc này, Tô Di đang ở phía sau khoang thuyền Tự rót cho mình một cốc nước dinh dưỡng Tinh thần rõ ràng đã khá hơn trước rất nhiều Cô cũng không để bụng chuyện vết thương trên người nữa Máy bay hạ cánh xuống đích đến đầu tiên Bầu trời trên mặt đất ư Báo săn chậm rãi đáp xuống mắt thường cũng có thể nhìn thấy phía trước là một vùng biển hoang vắng, tịch mịch như biển chết. Tô Di chợt cảm thấy có điểm gì đó rất bất thường nhưng nhất thời không thể nghĩ ra đó là gì. Cô lệnh cho Nguyệt Mặc đem tới một đầu đạn hạt nhân. Lúc này, bụng chiếc phi cơ đã kề sát với mặt nước. Cửa khoang thuyền mở ra, đôi tay Nguyệt Mặc vừa hạ xuống, đầu đạn hạt nhân đầu tiên đã chậm rãi chìm sâu xuống đáy biển. Cô nương, làm sao để có thể điều khiển được cái thứ đạn hạt nhân này? Nguyệt mặt ngạc nhiên nhìn đầu đạn hạt nhân cao ngang người rơi xuống biển, tỏm một tiếng rồi mất hút dưới đáy đại dương. Điều khiển từ xa, Tô Di lười giải thích, liền tăng tốc, bay đến một vùng biển khác. Điều khiển Nguyệt mặt cảm thấy kinh ngạc vẫn còn lại phía sau. Là một người cổ đại, anh ta luôn tự cho rằng đại đường chính là toàn bộ thế giới. Đến tận lúc báo săn tăng tốc gấp ba lần tốc độ siêu âm, bay qua đại dương mênh mông xanh thẳm, bay qua sa mạc rộng lớn vô bờ, bay qua hết lục địa này đến lục địa khác, anh ta mới vỡ lẽ hóa ra từ tinh cầu mà tô di nói lại có thể rộng lớn như vậy. khi tô di giao cho anh ta cái gọi là máy dò nguyên tố có thể dự đoán chuẩn xác địa điểm của tài nguyên khoáng sản, anh ta không khỏi ngẫm nghĩ nếu như đại đường có thể lấy được vật này thì việc khai phá các quặng sắt và mỏ vàng không còn là điều khó khăn nữa. nhưng nguyệt mặt cũng lại lập tức cảm thấy buồn bã đại đường so với những con người hiện đại như tô di thật là một sự chênh lệch quá lớn trước kia anh ta theo chân trưởng công chúa còn thề sống thề chết quyết đánh một trận sống mái hôm nay được bay vài vòng anh ta mới thấu hiểu một cách rõ ràng rằng phe mình không có sự lựa chọn nào khác ngoài cái chết mà cô gái tên tô di này lại đồng ý cứu giúp thật đúng là vận may ngàn năm có một của họ nghĩ vậy anh ta không khỏi nhìn tô di với ánh mắt đầy tôn kính và ngưỡng mộ nhưng tinh thần tô di dần trở nên bất ổn cho dù có uống thêm nước dinh dưỡng cũng vô ích nguyệt mặt không nói một lời đặt hai tay sau lưng tô di truyền chân khí vào người khiến tinh thần cô phúc chốc trở nên tỉnh táo hơn hẳn gần nửa ngày trôi qua mười đầu đạn hạt nhân đã được thả xuống sông xuôi sắc mặt tô di càng lúc càng nhợt nhạt dù sao cô cũng đang bị trọng thương lại phải làm việc liên tục như vậy trong lòng cô dấy lên một cảm giác bất thường càng lúc càng mãnh liệt tự hồ một ý niệm nào đó trong đầu sắp được thông suốt cơ thể yếu ớt đáng giận khiến đầu óc cô trở thành một mớ hỗn độn rối tự tơ vò sau cùng cô chỉ kịp nắm chặt lấy cổ áo của nguyệt mặt gầm nhẹ một câu anh mà mang tôi giao cho trưởng công chúa thì không phải là đàn ông nữa nói xong cô lập tức chìm vào hôn mê sâu nguyệt mặt đỡ lấy cơ thể mềm mại của cô nhìn cô giận thiếp đi gật đầu kiên định Lúc Tô Di tỉnh lại lần nữa thì đã là sáng sớm ngày hôm sau. Cô vừa mở mắt, trong lòng liền kinh ngạc. Ánh mặt trời ấm áp dịu dàng chiếu qua khung cửa sổ khắc hoa văn tinh xảo, xung quanh cô bao trùm bởi tĩnh lặng, hiển nhiên cuộc tấn công trên bầu trời vẫn chưa được khởi động. Cô kinh ngạc nhìn lên trần nhà. Rốt cuộc, vẫn cảm thấy có chút khí phách. Vừa tỏ vẻ khí phách với trái đất này, vừa cảm thấy khí phách đối với mạnh hy tông. Mặc dù cô bố trí, sắp xếp mọi việc chưa được hoàn hảo như anh ta nhưng cũng không phải chỉ ích kỷ nghĩ cho riêng bản thân mình nếu ngày đó cô không nhìn thấy chuyện anh ta làm với công chúa thì bây giờ sẽ ra sao cô sẽ trở lại bên cạnh anh ta rồi lại giống như lúc trước ngoan ngoãn nhu nhược thậm chí cam tâm tình nguyện hầu hạ chăng rồi nói cho anh ta biết đây chính là trái đất cầu xin anh ta giơ cao đánh khẽ có thể anh ta sẽ không vì một người phụ nữ mà buông tha một tinh cầu nhưng cô đã từng cho rằng mình là người phụ nữ duy nhất anh ta chạm vào trong suốt bao năm trời rồng rã, hiển nhiên cô phải là một trường hợp đặc biệt. Hoặc giả trong lúc đang thực dân và tự trị, có thể cô sẽ tìm được lối thoát cho cả hai bên. Nhưng sau khi nhìn thấy cảnh mạnh Hy Tông tỏ ra thân mật với cô công chúa kia, Tô Di chợt phát hiện mình vẫn còn đề cao bản thân mình quá. Hóa ra, cô chẳng có gì đặc biệt, thậm chí, có thể đúng như những gì mộ Tây Đình nói, mạnh Hy Tông yêu thích loại người như cô chỉ cần là kiểu giống cô với anh ta là đủ cô quả thực may mắn lắm mới vừa vặn thuộc đúng loại mà anh ta thích hóa ra trong lòng anh ta hai từ tô di thực sự không hề có bất cứ giá trị và ý nghĩa gì cô như vậy đi cầu xin anh ta còn nghĩa lý gì nữa chứ nhất định sẽ chỉ trước lấy nhục mà thôi mà bây giờ cô cũng không bao giờ sẵn lòng không lưng uống gối trước anh ta nữa nếu cô thực sự không có cách nào thoát được lòng bàn tay anh ta vậy ít nhất hãy để cô bảo vệ quê hương của mình có bị anh ta hết cưng chiều rồi lại sẵn lòng ra tay vứt bỏ cô cũng không cảm thấy hối tiếc nữa ngươi tỉnh rồi sao một giọng nói nhỏ nhẹ khẽ vang lên công chúa với vẻ mặt lạnh lùng từ cửa bước vào tô di sờ xuống đầu gối chạm vào một vật trân nhẵn và lạnh lẽo lựu đạn vẫn còn ngươi yêu gã nam tử đó à công chúa hỏi thẳng mà không hề tỏ ra ngại ngần khiến tô di cảm thấy hơi kinh hãi cô ngẩng đầu nhìn ngay lập tức chạm vào ánh mắt sáng quắc của cô ta. Tô Di hiểu, đây là công chúa đang cố tình thăm dò tâm lý của cô, muốn tinh thần cô trở nên hỗn loạn. Vì vậy, cô bèn đáp, tôi yêu anh ta, nhưng đại khái cũng không thể bằng tình yêu cô dành cho Nguyệt Mặt. Công chúa lập tức ngẩn người, lát sau mỉm cười, nói, người cho rằng bản cung đang ghen nên mới đã thương ngươi phải không? Ngoài nguyên nhân này, tôi không thể nghĩ được còn nguyên nhân nào khác, Tô Di nói. Tôi đến đây chỉ với mục đích duy nhất là cứu các người, xong việc, tôi sẽ không dính líu đến bất cứ ai ở đây nữa. Công chúa lắc đầu, nói, ngươi sai rồi. Sau khi bị tên yêu quái kia làm nhục, bản cung đã đoạn tuyệt ý niệm muốn chung sống cùng nguyệt mặt cả đời, ánh mắt của cô ta hết sức dịu dàng. Bởi chỉ có nữ nhân hoàng mỹ nhất mới xứng đáng với nguyệt mặt. Tô Di sợ nhất hai chữ hoàng mỹ. Hoàng mỹ mang hàm nghĩa cố chấp. Mà người cố chấp thì việc gì cũng dám làm lại nghe công chúa nói, người có vẻ rất tốt. Nếu như không phải thân phận ngươi quá đặc thù thì bản cung đã đồng ý nhận người làm thị nữ thiếp thân rồi. Vẻ mặt Tô Di rất mực bình tĩnh, nói, tôi đã nói sẽ không ở lại đây. Ngươi đương nhiên sẽ không ở lại rồi, công chúa thản nhiên nói. Bản cung đã lệnh cho bộ hộ kiểm chứng suốt đêm, tìm kiếm khắp đất nước nhưng không tìm được bất cứ tung tích nào về ngươi. Ngươi không phải là con dân của đại đường vấn đề này tô di cũng khó lòng giải thích cô chỉ đành nói tôi đã sớm nói nếu như các người hoài nghi tôi tôi sẽ lập tức rời đi mặc các người tự sinh tự diệt nói như vậy các người còn cần sự giải thích của tôi nữa sao công chúa lại cười không phải bản cung hoài nghi dự tính ban đầu của ngươi chỉ là ta rất hiếu kỳ rốt cuộc hôm qua ngươi đã cho nguyệt mặt nhìn thấy điều gì tại sao huynh ấy biết rõ ngươi không phải là con dân đại đường mà vẫn kiên trì làm theo lời ngươi Cô ta giơ những ngón tay thon nhỏ với màu móng đỏ tươi lên, tự hồ muốn xoa nhẹ gương mặt của Tô Di, nhưng rồi lại ngập ngừng giữa không trung. Bản cung hỏi Nguyệt Mặc có muốn cùng ngươi kết tình phu thê không? Bản cung nguyện ý làm chủ hôn cho các ngươi. Tô Di cau mày, công chúa nhìn thấy thần sắc đó của cô, ánh mắt bỗng trở nên xa xăm, lạnh lẽo. Quả nhiên, sau khi Nguyệt Mặc cự tuyệt lời đề nghị của ta, huynh ấy còn đỏ mặt. Huynh ấy ngượng ngùng nói, tự nhận thấy mình không xứng với ngươi. Tô Di không thể nhìn nổi nữa, nói gằn từng chữ, công chúa Điện Hạ, tôi rất kính phục năng lực trị vì đất nước của cô, cũng thấu hiểu cô hy sinh cho quốc thái dân an như thế nào. Chỉ là những lời cô vừa nói hoàn toàn không liên quan gì tới tôi. Tôi chỉ biết rằng, chẳng bao lâu nữa, bọn họ sẽ tới đây, nói không chừng, chỉ một vài phút nữa thôi đã đổ bộ vào đây rồi. Tôi kiến nghị bây giờ là lúc chúng ta phải tranh thủ từng giây từng phút nhằm trao đổi những đối sách khả quan, chứ không phải nói những chuyện tầm phào về nguyệt mặt. Công chúa gật đầu, tán thành, người nói cũng đúng. Nói thì chậm mà xảy ra lại rất nhanh, có mấy bóng người vội vã nhảy từ của sổ vào, trong nháy mắt bao vây công chúa và Tô Di. Cô ta quát lên một tiếng, Tô Di liền đoán ra một âm mưu đen tối đang cận kề. Nhưng lúc này, trên người bị thương, cô không còn cách nào khác đánh đòn phủ đầu, chế trụ được công chúa, chỉ có thể mở trừng mắt nhì bọn họ xông vào đây nhất định là những cao thủ võ lâm tô di vẫn còn hoảng sợ với đòn cách không quyền lần trước cô có cảm giác nếu trúng thêm một chưởng nữa e rằng mình sẽ mất mạng cô hỏi công chúa cô muốn làm gì công chúa thản nhiên nói vất vả lắm ra mới dụ được nguyệt mặt trời đi bây giờ chính là cơ hội để ngươi cứu chúng ta đó là tự hiến dân bản thân mình cho chúng ta có ngươi làm tù binh đám yêu quái kia sẽ không dám đến xâm lăng nữa Cô cho rằng anh ta là yêu quái ư Tô Di khẽ cười, nói Cô cho rằng anh ta sẽ vì một cô gái mà vứt bỏ một tinh cầu Buông tha toàn bộ giang sơn của các người sao Không thử sao biết được chứ Công chúa cũng cười Trói ngươi trên cổng thành Nơi lần trước ta bị bắt đi xem Ồ, hay lột sạch sim y của ngươi nữa nhỉ Như thế mới có thể hấp dẫn được gã yêu quái kia chú ý tới Tô Di không vì lời uy hiếp của cô ta mà cảm thấy hoảng loạn cô rốt cuộc cũng đã thông suốt. Cô công chúa này cố tình làm hại cô, hoàn toàn không phải vì ghen tuông mà dưới vỏ bọc trượng nghĩa cao thâm của cô ta lại là một tâm hồn cực kỳ kiêu ngạo và cố chấp. Chỉ vì bị mạnh hy tông làm ô nhục thân thể, phá hoại cảm giác hoàng mỹ mà cô ta luôn canh cánh ý muốn trả thù với Tô Di. Để tranh giành cái vinh nhục này mà cô ta đã mất đi lý trí, cam tâm tình nguyện, bất chấp tất cả. Bỏ qua cả hiểm nguy đang rình rập tinh cầu. Một cô gái như vậy, thực sự không xứng là người đứng đầu một đất nước. Cô làm như vậy, không sợ Nguyệt Mặt sẽ trách cứ cô sao, Tô Di hỏi. Công chúa nói, ta vốn sợ, cho nên mới để mặc huynh ấy ngày hôm qua đi theo ngươi làm chuyện hồ đồ. Nhưng trong lòng huynh ấy giờ chỉ có ngươi, bạn cũng cũng không còn thấy gì đáng sợ nữa. Tô Di trầm mặt trong chốc lát, biết có nhiều lời cũng vô ích. Cô thản nhiên nói, công chúa, cô để người của mình lánh đi, tôi cần thay quần áo lẽ nào cô muốn tôi ra ngoài trong bộ dạng này sao đương nhiên đó là sự sỉ nhục nặng nề hơn đối với tôi nhưng giờ mà rêu rao khắp nơi để người người ta chú ý nguyệt mặt lại có nhiều thủ hạ như vậy chỉ sợ anh ta sẽ lập tức biết tin mà tới có vẻ như đã bị những lời của tô di thuyết phục công chúa liền phẩy tay tức thì đám người kia tuân lệnh lui cả ra ngoài tô di đâu muốn thay quần áo cô khẽ khàng chậm rãi tiến đến gần cửa sổ liếc thấy đám cao thủ võ lâm kia đang đứng tụ tập một chỗ, liền tháo chốt an toàn, ném một quả lựu đạn về hướng đó. Một tiếng nổ lớn vang lên, ánh lửa ngút trời, tiếng kêu thảm thiết nối tiếp nhau không ngừng. Tô Di ngước mắt nhìn lại, đám cao thủ kia trong nháy mắt đã ngã thành một đống nhưng không thấy bóng dáng cô công chúa kia đâu. Cô không thèm ngẩn đầu, ném ra quả lựu đạn thứ hai. Tiếng nổ lớn lại vang lên lần nữa, đám cao thủ không chết cũng bị trọng thương. Đây là lần đầu tiên tôi di hạ độc thủ với người khác, lòng ngực hơi có chút bất an, nhưng cô không thể suy nghĩ được gì nhiều, liền cao giọng quát, đây là ám khí gia truyền của tôi, các người còn bước vào căn phòng này nửa bước, tôi sẽ phóng ám khí nhiều gấp 10 lần. Lúc đó, các người chết hết không còn một móng. Lập tức kêu Nguyệt mặt mang cho tôi bọc quần áo đến đây. Nếu bây giờ đối mặt với cô là quân địch của thời hiện đại thì những quả lựu đạn này căn bản chẳng có tác dụng gì. Nhưng tiếng nổ vừa rồi đối với những người cổ đại này lại là một sự chấn động lớn. Cho tới tận bây giờ, bọn họ chưa bao giờ nghe thấy hay biết tới loại ám khí trong nháy mắt đã có thể sát thương được nhiều người trong một phạm vi lớn và uy lực mạnh đến vậy. Thế nên, khi nghe thấy Tô Di Dọa sẽ phóng ra nhiều gấp 10 lần, không một cao thủ nào dám ho he đến gần. Thật nực cười, mấy chục năm mới tinh luyện thành một thân cao thủ, nếu để bị hủy bởi ám khí trong tay một cô gái thì thật không đáng chút nào ngoài cửa vọng những âm thanh hỗn độn. Sau sự nhốn nháo đó, mọi động tĩnh dường như đều biến mất, trở nên vắng vẻ, lặng ngắt như tờ. Sự yên tĩnh này khiến Tô Di bỗng cảm thấy chột dạ. Hơn 10 phút sau, ngoài của bỗng truyền đến giọng nói của Nguyệt Mặt, Tô Cô Nương, là Tại Hạ. Tô Di thở vào nhẹ nhõm. Cô yêu cầu Nguyệt Mặt đem bọc quần áo vào cho mình, không phải vì không thể tách khỏi anh ta mà lo sợ đám cao thủ sẽ bỏ độc dược gì đó vào súng của mình một mình anh vào đây nguyệt mặt sa sầm nét mặt bước vào nói tô cô nương rốt cuộc công chúa đã làm gì cô nàng ấy kêu phụ thân cầm chân tại hạ đưa bọc quần áo cho tôi trước đã tô di nói nguyệt mặt gật đầu đưa bọc quần áo đến trước mặt cô tô di nói bây giờ anh đưa tôi quay lại chỗ báo săn chúng ta vừa đi vừa nói chuyện sáng sớm hôm nay nguyệt mặt nhận được tin truyền miệng nói phụ thân bệnh tình nguy kịch anh ta đành giao tô di cho thân tính đắc lực nhất rồi vội vã chạy về nhà cũ ở ngoại thành. Nhưng về đến nơi, vẻ mặt phụ thân tuy có ủ dột đôi chút nhưng ông căn bản không có điều gì bất thường, chỉ nói dạo gần đây, yêu quái mặt sức càng quấy, ông bà hết sức lo sợ mới nói dối bệnh tình, muốn anh ta về nhà một chuyến. Khi Nguyệt mặt nhất chân muốn đi, ông lão vô cùng tức tối, sống chết không cho anh ta rời đi. Anh ta đành phải nói dối là muốn đi câu rồi nhọc công leo tường định chạy trốn, lại nhìn thấy trước cửa nhà có người theo dõi liền rón rén cẩn thận rời đi bằng cửa sau kết quả vừa mới vào thành nguyệt mặt đã nghe thấy hai tiếng nổ lớn định tai nhức ốc nơi phát ra âm thanh đó lại chính là phủ đệ của mình nguyệt mặt nóng ruột xông vào một thị nữ chăn anh ta lại khóc sức mướt nói công chúa bị yêu nữ sử dụng ám khí làm bị thương thái y đang dốc sức cứu chữa không biết sống chết ra sao mà thân tín phụng mệnh anh ta bảo vệ tô di cũng vọt tới nói bị đội ám vệ một của công chúa đuổi đánh, không thể ở bên bảo vệ cô được. Nghe vậy, Nguyệt mặt vội vàng mang bọc quần áo của Tô Di chạy tới. Một cận vệ ngầm. Nhìn thấy ngoài cửa loan lỗ những vũng máu tươi, anh ta chợt hiểu, đây là Tô Di ra tay để cảnh cáo công chúa. Điều này khiến anh ta không kìm được, buồn tiếng thở dài. Nếu lúc đó thủ hạ của công chúa có người đủ mạnh mẽ để nắm giữ cục diện, nếu lúc này công chúa không lâm vào hôn mê bất tỉnh mà thủ hạ của cô ta cũng không dám làm khó cô thì e rằng Tô Di đã bị bao vây bởi một đội quân hùng hậu, khó lòng trốn thoát. Vì thế, việc cấp bách nhất lúc này là cứu cô ra khỏi đây trước đã. Đắc tội rồi, anh ta thấp giọng nói, cánh tay dài duỗi ra, ông ngang người Tô Di, chạy ra phía cửa. Hành lang trong đình viện vắng lặng như tờ. Lan can chạm trổ văn hoa đã bị nổ tung đến biến dạng, chỉ còn trơ lại những cọc gỗ cháy xém đen sì cả đoạn hành lang dài không hề nhìn thấy một bóng người chẳng hiểu tại sao tàn cuộc không thể hỗn loạn hơn được nữa đó lại khiến nguyệt mặt trời sinh tính tình cẩn thận bất giác cảm thấy tức cười anh ta nói với tô di trong thiên hạ người dám coi công chúa điện hạ không ra gì chỉ có một mình tô cô nương đây tô di lại không hề tỏ ra thích thú với lời bông đùa của anh ta chỉ thản nhiên nói cô ta định lột trần rồi trói tôi trên cổng thành nguyệt mặt lập tức nói không nên lời Đúng lúc này, một tiếng nổ như sấm trên chợt vang vọng khắp đình viện trống trải. Ngay sau đó, luồng ánh sáng bạc mãnh liệt trong nháy mắt chiếu sáng cả vùng trời, tựa hồ bao phủ toàn bộ lãnh thổ đại đường. Toàn thân nguyệt mặt cứng đờ, quá khẽ một tiếng, tô cô nương, ông chắc vào không đợi tô di trả lời, anh ta đã nhanh chóng nhảy lên, dễ dàng vọt tới nóc nhà. Đầu ngón chân vừa chạm tới mái ngói liền giống như một mũi tên rời cung, bay vút trên những nóc nhà cao thấp nhấp nhô. Quan cảnh xung quanh thoáng chốc biến thành ảo ảnh mơ hồ. Nguyệt mặt liên tục phát ra những tiếng huyết sáo ngân nga. Liền sau đó, khắp nơi xa gần vang lên những tiếng huyết sáo trả lời. Nhưng dù tốc độ của anh ta có nhanh hơn nữa thì Tô Di vẫn liếc thấy trên đỉnh đầu, cách chưa tới nghìn mét, một chiếc chiến hạm vũ trụ màu đen tựa một con thú sắc dữ tận lao tới như bảo chớp. Cuối cùng anh ta cũng đã tới. Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Trên bầu trời trong xanh biên biếc, hơn 20 chiếc báo săn dàn trận hình quạt, chia thành các đội, bay xẹt qua thành trì với tốc độ như vũ bảo Tia lửa vàng ống ánh vạch thành những đường sáng mỹ lệ giữa đất trời, cuối cùng rơi xuống mặt đất, phát ra tiếng nổ rền vang. Trong biển lửa, cả thành trì nhốn nháo tiếng người khóc lóc thê lương. Bọn họ muốn làm gì vậy, lòng ngực nguyệt mặt Phật phòng kịch liệt, cơ hồ hận không thể xông lên, lấy máu thịt của mình ngăn trở đạn pháo dàn quân tấn công kiểu này có thể giảm thiểu một cách tối đa tổn thất cho dân chúng dưới mặt đất Tô di đáp yên tâm bách tính sẽ không bị thương vong nhiều đâu lướt qua nóc nhà đường núi rừng cây khoảng cách càng lúc càng xa theo chân nguyệt mặt tựa lướt gió đạp nước mà đi chẳng mấy chốc hai người đã gần tới được sơn động cất dấu báo săn chúng ta chờ bọn họ đổ bộ xuống mặt đất nguyệt mặt lạnh lùng nói tôi di hiểu rõ ý định của anh ta tiếng huyết sáu bang nảy chắc chắn là để triệu tập đội quân đám cao thủ võ lâm này đã chuẩn bị sẵn sàng quyết sống mái một phen với bọn xâm lăng nhưng mạnh hy tông sao có thể dễ dàng để kế hoạch trận chiến của bọn họ được thuận lợi diễn ra chỉ sợ gặp bất cứ lực lượng kháng cự nào anh ta cũng sẽ dùng hỏa lực từ xa tiêu diệt như vậy là lấy trứng chọi đá tôi di thẳng thắn nói sự thực tôi tin chắc rằng từ lúc đổ bộ đến khi hoàn toàn chiếm lĩnh đất liền bọn họ không cần đến một giờ đồng hồ chỉ cần nửa giờ là đủ. Nguyệt mặt hà miệng hồi lâu nhưng không có cách nào phản bác lại được. Vẻ mặt anh ta hết sức căng thẳng, đưa Tô Di đến khoang điều khiển, đặt cô ngồi xuống ghế lái xong, anh ta đột nhiên khuỵu gối, cúi đầu trước cô. Tô cô nương, giọng nói của anh ta mạnh mẽ vang lên. Công chúa đến giờ vẫn hôn mê chưa tỉnh. Tại hạ nghĩ nếu nàng tỉnh lại, thấy được thảm cảnh ngày hôm nay, sẽ cảm thấy hối hận với những chuyện đã gây ra cho cô nương mong cô nương bỏ qua mọi hiềm khích lúc trước đại đường xin nhờ cả vào cô trước đây khi lái máy bay vòng quanh trái đất cảm giác bất ổn này đã từng xông lên đầu nhưng tô di nhất thời không nhớ nổi lý do tại sao thời gian cấp bách không cho cô nghĩ ngợi nhiều cô nhẹ nhàng đỡ nguyệt mặt đứng dậy nói tôi sẽ cố gắng hết sức sự phỏng đoán của tô di không sai liên đạt phụ trách chỉ huy tiền tuyến lần chiếm đóng này hoạch định thời gian tiến công vừa vặn là một tiếng đồng hồ đó là còn bao gồm cả thời gian oanh tạc và công kích. Lúc này, liên đạt cùng một nhóm nhân viên chỉ huy đang đứng trước một màn hình radar khổng lồ ở trung tâm tác chiến, quan sát tiến độ tổng thể phân đội công kích. Mạnh Hy Tông trầm mặt, chắp tay đứng bên cạnh liên đạt. Tô Di chạy trốn, tin tức truy lùng toàn chiến hạm từ sĩ quan chỉ huy sớm đã được truyền đến tai liên đạt. Việc này khiến anh ta hơi giật mình anh ta vốn đã thấy ngài chỉ huy đối với tô di không bình thường nên cố ý để tô di nhìn thấy ngài chỉ huy cùng cô gái khác ở chung phòng tính cách tô di trước nay không chịu khuất phục chắc chắn sẽ nổi giận với ngài chỉ huy như vậy sẽ khiến ngài ấy khó chịu một phen ai ngờ con nhỏ này lại chọn cách bỏ chạy còn là chạy xuống mặt đất liên đạt không cho rằng ngài chỉ huy sẽ thực sự yêu tô di nhưng ít nhất ở thời điểm này ngài chỉ huy rõ ràng vẫn còn chút hứng thú đối với cô ta Điều này khiến Liên Đạt cảm thấy mình đã hơi quá đà, chỉ có thể giả vờ ngây ngốc, không hé răng nửa lời nhắc tới chuyện ngày đó đã dẫn Tô Di đi bắt quả tang ngài chỉ huy. Cuộc đổ bộ xuống mặt đất sắp được triển khai, đương nhiên không thể tránh khỏi thương vong cho người ở hành tinh này, nhưng anh ta không hề lo lắng cho sự an nguy của Tô Di. Cô gái đó sao có thể đặt mình vào tình cảnh khốn khó được? Ngài chỉ huy có lẽ cũng nghĩ như vậy. Vì thế, lúc hạ lệnh tác chiến, anh ta không có nửa dây chần chừ, trái lại còn nở nụ cười bí hiểm bởi trước đây lính đánh thuê chiếm đóng các tinh cầu dồi dào tài nguyên nhưng chưa có tinh cầu nào có văn minh nhân loại vì thế mạnh hy tông vô cùng coi trọng lần xâm lược này không chỉ phái liên đạt chỉ huy mà đích thân anh ta cũng trực tiếp theo sát tiến trình xâm lược kỳ thực hành động đổ bộ lên đất liền lần này đối với liên đạt mà nói chỉ đơn giản như một cái búng tay anh ta hoàn toàn không thể nghĩ được rằng một tinh cầu vẫn còn trong giai đoạn nông nghiệp sẽ có chút xíu uy hiếp nào. Thế nên, khi viên sĩ quan kỹ thuật kinh ngạc quay lại báo cáo cho họ biết, radar dò được tín hiệu của đạn hạt nhận bên đối phương, thực sự đã khiến liên đạt kinh ngạc. Thượng tá, phát hiện thấy tín hiệu của 10 đầu đạn hạt nhân rải rác ở những vị trí khác nhau trên tinh cầu. Đạn hạt nhân vừa được mở chốt an toàn, viên sĩ quan kỹ thuật chỉ vào màn hình vi tính trước mặt. Mạnh Hy Tông cười cười, liên đạt nhìn vẻ mặt của anh ta, cũng chật vỡ lẽ. Anh ta bình tĩnh nói, báo cáo vị trí, cự ly, năng lượng cấp bậc của đạn hạt nhân cho tôi nghe. Viên sĩ quan kỹ thuật nhanh chóng thông báo một chuỗi các thông số tọa độ. Liên đạt lập tức nhíu mày, nhìn về phía mạnh hy tông. Đều là những vị trí trọng yếu có tài nguyên khoáng sản và tài nguyên nước, ngài chỉ huy, phải làm thế nào bây giờ? Mạnh Hy Tông còn chưa trả lời, viên sĩ quan thông tin đã đứng lên nói, ngài chỉ huy, nhận được mật mã riêng của lính đánh thuê, yêu cầu truyền tin. Đối phương đang ở kênh mã hóa. Tự hồ sớm đã đoán ra được cuộc gọi này, Mạnh Hy Tông nói vào máy điện đàm ở đài chỉ huy, đi thẳng vào vấn đề chính bằng một câu, lá gan của em lớn thật. Cho dù đó chỉ là một câu nói đơn giản nhưng cũng đủ để khiến Tô Di ở đầu dây bên kia chột dạ, sợ hãi. Đón nhận ánh mắt ân cần của Nguyệt Mặt ở đối diện, cô dần lấy lại bình tĩnh, không chút hoang mang, nhỏ nhẹ đáp, Ngài chỉ huy, nơi này là quê hương của tôi. Chỉ mười đầu đạn hạt nhân mà em cho rằng có thể ngăn cản được tôi sao, giọng nói của anh ta xem ra rất vui vẻ. Tô Di gần như có thể tưởng tượng được ra bộ dạng giận quá hóa cười của anh ta lúc này, giống như cái lần anh ta chiếm đoạt thân thể cô, nụ cười lạnh lùng mà thờ ơ quá đổi. Không thể ngăn cản, cô đáp. Nhưng có thể làm ô nhiễm tinh cầu này, vậy là đủ. Ngài muốn thanh lọc sự ô nhiễm đó, ít nhất phải tốn mất một năm rưỡi khoảng thời gian đó đủ để trùng tộc quân liên minh phát hiện ra tinh cầu này đối với ngài mà nói thực sự không đáng mạnh hy tông thản nhiên nói em muốn gì quyền tự trị cho tinh cầu cùng nhau khai phá nói ra yêu cầu này tô di vẫn cảm thấy có chút căng thẳng ngộ nhỡ mạnh hy tông không đồng ý thì phải làm thế nào nhưng chắc sẽ không đâu anh ta xâm lăng là vì lợi ích không phải vì muốn thống trị đầu dây bên kia chìm trong thinh lặng. Thậm chí, Tô Di có thể nghe được tiếng người bên cạnh Mạnh Hy Tông hỏi có đổ bộ lên đất liền theo như kế hoạch không. Thời gian mới chỉ có mấy phút đồng hồ nhưng đối với Tô Di lại dài tựa một năm. Trong thành, xa xa truyền đến tiếng đạn pháo đi đoàn, tự như cảnh trong mơ xả xôi. Cô chỉ có thể nghe thấy tiếng thở nặng nề của chính mình vang lên bên tai. Em đang sợ à, giọng nói của Mạnh Hy Tông bỗng nhiên trầm hẳn đi, tự như tiếng thì thào bên tai cô. Mèo con Tô Di lúc này mới phát hiện Lòng bàn tay mình đầy mồ hôi Trong đầu cô hiện lên hình ảnh anh Tuấn Trầm tĩnh của Mạnh Hy Tông Cũng hiện lên khung cảnh ngày ấy Bàn tay anh ta chạm vào người công chúa Ừm, cô nhắm mắt Cố đè nén cơn sóng đang cuộn trào trong lông ngực Mặc dù anh ta không nhìn thấy Nhưng cô vẫn gật đầu Đúng vậy, tôi sợ anh sẽ tức giận Ở đầu dây bên kia Mạnh Hy Tông bỗng nở nụ cười trầm lắng. Anh ta nói bằng một giọng hết sức trong trẻo, không nghe rõ buồn vui, cuộc đổ bộ lên đất liền tạm dừng, tôi sẽ phái người đưa xuống hợp đồng xin thuê. Mèo con, em đoán rất đúng. Nếu như không phải mấy ngày nay tìm cách ứng phó với liên minh thì sao tôi có thể để em có thời gian chôn đạn hạt nhân được cơ chứ? Tất cả là vì lợi ích, tôi đồng ý với yêu cầu của em. Tinh cầu sẽ tự trị, cùng nhau khai phá. Tô Di cảm thấy hơi hồi hộp. Cô biết anh ta một lời nói đáng giá nghìn vàng, nhất định sẽ không nuốt lời. Thực sự đã đạt được mục tiêu, nhưng cô lại không hề cảm thấy vui sướng như trong tưởng tượng. Cảm ơn ngài, cô ngập ngừng một chút rồi nói. Ngài có trách tôi không? Mạnh Hy Tông trầm mặt một hồi, bỗng nhiên nói, mèo con, đây là lần cuối cùng tôi cho phép em rời xa tôi. Lòng ngực tôi di chợt thắt lại, cô cố tỏ ra bình ổn, đáp, tôi biết rồi. Ngắt máy, tôi di đờ đẫn nhìn nguyệt mặt anh ta đã đồng ý lập tức phái người làm hợp đồng cho thuê tôi sẽ giúp các anh đàm phán với đối phương chỉ cần có trong tay cam kết về quyền tự trị toàn tinh cầu tôi nghĩ các anh sẽ không còn gặp phải quá nhiều khó khăn nữa hơn nữa có nền khoa học kỹ thuật hiện đại bọn họ mang tới tinh cầu này sẽ được phát triển tốt hơn nguyệt mặt nhìn chầm chầm khuôn mặt càng lúc càng tái nhợt của cô gật đầu nói đại ân đại đức của cô nương không lời nào có thể cảm tạ hết được. Chúng ta trở về thành thôi, bàn tay lạnh như băng của Tô Di khẽ chạm mở động cơ. Báo săn tăng tốc, bay thẳng lên cao. Nhìn ra bên ngoài, nhiều nơi khói cuộn dày đặc, ánh lửa ngút trời. Đội báo săn của Mạnh Hy Tông đã rút hết, nhìn qua chỉ thấy một vài chấm đen dần khuất giữa tầng mây. Trên mặt đất, khắp các con đường, nhà cửa thấp bé như những viên gạch, từng đoàn người lố nhố lưu lạc, nhỏ bé và hèn mọn tựa loài kiến thấy anh ta chỉ dùng một tay mà có thể khiến cả tòa thành chìm trong khói lửa tô di không kìm được hồi tưởng lại cuộc đối thoại ban nãy giữa hai người trong đầu hiện rõ một vài manh mối và ý niệm không hiểu sao tô di luôn cảm thấy nhất cử nhất động của mình từ khi xuống mặt đất tới nay đều nằm gọn trong sự tính toán của mạnh hy tông tuy lính đánh thuê phát hiện ra tinh cầu này đầu tiên nhưng vẫn cần phải gạt bỏ liên minh để độc chiếm sơ sơ cũng có chút khó khăn cố chấp chiếm đóng càng khiến cho trùng tộc, liên minh và khắp nơi viện cớ để công kích. Nhưng bây giờ có cùng nhau khai phá ác cũng sẽ xảy ra những chuyện bất đồng. Không dính dáng tới chính trị, không vi phạm chủ nghĩa nhân đạo, hoàn toàn xuất phát từ góc độ lợi ích kinh tế, không một ai có thể bới móc ra chuyện thị phi. Chỉ vì sự uy hiếp của mấy đầu đạn hạt nhân mà cho ngừng cả cuộc chiếm đóng, thật có thể khiến đám lính đánh thuê như loại lan sói tức đến nỗi nghiến răng nghiến lợi vậy mà không thể làm gì khác hơn ngoài chấp nhận sự thật cô nương có dự định gì không một giọng nói đột ngột cất lên cắt ngang mạch suy nghĩ của tô di là nguyệt mặt anh ta đang nhìn cô với ánh mắt thâm trầm cô phải về bên người đàn ông kia sao tô di im lặng trong chốc lát rồi nói không sẽ không bao giờ nữa nguyệt mặt quay đầu nhìn đất trời mênh mang thành thị hỗn loạn bên ngoài khoang thuyền rồi anh ta lại nhìn về phía tô di ánh mắt rất mực chân thành, tô cô nương, lâm mổ chỉ có thể chúc cô được thuận lòng như ý, vô bệnh vô tai một. Sau này, có bất cứ chuyện gì cần lâm mổ giúp đỡ, toàn bộ đại đường mặc cho cô sai phái, dù có vào nơi nước sôi lửa bỏng cũng không chối từ. Một, không có bệnh tật, không gặp tai ương. Tô Di nhìn anh ta, mỉm cười. Cảm ơn anh. Báo săn bay đến bầu trời phía trên hoàng cung, cảnh tượng nơi này hết sức thảm hại toàn bộ kiến trúc cao lớn, kiên cố đều bị sang bằng thành bình địa, các tẩm cung của hoàng tộc trải đầy máu tươi. Mà dọc đường đến đây, tuy rất ít khi thấy thi thể của dân thường, nhưng Tô Di không hề ngạc nhiên chút nào khi thấy các phòng ốc cao lớn, hoa lệ, bình thường vốn là lầu các của quan viên cấp cao, giờ chỉ còn là đống tan tành đổ nát. Tô Di hoài nghi trong khoảng thời gian này, Mạnh Hy Tông đã phái người xuống mặt đất thăm dò tất cả những manh mối hữu dụng nhất. Việc tiêu diệt hoàng tộc và bộ máy quan lại trong triều đình thực ra rất dễ dàng. Anh ta là đang muốn cấu thành một bộ máy chính phủ bù nhìn trong tương lai. Nhưng cô cũng chỉ có thể giúp bọn họ được đến bước này. Tương lai cũng cần phải dựa vào những người như Nguyệt Mặt, tập trung tìm cách chống lại. Mà chiều hướng lịch sử rốt cuộc sẽ đi đến đâu, cô cũng không có cách nào biết trước. Trong những phế tích tàn dư của Hoàng Cung, ánh lửa ngút trời hết sức đáng sợ, đám thị nữ, thái giám chạy trốn khắp nơi. Nguyệt mặt che chắn cho Tô Di, chạy về hướng ngược lại với đám người, từng bước xâm nhập vào nội cung. Đến gần khu vực hoàng cung, Nguyệt mặt vất vả lắm mới bắt được một tên quan lục phẩm, lạnh lùng nói, công chúa đâu? Tể tướng đâu? Tên quan lục phẩm mặt tái mét, lắp bắp trả lời, đã chết rồi, chết hết rồi. Hoàng cung sập, triều đình đảo điên, công chúa cùng đám người tể tướng, toàn bộ đã bị chôn vùi bên trong rồi. Mười phút sau. Tuy báo săn đã rút hết về pháo đài vũ trụ, công kích cũng đã tạm dừng nhưng chiến hạm vũ trụ màu đen đang trôi nổi trên bầu trời kia vẫn khiến công dân đại đường cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Cục diện chính trị của quốc gia này đã sụp đổ, vị trưởng công chúa đang hôn mê bất tỉnh kia cũng được người ta xác nhận là bị chôn vùi trong cung, chưa tìm thấy thi thể. Cuối cùng cũng chỉ còn lại đám võ lâm nhân sĩ cùng một số ít võ quan cấp thấp trung nghĩa, can trường cùng mấy ngàn binh sĩ tập hợp khẩn cấp đứng trước phế tích tàn dư của hoàng cung, ngước nhìn loài yêu quái khổng lồ đang lẳng lặng, thản nhiên dương oai dẻo võ trên bầu trời xa thẳm. Lâm Minh Chủ, một viên quan thấp thỏm nói: bọn họ thực sự không có ý định tấn công chúng ta nữa đúng không? Một hiệp khách võ lâm cũng đỏ sọng con mắt, thét ầm lên, liều mạng với bọn chúng. Nếu không phải bọn chúng có yêu thuật thì cũng có người lạnh lùng nhìn tô di. Minh Chủ, Người thực lòng tin những gì yêu nữ này nói sao? Trong bầu không khí bức bối và tâm tình hỗn loạn, Tô Di cũng lười không thèm chấp nhặt. Cô ngẩng đầu, bỗng trông thấy rõ một chiếc báo săn vừa rời khỏi bông tàu của pháo đài, bay thẳng về phía lục địa. Đó chính là người truyền tin của Mạnh Hy Tông, mang theo bản hợp đồng của lính đánh thuê. Chỉ cần một chữ ký, số mệnh của tinh cầu này từ nay về sau sẽ hoàn toàn thay đổi. Và Tô Di cũng nên đi theo người truyền tin này trở về bên cạnh Mạnh Hy Tông. Như vậy, cô phải chạy trốn thế nào đây? Trước mắt Tô Di dần hiện rõ hình dáng của chiếc báo săn, cô hơi có chút thất thần. Cô nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy báo săn, đó là lúc còn ở thương gia, trên bãi cỏ xanh biếc, chiếc máy bay chiến đấu màu xám đậm giống như một con diều hâu sải cánh. Kể từ đó, thuận theo sự điều khiển của mạnh hy tông, dần dần thay đổi vận mệnh của cô. Bùm, một tiếng động dữ dội vang lên, Tô Di mở to mắt, nghi hoặc nhìn bầu trời. Phía trên đỉnh đầu, chiếc báo săn đại diện cho mạnh hy tông đại diện cho sự uy nghiêm của lính đánh thuê bỗng nhiên nghiêng ngã khi bị một hỏa lực mạnh mẽ bắn trúng sau khi bốc khói dữ dội kèm theo tiếng nổ lớn trong nháy mắt máy bay chiến đấu vỡ tan trên bầu trời chỉ còn dư lại một mảng khói bụi mờ mịt những mảnh kim loại cùng máu thịt nát bấy như cơn mưa đá nhanh chóng rơi xuống rải đầy mặt đất bị tiêu diệt người truyền tin của mạnh hy tông đã bị tiêu diệt tôi di sợ đến độ đờ người ra hỏa lực mạnh mẽ đó từ đâu ra vậy đám người nguyệt mặt nhìn thấy cảnh ấy cũng tái mặt bọn họ nhất loạt quay đầu nhìn về phía đàn pháp vừa được bắn tới đó chính là đống đổ nát của vị ương cung nơi công chúa bị vùi lấp cùng lúc đó trên bầu trời viên sĩ quan kỹ thuật bỗng nhiên đứng lên trầm giọng nói thưa ngài chỉ huy phi cơ chiến đấu của chúng ta đã bị tiêu diệt gọi phi công không thấy trả lời theo nhận định sơ bộ anh ta đã gặp nạn xin chỉ thị của ngài Toàn bộ sĩ quan trong trung tâm tác chiến lập tức tái mặt, đồng thời nhìn về phía Mạnh Hy Tông. Mạnh Hy Tông lạnh lùng nhìn màn hình radar, gàn giọng, cảnh giới cấp 1, chuẩn bị chiến đấu. Trong đống đổ nát của vị ương cung, giữa làn bụi khói tràn ngập đất trời, một vật thể bằng kim loại màu bạc khổng lồ, cao bằng ngôi nhà hai tầng chẳng biết từ lúc nào đã lẳng lặng xuất hiện sừng sững ở nơi đó. Thoạt nhìn, nó có đầu hình elip, thân ngắn, thuôn hình giọt nước, hai cái cánh hẹp dài, sắc nhọn, giống như một con diều hâu bằng kim loại chiếm giữ mặt đất. Đây rõ ràng là một chiếc phi cơ chiến đấu. Nòng pháo dưới bụng máy bay đang hướng thẳng lên trời, hóa ra hỏa lực phá hủy chiếc báo săn ban nãy chính là được bắn ra từ đây. Tô Di chưa từng nhìn thấy chiếc phi cơ chiến đấu nào có hình dạng thế này. Bụng máy bay rất nhỏ, không che nổi một người. Tại sao nó lại đột ngột xuất hiện ở nơi này? Là lực lượng vũ trụ chưa được biết đến, hay là sau tiếng gầm rú ngắn ngủi của động cơ chiếc phi cơ chiến đấu màu bạc đó chậm rãi bay lên không trung, rung lắc, trao đảo hơn 10 mét rồi chợt tăng tốc, cứ thế bay thẳng lên cao. Đúng lúc này, cơ thể Tô Di chợt nghiêng ngã, Nguyệt mặt đứng bên cạnh nhanh tay đỡ lấy, cô mới có thể đứng vững. Cô đưa mắt nhìn lại, mọi người đều lão đảo chực ngã. Mặt đất đang rung lắc kịch liệt. Động đất ư? Không, không phải là động đất. Tô Di bỗng thấy, mảnh đất phía trước mặt dường như đang bị một lực cực mạnh xé toạc, vết nứt vừa sâu hoắm vừa thô ráp nhanh chóng lan tỏa như nấm mọc sau mưa, cả địa cầu chia năm sẽ bảy. Sau đó, mặt đất bị xới tung, người đứng trên đó giống như bị một sức mạnh vô hình đánh trúng, văng ra đằng xa. Mà ở chỗ đất vừa bị xới tung, có một chiếc, hai chiếc, từng chiếc phi cơ chiến đấu tự như vừa được đánh thức, bỗng nhiên có sinh mệnh, trồi lên khỏi mặt đất, nối đuôi nhau bay thẳng lên trời. Sau khi chiếc phi cơ thứ 30 vừa bay lên, chúng tự động tạo thành hàng ngũ tấn công hình nón, cơ hồ đang chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo. Chuyện gì đang diễn ra vậy? Đây không phải là phi cơ của lính đánh thuê, càng không phải phi cơ của trùng tộc. Đây là loại phi cơ chiến đấu Tô Di chưa từng thấy qua, chiếc nào chiếc nấy thoạt nhìn đều hết sức cũ kỹ, có đôi chỗ còn sức mẻ, cánh máy bay khá sắc nhọn, thân máy nâu xỉn cùng những ống pháo rỉ sét loang lỗ dưới bụng máy bay, mang lại cho người ta cảm giác bị áp bức và uy hiếp đến khó tả. Những chiếc phi cơ này là từ dưới mặt đất chui lên, vậy thì ai đang điều khiển chúng hay đó căn bản là máy bay không người lái những nghi hoặc vẫn luôn âm ỉ trong lòng tô di bỗng trở nên rõ ràng cô nhớ lại tình hình lúc đương nguyệt mặt bay quanh hành tinh một vòng lúc đó cô vì thể lực suy kiệt ý thức mơ màng mà đã bỏ sóc mất một chi tiết từng cảnh sắc thoáng lướt qua đáy mặt biển cả bao la tịch mịch tựa biển chết sa mạc trải dài mênh mông đến vô tận còn cả châu âu châu phi châu mỹ vắng lặng không một bóng người có lẽ là do trên tuyến đường bay của cô vừa hay không xuất hiện con người dù sao thì ở thời đại này đời sống xã hội chưa phát triển dân số vẫn còn thưa thớt nhưng cô vẫn luôn cảm thấy thiếu thiếu một thứ gì đó không bình thường chút nào con người sa mạc đại dương động vật thực vật đúng rồi chính là động thực vật không chỉ vắng bóng người mà ở hành tinh này còn chẳng có lấy bất cứ một loại động thực vật nào ngoài bảy địa điểm chôn đầu đạn hạt nhân bên ngoài lãnh thổ đại đường cô chưa từng thấy một gốc cây một ngọn cỏ xanh tươi hay bất kỳ con linh dương nhanh nhẹn nào không nhìn thấy con người thì có thể quy về vấn đề xác suất nhưng nếu không hề có bất cứ sinh mệnh nào khác tinh cầu này thực sự là trái đất sao nhưng tại sao con người nơi này lại có ngoại hình giống hệt người gốc hoa còn nói được tiếng hán hơn nữa còn có đội ngũ võ lâm nhân sĩ am hiểu võ công thậm chí còn có đại đường Trường An, Trường Thành. Chẳng lẽ đây là không gian song song với trái đất? Hoặc cũng có thể, trái đất vốn hoàn toàn tương phản với những ghi chép lịch sử mà Tô Di biết. Sự thật rốt cuộc là thế nào đây? Tô Di lập tức chạy về chiếc báo xăng của mình đang đổ, khởi động máy, chuẩn bị chạy trốn. Đúng lúc này, Nguyệt mặt bỗng nhiên thốt lên, điện hạ, anh ta kinh ngạc nhìn về phía vị ương cung, vẻ mặt khó có thể tin được. Tô Di nhìn sang, chỉ thấy từ giữa lớp bụi mù, một bóng dáng nhỏ nhắn yếu ớt trong bộ y phục trách tả tơi từ từ xuất hiện người đó cúi thấp đầu búi tóc tôn quý thường thấy giờ sổ tung rối bù trông chẳng khác nào kẻ ăn mày nhưng bước chân của cô ta lại rất vững vàng tiến thẳng về phía mọi người đang đứng động tác của cô ta tựa hồ rất chậm rãi khoan thai nhưng chỉ trong chớp mắt đã tới trước mặt mọi người giống hệt âm hồn quỷ dị công chúa phi cơ chiến đấu Chẳng phải cô ta bị lựu đạn của mình ném cho bị thương nặng, sau đó lại chôn vùi dưới đống đổ nát trong vị ương cung rồi sao? Tại sao lúc này, ngoài y phục trách tả tơi ra, dường như cô ta không bị làm sao hết? Việc cô ta tỉnh lại lẽ nào có liên quan tới những chiếc phi cơ chiến đấu thần bí này? Chẳng lẽ nơi này đã từng có nền văn minh cao cấp? Công chúa chậm chậm bước đến gần. Cô ta đứng lại đối mặt với nguyệt mặt rồi ngẩng đầu lên không ai có thể phá hủy thế giới của ta giọng nói của cô ta vẫn thánh thót uyển chuyển như cũ giọng điệu nhàn nhạt mà sâu lắng khiến người nghe rợn tóc gáy mà thường trực trên khuôn mặt xinh đẹp kia lúc này là ánh mắt vô cùng kỳ quái lạnh lùng hờ hững con ngươi đen lấy từ hồ sáng rõ khác thường thêm vào đó là một nét phấn khích khó hiểu sau đó cô ta bỗng nhiên quay đầu cách lớp kính thủy tinh chịu lực của báo săn mà giọng nói lạnh lót vẫn truyền vào tai tô di rõ mồn một Tô Di, cảm ơn ngươi vì đã cố gắng duy trì thế giới này. Hai người lặng lẽ nhìn nhau, không nói một lời, rồi công chúa khẽ mỉm cười, dời ánh mắt qua nơi khác. Cô ta ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh mức hết sức an tĩnh, tựa hồ đang xuyên qua tầng khí quyển nhìn nắm toàn bộ vũ trụ bao la. Điện hạ, mấy nghìn người vừa kinh ngạc vừa vui mừng nghẹn ngào, nhất loạt quỳ xuống, vùi đầu thật thấp. Nguyệt mặt liếc nhìn tô di ở đằng xa, dò hỏi trước, điện hạ, những chiếc máy bay trên bầu trời kia, hẳn là Điện Hạ biết lai lịch của chúng, đúng không? Công chúa không nhìn bọn họ, cũng không đáp lời nguyệt mặt. Dường như cô ta đang phiêu du trong thế giới của riêng mình, khóe miệng chậm rãi nở một nụ cười. Ta không thích bị người khác quấy rầy, giọng nói của cô ta rất khẽ, nhưng cũng đủ để tất cả những người có mặt đều nghe thấy rõ. Các chiến sĩ huyết ưng, mau tiêu diệt lũ xâm lăng kia đi. Ban đầu, khi công chúa vừa xuất hiện trở lại, trực giác mách bảo tô di rằng tính tình cô ta hoàn toàn thay đổi không còn là cô công chúa với vẻ bề ngoài thấu hiểu đại nghĩa và nội tâm cố chấp hung ác nữa ánh mắt xa lạ giọng nói ngạo mạn đó không thể là giả được giống như cô ta hoàn toàn thay đổi trở thành một người khác hơn nữa nếu là công chúa trước đây cô ta sẽ không đời nào cảm tạ tô di vì cái nỗ lực cứu vớt thế giới này được cô ta nói đó là thế giới tâm thần phân liệt ư người đa nhân cách chăng tuy suy nghĩ này thật không sao tưởng tượng nổi nhưng đúng là tô di vẫn luôn hoài nghi như vậy cho đến khi công chúa hờ hững buông một câu mệnh lệnh cô ta nói các chiến sĩ huyết ưng mau tiêu diệt lũ xâm lăng kia đi không phải là yêu nhân không phải là yêu quái không phải là kẻ địch là kẻ xâm lăng nhưng tô di căn bản không có thời gian để suy nghĩ nhiều bởi những chiếc huyết ưng này giống như có thể nghe hiểu những lời công chúa nói trên bầu trời xanh thẳm chúng bỗng nhiên lật nghiêng giống hệt những mũi tên rời cung mang theo tiếng rít chói tai tăng tốc bay lên cao hướng thẳng tới pháo đài vũ trụ của mạnh hy tông mạnh hy tông tim tô di trong nháy mắt đã nhảy lên tận cổ họng nhân sĩ võ lâm cùng quan quân binh lính quỳ đầy mặt đất ngay ngốc ngẩng đầu nhìn biến cố phát sinh này việc công chúa bỗng nhiên mang theo cả một đám hình thù kỳ quái để chống lại quân địch có thể nói đã khiến họ mừng rỡ đến phát điên chỉ là bọn họ vẫn vừa sợ hãi vừa kinh ngạc mở to mắt, nhìn bầu trời. Đây là lần đầu tiên Tô Di chứng kiến một cuộc tấn công dũng mạnh đến thế, cũng là chiến dịch quy mô lớn nhất cô từng tận mắt trông thấy trong thời bình. Dưới trướng của Mạnh Hy Tông, pháo đài vũ trụ mà Liên Đạt chỉ huy cho tới tận lúc này vẫn là bá chủ của vũ trụ, không ai dám khinh thường, cũng không một kẻ nào dám liều mình tấn công chính diện. Nhưng 30 chiếc huyết ưng kia giống như những mũi tên sắc nhọn, lao vùng vút lên bầu trời xanh thẳm. Chỉ còn cách pháo đài vũ trụ một khoảng rất gân Lao tới cùng huyết ưng còn có vô số đạn pháo màu xám bạc. Trong nháy mắt, một hỏa lực lớn mạnh đã bắn trúng vào thân pháo đài, từng chùm những đốm lửa nhỏ bắn ra tung tóe. Nhìn bằng mắt thường cũng có thể nhận ra, làn đạn uy dũng như vũ bảo vừa rồi đã khiến cả pháo đài vũ trụ phải rung động, rung lắc dữ dội. Tô Di cơ hồ có thể tưởng tượng ra cảnh những người đang có mặt trên đó nghiêng ngã, ngã nhào, vỡ đầu chảy máu ra sao. Bất kể có đánh trả như thế nào thì cả pháo đài công kền, thô kệch đó cũng không thể tránh khỏi sự tấn công mạnh mẽ của quân địch. Tô Di tin chắc mạnh Hy Tông và Liên Đạt nhất định sẽ thực hiện bước nhảy siêu quan tốc để thoát khỏi vòng vây này, nhưng khởi động động cơ cũng phải mất ít nhất 20 phút. Thêm vào đó, bọn họ vừa bị trúng đòn nặng như vậy, còn có thể chống cự nổi mà thực hiện bước nhảy siêu quan tốc hay không? Khi những người ở dưới mặt đất buông tiếng thở dài khó tin cho trận đấu oanh liệt trên bầu trời, từng chiếc từng chiếc báo săn màu đen tuyền nối đuôi nhau bay ra từ phần bụng của pháo đài lính đánh thuê bắt đầu trả đũa những chiếc báo săn giống như những trận mưa sao đen lấp lánh rú rít một hồi rồi xẹt qua đường chân trời sau màn bức bách bằng hỏa lực dày đặc luôn có một chùm đạn pháo chuẩn xác nhắm thẳng vào thân của những chiếc huyết ưng nhưng huyết ưng cũng không hề tỏ ra yếu thế mặc dù thao tác và độ chuẩn xác không thể bằng được báo săn có thể nói thân hình của huyết ưng to gấp hai lần báo săn vậy mà bị trúng hai phát đạn vẫn có thể duy trì được quỹ đạo bay không những thế còn tiêu diệt được một chiếc báo săn đang công kích mình chỉ bằng một quả đạn pháo hơn nữa dường như huyết ưng không hề sợ bị tiêu diệt trong khi ở tình huống hỗn chiến này báo săn luôn phải né tránh đường đạn để không bị va phải huyết ưng lại không hề tỏ ra sợ sệt cho dù việc phá hủy trận đồ này của huyết ưng phải trả một cái giá rất đắt nhưng đổi lại có thể tiếp cận được pháo đài vũ trụ thì chúng cũng không nề hà do dự với tình huống như vậy, sau cuộc tấn công ngắn mũi vòng thứ nhất kết thúc, rõ ràng là huyết ưng đang chiếm thế thượng phong. Tiêu diệt bọn chúng, giọng nói của công chúa vọng khắp đất trời. Những chiếc huyết ưng đang đứng lặng, trong nháy mắt như bị trúng chất kích thích, cùng lúc tăng tốc, xông thẳng về hướng pháo đài. Đúng lúc này, những chiếc báo săn cũng nhanh chóng quay đầu, bay thẳng về phía bông tàu của pháo đài. Chớp mắt, trên bầu trời chẳng còn bóng dáng chiếc báo săn nào. Cùng thời khắc đó, Huyết ưng tổng công kích, nã đạn pháo lần thứ hai. Cậy vào việc di chuyển nhanh hơn, đám huyết ưng từ bốn phía tập trung lại, tấn công trực diện. Một luồng ánh sáng bạc chói lóa chợt hiện lên, pháo đài vũ trụ mình đầy thương tích nặng nề né được một đòn trí mạng của đám huyết ưng, nhanh chóng thực hiện bước nhảy siêu quan tốc rồi biến mất giữa tầng không. Toàn bộ cuộc chiến diễn ra trong vòng chưa đầy 2 phút, đội ngũ báo săn bị tiêu diệt ít nhất là 8 chiếc, pháo đài vũ trụ bị tổn hại nặng nề, cũng may mà kịp thời thoát thân. Tô Di sợ hãi đến độ hồn vía lên mây, ngón tay vẫn đặt hờ lên nút điều khiển động cơ nhảy siêu quang tốc lúc này đã nóng dãy, nhưng mãi vẫn không ấn xuống. Cô không cam tâm. Mặc dù cô công chúa quái quỷ này khiến người ta có cảm giác vô cùng sợ hãi nhưng chính cô lại bị những kích thích kỳ dị đó thu hút, cô muốn ở lại, tìm hiểu xem rốt cuộc đây là nơi nào. Tay cô rời khỏi bảng điều khiển phi cơ. Cô ngẩng đầu nhìn ra xa, Tự hồ cảm nhận được ánh mắt của cô, công chúa chậm rãi quay đầu, đón nhận ánh nhìn đó của Tô Di. Cô gái ngoan, công chúa lặng lặng nở nụ cười, giọng nói lạnh lót truyền đến. May mà cô không thực hiện bước nhảy siêu quan tốc đó, nếu không, cô đã chết rồi, rất đáng tiếc đúng không? Trong lòng Tô Di khẽ chấn động, mở màn hình thăm dò ngoại cabin, vừa nhìn xuống, toàn thân chợt toát mồ hôi lạnh. Hóa ra, Sớm đã có một chiếc huyết ưng lặng yên không tiếng động dính chặt lấy thân chiếc báo săn của cô. Có lẽ vì chưa khởi động động cơ nên trên radar cũng không phát hiện ra. Trong khoảng không gian nhỏ hẹp như thế này, nếu Tô Di thực hiện bước nhảy siêu quang tốc thì toàn bộ báo săn sẽ bị sức mạnh đàn hồi của huyết ưng tác động trực tiếp xé tan thành từng mảnh nhỏ. Từng chiếc huyết ưng từ từ đáp xuống mặt đất, xếp hàng ngay ngắn trước đống tàn dư của hoàng cung. Đây đúng là một khung cảnh hùng vĩ mà quỷ dị đám người mặc đồ cổ trang, căng thẳng, run rẩy chậm rãi tập trung lại. Trong những bức tường đổ nát của kiến trúc cổ, những chiếc phi cơ chiến đấu không người lái đại diện cho nền văn minh tiên tiến lẳng lặng đứng sừng sững, cơ hồ đã tồn tại dưới mặt đất này từ rất lâu rồi, tự như nhiệm vụ trời sinh của chúng là bảo vệ mảnh đất này. Giữa ánh nhìn chăm chú của hàng vạn người, công chúa chỉ nhàn nhạt nhìn quanh một vòng, giọng nói khoan thai chậm rãi vang vọng toàn bộ thành trì. Ta không phải là công chúa của các ngươi, cô ta thực ra đã chết rồi. Đám người phía dưới rỉ tai thầm thì, đưa mắt nhìn nhau đầy khó hiểu. Ngay sau đó, cô ta lại dõng dạc tuyên bố, ta chính là thần linh của các người, vị thần duy nhất. Tô Di đứng thẳng, dựa lưng vào vách khoang, vẻ mặt hết sức căng thẳng. Lúc nãy, nàng công chúa hiện tại đã tuyên bố với tất cả mọi người rằng, công chúa thật đã chết, cô ta hiện giờ là thần linh của mặt đất. Mấy nghìn người dân hoảng sợ, chỉ biết đứng lặng, không thốt nổi một lời có lẽ huyết ưng của công chúa và những chiếc báo săn lúc trước họ gặp có hình dáng tương tự mà lúc trước báo săn lại bị coi là yêu quái cho nên sau khi công chúa nhanh chóng biến hóa ra đội ngũ huyết ưng kia dân chúng cũng không vì chiến thắng mà cảm thấy vui mừng kích động trái lại họ có cảm giác vô cùng sợ hãi đúng lúc này đám cao thủ đại nội của công chúa nhanh chóng bước ra trong quá trình không kích vừa rồi bọn họ không có thương tích gì đáng kể liền khua tay Xu đám động tản ra, ai về nhà người nấy, còn dõng giặc tuyên bố, thần thú mà công chúa triệu hồi sẽ tiêu diệt sạch lũ yêu quái trên trời kia. Sau đó, đám cao thủ đại nội nhanh chóng bước tới phía ngoài chiếc báo săn. Cánh cửa báo săn bị một lực mạnh từ bên ngoài tác động, ép phải mở ra. Trong trận chiến vừa rồi, đám người đó thương vong mất ba mạng, ai nấy đều rất mực hung dữ, lôi kéo tô di, khống chế tại chỗ. Họ còn cướp súng của cô, tịch thu toàn bộ vũ khí. Sau đó, công chúa cũng lại gần. Tô Di cảnh giác nhìn chầm chầm công chúa đang chậm rãi bước vào khoang thuyền, nhưng cô ta chỉ mỉm cười, liếc mắt nhìn cô một cái rồi trực tiếp đi thẳng tới bản điều khiển chính của báo săn, nhẹ nhàng ngồi xuống. Những ngón tay trắng nõn ngọc ngà nhẹ nhàng lướt qua mặt bàn điều khiển, thần thái rất mực ôn hòa, động tác cũng vô cùng thuần thục, tự hồ đang vuốt ve gã tình nhân của chính mình. Sự thật là sao? Tô Di trầm giọng nói. Công chúa chậm rãi quay đầu, nhìn cô với ánh mắt dịu dàng, nói, Tô Di, nơi này chính là trái đất, là Trung Hoa cổ đại, cũng chính là quê hương của cô, nơi tốt đẹp nhất vũ trụ này. Chẳng phải cô đang dốc toàn lực để bảo vệ nó hay sao? Tô Di ngừng lại một chút rồi dò hỏi, cô là ai? Công chúa nhìn cô chầm chầm, đôi mắt trong veo như đông đầy ánh trăng sáng ngần, ta đã nói, ta chính là thần linh của thế giới này. Là sóng xung kích từ lựu đạn của cô đã phá hủy thân thể ta, thức tỉnh ý thức của ta, Ồ, tô di không hề vì lời nói quái quỷ của cô ta mà buông tha. Như lai, quan thế em mờ, chủ di xuất hay đấng cứu thế. Rốt cuộc cô là vị thần nào? Công chúa im lặng trong giây lát rồi nói, đại khái ta cũng giống như nữ hoa của các người vậy. Nữ hoa, nữ hoa vá trời, nữ hoa tạo người. Thế còn những chiếc phi cơ chiến đấu này là sao? Tôi di hỏi. Công chúa hơi nghiêng đầu ánh mắt khẽ liếc qua chiếc huyết ưng đậu ngay ngắn bên ngoài báo săn, kiêu ngạo nói, Tô Di, lẽ nào cô thật lòng cho rằng, cái gọi là cổ đại thực sự là cổ đại ư? Văn minh nhân loại đã trải qua vô vàng kỷ nguyên, sự tồn tại của đại đường, sự tồn tại của cô, chẳng qua chỉ là một lát cắt. Thế nên, tất thảy mọi việc đều có khả năng xảy ra. Tô Di, ta rất thích cô. Cô ở lại bên ta, ta sẽ cho cô tất cả những thứ tốt nhất, bất tử, năng lượng, của cải, mỹ nam chỉ cần là thứ cô muốn ta nhất định sẽ đáp ứng cho cô tô di trầm mặc không nói nếu đúng như những gì trong lịch sử tô di nhớ thì nơi này nhất định không phải là trái đất có lẽ đây là một nền văn minh nhân loại khác chăng nhưng tại sao những gì tồn tại ở nơi này lại giống với trung hoa cổ đại đến vậy bất kể câu trả lời là thế nào đầu tiên cô phải bảo vệ bản thân mình trước đã tô di tỏ ra hết sức trầm tĩnh nói tôi tin cô là thần linh nếu không tất cả những việc diễn ra trước mắt này đều không sao có thể lý giải được công chúa nghe vậy thì mỉm cười rồi bỗng nhiên đứng dậy đi tới trước mặt cô cô ta rõ ràng đứng còn thấp hơn tô di vài phân thế mà vẫn ngang nhiên đưa tay nâng cầm tô di lên động tác vô cùng tự nhiên phóng khoáng ta tiếp nhận sự thuần phục của cô cô bé cô luôn làm rất tốt cô ta từ từ áp sát mặt mình vào mặt cô cho đến khi cô và cô ta cách nhau chưa đầy 10cm. Ánh mắt của cô ta tràn ngập vẻ tán thưởng pha lẫn chút thở than, cứ như thế, ngay giây phút kế tiếp, hai người họ sẽ hôn nhau. Vậy mà cô ta chợt thả Tô Di ra, buông tiếng thở dài rồi lắc đầu nói, đáng tiếc, bây giờ ta lại mang thân thể phụ nữ, nhưng vẫn còn rất nhiều thời gian. Lúc này, cô ta tự hồ nghĩ đến điều gì đó, nở nụ cười. Đành giao thân thể của cô cho Nguyệt mặt vậy. Tại sao? vì ta muốn nhìn thấy các người giao hợp tay cô ta nhẹ lướt qua gò má tô di rồi trượt dần xuống động tác cơ hồ tràn ngập dục tình nhưng vẻ mặt lại hết sức chân thành thẳng thắn cô hoàng mỹ chân thực là thế cơ thể lại như vậy chính là khát vọng mà ta dành trọn cả đời để theo đuổi tô di hờ hững đáp lời chẳng mấy chốc quân địch sẽ tới đây đợi khi nào đánh đuổi được bọn chúng rồi đừng lo vẻ mặt công chúa có phần khinh miệt chẳng phải bọn chúng đã bị huyết ưng của ta đánh cho sợ chết khiếp rồi sao? Bọn chúng kéo đến đông tới đâu ta cũng không sợ. Không kẻ nào có thể chiến thắng được huyết ưng của ta, luôn là như vậy. Được, Tô Di cũng nở nụ cười nhàn nhạt, nhưng trong lòng lại thở dài một tiếng. Lúc này chính là giai đoạn then chốt quyết định thắng bại, nếu công chúa có một chút tư duy quân sự thì nên lập tức tập hợp các cao thủ võ lâm, chuẩn bị sẵn sàng tuyến phòng ngự dưới mặt đất, đồng thời sơ tán bách tính mới phải nhưng cô ta lại chỉ một mực chú ý tới việc muốn chiếm hữu thân thể của Tô Di. Mặc dù cô ta sở hữu đến 30 chiếc huyết ưng hùng mạnh, nhưng căn bản không có chút tư duy quân sự nào. Cô ta vốn không phải là con người, chẳng biết rốt cuộc cô ta thuộc giống loài gì. Mà nơi này cũng không phải trái đất. Như vậy, Nguyệt Mặt và những người kia đều là bị cô ta bắt cóc từ địa cầu tới để làm thú cưng tư. Cư. Ta đi kiểm tra huyết ưng, sẽ trở lại ngay thôi, công chúa đứng lên, đi tới cửa khoang thì dừng lại mỉm cười nói hy vọng lúc đó các ngươi vẫn chưa kết thúc một lát sau một bóng người cao lớn đi ngược hướng ánh sáng bước vào trong báo săn cửa khoang chậm rãi đóng lại chặn mọi đường nhìn ra phía bên ngoài nguyệt mặt ngẩng đầu lẳng lặng nhìn tô di tô cô nương công chúa không làm gì cô đấy chứ tô di lắc đầu nguyệt mặt ngừng lại một chút rồi nói công chúa rốt cuộc là yêu quái phương nào cô kiến thức sâu rộng chắc hẳn phải biết lý do khiến tính tình của nàng ta lại đột ngột thay đổi còn một mình sở hữu những chiếc máy bay kia nữa tôi không biết tôi di đáp tôi chỉ biết cô ta chắc chắn không phải con người vẻ mặt nguyệt mặt hết sức căng thẳng trong đôi mắt hiện lên một tia cay đắng đây là ý trời muốn tiêu diệt đại đường chúng ta hay sao anh có thể giúp tôi thoát thân được không tôi di hỏi nguyệt mặt móc một cây súng lục từ trong tay áo của mình ra đưa cho cô khi những ngón tay thô to lướt qua lòng bàn tay mềm mịn của cô anh ta đột nhiên cảm thấy như mình vừa chạm phải lửa lập tức trút về trong miệng không thể khống chế khẽ phát ra tiếng rên rỉ nho nhỏ anh gương mặt nguyệt mặt thoáng ửng hồng buồn bực nói cô không cần để ý đến tôi tôi chỉ hơi lát nữa người của tôi sẽ truyền tín hiệu đến bọn họ sẽ tạm thời cầm chân công chúa và đám thị vệ của nàng ta lúc ấy cô hãy nhanh chóng trốn đi Tô Di cũng không nhiều lời, chỉ gật gật đầu, nói, có lẽ các anh không cần xung đột trực tiếp với cô ta làm gì, tôi e rằng cô ta vẫn còn thứ gì đó được giấu giếm rất kỹ. Nếu tôi đoán không nhầm thì chẳng bao lâu nữa lính đánh thuê sẽ trực tiếp đánh xuống đất liền. Đến lúc đó, các anh đừng phản kháng, bọn họ ắt sẽ có cách trừng trị cô ta. Nhưng dường như Nguyệt Mặt không hề chú ý lắng nghe những lời cô vừa nói. Hai tay anh ta chợt nắm chặt lấy bả vai mạnh khảnh của cô, trên khuôn mặt vừa ngước lên đầm đìa mồ hôi đôi mắt vốn kiên nghị điềm tĩnh là thế lúc này bỗng trở nên mờ mịt lẽ nào tô di chết điếng công chúa đương nhiên thấu hiểu tính cách của nguyệt mặt nhưng vì muốn để cho anh ta và cô cùng làm việc đó cô ta đã dùng tới thủ đoạn hèn hạ như vậy điểm này so với lúc thức tỉnh cũng chẳng có gì khác biệt cô đẩy anh ta ra mở tủ chứa đồ bên cạnh lấy một chai nước rồi dốc thẳng lên đỉnh đầu anh ta như vậy có khá hơn chút nào không? Cô nhìn khuôn mặt ướt sũng nước của Nguyệt Mặt, thẳng thắn hỏi. Anh ta vô cùng lúng túng quay người qua chỗ khác, không nói một lời. Ngoài cabin, tiếng động không ngừng truyền đến. Lúc thì là tiếng bước chân dày đặc, lúc lại là tiếng giao tranh quyết liệt, chắc hẳn ngoài đó đang xảy ra một cuộc ác chiến nảy lửa. Công chúa cũng không lập tức quay lại như lời cô ta nói với Tô Di, cả tín hiệu hẹn trước mà Nguyệt Mặt đề cập ban nãy cũng không thấy truyền đến thời gian cứ thế trôi đi, hơi thở của Nguyệt Mặc càng lúc càng nặng nề. Hai tay anh ta hết nắm chặt lại thả lỏng, tự hồ đang cố gắng kìm nén ham muốn, nỗ lực chịu đựng điều gì đó. Đúng lúc này, mặt anh ta biến sắc, phục một tiếng, một ngụm máu tươi phun lên vách khoan. Có chuyện gì vậy, tôi di vội đỡ lấy cơ thể anh ta. Nguyệt mặt bỗng nhiên lại đẩy cô ra, chống tay vào tường, khuôn mặt đỏ bừng lúc này chợt trở nên tái nhật. Người tập võ, khí huyết loạn nhanh hơn, anh ta thở hổn hển, nhìn về phía Tô Di. Nếu tôi có làm gì cô thì cô cứ dùng ám khí giết chết tôi ngay nhé, cả người anh ta trở nên cứng ngắc, không còn chút dáng dập của một đấng minh chủ võ lâm thường ngày. Song khi nguyệt mặt lại phun ra thêm một ngụm máu lớn, Tô Di chợt thấy khuôn mặt anh ta đầm đìa mồ hôi, gân xanh nổi đầy trán, bàn tay anh ta dường như không còn tự chủ, run rẩy đưa xuống phía dưới, nhưng cuối cùng lại dừng ở giữa không trung. Tô Di chỉ có thể quay người qua chỗ khác. Anh, cứ coi như tôi không tồn tại, cô nói. Tôi không nhìn, không nghe thấy gì hết. Người đàn ông sau lưng cô trầm mặt, chỉ có thể thở dốc như cũ, chứng tỏ anh ta đang phải kiềm chế cơn dày vò đến mức nào. Tô Di lặng lặng đứng thẳng người, tay phải bóp chặt cò súng. Cuối cùng, phía sau truyền đến tiếng sột soạt vội vã, sức lực của anh ta rất lớn, âm thanh cũng càng lúc càng nặng nề hơi thở cũng theo động tác của anh ta mà trở nên gấp rút. Đây là lần đầu tiên Tô Di gặp phải trường hợp như vậy. Nhưng chỉ sau một khoảng thời gian ngắn mũi tim đập chân run, cuối cùng Tô Di cũng bình tĩnh trở lại. Trong lòng chậm rãi dâng lên sự kính trọng và khâm phục đối với đấng quân tự chính trực này. Việc đang làm có thể khiến anh ta tự cảm thấy mình bị ổi, nhưng Tô Di lại nghĩ đây chính là điểm đáng trân quý ở anh ta nhưng nguyệt mặt càng lúc càng có phần buông thả hơn hay là những lần phóng thích dục vọng vừa rồi càng khiến anh ta lún sâu vào khát khao ái dục lòng bàn tay tô di đầm đìa mồ hôi lạnh cô thoáng giật mình kinh sợ tại sao thuộc hạ của nguyệt mặt vẫn chưa thấy truyền tín hiệu đến nếu như bọn họ thất bại chẳng phải cô công chúa biến thái kia sẽ được dịp tới chứng kiến cô và nguyệt mặt chiến đấu nhưng lúc này nguyệt mặt tự hồ trầm luân vào dục vọng rồi mà nói không chừng một giây nữa Mạnh Hy Tông sẽ tới đây. Tuy cuộc chiến ban nãy vừa mới thất bại nhưng nếu Tô Di là anh ta, trước tiên cô sẽ khôi phục lại binh lính trước rồi tìm cách phản công, lý do rất đơn giản, huyết ưng tuy lợi hại nhưng chỉ có thể xưng bá trên bầu trời. Mạnh Hy Tông có thể cho báo săn thực hiện bước nhảy siêu quan tốc, trực tiếp xuống tới mặt đất, điều quân đổ bộ lên đất liền, đám huyết ưng căn bản sẽ không kịp đề phòng. Đây chính là ưu thế tự nhiên của chiến đấu đổ bộ lên đất liền đối với phe tấn công. Nghĩ tới đây, Tô Di tay trái nắm chặt lựu đạn, tay phải giữ chắc cò súng. Cô vốn tìm cơ hội để trốn thoát khỏi đây, từ nay về sau bắt đầu cuộc sống lang thang một mình nhưng hôm nay, cô công chúa kia còn muốn để cô và Nguyệt mặt, cô lại không biết rốt cuộc chơi vào tay mạnh hy tông là tốt hay ở lại chỗ này tốt hơn. Tô cô nương, một giọng nói khàn khàn bỗng vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Tô Di. Toàn thân cô bỗng chốc cứng đờ, sống lưng bất giác đổ mồ hôi lạnh lại nghe Nguyệt mặt thấp giọng nói, cô nghe đi, bọn họ thành công rồi. Tiếng huyết sáo trầm thấp khe khẽ vang lên từ phía ngoài khoang thuyền. Tô Di ngẩn người, lập tức gật đầu, nhảy vọt tới ghế lái, mở động cơ. Anh, cô quay đầu nhìn Nguyệt mặt. Bởi mồ hôi mồ kê nhảy nhại, búi tóc của anh ta có phần sổ tung, áo choàng trên người vẫn rất chỉnh tề. Lúc này, anh ta cũng đang ngước mắt nhìn Tô Di. Tô cô nương, cô qua đây, anh ta xoay người, đưa lưng về phía cô. Xin hãy đánh một chưởng thật mạnh vào huyệt phế du, một của tôi. Tôi đã tản hết chân khí ở chỗ này rồi, một khi bị đánh mạnh, tôi sẽ chìm vào hôn mê. Lúc đó, cô hãy ném tôi ra ngoài. Một huyệt phế du, dưới gai đốt sống lưng thứ ba, huyệt có tác dụng đưa kinh khí vào, du, tạng phế, nên gọi là phế du. Tô Di đi tới phía sau lưng anh ta, hỏi, ở chỗ nào? Dưới bả vai phải ba tấc. Bàn tay phải của Tô Di ấn lên tấm lưng rộng của anh ta. Dịch về phía bên trái hai tấc, xuống dưới ba phân, dịch về phía bên phải bốn tấc, anh ta lẳng lặng nói. Tô Di là một người thuộc thế giới hiện đại, đương nhiên không thể tìm được huyết phế du một cách chính xác. Chính là chỗ đó, anh ta khàn giọng nói. Tô Di thở phào nhẹ nhõm, vừa định đánh mạnh xuống, người trước mắt lại chợt xoay người. Khuôn mặt tuần tú nhìn xuống cô từ trên cao, trong đôi mắt đen lấy, sâu thẳm đó tựa hồ có một ngọn lửa nhỏ đang thiêu đốt tô cô nương anh ta nắm chặt không cô khẽ cúi đầu đôi môi nóng rực trong nháy mắt đã áp xuống bờ môi lạnh lẽo của cô mang theo dục tình vì kìm nén cực độ mà lúc này bộc phát dữ dội Đắc tội vừa chạm vào môi lưỡi tựa như người chết đuối hớp được chút không khí mạnh mẽ xâm chiếm khoang miệng cô điên cuồng đòi hỏi Tô duy nhất khuỷu tay định đánh vào bụng anh ta nhưng một cao thủ võ lâm như anh ta sao có thể dễ dàng để cô đánh lén. Anh ta lập tức trở tay, nắm lấy hai tay cô, sau đó gặp lại, trói hai tay cô về phía sau lưng. Bàn tay to thô lại vội vã chụp lên ngực cô. Sự vuốt ve mạnh bạo của người luyện võ khiến Tô Di đau nhức không cùng. Mà khó chịu hơn là anh ta tùy ý làm càng với đôi môi cô. Cô cắn vào môi anh ta, giúp anh ta tỉnh táo trở lại nhưng anh ta không né cũng không tránh, vị máu tanh chậm rãi lan tràn khoang miệng, động tác của anh ta trở nên mạnh hơn, môi lưỡi cuốn quýt không rời, dường như muốn nuốt trọn cả người cô vào bụng. Tô Di lại giơ chân, định đá vào hạ bộ của anh ta, tuy nhiên chỉ uổng công vô ích, hai chân anh ta khép lại, dễ dàng khóa chặt người cô, khiến cô không thể nhúc nhích. Mà hành động này vô tình đã kích thích thần trí vốn trầm luân trong dục vọng của Nguyệt Mặt, bàn tay đang trói chặt hai cánh tay cô bỗng nhiên trượt về phía dưới. Một tiếng rầm vang lên cơ thể căng cứng của người đàn ông cuối cùng cũng sụi lơ, nặng nề đè xuống người Tô Di. Cuộc tấn công lần thứ ba này của Tô Di rốt cuộc cũng có hiệu quả, cô dùng súng lục đánh mạnh vào huyệt đạo sau lưng anh ta. Nhưng cú đánh này khiến cơ thể vốn yếu ớt của Tô Di phải thở dốc. Cô gắng sức quặn anh ta xuống dưới đất. Hai mắt anh ta nhắm nghiền, sắc mặt ửng hồng, chìm sâu vào cơ hôn mê. Tô Di lập tức dán người vào tấm kính thủy tinh phía trước, nhìn quanh một vòng, bên ngoài tuyệt đối không có một bóng người cô khẽ hé mở của khoan kéo nguyệt mặt từng chút từng chút trời khỏi báo săn cuối cùng cũng đưa được anh ta xuống đất cô đưa mắt nhìn lại anh ta là một người tốt hy vọng thuộc hạ sẽ bảo vệ anh ta vả lại với tính cách của mạnh hy tông anh ta nhất định sẽ không gây khó dễ với một cao thủ võ lâm như nguyệt mặt chưa biết chừng còn thu nhận anh ta làm việc dưới trướng của mình cô xoay người bước vào báo săn ngồi trở lại ghế lái ấn vào nút điều khiển cửa khoang bắt đầu chậm rãi đóng lại chân cô đạp xuống bàn đạp cất cánh tạm biệt trái đất hư ảo này tạm biệt mạnh hy tông cô nhấn mạnh xuống nút điều khiển bíp 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 không hề có cảm giác rung lắc và sự chuyển động lên cao như trong dự liệu thay vào đó là tiếng cảnh báo dồn dập vang lên cô kinh hãi trên màn hình kiểm soát hiển thị có vật thể lạ đang cản trở cửa khoang đóng lại lẽ nào Nguyệt mặt đã tỉnh? Cô vội và rút súng, quay đầu lại. Cử khoan mày cho thẩm thoạt nhìn không có vẻ gì bất thường, vẫn nặng nề, lạnh băng, cứng trắng và không hề nhúc nhích. Vậy mà ở phía bên tay phải vốn là vị trí sát trì bí mật của thân máy bay bỗng có một bàn tay ai đó đang từ từ thò vào. Có thể nhìn ra đó là bàn tay của một người phụ nữ. Bàn tay mảnh rẻ, ngón tay thon dài cùng những chiếc móng hồng xinh xắn. Tô Di không chút chần chừ, chỉ nòng súng về phía đó, từng tiếng păng pằng pằng chát chú vang lên. Trong nháy mắt, bàn tay đó dính đạn, máu thịt bầy nhầy. Cảnh thịt nát xương tan bắn đầy trước cửa khoang và trên mặt đất hiện lên trước mắt. Nhưng bàn tay đáng lẽ phải tê liệt hoàn toàn thì lúc này lại từ từ chuyển động, ấn lên trên cửa khoang. "Tô Di, sao cô có thể rời xa ta được?" giọng nói khiến người ta phải sững gai ốc vang lên. Cô diên nhìn ra phía cửa khoang làm bằng chất liệu siêu bền chuyên phục vụ cho du hành vũ trụ lúc này lại bị chính bàn tay xương khô thịt thối kia chậm rãi đè hẳn xuống công chúa bước vào cabin cô ta đã thay sang một bộ váy dài hoàn hảo khuôn mặt và mái tóc dài cũng được chỉnh trang sạch sẽ gọn gàng cả khuôn mặt lộ ra vẻ sáng bóng mịn màng đối lập với nét thanh xuân tươi đẹp này là những vết máu loang lỗ trên chiếc váy dài của cô ta từ lúc nào cô ta đã trở thành cao thủ võ lâm rồi thậm chí còn lợi hại hơn cả nguyệt mặt. Tay không mà có thể chống lại được báo săn, bóp méo cả cửa khoang. Cô không nghe lời, đôi môi mỏng của cô ta miếm lại, uyển chuyển tiến đến gần. Việc đã đến nước này, Tô Di cũng không giả bộ nữa, thậm chí cũng không thèm nhiều lời, liền chỉ súng thẳng vào tim cô ta, bắn liên tiếp. Nhưng nhìn vẻ ngoài công chúa gầy yếu là vậy mà lúc này lại giống như quỷ mị, nhanh nhẹn đến khó tin, một giây trước, cô ta còn đứng trước của khoan, một giây sau, Tô Di chỉ thấy bóng dáng cô ta chấp động trong nháy mắt rồi ngay sau đó đã đứng chễm chệ trước mặt Tô Di từ bao giờ. Cổ tay Tô Di bỗng truyền đến một cơn đau nhức, khẩu súng lục nhanh chóng bị đoạt mất. Cơn đau nhức từ cổ tay nhanh chóng lan truyền khắp cơ thể, hai chân đột nhiên rời khỏi mặt đất. Cô định thần nhìn lại, khuôn mặt cười cợt của công chúa gần ngay trong gan tấc cánh tay mảnh khảnh của cô ta bóp chặt lấy cổ cô, dễ dàng nhấc bỗng cô lên cao. Trong nháy mắt, Tô Di cảm thấy khó thở, Cô khe khẽ thở gấp, nhấc chân đá mạnh vào đầu gối của công chúa, nhưng phản ứng của cô ta mau lẹ đến kinh người, một tay bắt gọn bắp chân Tô Di, năm đầu ngón tay bất giác bấu chặt. Cơn đau đớn không gì kể xiết nhanh chóng truyền từ bắp chân Tô Di lan ra khắp cơ thể. Cô thậm chí còn nghe rõ tiếng xương chân của mình gãy vụn, kêu răng rắc. Công chúa chỉ dùng tay không mà cũng có thể bóp gãy đầu khớp xương của cô. Công chúa hơi nghiêng đầu, tự hồ đang thưởng thức vẻ thống khổ trên gương mặt Tô Di, giọng nói lại nhẹ nhàng như đang thì thầm với người tình sau này đi theo ta không được phép chống đối nữa tô di đã đau đến chết đi chống lại hô hấp càng lúc càng trở nên khó nhọc cơn choáng váng cùng cảm giác đau buốt cùng lúc hành hạ khiến cô vừa sợ hãi vừa tuyệt vọng lúc này công chúa mới thả lỏng tay cơ thể tô di trượt ngã xuống mặt đất cô như con cá vớ được nước thở dốc từng hơi hớp từng ngụm không khí cấu tạo cơ thể cô tuy rằng hoàn mỹ nhưng lại quá yếu ớt công chúa nhìn cô từ phía trên chậm rãi nói cô như vậy sao có thể chống đỡ được ta đây trong lòng tô di thầm mắng một tiếng đồ thần kinh rồi xoay người bò ra bên ngoài khoang thuyền cô biết công chúa mạnh mẽ đến kinh người nhưng bên ngoài khoang thuyền kia vẫn còn nguyệt mặt cô vẫn còn một chút hy vọng cơn đau trên bắp đùi khiến chân trái của tô di gần như không thể dùng sức nhưng cô vẫn cố chật vật nỗ lực bò trong mắt công chúa hành động này xem ra hết sức thú vị bởi cô ta không lập tức ngăn cản sự trốn chạy yếu ớt của tô di trái lại còn cúi đầu bật cười khanh khách quả thật rất đáng yêu cô ta cất lời khen một cô nàng ngoan cường tô di ta càng lúc càng thích cô rồi đây đợi ta đổi sang cơ thể của đàn ông tô di cơ hồ ngã lộn nhào khỏi báo săn vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy nguyệt mặt đã ngồi dậy tại chỗ đang đưa tay dụi mắt nguyệt mặt cứu tôi, Tô Di hét lớn một tiếng. Cơ thể nguyệt mặt cách cô chỉ vài mét bỗng trở nên cứng đờ, ngước mắt nhìn qua, cặp mắt kia vẫn mờ mịt nhưng hừng hực như cũ. Đúng lúc này, Tô Di bỗng thấy cơ thể mình nhẹ bẩn, bay vọt lên. Sau lưng là một bàn tay mềm mại, công chúa đã nhấc bỗng cô lên. Xoẹt một tiếng, bả vai Tô Di có cảm giác mát lạnh, cô cúi đầu nhìn, chiếc áo mặc trên người đã bị công chúa xé rách, lộ ra hơn nửa bầu ngực trắng nõn. Một giây sau, lưng cô bị một bàn tay đẩy mạnh cô giống hệt một món đồ chơi bị người ta thẳng tay ném về phía nguyệt mặt nguyệt mặt nhanh như cắt vườn cánh tay dài chụp lấy cô ánh mắt anh ta dường như đã hoàn toàn mất kiểm soát lướt dọc phần da thịt lộ ra của cô hô hấp trở nên nặng nề gấp gáp ta muốn chứng kiến các ngươi giao hợp giọng nói nhàn nhạt của công chúa truyền đến nếu không ta sẽ giết chết các ngươi ngay lập tức cơ thể tô di vốn yếu ớt phen giày vò này đã rút cạn sức lực của cô. Nhưng cô biết, Mạnh Hy Tông nhất định sẽ mau chóng tới đây. Cô chỉ cần kéo dài thời gian là sẽ có thêm một chút hy vọng. Nếu cô muốn tôi thì sao lại đẩy tôi cho anh ta, Tô Di hỏi. Công chúa cười cười, đang định mở miệng, lại chợt như nhìn thấy điều gì, mỉm cười, không trả lời. Trong lòng Tô Di thầm kêu, không ổn rồi. Tô Di, người đàn ông đang ông siết lấy cô bỗng nhiên buông tiếng thở dài nặng nề trong nháy mắt cô choáng váng mặt mày liền bị gã đàn ông đặt nằm xuống đất tô di nào phải đối thủ của anh ta trong bóng đêm ánh mắt anh ta đen thẳm đục ngầu anh ta nắm chặt bả vai cô dồn dập đặt nụ hôn lên chiếc cổ trắng ngần mềm mịn như tuyết tô di dùng hết sức lực toàn thân để giải giụa nhưng chỉ hoài công vô ích nguyệt mặt vẫn gắt gao siết chặt không cho cô có cơ hội nhúc nhích tiếng trách cứ khàn khàn nơi cổ họng tô di khiến nguyệt mặt tỉnh táo đôi chút nhưng cô lại không biết rằng phần da thịt trắng nõn, mịn màng anh ta đang đụng tới chỉ càng khiến ngọn lửa dục tình trong lòng người đàn ông bùng cháy dữ dội. "Xin thứ lỗi. Xin thứ lỗi." Anh ta lẩm bẩm trong vô thức, miệng và tay lướt dọc khắp người cô. Trái tim Tô Di chìm sâu xuống vực thẳm, cô có cảm giác mình tàn đời đến nơi rồi. Trên đỉnh đầu chợt thấy xuất hiện một bóng đen, đó chính là công chúa, cô ta đang đứng phía sau hai người, lặng lặng nhìn. Tô Di thực sự không biết phải nói gì, hai quân sắp giao chiến, thế mà điều công chúa một lòng hướng tới lại chỉ là điều này. Tại sao cô ta lại cố chấp đến vậy? Tại sao lại muốn theo đuổi thân thể của một người phụ nữ mà cô ta cho rằng là hoàng mỹ? Trong nháy mắt, Nguyệt mặc định tiến hành bước tiếp theo. Toàn thân Tô Di rung lẩy bẩy, cô không còn chút sức lực nào để giãy dụa, chỉ biết trừng mắt nhìn từng hành động của anh ta. Lòng cô hoàn toàn chìm sâu xuống vực thẳm, cảm thấy vừa hối hận vừa tuyệt vọng. Đôi mắt tràn ngập lửa dục của anh ta nhìn cô chằm chằm, lướt dọc từ cơ thể non nớt, trắng mị tới khuôn mặt khả ái, bất lực đó. Đằng sau ánh mắt vì ham muốn mà trở nên đục ngầu dường như còn ẩn chứa vẻ đau thương, xót xa cùng cực. Tô Di hiểu, Nguyệt Mặt đang cố dùng ý chí sau cùng của mình để chống lại dục vọng bùng phát dữ dội. Cô thực sự muốn khóc qua lên, nhưng đến chút sức lực để bật khóc cô cũng không có. Công chúa vẫn đứng bên quan sát, hai người bọn cô sẽ chết bất cứ lúc nào, nhưng cô cũng không còn quan tâm nữa. Cô chậm rãi giơ tay lên, nhẹ nhàng vỗ lên lưng nguyệt mặt, không ngừng nhỏ giọng trấn an, không sao, không sao, tỉnh táo lại đi, anh có thể làm được mà. Dần dần, động tác của nguyệt mặt chậm lại, hơi thở cơ hồ cũng bình ổn. Xin lỗi, anh ta thấp giọng nói, giơ tay ấn vào trán mình. Thật chán quá đi, giọng nói của công chúa lẳng lặng vang lên, lộ ra chút bực dọc khó chịu. Một giây sau, Tô Di bỗng thấy đầu ván mắt hoa. Cơ thể cao lớn, cường tráng của minh chủ võ lâm nguyệt mặt bị ném văng ra xa, dễ dàng như quẳng một đứa trẻ con. Dưới ánh trăng ảm đạm, đôi mắt công chúa sáng quắc khác thường, cô ta từ trên cao nhìn xuống cơ thể Tô Di lúc này đang áo quần xốc xếp, nở nụ cười nhàn nhạt. Cô ta không lưng, cuối người, hai tay giữ chặt lấy cơ thể Tô Di, đều ghé sát xuống, hẳn là muốn hôn lên đôi môi anh đào của cô. Tô Di chỉ cảm thấy toàn thân run bắn đến tê dại, khuôn mặt cô gái trước mắt này xem ra còn đẹp hơn cả mình. Nhưng trong đôi mắt sáng rỡ như ánh trăng đó, lửa dục lại hiển hiện rõ ràng hơn bao giờ hết. Tô Di nghiêng đầu, né tránh nụ hôn của công chúa theo bản năng, lại thấy một bóng đen ảo đến như mảnh hổ, lao thẳng về phía cô ta. Bàn tay đang giữ chặt lấy Tô Di của công chúa chợt buông lỏng, không thể không bật người dậy tiếp chiêu tấn công bất ngờ của Nguyệt Mặt vừa đánh tới. Dưới ánh trăng sáng ngần, bóng dáng của hai người đuổi đánh với tốc độ nhanh tựa vũ bảo. Đó là tốc độ mà Tô Di không thể phân biệt được bằng mắt thường, chỉ có thể nhìn thấy loáng thoáng vài đoạn tấn công của Nguyệt Mặt, còn động tác của công chúa quá nhanh nhạy và sắc bén, cô căn bản không thể nhìn ra. Công chúa rất nhanh đã chiếm thế thượng phong. Trong lúc tranh đấu, không ngừng nghe thấy tiếng thân thể bị trúng những đòn mạnh và tiếng hừ khe khẽ của nguyệt mặt cuối cùng lồng ngực của nguyệt mặt bị công chúa đánh mạnh một quyền cơ thể nặng nề ngã nhào xuống đất cách chỗ tô di chưa đầy một mét dãy dù một lát rồi dường như rất khó có thể đứng lên lần nữa trên khuôn mặt diễm lệ của công chúa không vương chút ý cười cô ta khẽ quát một tiếng nhấc hai tay lên ở cự ly cách hơn 10 mét hướng về phía hai người mà đánh tới nói thì chậm mà xảy ra lại nhanh dường như Nguyệt Mặt vận dụng hết sức lực cuối cùng của mình, xoay người một cái, nằm phủ lên người Tô Di. Cơ thể nặng nề đè chặt lấy Tô Di, giống như phải chịu một lực đánh cực mạnh, cơ thể anh ta chấn động một hồi, ánh mắt đen thẳm trong nháy mắt mở trừng trừng, khóe miệng chảy xuống một dịch thể nóng ấm. Tô Di ôm lấy cơ thể gần như tê liệt của anh ta, cảm thấy mình quả thực sắp phát điên đến nơi rồi. Đúng lúc này, luồng ánh sáng bạc mạnh mẽ lóe lên rồi vụt tắt mấy đường hỏa tuyến vững chắc tựa những tia chớp màu vàng kim từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đã xé đôi màn dêm u tối. Đó chính là súng máy của đội quân báo săn lính đánh thuê, sau cú nhảy trong chớp mắt, đã trực tiếp bắn phá mục tiêu dưới mặt đất. Tô Di được nguyệt mặt đang hấp hối ông chặt lấy, ngước mắt chỉ thấy trong làng mưa bom bão đạn, thân hình của công chúa giống như một con rồng màu trắng, dùng tốc độ cực nhanh, tránh được hết đợt tấn công này đến đợt tấn công khác của lính đánh thuê. Quyết ưng tấn công, cô ta hét lớn một tiếng, nhưng bản thân lúc này lại đang ở giữa trận đồ bắn phá của súng máy, không sao thoát ra được. Đáp lại lời cô ta là tiếng nổ rung trời và ánh lửa lóe sáng phía đằng xa. Tô Di nghe hiểu tiếng động cơ kia, Mạnh Hy Tông sao có thể để công chúa có cơ hội phản công kia chứ? Pháo đài vũ trụ và đội quân báo săn trực tiếp thực hiện bước nhảy siêu quan tốc xuống gần mặt đất. Việc trước nhất là ném bom phá hủy toàn bộ huyết ưng, càng quét giết chết lực lượng quân đội sau đó nhanh chóng đổ bộ xuống đất liền, với khí thế sét đánh không kịp bưng tay, chiếm lĩnh toàn cục. Quả nhiên, một lát sau, vài chiếc huyết ưng bị nổ chỉ còn lại nửa thân máy bay, trao đảo trên bầu trời rồi rất nhanh bị hỏa lực của lính đánh thuê bắn hạ. Cùng những chiếc huyết ưng bị hủy hoại nặng nề là vẻ mặt kiên cường, bất khuất đến quỷ dị của công chúa. Lính đánh thuê đã đổ bộ lên đất liền, từ mấy góc tối, thuận lợi bắn lén công chúa bằng súng tự động. Cơ thể mảnh mai của cô ta lắc lư, dao động rồi chật ngã xuống đất. Lính đánh thuê từ một góc tối lập tức lao đến, kéo cơ thể mang đầy thương tích của cô ta lên. Vô số súng ống nhắm thẳng vào người, để cô ta quỳ mọp dưới đất. Một tên lính đánh thuê buông lời lăng mạ, "Mẹ kiếp. Trúng mấy phát đạn mà vẫn chưa chết, ả đàn bà này cũng ghê gớm thật. Các ngươi sẽ phải trả giá." Mái tóc dài sổ tung của công chúa che gần nửa khuôn mặt, giọng nói yếu ớt theo gió truyền tới. Gã lính đánh thuê nghe không hiểu ngôn ngữ của cô ta, trầm giọng chữ một câu gì đó rồi đập mạnh bán súng vào gáy cô ta. Trong nháy mắt, công chúa ngã nhào trên mặt đất, không biết sống chết ra sao. Mấy gã đánh thuê khác đi tới, kéo Nguyệt Mặt rời khỏi người Tô Di. Nguyệt Mặt cũng bị chĩa súng vào người, quỳ mập dưới đất bên cạnh cô. Dưới ánh mắt khinh miệt của đám lính đánh thuê, Nguyệt Mặt chật vật cởi áo khoác ngoài của mình, đắp lên người Tô Di, che khuất thân thể mang đầy thương tích của cô nhưng hành động này lại khiến anh ta bị đám lính đánh thuê hung hăng đá cho máy phát sau đó xung quanh là khoảng không yên tĩnh dài dằng dặc chỉ có tiếng bước chân khe khẽ của quân lính đánh thuê cùng một vài âm thanh của súng ống đạn dược thỉnh thoảng lại vang lên cuối cùng một đôi bút đen sáng bóng chợt xuất hiện trước mắt tô di bóng dáng cao lớn ấy trong nháy mắt đã che khuất toàn bộ ánh sáng trên đỉnh đầu cô cô gái ngoan cố này anh thở dài một tiếng bàn tay to lớn nắm chặt lấy hông cô rồi nhấc bổng cô lên. Cô khẽ kêu một tiếng đau đớn, cơn đau ở bắp đùi chợt tăng lên. Động tác của người đàn ông chỉ hơi dừng lại một chút, cánh tay thuần thục ôm cô vào lòng, tự như người lớn đang ôm một đứa trẻ nhỏ. Tô Di thiếu chút nữa đã rơi lệ. Bởi từng cho rằng nơi này là trái đất nên cô đã dùng đạn hạng nhân để uy hiếp anh. Cô trung thành với đất nước, cũng có nghĩa là phản bội lại anh. Nhưng anh dường như thấu hiểu nỗi lòng cô, còn nói chỉ cho phép cô trốn đi một lần. Cô là một trong vô số đồ chơi của người đàn ông này, nhưng rốt cuộc cô vẫn phải dựa vào sự cứu vớt của anh. Rốt cuộc, lòng ngực của anh lại là nơi an toàn nhất, yên bình nhất, yên bình đến nỗi cô muốn buông bỏ mọi sự cố chấp để rồi chìm đắm trong giấc ngủ mê man. Là ai đã làm, giọng nói trầm thấp của anh truyền đến, ánh mắt đen thẳm lướt qua những vết hôn bầm tím trên người cô. Gương mặt anh Tuấn với ngũ quan như tạc của anh lạnh đến thấu xương. Anh hướng mắt qua một bên, ánh nhìn rơi xuống người nguyệt mặt. Là hắn. Tô Di đau đớn khẽ thở dốc, lại bị câu chất vấn này khiến cho cả kinh, nhất thời cứng đờ người, không thốt nên lời. Anh ta không làm gì tôi, cô khẽ nắm lấy vạt áo của anh. Ngài chỉ huy, anh ta có thể vì ngài mà. Nhưng Mạnh Hy Tông căn bản không chịu nghe lời cô nói. Hai người quần áo sọc sệt, lại còn thứ mùi đặc trưng kia nữa, bấy nhiêu đó đã đủ để nói lên tất cả. Anh cười lạnh, rút khẩu súng lục bên hông ra, nhắm thẳng vào Nguyệt Mặc, tăng 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 vài phát. Nguyệt Mặc vốn đã bị trọng thương không kịp, hừ một tiếng đã ngã bệt xuống đất. Đám lính đánh thuê đứng bên cạnh lập tức kéo thi thể của anh ta đi. Tô Di giật mình, không thốt nên lời. Mà Mạnh Hy Tông hoàn toàn không để tâm đến vẻ khiếp sợ của cô, anh một tay cởi bỏ chiếc áo choàng đàn ông khoác trên người cô, đón lấy bộ quân phục sạch sẽ vừa được đưa tới trở mình bọc cô lại, sau đó bước nhanh về phía báo săn đổ bên cạnh lúc đi ngang qua chỗ công chúa đang hôn mê bất tỉnh anh không liếc mắt nhìn lấy một lần trầm giọng hạ lệnh đưa cô ta đi hành tinh màu cam tựa hồ vĩnh viễn là một hỏa cầu bốc cháy đến vô tận thiêu hủy từng chút từng chút năng lượng của mình hành tinh xanh tĩnh lặng quay quanh hành tinh theo quỹ đạo vòng tròn chính xác hơn bất cứ loại đồng hồ cao cấp nào theo sự tự quay của các hành tinh đại lục trọng lớn lần nữa nên đón thứ ánh sáng huy hoàng, rực rỡ. Nhìn từ ngoài không gian, một nửa tinh cầu vẫn chìm trong bóng tối, nửa còn lại sáng rỡ tựa ban ngày, cũng giống như loài người trên tinh cầu này luôn khiến người ta có cảm giác nhu nhược mà quỷ dị khác thường. Mạnh Hy Tông không tiếp tục nhìn cảnh sát bên ngoài cửa sổ nữa, ánh mắt anh chuyển dời sang thân thể người phụ nữ đang nằm trên giường. Tối hôm qua, sau khi đưa cô và báo săn trở về, anh còn chưa kịp bày tỏ bất cứ thái độ gì thì cô đã chìm sâu vào hôn mê kết quả chẩn đoán của quân y cho thấy từng bị va đập mạnh toàn thân bị trọng thương nhiều chỗ xuất huyết trong mặc dù đã được dạy công điều trị nhưng chí ít vẫn cần phải nghỉ ngơi trong vòng một tháng may ra mới hoàn toàn hồi phục được sức khỏe không có dấu hiệu bị xâm phạm trên chiếc giường lớn trắng như tuyết cô gái nằm bất động ở đó với mái tóc đen dài làn da mịn màng trân nhẵn như đồ sứ vẻ mặt có phần tái nhật bờ vai nhỏ bé yếu ớt khuôn mặt trông có vẻ hốc hác đi nhiều cho dù đang ngủ mê man nhưng hai tay cô vẫn nắm chặt làm thành một tư thế phòng bị sau khi viên quân y rời đi mạnh hy tông đích thân lau rửa những chỗ bẩn thỉu khắp cơ thể cô khắp người cô dày đặc vết hôn xanh tím cùng mùi của gã đàn ông khác khiến mạnh hy tông trầm lặng rất lâu anh không hề cảm thấy bản thân mình yêu thích tô di quá nhiều nhưng cũng không hẳn là không quan tâm không để mắt tới cô gái này rõ ràng có ý nghĩa vô vùng đặc biệt đối với anh. Mỗi lần trước mặt anh, cô lại ngoan ngoãn như một chú mèo con, cố sức lấy lòng anh. Cho dù biết thừa cô chỉ là đang lợi dụng sự sủng ái của anh để cứu lấy chính mình nhưng anh lại tuyệt không ghét bỏ, thậm chí còn cảm thấy hơi thinh thích tính cách của cô. Anh cũng thích cả cơ thể cô. Cơ thể cô không hề giống với lời nói và hành động của cô chút nào, luôn không thể che giấu được bất cứ điều gì. Ở trên giường, cô ngây ngô cự tuyệt, nhưng cuối cùng, dưới sự tấn công dồn dập của anh, cơ thể ấy lại không thể kiềm chế mà cùng anh chìm đắm. Quá trình chinh phục một trinh tiết liệt nữ như vậy không thể nói là không vui sướng cho được. Hơn nữa, dáng người cô thuộc loại nhỏ nhắn, trắng trẻo, mềm mại mà Mạnh Hy Tông yêu thích, ôm vào lòng cũng rất dễ chịu. Cái đêm ở thành phố tự do kia, nếu không xảy ra hỏa hoạn, cô rõ ràng là đã rung động trước anh, giờ lại dùng một cách thức quyết liệt khác để dằn co với anh sao? Điều này khiến Mạnh Hy Tông giận đến tái mặt. Mặc dù hành động của cô thực sự đúng với kỳ vọng của anh. Mặc dù anh đã sớm biết, nơi này căn bản không phải là trái đất, không phải là quê hương của cô. Mạnh Hy Tông nhớ lại cái ngày ở thủ phủ của Cục trưởng Cục An ninh Tinh cầu Hy vọng. Quản gia đã báo cáo tình hình với anh. Tô Tiểu Thư đã sử dụng Internet, tìm tòi những thứ kỳ quái. Trái đất, Trung Hoa, Trung Quốc. Đồng thời, quản gia còn đưa cho anh xem băng ghi hình giám sát ở phòng cô chỉ thấy hình ảnh một cô gái nhỏ nhắn kinh ngạc ngồi trước màn hình máy tính đôi môi run rẩy khi chỉnh âm thanh to hơn mạnh hy tông chợt nghe thấy một loại ngôn ngữ vừa quen thuộc vừa xa là thốt ra từ miệng cô anh rõ ràng nghe thấy cô dùng thứ ngôn ngữ của một quốc gia khác để nói mẹ con muốn về nhà không thể nghi ngờ gì nữa anh đã từng nghe thấy ngôn ngữ này ở đâu rồi thậm chí anh còn có thể nói được nữa nhưng trong đầu anh là một mảng trống rỗng anh từng lưu lạc nhiều nơi hiểu rõ cái quá khứ mơ hồ này ẩn giấu nhiều loại khả năng và nguy hiểm anh đương nhiên sẽ không để cho tô di biết tất cả những điều này nhưng tô di và anh cũng vì thế mà có với nhau hàng trăm mối liên hệ anh đành phải đưa cô vào phạm vi thế lực của mình ngón tay anh nhẹ nhàng mơn trớn tấm thẻ kim loại trên cổ mình mười năm trước chữ viết khắc trên đó còn có thể nhận ra mọi người xung quanh không một ai biết nó có ý nghĩa là gì vậy mà anh lại có thể đọc được rõ ràng ba từ, Mạnh Hy Tông. Mà nay, sau 10 năm chinh chiến, nét chữ khắc trên đó gần như đã bị mài mòn. Nhưng nhờ có thứ ngôn ngữ kỳ quái ấy của Tô Di mà tấm thẻ kim loại trên tay anh lần nữa trở nên nóng rực. Nghĩ tới đây, bàn tay của Mạnh Hy Tông chậm rãi thò vào chăn. Cơ thể cô gái trong chăn mềm mại, nhẵn mịn. Anh nhẹ nhàng vuốt ve làn da, nơi đầy đặn, nơi tư mật của cô, tự như muốn xác định, mỗi tấc trên cơ thể người phụ nữ này đều thuộc quyền sở hữu của mình. Cô thông minh, nhu nhược mà thần bí. Cô giống như đã từng tồn tại trong tâm trí anh nhưng lại bị xóa bỏ triệt để, tự như giấc mộng về một thế giới khác, khiến anh vừa đề phòng vừa cảm thấy không đành lòng. Cô như vậy, chỉ để một mình anh cương chiều, bất luận kẻ nào cũng không thể động tới. Có lẽ anh đã cho cô quá nhiều tự do, nhiều đến mức suýt chút nữa thân thể cô đã bị gã đàn ông khác chiếm đoạt sẽ không bao giờ có chuyện như thế xảy ra nữa. Anh hôn mạnh lên trán cô, chợt thấy cô khẽ cau mày khó chịu. Anh chăm chú nhìn cô trong giây lát rồi đứng dậy, rời khỏi khoang nghỉ ngơi. Một phòng tra hỏi tội phạm được thiết lập ngay tại một góc khuất của pháo đài vũ trụ. Lúc Mạnh Hy Tông bước vào bên trong căn phòng có tường bằng kim loại ấy thì thấy Lý Tích Trung đanh nhìn chầm chậm lên đỉnh đầu của người phụ nữ kia. Người phụ nữ đó chính là công chúa lúc này chỉ còn là một cơ thể với toàn xương và máu thịt bầy nhầy từ trên xuống dưới có rất nhiều vết thương bị đạn bắn chưa được xử lý máu khô thành một vệt đỏ đen chảy xuống đất mái tóc dài bù xù xõa tung che khuất nửa khuôn mặt nhỏ nhắn rõ ràng là có rất nhiều vết thương trí mạng do bị súng bắn nhưng cô ta vẫn chưa chết cô ta bị đóng đinh hình chữ thập trên giá thụ hình một sợi xích bằng hợp kim siêu bền vắt ngang qua tứ chi và phần eo của cô ta có lẽ đã tiêu hao quá nhiều sức lực nên người phụ nữ mạnh mẽ phi nhân loại này chỉ biết cúi thấp đầu, thôi thóp thở. nhìn thấy mạnh hy tông, đám quân cảnh lập tức đứng lên hành lễ. lý tích trung nhìn anh, lắc đầu, nói cô ta không chịu nói bất cứ thứ gì. hơn nữa ngôn ngữ cũng bất đồng. ra ngoài hết đi, mạnh hy tông nói với giọng nhàn nhạt. lý tích trung hơi do dự, nói ngài chỉ huy, cô ta rất nguy hiểm. mạnh hy tông gật đầu đi tới trước mặt cô ta, cách chừng nửa mét thì dừng lại. Những người không có phận sự đều lui ra ngoài, người phụ nữ kia vẫn giữ nguyên tư thế bất lực, tự như người đã chết. Mạnh Hy Tông chắp tay đứng nhìn cô ta hồi lâu, chợt thốt lên, hóa ra cô đúng là người mấy. Đầu cô ta giật giật rồi chậm rãi ngẩng đầu lên. Dung nhan thanh lệ xuất chúng ngày nào hôm nay lại như quỷ dị, nhuốm đầy vết máu, làn da tái nhợt như người sắp chết. Là anh. Anh biết nói hán ngữ, Cô ta nghi hoặc nở nụ cười nhàn nhạt Anh là ai? Anh cũng giống như Tô Di Là người trái đất ư Tự nhiên ta lại tình cờ gặp được hai người trái đất sao? Mạnh Hy Tông mặt không đổi sắc Nói cô đã đến trái đất rồi à Cô ta lắc đầu Trong giọng nói có chút thành kính khác thường Không ta không biết đó là nơi nào Đó là vùng đất mộng tưởng của ta Cô ta tự hồ rơi vào trầm tư Hai mắt hõm sâu dần trở nên sáng rỡ Tự như nhớ ra điều gì đó, cô ta thu lại ánh mắt nhìn chằm chằm mạnh hy tông à đã nhiều năm như vậy lại là một người trái đất tới thức tỉnh ta một người trái đất khác nhận ra chủng tộc của ta anh biết ta là người máy từ khi nào vậy mạnh hy tông trầm giọng nói từ ngày cô bước lên chiến hạm này ngày đó ý thức của ta còn chưa thức tỉnh công chúa tựa hồ suy nghĩ một lát rồi cười nói hóa ra lúc đó anh là muốn xác nhận trái tim ta có đập hay không có phải anh đã rất thất vọng mạnh hy tông chợt nhớ lại ngày hôm đó ngay giây phút đầu tiên công chúa bước vào khoang thuyền trong lòng anh đã dấy lên cảm giác khác thường anh thậm chí còn cảm nhận được mùi kim loại kỳ dị trong không khí thứ mùi đó rất nhẹ nhưng lại khiến anh liên tưởng tới người máy trong truyền thuyết chỉ là nghe đồn văn minh người máy đã bị hủy diệt từ mấy nghìn năm trước nếu đúng như những gì anh phỏng đoán thì tại sao tên người máy này lại có dáng dấp của một con người thế nhưng anh vẫn đưa tay ra muốn xác định nhịp tim của cô ta. Nhưng công chúa đúng thật là có nhịp tim. Xong. So với tận mắt nhìn thấy, Mạnh Hy Tông thản nhiên nói. Tôi càng tin tưởng trực giác của mình hơn. Đúng là một người đàn ông kiêu ngạo, công chúa thở dài một tiếng. Phán đoán sai lầm duy nhất của tôi chính là hóa ra cô còn có một đội phi cơ chiến đấu của riêng mình. Nhưng đáng tiếc, hiện giờ chúng chỉ còn là một đống sắt vụn, Mạnh Hy Tông giơ tay, nắm chặt chiếc cổ mảnh khảnh của cô ta, mạnh tới nỗi khiến cô ta phải khẽ thở dốc. Mắt công chúa bỗng nhiên mở to, tự như đau lòng không cùng, nói, anh đã khiến huyết ưng. Nói đi, Mạnh Hy Tông chợt buông bàn tay đang nắm chặt cơ hội sống của cô ta, xoay người đi tới trước bàn, ngồi xuống. Tại sao các người lại xuất hiện ở nơi này? Nếu như không nói, 13.423 người dưới mặt đất kia sẽ chết sạch, không còn một mống. Công chúa nói, nếu như ta nói, anh sẽ tha cho bọn họ chứ chưa chắc trong mắt công chúa ánh lên tia tàn khốc cô ta trầm mặt hồi lâu mà thôi cô ta buông tiếng thở dài ta cũng sắp chết rồi mà bọn họ ta khẩn cầu anh hãy tha cho một số ít bọn họ bởi nếu như bọn họ chết hết vũ trụ này sẽ không còn chủng tộc người máy nữa không biết sẽ phải mất bao nhiêu cái nghìn năm văn minh người máy mới được phục hồi mạnh hy tông không đáp lại lời thỉnh cầu của công chúa chỉ lặng lặng nhìn cô ta nhấn mạnh nói đi. Cô ta cắn môi, thần sắc trên khuôn mặt hết sức chân thành và dịu dàng. Hồi lâu sau, cô ta mới cất tiếng. Dường như lập tức thay đổi thành một người hoàn toàn khác, giọng nói của cô ta không còn là giọng nữ nhỏ nhẹ như trước mà là một giọng nam trầm thấp, khang khang. Vì trầm khang như vậy nên nghe qua có vẻ máy móc, cứng nhắc. Ta là hình thương, đến từ văn minh người mấy thế hệ đầu, nhưng điều này đã không còn ý nghĩ gì nữa. Cách đây rất lâu, thỉnh thoảng ta lại nhận được một vài tư liệu về trái đất cổ xưa của các ngươi. Có lẽ trong mắt đồng tộc, ta chỉ là một kẻ điên. Ta không thích chiến tranh, ta dạy công tìm tội trong suốt 300 năm mới thấu hiểu được hết những tư liệu kia, cả văn tự, ngôn ngữ và lịch sử. Trên đó miêu tả các triều đại, đặc biệt là thời đại đường hưng thịnh, khiến ta tò mò và ngưỡng mộ không ngớt. Những câu chuyện về phong lưu, hiệp khách nghĩa đảm trung can, còn cả chuyện về nữ hoàng đế khuynh quốc khuynh thành, tài ba xuất chúng. Năm nghìn năm trước, ta mang theo một đội cảnh vệ, rời khỏi tinh hệ của mình. Ta tìm kiếm suốt hai nghìn năm, nhưng không thể tìm thấy trái đất trong truyền thuyết. Sau đó, nghe nói thủ đô đế quốc người mấy vĩ đại đã bị hủy diệt bởi chiến tranh, ta chính là kẻ cuối cùng còn sống sót trong tộc, nhưng ta đã tìm kiếm suốt hơn vạn năm ánh sáng, lại chỉ tìm được một hành tinh hoang vu. Ta không có hứng thú và năng lực đi phục hưng lại chủng tộc, nhưng ta nghĩ, ít nhiều gì ta cũng đã thực hiện được mộng tưởng của mình để sáng lập ra trái đất một trong mơ này năng lượng của ta sớm đã cạn kiệt bây giờ ta chết trên tay một người trái đất cũng chính là phần thưởng và lời khẳng định mà thần linh ban cho ta bởi rốt cuộc thì ta cũng đã biết mộng tưởng của mình không hề vô căn cứ trái đất thực sự tồn tại chỉ tiếc rằng ta không thể tận mắt nhìn thấy tinh cầu của anh một trong thực tế Vị ương cung là cung điện thuộc triều đại nhà hán không phải nhà đường người máy hình thương đã sáng tạo ra trái đất theo sự tưởng tượng và sở thích cá nhân những chi tiết xuất hiện trong thế giới này chưa chắc đã đúng với lịch sử thực tế ví dụ như chi tiết vị ương cung ánh mắt công chúa rất mực nhu hòa bình thản cô ta nhìn mạnh hy tông lại tự như thông qua anh để nhìn sang thế giới của mấy nghìn năm trước những lời cố chấp và đơn thuần cô ta vừa thốt ra đủ để khiến người ta phải kinh ngạc tắt tiếng nhưng mạnh hy tông lại nhìn cô ta chầm chậm với vẻ mặt lạnh lùng tuyệt không có chút thương xót và đồng tình cô ta cũng không thèm để tâm chỉ biết lẩm bẩm cứ như đang chìm sâu trong thế giới của riêng mình trong mắt chủng tộc người máy ta chỉ là một kẻ điên trong mắt các ngươi cũng thế nhưng cả cuộc đời ta đều vì mục đích tìm kiếm trái đất xinh đẹp đó mà tồn tại đến tận giờ ta đã sống như một con người thực thụ ta đã đạt được sự nghiệp mà không có bất cứ người máy nào đạt được ta cho dù phải chết cũng không hối tiếc khi cô ta nói xong những lời này trong đôi mắt đen lấy chợt hiện lên một tia vàng đỏ mong manh khuôn mặt tái nhợt như quỷ dị trong nháy mắt cũng sáng lên như để chứng minh quyết tâm liều chết của mình tia vàng đỏ chói mắt kia chỉ ánh lên trong giây lát rồi từ từ phai nhạt khóe miệng cô ta nhếch lên nở nụ cười thỏa mãn nhẹ nhàng khép đôi bờ mi lại mạnh hy tông chăm chú nhìn thi thể của cô ta trong vài phút mới gọi gã cả quân cảnh đang đứng ngoài cửa vào ném vào lò thiêu anh lạnh lùng hạ lệnh đúng lúc này điện thoại trong phòng tra khảo chợt đổ chuông gã quân cảnh nhấc máy nói vài câu đơn giản rồi chuyển máy cho mạnh hy tông ngài chỉ huy thượng úy liên đạt đang ở băng tầng mã hóa mạnh hy tông nhận điện thoại trầm giọng nói tình hình dưới mặt đất thế nào liên đạt từ trước đến nay chỉ cảm thấy hứng thú với việc chiến đấu lúc này anh ta xung phong đảm nhận nhiệm vụ khai thác tài nguyên và xử lý những vấn đề còn lại trên mặt đất anh ta ở đầu dây bên kia nói với giọng nửa nghiêm trọng nửa hưng phấn ngài chỉ huy chúng tôi đang đứng dưới phế tích của hoàng cung phát hiện ra một số đồ khá hay ho nói đây hình như là một dây chuyền sản xuất chế tạo người máy giọng nói của liên đạt trước còn cố kìm nén giờ rốt cuộc cũng phấn chấn vút lên cao trời ơi bán thành phẩm của nơi này quả thực không khác gì với loài người chỉ khác là trong tim có mạch điện ồ trên đầu còn có một loại dịch thể màu lam trong suốt lớn nhỏ khác nhau tôi chưa từng thấy qua loại tinh thể khoáng thạch này mạnh hy tông ở đầu dây bên kia trầm mặc trên mặt đất liên đạt đang đứng trước báo săn nắm chặt máy truyền tin vừa ngẩng đầu chợt nhìn thấy đám người quỳ mọc đầy dưới đất từ chỗ quảng trường hoàng cung nơi anh ta đang đứng kéo dài đến hết phố lớn ngõ nhỏ của thành thị khắp nơi đều có người đang quỳ những người đó đều bị lính đánh thuê dùng súng đánh đuổi tập trung vào một chỗ vẻ mặt bọn họ có căng thẳng lo sợ, có phẫn nộ, phản kháng, có bàn quan, chết lặng. Nhưng người nào người nấy đều có những phản ứng hết sức chân thực và sinh động. Liên Đạt liếm liếm vành môi, thấp giọng nói, Ngài chỉ huy, người của chúng ta đang giải phẫu mấy cái xác trên mặt đất, kiểm tra cấu tạo bên trong, tôi nghĩ, hơn một vạn người nơi này có lẽ đều là người mấy. Trên pháo đài vũ trụ, trong phòng làm việc của hạm trưởng, đây là lần đầu tiên sau hơn nửa năm vây đánh tinh cầu hy vọng lần trước, hạm trưởng của tám chiếc chiến hạm vũ trụ mới tề tự với nhau. Liên Đạt trịnh trọng nhìn quanh một vòng, Mạnh Hy Tông thản nhiên gật đầu. Liên Đạt liền giơ tay, nhấn nút bật mở màn hình tinh thể lỏng khổng lồ. Đây là tầng hầm ngầm của Hoàng Cung, Liên Đạt giải thích. Ánh mắt mọi người tập trung nhìn vào con hầm hẹp dài, âm u, mờ tối trên màn hình. Đèn pha của lính đánh thuê chiếu vào đáy hầm, bọn họ liền thấy một nơi rộng rãi, thoáng đẳng, tràn ngập ánh sáng mà khi máy quay lia tới chỗ rộng lớn, thông thoáng đó, ánh mắt mọi hứng thú của mọi người dần trở nên kinh ngạc đến đông cứng. Đó là một tầng hầm ngầm cực kỳ rộng lớn, tường được trát bằng một lớp kim loại đúc bằng hợp kim cực kỳ bền chắc, dưới ánh đèn vẫn còn mới tinh, không chút rỉ xét. Ở một đầu gian phòng có đặt rất nhiều rương linh kiện bằng kim loại xếp chồng lên nhau. Ở một đầu khác, lại có hơn 10 cơ thể con người được ướp lạnh trong lòng thủy tinh, thoạt nhìn có vẻ rất sống động. Hai đầu còn lại là thiết bị sản xuất khổng lồ. Toàn bộ được đúc bằng kim loại màu bạc, có đường vân vô cùng tinh tế và vẻ ngoài tinh xảo, cho thấy một trình độ công nghệ vô vùng tinh vi. Mẹ kiếp, một viên hạm trưởng trích mạnh hơi thuốc lá, tháng, người máy thực sự tồn tại. Liên đạt, nếu là người máy thật thì một người khác nhíu mày. Tại sao lại sống ở một vùng hoang dã chưa được khai phá, còn dễ dàng bị hạm đội của cậu giết chết ngay tức khắc? Liên Đạt không trực tiếp trả lời vấn đề này, anh ta lôi từ trong túi ra một khối tinh thể màu lâm nhạt to bằng ngón tay cái, đầu tiên đưa tới trước mặt Mạnh Hy Tông, sau đó mới nói với những người khác, để mọi người mở mắt một chút, có biết đây là thứ gì không? Đây chính là tinh thể lấy từ đầu của người máy. Đây là khối lớn nhất, là từ cái kia, khụ khụ, được lấy ra từ trong đầu gã đàn ông bị ngại chỉ huy giết chết. Theo như tôi suy đoán thì đây là nơi phát ra năng lượng của người máy. Con mẹ nó, chỉ là một khối tinh thể nhỏ bé như vậy mà lại trâu bò thế. Mạnh Hy Tông nhận lấy vật đó, khối tinh thể màu lam nhạt trong suốt tự thủy tinh, tập trung nhìn thật kỹ sẽ nhận thấy trong đó dường như có một đám mây ngũ sắc lửng lờ chảy trôi ngược dòng nước, nhưng không cách nào thấy rõ nó là thứ gì. Liên đạt bí hiểm nói ra suy nghĩ của bản thân, lúc chúng tôi đặt chân lên đất liền, có một số người mấy, một người có thể hạ gục được ba người chúng ta, mẹ kiếp, năng lực tác chiến của đám binh sĩ đó vượt qua giới hạn cao nhất của con người. Sau cùng, người của ta phát hiện ra một thứ vô cùng kinh khủng, anh ta cầm một chiếc đĩa cứng từ trên bàn lên, cho vào ổ máy vi tính. Lúc trước, khi cùng chúng ta giao chiến, thứ này đã được khai quật từ một chiếc máy bay không người lái của bọn chúng. Trong cabin sát máy bay, tôi đã phát hiện ra một bản thu camera có dung lượng cực lớn. Mọi người gật đầu, chuyện này rất đổi bình thường, bởi bất kể là liên minh hay lính đánh thuê, đó là yêu cầu kỷ luật cơ bản khi tham gia phi hành trên vũ trụ, camera ghi hình phải được mở bất cứ lúc nào, ghi lại tình hình trong khi bay, nhằm phân tích thao tác của phi công, đề phòng những tình huống bất ngờ. Trên màn hình tinh thể lỏng hiện lên một mảng tinh vân trắng nhạt nhòa, một viên tinh cầu trơ trọi mà xanh thẳm, hàng mi dài của liên đạt khẽ nhướng lên, trên khuôn mặt hiện rõ vẻ sùng kính. Ngài chỉ huy, Tuy cô gái người máy cố chấp kia đã bị ngài bỏ vào lò thiêu, nhưng Liên Đạt tôi không thể không nói, ngoài trường ngài chỉ huy là người tôi bội phục nhất thì người thứ hai tôi phải tỏ lòng khâm phục chính là nó. Vẻ mặt anh ta hết sức nghiêm túc. Mẹ kiếp, nó chính xác là một kẻ điên, một gã ngu đần, nhưng tôi lại thích một người như thế. Tôi, người máy. Trên màn hình, viên tinh cầu kia và viên tinh cầu bên ngoài cửa sổ khác biệt hoàn toàn hình dáng của đại lục hoàn toàn bất đồng, có đến hơn một nửa là đại dương và lục địa còn bị bao trùm bởi lớp băng vô cùng lạnh giá. Mà sau khi huyết ưng đáp xuống, mảnh đất có bãi cỏ xanh mướt tự thảm nhung trước ống kính bất động bỗng xuất hiện một bóng người. Đó là một gã người máy toàn thân được làm bằng kim loại màu ánh bạc, đầu hình elip, tay chân thon dài, thân hình dẹp lép. Dưới ánh mặt trời, cả người hắn phát sáng rất tinh xảo. Đôi mắt đỏ thẫm như được tạo thành từ những viên đá ruby tinh khiết nhất, vừa trong suốt vừa ngây thơ. Hắn đứng trên thảm cỏ, ngắm nhìn bốn phía, đứng một hồi, vẻ mặt tựa hồ có chút thất vọng, rồi ngồi bệt xuống đất. Liên Đạt vừa tua nhanh vừa nói, từ bản hiển thị thời gian ghi chép trên camera cho thấy, hắn đã ngồi đó suốt 30 năm. Mẹ kiếp, bất tử đúng là tốt quá chứ, lãng phí 30 năm chỉ để ngồi ngẩn ngơ như vậy. Hình ảnh tiếp tục được trình chiếu. Một chiếc huyết ưng bay là là dưới tầng khí quyển. Trên bầu trời, phía trước mặt có rất nhiều huyết ưng đang bay lượn mà trên mặt đất cũng có rất nhiều bóng người bọn họ đều trần truồng và có dung mạo của con người bình thường khi huyết ưng dừng lại trước mặt những con người kia hình ảnh gã người máy màu ánh bạc lại một lần nữa xuất hiện trên tay hắn cầm một bản vẽ cũ kỹ nói vài câu gì đó rồi đưa tới trước mặt huyết ưng mọi người đều thấy trên bản vẽ có vô số đường nét với hình dạng khác nhau không một ai hiểu ý nghĩa của chúng mạnh hy tông bỗng nhiên mở miệng đó chính là hình dạng hiện tại của lục địa. Hắn đã để cho huyết ưng căn cứ theo bản vẽ này mà chuyển đất lấp biển, cải tạo lại vùng đất này. Mọi người kinh ngạc thốt lên, cải tạo lại lục địa ư. Liên đạt kinh ngạc mà bội phục, liếc nhìn mạnh hy tông, nói, mẹ kiếp nhà nó chứ. Sếp đúng là sếp, không hiểu ngôn ngữ của bọn chúng, thế mà vẫn có thể đoán ra được chúng đang làm cái gì. Đúng vậy, tôi đã đối chiếu qua bản vẽ này, gió chính là hình dạng của lục địa hiện tại mọi người vừa nghe thấy vậy thì vỡ hòa tiếng xì xầm bạn tán vang lên không ngớt cải tạo lục địa ư tên người máy này điên rồi sao có cần thiết phải làm vậy không liên đạt cười cười chỉ vào một bóng người nho nhỏ khuất trong màn ảnh nói mọi người có nhận ra đây là ai không ai nấy đều hít mắt nhìn thật kỹ có người sợ hãi kêu lên ối trong hình ảnh mà cậu vừa phóng đại đó gã đàn ông kia mạnh hy tông bình thản liếc mắt nhìn liên đạt chính là gã đàn ông bị tôi bắn chết mọi người có mặt tại đây đều là những vị tướng lĩnh cấp cao hoặc ít nhiều cũng đã nghe nói mấy ngày trước ngài chỉ huy đã giận dữ trước binh sĩ vì hành động của người đẹp không ai dám nói lên một tiếng liên đạt cũng không muốn nhắc nhiều tới đề tài này nét mặt vẫn rất mực nghiêm túc nói mọi người có biết bọn chúng đã cải tạo bao lâu không anh ta hít sâu một hơi một nghìn năm trong một nghìn năm hình ảnh kế tiếp ghi chép lại những sự kiện tương đối vụn vặt hình ảnh huyết ưng đi tới những tinh hệ xa xôi khác khai thác tài nguyên rồi mang về hành tinh này dùng đạn hạt nhân để biến đổi hình dạng của đại lục hình ảnh một gã người máy từ từ xây dựng những cung điện mang đậm phong cách cổ xưa hình ảnh những chiếc huyết ưng vận chuyển thiết bị máy móc khổng lồ điên cuồng khai thác nước biển và tất cả tài nguyên sinh vật hữu cơ của lục địa nhằm dùng nó để chế tạo khung xương các bộ phận và làn da cho người máy bởi khai thác quá độ nên nguồn tài nguyên bị ô nhiễm, vì thế tinh cầu này, ngoại trừ đại đường ra thì đều là những vùng đất chết. Cuối cùng là hình ảnh gã người máy màu ánh bạc lúc ban đầu đi tới, nhẹ nhàng vuốt ve bề mặt cứng trắng của huyết ưng, nói mấy câu gì đó. Sau đó, hắn đột nhiên cắm năm đầu ngón tay sắc nhọn vào đầu mình. Chiếc đầu kim loại của hắn chấp động những tia lửa nhỏ. Bàn tay hắn lần mò trong hộp sọ của mình một lát rồi đột nhiên móc ra một khối tinh thể màu lam nhạt to bằng quả trứng gà. Sau đó, hắn lão đảo đi tới trước mặt một thi thể nữ giới đang nằm bất động trên mặt đất, nhét khối tinh thể đó vào nửa đầu bên phải đang mở toan của cô ta. Gã người mấy vì tiêu hao hết năng lượng mà ngã xuống. Ước chừng vài phút sau, thi thể cô gái kia chợt đứng dậy. Những hình ảnh sau đó có chút quỷ dị. Không có người mấy bằng kim loại, cũng không hề có bóng dáng của huyết ưng hình ảnh này được quay ở vị trí rất cao có thể quan sát được toàn bộ kiến trúc cung điện còn có một con đường đông đúc người qua lại mà cảnh tượng trong hoàng cung bắt đầu diễn ra một cách trùng lập theo một giai đoạn trong hoàng cung treo đầy vải trắng đám nam nữ mặc cung trang khóc lóc chạy qua chạy lại sau đó khi những tấm vải trắng được hạ xuống vô số người máy trong hình dáng của con người quỳ lạy trên con đường lớn ngoài hoàng cung cùng hô to câu gì đó. Lại còn có những cờ xí và đồ trang sức đỏ thắm, dăng khắp nơi, thậm chí bên ngoài, mỗi đoạn đường, mỗi con phố đều dăng đèn, kết hoa rực rỡ. Những hình ảnh này, lặp đi lặp lại ít nhất ba lần, hơn nữa còn tự hồ không ngừng tái diễn. Chuyện gì xảy ra vậy, có người hỏi. Không phải huyết ưng đã bị chôn xuống dưới đất rồi sao? Sao lại có được những hình ảnh này? Liên Đạt lắc đầu, nhúng vai. Tôi cũng không biết có thể nó đã chụp lại khi đang bay chăng những hình ảnh này lặp lại này có lẽ là do máy móc bị trục trặc gì đó không phải do máy móc trục trặc mạnh hy tông nói tất thảy đều quay sang nhìn anh anh vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng nói hình ảnh ổn định không thể nào là chụp khi đang bay được chiếc huyết ưng này hẳn là ngay từ đầu đã đứng ở vị trí dễ quan sát nhất cung điện hình ảnh thứ nhất cho thấy hoàng đế của bọn họ đã chết hình ảnh thứ hai là công chúa lên kế thường ngôi vị hình ảnh thứ ba là đàm cưới của công chúa dãy số dưới gốc phải màn hình chắc chắn là thời gian chụp căn cứ vào độ chênh lệch của thời gian thì mỗi một năm sự việc này lại tái diễn một lần tái diễn ư liên đạt cảm thấy khó hiểu sắc mặt của mạnh hy tông vẫn lạnh như băng trình tự được thiết lập sẵn có lẽ huyết ưng vẫn đứng ở nơi nào đó nhưng do trình tự được thiết lập sẵn đó mà bọn họ không thấy rõ sự tồn tại của nó luôn cho rằng mình là những người thuộc nền văn minh lạc hậu kia. Sau đó, bởi có thêm những nguyên nhân khác nữa mà huyết ưng chìm xuống lòng đất. Ngày đầu tiên hàng năm, trình tự đó lại lặp lại, những sự kiện lớn cứ theo trình tự đã thiết lập sẵn mà diễn ra. Đến cuối năm, toàn bộ lại quay trở về quỹ đạo ban đầu. Sang năm mới, bắt đầu lặp đi lặp lại. Sự xuất hiện của chúng ta đã làm rối loạn trình tự và sự tiến triển của bọn họ. Tất thảy mọi người đều dương mắt đờ đẫn, liên đạt thì mồm miệng há hốc không thốt nổi một lời nhanh chóng cúi đầu kiểm tra lại thời gian ghi hình trên đoạn phim một lát sau anh ta ngẩng lên nhìn mọi người nói đúng là như vậy tầm mắt của mọi người lần nữa hướng lên màn hình quả nhiên nhìn thấy những thời gian khác nhau ghi trên nhật ký còn hình ảnh cứ đơn điệu mà tái diễn mà trước ống kính trên khuôn mặt của mọi người nỗi bi thương sự kích động vẻ vui mừng tất thảy đều hết sức chân thực cứ như thể vừa mới trải qua lần đầu tiên phát hiện này khiến người ta chỉ biết im lặng sợ hãi các sĩ quan lính đánh thuê cảm thấy khó hiểu không hiểu vì lý do gì mà gã người máy màu ánh bạc kia chịu hao tổn sinh lực cả đời thậm chí cải tạo cả một tinh cầu chỉ để chơi một trò lặp đi lặp lại tẻ nhạt như vậy mà trong năm tháng vũ trụ mênh mông đám người máy ở trên tinh cầu hẻo lánh này cứ như vậy dựa vào trình tự đã được thiết lập sẵn hết năm này qua năm khác tái diễn cô độc tồn tại mà không một ai hay biết. Thật giống như một giấc mộng không bao giờ tỉnh. Nền văn minh người máy siêu đẳng nhất vũ trụ lại cam chịu sự mê mùi, xây dựng và vận hành một thế giới hoang dã, lạc hậu như vậy ư. Mạnh Hy Tông đứng lên, đưa ra kết luận, đây chẳng qua chỉ là một gã người máy điên khùng cùng cái thế giới máy móc mà hắn tự tạo ra mà thôi. Viên hạm trưởng chính chắn và lão thành nhất bỗng cất lời, ngài chỉ huy, hơn một vạn người mấy dưới mặt đất kia nên giải quyết ra sao? Mọi người đều hướng ánh mắt về phía mạnh hy tông. Mặc dù từ trước đến nay, lính đánh thuê quen thói hành động ngang ngược, nhưng trong quá trình chiến đấu, đây là lần đầu tiên họ bắt được nhiều tù binh đến vậy. Huống hồ lần này, tù binh còn là người mấy? Mạnh hy tông trầm mặt, viên hàm trưởng vừa đặt câu hỏi lại nói, Ngài chỉ huy, quy tắc trước đây của lính đánh thuê, không thể không tuân thủ những lời này bất giác khiến mạnh hy tông hồi tưởng lại thời điểm 8 năm trước lúc đó anh đang theo đại ca giảng mộ an đi làm nhiệm vụ đã từng gặp gỡ một đội người máy lưu vong đó là ở ngoài 5.000 năm ánh sáng trên một tinh vân bị nhiễm phóng xạ nghiêm trọng bọn họ vô tình gặp được một chiếc máy bay chiến đấu cũ kỹ màu xám bạc giống hệt chiếc của công chúa đêm qua còn chưa kịp có bất cứ trao đổi gì đối phương đã nổ súng Đám lính đánh thuê đã phải trả giá bằng ba chiếc báo săn mới có thể phá hủy được chiếc máy bay chiến đấu của đối phương. Lúc đó, có ba gã người máy màu xám bạc rơi ra khỏi khoang điều khiển của máy bay. Bởi ảnh hưởng sóng xung kích của đường đạn nên cơ thể đã bị xuyên thủng, trong nháy mắt chết ngay tại chỗ. Bọn họ kiểm tra xác chiếc máy bay của đám người máy đó, sau đó phát hiện chiếc máy bay này đã có cách đây ít nhất mấy nghìn năm. Chuyện này cho tới nay vẫn là bí mật của giảng mộ an và mạnh hy tông, chưa có người thứ ba nào biết. Giảng mộ an nói với Mạnh Hy Tông rằng anh muốn tiêu diệt hết tất cả những dấu tích về sự tồn tại của đám người máy này. Bởi thế hệ lính đánh thuê trước đây từng lưu truyền một quy tắc bất thành văn, nếu gặp phải người máy, giết ngay không cần hỏi. Văn minh người máy đã bị tiêu vong từ mấy nghìn năm trước, tên người máy này có lẽ chính là kẻ sống sót từ thời viễn cổ, lưu lạc ở rìa vũ trụ. Kể từ sau lần đó, Mạnh Hy Tông chưa từng gặp thêm bất cứ tên người máy nào, mãi cho đến khi gặp được công chúa trên người cô ta rõ ràng có thứ mùi giống hệt người máy thứ mùi đó rất nhạt đến nỗi không thể ngửi được những tên lính đánh thuê khác cũng không phát hiện ra chỉ riêng anh cảm nhận được anh cho rằng phía sau công chúa còn có người thao túng nên thả cô ta trở về mặt đất tránh rút dây giọng rừng nhưng thực sự không nghĩ được rằng Tên người máy hóa thân thành công chúa này lại vì mong muốn giấc mộng trở nên hoàn mỹ mà đến ý thức của mình cũng khống chế và niêm phong bằng những trình tự lặp đi lặp lại, hòa mình vào thế giới loài người. Mãi đến tận lúc không biết đã gặp phải biến cố gì, có lẽ là không thể đứng yên nhìn tộc mình bị giết hại nên ý thức của hắn mới một lần nữa thức tỉnh. Nghĩ tới đây, giọng nói của Mạnh Hy Tông bỗng trầm xuống, liên đạt. Liên đạt nghiêm túc, có mặt. Trong vòng một tháng, Tôi muốn lấy hết toàn bộ số tài nguyên trên tinh cầu này, anh nói với giọng hết sức dõng dạc. Sau khi hoàn tất, dùng đạn hạt nhân phá hủy nơi này cho tôi. Tôi muốn cả hành tinh và đám người máy kia không còn tồn tại trong vũ trụ này, dù chỉ là một vết tích, tự như chúng chưa từng tồn tại. Đường bay về tinh hệ vĩnh hằng dài dằng dặc, lúc Tô Di tỉnh lại, trước mắt cô chỉ có ngọn đèn mờ tối trong khoang thuyền cùng bầu trời sao bên ngoài cửa sổ. Ý thức chậm rãi hiện về, ký ức cũng dần khôi phục. Hình ảnh sau cùng là gương mặt lạnh đến thấu xương của Mạnh Hy Tông cùng thi thể nguyệt mặt bị một gã lính đánh thuê kéo đi. Bị thương khi nào vậy? Một giọng nói trầm thấp chợt vang lên, cô kinh ngạc ngẩng đầu, bàn tay to lớn của anh đã nhanh chóng đưa qua, đặt ở hông và vai cô, xoay người cô lại đối diện với mình. Khi khuôn mặt anh Tuấn của anh hiện hiện ngay trước mặt, trong lòng Tô Di vô cùng đau xót. Cô cảm nhận được sự rung động hết trận này tới trận khác dấy lên trong lòng khiến người ta sợ run. Hóa ra, việc gặp lại anh lại khiến cô cảm động không sao kìm nén nổi. Ánh mắt của anh an tĩnh như vậy nhưng lại tự hồ mang theo sức mạnh khiến người khác khẽ choáng váng. Cô né tránh ánh mắt anh, nhìn vào bả vai rắn chắc ấy, nói, mấy ngày trước, thủ hạ của công chúa chính là cao thủ đại nội. Cao thủ ư, trong giọng nói của anh mang theo nét cười chăm chọc, anh chăm chú nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô, nói, gã đàn ông đó cũng là cao thủ sao? Tại sao? Cô hỏi tại sao lại giết anh ta? Tuy rằng Nguyệt mặt rất tốt, anh ta bị giết hại cũng khiến Tô Di rất mực đau lòng, nhưng Mạnh Hy Tông cũng không phải người hành xử tùy tiện, tuyệt đối sẽ không chỉ vì một gã đàn ông đụng vào cô mà thẳng tay giết chết không cần biết lý do. Trong chuyện này nhất định có nguyên nhân nào khác. Không có sự giận dữ và những lời chất vấn như trong dự liệu, cô chỉ nhẹ nhàng đặt câu hỏi với giọng điệu hết sức bình tĩnh, điều này khiến trong lòng Mạnh Hy Tông khẽ rung động. Anh đưa tay, khẽ vuốt ve gò má cô mèo con bọn họ không phải là con người trong lòng tô di khẽ chấn động rung giọng hỏi tất cả sao mạnh hy tông cầm một chiếc đĩa cứng bên cạnh giường đưa tới trước mặt cô lúc nào rảnh rỗi em hãy xem nó tất cả đều là người máy tô di cầm chiếc đĩa lên xem trong lòng ngổn ngang trăm mối cô có rất nhiều nghi hoặc cần được giải đáp nhưng người đàn ông biết rõ câu trả lời trước mặt này lại không đủ kiên nhẫn để giải thích cho cô hiểu. Anh nhìn cô chầm chầm, tự hồ trong mắt chỉ có mình cô. Những ngón tay to thô ráp nắm chặt chiếc cầm thon, xinh xắn của cô, phủ đôi môi lạnh lẽo của mình xuống. Tất cả người mấy đều phải chết, anh nói khi đang ở giữa môi lưỡi cô. Còn nữa, không một người đàn ông nào được phép chạm vào em. Chiếc lưỡi nóng bỏng của anh xâm chiếm khoang miệng cô, vòng ngực trắng chắc ép chặt bả vai và vòng eo thon nhỏ ấy. thế tiếng công mạnh mẽ khiến sự nghi hoặc trong lòng tô di bay lên chín tầng mây. trước mắt, trong lòng tất thảy chỉ có hình ảnh của người đàn ông này. thế nhưng lúc đó anh có biết công chúa là người mấy không? anh không biết thì phải. bởi khi đó liên đạt và mộ tây định đều nói cơ thể của cô ta trắng mịn như băng tuyết, còn hình ảnh anh tìm tòi nghiên cứu trên cơ thể cô ta nữa, tô di chỉ nghĩ mà không dám hỏi cô có tư cách gì để hỏi anh đây nhưng cô biết có một số việc đã khác rồi trước đây làm vật cưng của anh để có thể sống sót cô dám chủ động lấy cơ thể của mình trao đổi dám chủ động vượt qua ranh giới ngậm lấy dục vọng nóng bỏng của anh tốn công sức lấy lòng anh mà nếu như trong tim thực sự có kỳ vọng nào khác đối với anh muốn thoát khỏi thân phận làm vật cưng cô nên tự giải quyết như thế nào mới phải trong mắt cô người đàn ông này đã từng là một người thủ đoạn độc ác kiêu ngạo, điên cuồng, cao cao tại thượng, không sao với tới. Nhưng bây giờ, ngoài những đặc điểm này, anh còn rất tình cảm, đáng tin cậy, quyền lực vô biên và sức hấp dẫn đầy nam tính của một người đàn ông chính chắn và mạnh mẽ. Ngay từ ngày đầu tiên cô đến bên anh, sau bao lần chạy trốn cho tới tận lúc này, anh càng ngày càng dung túng cô, tình cảnh của cô cũng ngày một thêm nguy hiểm, bởi trái tim anh chính là vực sâu vạn trượng, nếu muốn nắm bắt được nó, cái giá mà cô phải trả là tan xương nát thịt nếu bên cạnh anh xuất hiện một cô gái khác giống như cô và công chúa mà không phải người máy thì sẽ thế nào tại sao cô lại rơi vào hoàn cảnh này mặc dù có một vài việc bản thân cô kỳ thực không có cách nào khống chế nhưng tuyệt đối không thể càng lún vàng sâu phải kìm cương bên bờ vực thẳm không thể để người đàn ông trước mặt này biết cô đang nghĩ gì vâng cô khẽ đáp tôi sẽ không bao giờ có người đàn ông nào khác cô ngoan ngoãn vâng lời thế này hiển nhiên chẳng làm cho anh chú ý đến anh nhìn gương mặt cúi gầm của cô, nhớ lại chuyện cô chôn 10 đầu đạn hạt nhân để uy hiếp mình, giờ lại ngoan ngoãn nằm trong lòng anh như một chú mèo nhỏ. Anh khẽ nở nụ cười, bàn tay to lần sờ dưới chăn, vuốt ve dọc từ bầu ngực cô xuống dưới thắt lưng. Nhưng cơ thể nằm trong lòng anh lại cứng đờ, dường như không có cảm xúc. Mỗi nơi anh chạm vào đều có thể cảm nhận được sự chống cự không lời. Khi tay anh khẽ chạm vào nơi tư mật, hai chân cô theo phản xạ, tự động khép lại. Tuy hành động này chỉ duy trì trong khoảng thời gian vô cùng ngắn ngủi rồi lập tức thả lỏng nhưng vẫn khiến anh cảm nhận được sự khác lạ của cô. Vừa nghĩ tới đây, tay anh đột nhiên rút về, nâng mặt cô lên. Trên gương mặt gầy gò, tái nhợt, đôi mắt cô ửng đỏ, lòng lành ánh nước. Ánh mắt an tĩnh, trong veo, tự hồ những giọt nước mắt này sớm đã đông đầy khóe mi cô, bi thương mà sâu lắng. Cảm nhận được nỗi buồn thầm lặng của cô, trong lòng mạnh hy tông khẽ rúng động. Anh giữ chặt bả vai, xoay người cô, ép chặt vào cơ thể mình, nói với giọng lạnh lùng, không muốn à. Tại sao cô lại không muốn? Hay bởi gã người máy đã chết dưới tay anh kia? Cô không lên tiếng, đôi mắt ủ rũ rốt cuộc cũng lấy lại vẻ cuộc cường, nhìn thẳng vào ánh mắt bức người của anh, không nói một lời. Anh cũng không nói câu nào, chỉ nhìn cô chầm chầm, hồi lâu sau, anh bỗng nhiên buông cô ra, đứng lên. Còn cô lại bướng bỉnh cúi đầu, sau đó không liếc nhìn anh lấy một lần. Mà anh từ trên cao nhìn xuống cơ thể mệt mỏi đầy thương tích của cô, sắc mặt trầm hẳn đi. Một tháng. Hãy dưỡng thân thể cho tốt. Nước sông xanh biếc như giải ngọc, uyển chuyển bao quanh một thị trấn nhỏ vắng vẻ, yên bình. Bờ bên kia thị trấn là những dãy núi thấp lè tè, cây cối xanh ung, tươi tốt. Lát đác trên đó có vài căn nhà gỗ nhỏ. Tại nơi tươi đẹp nhất trên sườn núi, một ngôi nhà gỗ được xây dựng hướng ra mặt sông, phong cách lịch sự, tao nhã, ngăn nắp, sạch sẽ mà tĩnh mịch. Bất cứ ai tình cờ đi ngang qua đây, chỉ cần liếc mắt nhìn liền lập tức cảm nhận được sự thư thái, khoan khoái đến khó tả. Tô Di mặc áo ngủ, để chân trần, ngồi cạnh cửa sổ nhìn ra dòng sông. Trên sông, từng đoàn thuyền đánh cá lướt qua, ngư dân ai nấy đều mang vẻ mặt thuần phát với nụ cười thật thà, phúc hậu, khiến lòng người thư thái, êm ái vô cùng. Cô thậm chí còn có thể nghe được tiếng nước sông lững lờ và tiếng lá cây xào xạc vang khắp núi rừng. Trong giây phút nào đó, Tô Di thực sự ao ước mình được ngồi đây, nhìn ngắm khung cảnh yên bình mãi thế này. Cô Triệu ở bên cạnh thấy dáng vẻ đó của cô, lập tức xách đôi dép lại, đặt dưới chân cô. Cô cảm kích ngẩng đầu lên, mỉm cười, xỏ chân vào dép. Cô Triệu là người dân vùng lân cận, được mời tới để phục vụ đời sống sinh hoạt hàng ngày của Tô Di. Bà cao hứng đi vào phòng bếp. Nói: "Tiểu Di, tôi vừa mua một ít măng tươi và chim trĩ, để tối nay tôi nấu cho cô một bát canh." Tô Di im lặng giây lát rồi đáp lời: "Hôm nay có thể không cần." Trên tầng là phòng ngủ của cô, bên cạnh chiếc giường lớn mềm mại là một chiếc bàn để đầy các loại thuốc. Cô mở một bên ngăn tủ, trong đó chất đầy trang phục lộng lẫy, chính là lễ vật mà những người nổi tiếng trong thành phố Hy Vọng mua tặng người phụ nữ may mắn có được sự ưu ái của thương chủ mà người đó chính là cô. Không ngờ mộ Tây Đình lại mang cả những thứ này đến tinh cầu tự do. Có phải, ngay cả mộ Tây Đình từ lâu cũng đã nhận định rằng cô sẽ không bao giờ thoát khỏi sự khống chế của Mạnh Hy Tông. Dọc đường trở lại tinh cầu tự do, phần lớn thời gian cô đều mệt mỏi mà thiếp đi. Còn Mạnh Hy Tông đêm nào cũng ôm cô ngủ nhưng không hề làm gì cô. Hai người cũng rất ít khi nói chuyện với nhau, tự hồ có một bức tường vô hình ngăn cách giữa cô và anh. Tô Di biết bức tường trong lòng mình là gì, nhưng cô lại không thể đoán được những suy nghĩ trong lòng Mạnh Hy Tông. Cô nghĩ, có lẽ là do cô suy nghĩ nông cạn mà vô tình chọc giận anh, hoặc cũng có thể là vì ham muốn độc chiếm của người đàn ông trong anh bộc phát. Nhưng cô không thể cúi đầu, cũng không có cách nào cố ý lấy lòng anh được nữa. Bởi trong lòng cô, anh đã khác trước. Còn trong lòng anh, từ đầu đến cuối, cô chưa bao giờ thay đổi. Một ngày kia, sau khi tỉnh giấc, cô đã thấy mình ở thị trấn nhỏ này rồi mộ tây đình gọi điện thoại tới dặn cô dưỡng bệnh cho thật tốt cứ cách vài ngày sẽ có bác sĩ đến kiểm tra cũng kể từ đó mạnh hy tông biến mất không thấy xuất hiện nữa không khó để nhận ra thị trấn nhỏ này chính là địa điểm du lịch lý tưởng của tinh cầu tiếp giáp với thành phố tự do môi trường lại hoàn toàn không bị ô nhiễm trong lành thanh tĩnh tự như sống giữa nông thôn ở một nơi như thế này cơ thể của tô di hồi phục rất nhanh Trước đó hai ngày, vị bác sĩ đến từ thành phố tự do đã khẳng định với cô rằng cơ thể của cô đã hoàn toàn bình phục. Mà hôm nay là ngày thứ 30 cô và anh chiến tranh lạnh. Anh từng nói, cho cô thời gian một tháng. Cô chọn một chiếc váy dài đơn giản màu vàng kem, khoác ngoài chiếc áo lửng màu đen, chân đi bút gót nhỏ, môi thoa một lớp sông mỏng. Cô gái trong gương trông đã hồng hào, nhanh nhẹn hơn một tháng trước rất nhiều. Chỉ là hơn một năm qua, đây là lần đầu tiên cô cởi bỏ quân phục, thay sang một bộ đồ hết sức nữ tính như vậy, nhưng trên ấn đường vẫn động nét khí khái hào hùng. Nhìn mình như thế, trong lòng cô thoáng rung động. Trong vũ trụ rực rỡ những tinh vân, báo sang trao liện, quan cảnh ấy tựa hồ vừa hiện lên trong tâm trí cô, cái cảm giác tự do tự tại này, vừa nghĩ đến thôi đã khiến cô không ngừng say mê như cũ. Nhưng vì những áp lực và mất mát mà Mạnh Hy Tông mang đến đã khiến cảm giác đó cứ thế vơi dần đi thật vậy có gì để mà chán nản buồn khổ cơ chứ ít ra thì cô vẫn sống còn là một phi công ưu tú thậm chí thiếu chút nữa cô đã tìm được trái đất cô vẫn còn rất nhiều thì giờ cho dù cả đời cũng không tìm được trái đất thì cảm giác được bay lượn trên không cũng đủ khiến cô vui vẻ và hạnh phúc rồi hơn nữa cô còn hy vọng mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy mà mạnh hy tông hùng mạnh như thế gần như không có gì là anh không làm được có lẽ cả đời này cô vĩnh viễn không thể chống lại anh. Thế nhưng, có sao đâu kia chứ? Nếu như anh không yêu cô, cô cũng sẽ không động lòng thêm nữa. Anh đã từng khiến cô run rẩy và cảm động, hưng phấn cùng sợ hãi, điều này khiến cô mỗi khi nhớ lại đều không thoát khỏi cảm giác run sợ, nó vô tình đã trở thành một giấc mộng hảo huyền trong lòng cô. Dù trong khoảng thời gian ngắn ngủi sắp tới, cô sẽ lại đắm mình mà khuất phục trước anh, nhưng cô luôn tin có một ngày, anh sẽ không còn hứng thú với cô nữa. Lúc đó, cô sẽ có động lực để rời bỏ anh. Nhất định sẽ có ngày đó. Cô bước xuống dưới lầu, trên khuôn mặt nở nụ cười nhàn nhạt. Cô Triệu vừa thấy cô thì kinh ngạc thốt lên, "Tiểu Di mặc bộ đồ này đẹp quá." Bà lập tức cười hiền. "Tôi biết rồi nhé, hôm nay cô muốn đến thành phố tự do tìm gặp tiên sinh đúng không?" Tô Di không trả lời. Cô biết cô Triệu 80% xem cô như một cô bộ nhí được đại gia bao nuôi ở đây. Có điều, sự thực cũng chẳng khác biệt là bao, cứ coi như vậy cũng được. Đang mãi suy nghĩ, ngoài cửa chợt vang lên tiếng động cơ ô tô. Sau đó là tiếng gõ cửa khẽ khàng, hết sức lịch thiệp. Cô Triệu vội vã chạy ra mở cửa. Tô Di hít sâu một hơi, ngồi bất động trên sofa. Phu nhân đâu, ngoài cửa truyền đến giọng nói của mộ Tây Đình. Trong lòng Tô Di khẽ giật bắn, liền nghe thấy cô Triệu đáp, à, đang ở trong phòng khách. Mộ Tây Đình bước tới, đón nhận ánh mắt ngạc nhiên của tô di nở nụ cười sâu xa nhưng cậu ta không nhiều lời chỉ hơi khẽ cúi người trước tô di nói tô tiểu thư ngài chỉ huy đang đợi cô chiếc xe con chóng đạn lao vung vút trên đường quốc lộ hơn nửa tiếng sau đã có thể đến được thành phố tự do dọc đường đi tô di gần như im lặng mộ tây đình và gã quân cảnh ngồi phía trước cô thỉnh thoảng cũng chỉ trò chuyện một vài câu nhìn khung cảnh thành phố hoa lệ phồn vinh dần hiện lên phía bên ngoài cửa sổ, Tô Di không kiềm chế nổi cảm giác căng thẳng tràn ngập trong lòng ngực. Cô nghĩ, chắc hẳn mộ Tây Đình đã hiểu lầm gì đó nên ban nãy, cậu ta mới gọi cô là phu nhân, nhưng hai từ đơn giản này lại khiến lòng cô không ngừng dậy sóng. Cô chỉ có thể tự nói với chính mình rằng, đừng cố đè nén cảm giác căng thẳng, đây chỉ là một phản ứng rất đổi bình thường. Bởi vì người mà cô sắp gặp kia chính là Mạnh Hy Tông người người kính sợ. Tới gần 5 giờ chiều, ánh mặt trời trở nên êm dịu, không khí đầu xuân vô cùng trong lành, mát mẻ. Xe dừng lại trước một ngôi biệt thự nằm ngay trung tâm thành phố, nơi này đã từng là thủ phủ của thị trưởng, còn hiện giờ nghiễm nhiên trở thành phủ đệ của Mạnh Hy Tông. Trước cổng, một gã quân cảnh trong bộ quân phục màu đen tuyền đang đứng canh phòng. Ở thành phố tự do, bầu trời thuộc về lính đánh thuê, còn quân cảnh giữ nhiệm vụ duy trì trật tự dưới mặt đất. Tô Di cùng mộ Tây Đình men theo sân cỏ xanh mơn mởn, đi về phía căn biệt thự màu cà phê dọc đường cô bắt gặp vài gã quân cảnh trông có vẻ rất quen họ vừa nhìn thấy cô thì liền kinh ngạc rồi lập tức trưng ra dáng vẻ tươi cười cánh cửa tầng trệt mở ra loáng thoáng nghe thấy có tiếng người nói chuyện họ đi qua hành lang dẫn tới cánh cửa màu đen tuyền trước mặt hiện ra một phòng khách rộng rãi thoáng mát toàn bộ pha lê dưới mặt sàn chiếu lên mô hình cây cầu nhỏ nước chảy róc rách lăng tăng vô cùng tinh xảo đặt một bên phòng khách trên chiếc sofa da đen rộng lớn có mấy gã đàn ông đang ngồi nhàn rỗi. Nhìn thấy hai người Tô Di, đám đàn ông ngừng trò chuyện, ngẩng đầu nhìn qua. Hai tay Tô Di đút trong túi áo từ từ nắm chặt lại. Ngoài Lý Tích Trung và Liên Đạt còn có ba người đàn ông lạ mặt, bọn họ đều nhìn cô chầm chầm bằng ánh mắt sáng quắc. Ngồi chính giữa bọn họ lúc này là một người đàn ông vô cùng anh Tuấn, nổi bật, trên khuôn mặt từ đầu chí cuối vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng, xa cách ánh mắt anh lẳng lặng dừng trên người cô rồi nhàn nhạt mở miệng, ngồi đi, sau đó, anh quay sang liên đạt, nói, tiếp tục. Gã đàn ông ngồi bên phía tay trái mạnh hy tông cười một tiếng, đứng lên nhường chỗ rồi đi đến chỗ chiếc sofa đối diện ngồi xuống. Ngoài liên đạt vẫn đang nghiêm túc tiếp tục nói về tình hình khai thác tài nguyên ở hành tinh người mấy kia, trên khuôn mặt những người đàn ông khác còn lại đều xuất hiện ý cười khác lạ. Lòng bàn tay tô di đầm địa mồ hôi, đúng lúc này, Ánh mắt của Mạnh Hy Tông lại lẳng lặng lướt qua. Tô Di lập tức cục mi, bước tới bên cạnh anh, nhẹ nhàng ngồi xuống. Mạnh Hy Tông bắt chéo chân, cũng không nhìn Tô Di lấy một cái. Vẻ mặt anh vô cùng nghiêm túc, tựa hồ đang rất chăm chú lắng nghe những lời Liên Đạt nói. Đợi đến lúc Liên Đạt báo cáo xong một phần, anh ngã người về phía sau, một cánh tay vắt lên thành ghế sau lưng Tô Di. Tô Di ngồi thẳng, cả người cứng đờ rõ ràng hai người không hề động chạm gì nhưng cô vẫn cảm thấy mất tự nhiên mỗi lần anh ngước mắt uống nước hay nói chuyện hơi thở nam tính trong trẻo lạnh lùng mà quen thuộc ấy tựa hồ quẩn quanh bao vây tâm khảm cô khiến cô không sao cử động được nhưng khi liên đạt mở một hình ảnh trên màn hình tinh thể lỏng tô di lập tức bị thu hút cô nhìn thấy rất nhiều cỗ máy khổng lồ đang khai thác triệt để tài nguyên khoáng sản của tinh cầu kia cũng thấy cây cối và lương thực của thành Trường An bị máy nén ép lấy chất dinh dưỡng, còn lại cạn bã vẫn đục được đổ hết ra biển lớn. Bên rìa mỗi một hình ảnh dường như đều có một vài thi thể không được ai chú ý đến, nằm chỏng chơ ở một góc bẩn thỉu. Mà khi giữa màn hình xuất hiện một vài thi thể bị lính đánh thuê mổ bụng, kiểm tra máy móc bên trong, trong đầu Tô Di bỗng hiện lên hình ảnh khuôn mặt đỏ bừng và ánh mắt đen lấy, sáng quắc của nguyệt mặt, cảm giác buồn nôn bỗng dấy lên trong lòng ngực. Một giờ sau, báo cáo chính thức và những lời tán dốc của đám đàn ông cuối cùng cũng kết thúc. Mọi người tuy ai nấy đều đã đói bụng nhưng cũng hết sức biết ý, đứng dậy xin cáo lui. Trước khi rời đi, ánh mắt bọn họ nhìn về phía tô di đầy ẩn ý, gã đàn ông ban nảy nhường chỗ cho cô, thậm chí còn nói với Mạnh Hy Tông một câu, sếp à, nhịn 10 năm mới được thỏa nguyện, ngàn vạn lần bảo trọng thân thể. Tô Di vừa xấu hổ vừa khổ sở tự dễu còn Mạnh Hy Tông vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản. Chỉ khi mộ Tây Đình định rời khỏi, Mạnh Hy Tông mới gọi giật anh ta lại. Trước 12 giờ trưa mai, giọng nói của anh âm trầm như nước. Trừ phi quân tình khẩn cấp, không thì đừng quấy rầy. Mộ Tây Đình ngẩn người một lát rồi bật cười, nói, tuân lệnh. Lúc này, Tô Di mới kịp phản ứng lại, cô chỉ biết choáng váng, không thốt nổi một lời anh lại có thể bình thản nói một câu khiến người ta suy nghĩ vẫn vơ như thế sao? Câu nói đó thực sự đã khiến tâm trạng của cô căng thẳng và hoảng hốt không nguôi. Nhưng tự hồ không hề nhìn thấy sự ngượng ngùng của cô gái trước mặt, anh cúi đầu nhìn gương mặt có chút tái nhợt của cô, nhíu mày, nói, em vẫn thương xót đám người mấy ấy thế à? Anh hiển nhiên để ý tới tâm tình biến động ban nảy của cô. Không đợi cô kịp trả lời, cánh tay dài của anh đã ôm ngang người cô. Ăn thôi. Nhìn chiếc bàn đầy những món ăn nhẹ bổ dưỡng, nhưng Tô Di lại không thể nuốt trôi. Có lẽ, ngay từ giây phút đầu tiên khi bước chân vào căn phòng này, cô đã bị tâm trạng căng thẳng bủa vây. Đến 12 giờ trưa mai. Đến 12 giờ. Giờ mới là 7 giờ chiều, vậy là còn 17 tiếng nữa, dường như ở trước mặt người khác, anh không hề ngần ngại công khai biểu hiện ý muốn chiếm giữ cô. Tô Di trệu trạo nhai cơm như nhai sáp nến, từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên trạng thái trầm mặc mà mạnh hy tông tự hồ cũng không có ý muốn nói chuyện với cô chỉ khi tô di mới ăn được non nửa bát cơm đã đặt đổ xuống anh mới hơi không vui nói một câu em ăn ít quá đấy tô di đành bê bát cơm lên ăn nốt cuối cùng anh cũng ăn xong cô liền bỏ bát đổ xuống nhìn anh vẻ bất an đi tắm thôi giọng nói của anh tự hồ trở nên khàn đục chỉ một câu nói ngắn gọn đã khiến trong lòng tô di thầm giật thót nhưng không phải là tấm nguyên ương khiến người ta kinh hãi như cô vừa nghĩ tới mà bên trong chỉ có một người giúp việc đang chuẩn bị nước ấm cho cô. Đúng lúc cô đang định đóng cánh cửa buồn tắm của phòng ngủ chính lại thì chợt thấy anh đang lẳng lặng ngồi trên ghế sofa bên trong căn phòng không bật đèn, khuôn mặt chìm trong bóng tối. Tâm tư cô rối như tơ vò, sau khi tắm xong, nước ấm hầu như đã khiến da dẻ cô trở nên hồng hào, nóng bỏng, nhưng anh vẫn ngồi yên, không nhúc nhích. Trong phòng anh, dĩ nhiên không có bộ quần áo nữ nào để cô thay. Bộ váy cô mặc hồi chiều đã được người hầu mang đi giặt, cô chỉ có thể dùng khăn tắm cuốn quanh người, yên lặng mở cánh cửa phòng tắm. Trong phòng ngủ rộng lớn, chỉ có duy nhất ngọn đèn nhỏ trên chiếc tủ đầu giường tỏa ra những tia sáng ấm áp màu vàng cam. Mạnh Hy Tông an vị ở bên giường, nhưng ngoài dự liệu của Tô Di, anh đã tắm xong từ khi nào? Anh ở trần, mái tóc ngắn màu đen vẫn còn ẩm ướt, vài sợi tóc dính bết vào gương mặt điển trai, khiến anh thoạt nhìn trông trẻ ra đến vài tuổi, những đường nét trên khuôn mặt cũng có vài phần trẻ trung, ôn hòa. Bờ vai rộng và trắng chắc, cờ bắp nổi cuồn cuộn hai bên cánh tay, đôi chân thon dài chắc khỏe, dưới ánh đèn mờ ảo, hiện ra màu lúa mạch. Bên hông tùy ý quấn một chiếc khăn tắm, đây cũng chính là vật che đậy duy nhất trên người anh. Ngón tay anh đang kẹp một điếu thuốc lá sắp cháy hết, trong chiếc gạt tàn đặt ở tủ đầu giường đã có mẫu đầu lọc chứng tỏ anh tắm xong và đã đợi cô được một khoảng thời gian khá lâu. Lúc này, đôi mắt đen lấy, sáng quát của anh tựa hồ chìm trong sắc đêm huyền bí, xuyên qua làn khói mờ ảo, nhìn cô chầm chầm. Mặc dù không gian vô cùng yên tĩnh, không ai nói một lời nhưng lại khiến cô cảm nhận được ham muốn xâm chiếm tràn ngập trong đôi mắt ấy. Lại đây, anh ghi đầu lọc thuốc vào trong gạt tàn, dập tắt. Tô Di bước tới bên cạnh anh vì dáng vóc cao lớn nên cho dù anh đang ngồi thẳng lưng cũng khiến người ta cảm nhận được khí thế bức người anh duỗi hai cánh tay cầm lấy hông cô nhấc cô lên đặt ngồi lên đùi mình khăn tắm trên người cô suýt bị tuột xuống mà phần bắp đùi mềm mại lại tiếp xúc với làn da thô ráp của anh khiến nơi nào đó trên cơ thể anh khẽ bật dậy trong nháy mắt cô hoang mang không biết phải làm sao đây rõ ràng mới chỉ là lần thứ hai của bọn họ nhưng Mạnh Hy Tông làm ra vẻ đã quá quen thuộc với cơ thể cô Một tay anh vòng qua ôm ngang người cô Dưới mái tóc ngắn đen nhánh Đôi mắt anh trở nên âm trầm Đã hơn một năm rồi Em có nhớ tôi không? Hàm ý trong lời nói này khiến toàn thân Tô Di như bị tê liệt Cô lặng lẽ nói Suýt chút nữa đã chết Sao có thể quên được chứ? Anh liếc nhìn cô một cái Bàn tay nóng rực mang theo sự ẩm ướt Mạnh mẽ thăm dò phía dưới khăn tắm của cô giọng nói trở nên mờ ám, vậy thì nhớ rõ thêm một chút. Mặc dù đã ôm siết lấy cô vào vòng ngực trắng chắc nhưng Mạnh Hy Tông vẫn cảm thấy tư thế này chưa đủ hoàn hảo. Anh khẽ nâng hông cô lên, nhẹ nhàng đặt cô lên giường. Không để cô có bất cứ cơ hội cự quậy nào, thân hình cao lớn đã nặng nề đè xuống. Khăn tắm trên người cô gần như tuột hẳn ra, chiếc khăn quấn ngang hông anh cũng trượt xuống theo từng cử động. Khi dục vọng to lớn của anh tiến gần cơ thể nóng hổi của cô, cô lại vô thức muốn giấu mình vào trong chăn. Nhận ra sự chống cự ấy, đôi lông mày của anh cau lại, một tay anh nắm chặt hai tay cô, cố định bên trên đỉnh đầu, bàn tay còn lại và đôi môi ám đầy mùi thuốc lá lướt dọc từ cổ cô xuống phía dưới, quyến luyến từng tất da thịt. Cuối cùng, chiếc khăn tắm cũng bị lột ra, để lộ cơ thể trần trụi, trắng mịn như tuyết. Không giống với lần chiếm đoạt mạnh bạo trước đây, lúc này, anh tự hồ muốn lưu lại dấu vết của riêng mình trên mỗi tất da thịt cô, thậm chí đến cả năm đầu ngón tay mảnh khảnh cũng đều bị anh tham lam hôn ngấu nghiến. Dưới thế tiếng công gió thổi không lọc ấy, Tô Di chỉ cảm thấy cơ thể mềm nhũn, trong lòng vừa đê mê vừa hoảng hốt. Tại sao anh lại có thể dịu dàng đến vậy? Cuối cùng, anh cũng tiến tới giữa hai chân cô, những ngón tay thô to không còn thô lỗ làm nhục cô như trước nữa mà anh nhẹ nhàng cúi đầu, dùng đầu lưỡi tỉ mỉ thâm nhập nơi tư mật một cách nhẫn nại, tự hồ cố ý khiến cô phải trầm luân mới chịu ngừng lại đợt tấn công này vừa kết thúc cô gần như khó có thể kiềm chế hai tay siết chặt gốc chăn thiếu chút nữa đã thét lên nhưng hai tay anh trước sau vẫn nắm chặt bắp đùi cô trầm ổn tĩnh lặng mà thận trọng mãi cho đến khi cô run rẩy trong vòng tay anh anh mới lần nữa nắm lấy chiếc hông mềm mại của cô chậm rãi tiến vào lúc này cô đã hoàn toàn mê đắm có chút buồn bực với phản ứng của chính mình nhưng tâm tình của anh có vẻ không tệ thân thể cường tráng mạnh mẽ liên tục áp sát trong đôi mắt sáng rỡ hình như ẩn hiện một nét cười thản nhiên. Cô không hiểu nụ cười kia có ý gì, nhưng lúc này cô mới biết rõ, sự tấn công chính thức của anh cũng kéo dài quá rồi đấy, sau hai lần, cô rốt cuộc cũng không nhịn nổi mà phải cầu xin anh tha cho. Đúng là phải cầu xin, bởi cơ thể cô gần như không thể chịu nổi cảm giác cực hạn chưa từng nếm trải này. Nhưng càng như vậy, anh lại càng hăng say hơn, khiến cảm giác trầm luân tăng thêm gấp bội, mãi cho đến khi dồn ép cô đến tận ranh giới của sự sụp đổ nhưng cô không biết lời cầu xin của mình lúc này lại biến thành chất xúc tác vô cùng mạnh mẽ anh nhìn khuôn mặt ửng hồng và đôi mắt ương ước mê đắm của cô dưới thân mình nghe tiếng cô rên xiết cầu xin anh dừng lại đôi mắt luôn trầm tĩnh như nước của anh cuối cùng cũng xuất hiện một tia hưng phấn khó có thể đè nén biết bao lần anh đã mềm lòng với cô giây phút này bất luận thế nào anh cũng sẽ không để ý tới vẻ yếu mềm đó nữa cứ thế mạnh mẽ tiến sâu vào. Tráng anh bắt đầu lấm tấm mồ hôi, nhưng với sức mạnh tráng kiện của một vị thủ lĩnh quân nhân, đây mới chỉ là sự khởi đầu. Sau khi tiếp diễn được một khoảng thời gian ngắn, rõ ràng đã đến lúc để anh hưởng thụ, động tác dần trở nên tùy hứng. Anh ấn lưng cô lên tường, hoàn toàn giam hãm cô trong khoảng không gian của riêng mình, khiến cô vừa đau đớn vừa sung sướng mà cắn răng rên rỉ, mà tốc độ và sức lực của anh cũng liên tục biến ảo, nhìn sắc mặt cô không ngừng biến đổi anh mới biết cô đã hoàn toàn bị mình khống chế. Đêm nay, anh muốn cô rất nhiều lần. Rạng sáng, cả người cô đau nhức, mỏi như, chi chít những vết hôn bầm tím. Cô để mặt anh ông tới phòng tắm, rửa sạch cơ thể hai người. Lúc tay anh lướt qua phần dưới hơi sưng đỏ của cô, giọng nói có chút ngập ngừng hiếm thấy, bị đau sao. Tô Di tự người vào bồn tắm, quể oải từng một tiếng. Em phải tập quen với tôi đi. Lần thứ hai trở lại giường, anh đặt cô nằm trên cánh tay mình Tay kia gắt gao giữ chặt không cô Giữ nguyên tư thế này Anh nhẹ nhàng hôn lên mái tóc dài của cô Nói ngủ đi Tối nay anh cứ thế dịu dàng mà cố chấp Khiến cô phải sinh lòng nghi hoặc Nhưng toàn thân cô lúc này đã mệt rũ Cơn buồn ngủ ập đến trong nháy mắt Chẳng mấy chốc cô thiếp đi Tô Vi ngủ một mạch đến tận một giờ chiều mới tỉnh giấc, bên kia giường trống trơn, không còn thấy bóng dáng mạnh hy tông đâu nữa quần áo của cô cũng đã được giặt giũ sạch sẽ đặt gọn gàng ở bên cạnh giường cô thay đồ bước ra khỏi phòng ngủ chính người giúp việc đã chuẩn bị xong bữa trưa vội vàng ăn được chút ít cô liền trông thấy một bóng người quen thuộc bước vào phòng ăn chính là vị bác sĩ phụ trách khám bệnh định kỳ cho cô trông thấy cô anh ta liền mỉm cười đưa cho cô một hộp thuốc viên cô hãy chịu khó uống thuốc này thường xuyên bác sĩ nói với một vẻ mặt thản nhiên chỉ cần uống một loại này là đủ rồi cô yên tâm, nó không gây tổn hại tới sức khỏe đâu. Tô Di dùng đầu ngón chân để suy nghĩ cũng biết thứ thuốc này có tác dụng gì. Không đợi người giúp việc mang nước lên, cô đã lấy ra một viên, bỏ vào miệng nuốt. Trong cổ họng giấy lên một cơn ứ nghẹn, cô cười cười nhìn vị bác sĩ, nói, yên tâm, tôi sợ gây ra tai nạn chết người còn hơn anh ấy chứ. Vị bác sĩ đó không nói gì. Lòng ngục tô di thoáng chút khó chịu, cô đứng dậy, nói với người giúp việc, tôi về đây người giúp việc đi gọi một gã quân cảnh vào tôi di không chút do dự bước thẳng lên chiếc xe con cứ tùy tiện như vậy đi cô nghĩ đêm qua chỉ đơn giản là một cơn mê loạn cô không muốn bận tâm đến nữa mà có bận tâm thì cũng chỉ là trong mơ hồ mà thôi người đàn ông đó muốn cô cả đêm mục đích đã rất rõ ràng đó chính là khẳng định quyền sở hữu của anh ta đối với cô mặc kệ phía sau những hành động ấy rốt cuộc ẩn giấu bí mật gì nếu không có tinh thần bình đẳng và lòng trung thành tuyệt đối cô chắc chắn sẽ không giao nộp tấm chân tình của mình lúc trở lại thị trấn nhỏ nọ đã là 2 giờ chiều có lẽ cô triệu được mộ tây đình dặn dò từ trước nên đã làm cả một bàn đầy thức ăn ngon trong lòng tô di không thoải mái ăn qua loa một chút rồi trở về phòng mình úp mặt xuống gối vừa nhắm mắt trong đầu cô tràn ngập hình ảnh tấm lưng trần cường tráng tựa báo hoang của mạnh hy tông không ngừng lẳng lặng xông tới Cô khẽ buông tiếng thở dài, úp chiếc gối lên đầu mình. Chẳng biết ngủ được bao lâu, khi cô đã tỉnh lại, bên ngoài trời đã tối hẳn. Tâm trạng bình tĩnh hơn nhiều, cô cùng cô Triệu ăn cơm rồi ngồi trong phòng khách xem TV. Đến hơn 10 giờ tối, hai người đang định đi ngủ, tiếng chuông cửa lại chợt vang lên. Bởi gần đó có một đội lính đánh thuê đóng quân, căn nhà nhỏ này cũng nằm trong phạm vi quan sát của bọn họ nên Tô Di không cần lo lắng về vấn đề an ninh. Cô Triệu ra mở cửa, một tiếng lẩm bẩm nói, lại nửa sao. lòng ngực Tô Di giật thót, cô đứng dậy, bước về phía cửa chính. Chính là gã quân cảnh trẻ tuổi đưa cô về lúc trưa, anh ta nở nụ cười ấy nấy, nói, "Phu nhân, ngài chỉ huy vừa về đến nhà đã bảo tôi đến đón cô." Tô Di nhất thời không biết phải nói gì, trầm mặc trong chốc lát, chỉ kịp dặn dò cô triệu vài câu rồi theo gã quân cảnh kia lên xe. Lúc đến nơi thì đã là hơn 11 giờ, Tô Di bước vào phòng ngủ chính liền thấy mạnh hy tông đang dựa lưng vào thành giường đọc sách thấy cô đến anh đặt cuốn sách xuống bộ dạng đó khiến tô diên ngẩn người vẻ lạnh lùng uy nghiêm thường ngày dường như đã hoàn toàn biến mất dưới ánh đèn nhu hòa màu vàng cam khuôn mặt anh hiện ra vô cùng điềm tĩnh thần sắc cũng rất mực chuyên tâm bởi đường nét trên khuôn mặt có chút mờ ảo nên thoạt nhìn anh giống hệt một chàng thanh niên anh tuấn với đôi mắt trong sáng Ngây thơ hoàn toàn không phải là kẻ đứng đầu đội quân lính đánh thuê hùng mạnh mà gian ác kia. Có chuyện gì sao? Cô hỏi. Rõ ràng cô vừa rời đi lúc trưa mà. Mạnh Hy Tông không trả lời, đôi mắt sáng quắc nhìn cô không chớp. Lát sau, anh khẽ nở nụ cười. Em qua đây, anh trầm giọng nói. Đợi cô đến bên cạnh, cánh tay dài của anh liền vươn tới, kéo cô đứng giữa hai chân mình, chỉ với vài động tác đã thuần thục kéo được chiếc váy dài của cô xuống, ôm cô vào lòng, đặt cô ngồi lên đùi mình. Lại tiếp tục sao, cô thực sự giật mình. Em không muốn à, Mạnh Hy Tông xoay người, đè cô xuống giường. Sau một hồi hôn ngấu nghiến, anh rời khỏi môi cô, bàn tay lần xuống dưới bắp đùi. Dạng ra. Tô Di trầm mặt trong giây lát rồi không thể nín nhìn được nữa, hung hăng đá một cước vào bụng anh. Cô biết không nên như vậy, cô cũng biết mình không phải là đối thủ của anh. Tuy rằng anh từng ép buộc chiếm đoạt cô, nhưng chưa từng biểu hiện ham muốn. Thế mà giờ lại đòi hỏi vô độ như vậy. Chân cô bị một tay anh dễ dàng ghi chặt. Anh liếc nhìn cô một cái, ánh mắt có vẻ âm trầm. Cô còn định dãy dội nhưng anh đã giữ chặt các ngón tay cô. Em còn cử động nữa, tôi sẽ bẻ gãy chúng đấy. Tô Di không dám động đậy. Anh cũng không buông tay ra, tay kia lần lên tủ đầu giường, lấy ra tuyết thuốc mỡ, bóp một ít lên đầu ngón tay. Anh cúi đầu, tỉ mỉ bôi nó lên phần kín của cô thản nhiên nói tây định nói cái này có thể nhanh chóng làm giảm sưng tấy mặt tô di nóng bừng nơi hơi sưng đỏ đó lập tức có cảm giác mát lạnh dễ chịu mà khi ngón tay dài của anh nhẹ nhàng đưa vào bên trong cô khoan khoái khẽ thở ra một hơi bôi xong anh mới lần nữa quay lại phía trên cơ thể cô từ trên cao nhìn thẳng xuống nói với giọng trầm thấp vô cùng nguy hiểm dám đá tôi cơ à tô di lại là một trận hôn môi và đụng chạm liên tiếp Mãi cho đến khi anh khiến cho Tô Di thở hồng hộc mới thôi Nhưng anh vẫn không đụng chạm tới bên dưới mà đợi đến khi mặt cô đỏ bừng Anh mới nhẹ nhàng lướt dọc cơ thể cô Hơi thở nóng ấm phả bên mang tay cô Thành thật một chút Cô dựa lung vào người anh Dục vọng nóng bỏng của anh đặt ngay trên hông cô Khiến cô khó chịu vạn phần Nghe hơi thở của anh dần dần bình ổn Cô lặng yên không một tiếng động mở to mắt nhìn chầm chầm bóng đêm u tối bên ngoài cửa sổ. Cơ hồ đã nhận ra sự phân tâm của cô, anh chợt cất lời, em không thích gã người mấy kia, vậy tại sao cũng không bằng lòng theo tôi. Tô Di khẽ chấn động. Trong lòng người đàn ông này, phụ nữ luôn phải phục tùng anh ta sao? Mà cô trước đây cũng là tình nguyện. Nhưng cô không thể nói ra, bởi nói ra, cô sẽ mất hết tất cả. Nghĩ tới đây, Tô Di từ từ bình tâm trở lại. Cô chậm rãi hỏi lại anh, vậy anh thì sao nhất định phải giữ tôi ở lại bên cạnh tôi nghĩ chắc hẳn không phải bởi sức hấp dẫn của mình khiến ngài chỉ huy điên đảo thần hồn đấy chứ lúc này đổi lại là mạnh hy tông trở nên trầm mặc chỉ có bàn tay là vẫn không yên phận nhẹ nhàng vuốt ve hông cô được một lát phía sau truyền đến giọng nói trầm tĩnh của anh mèo con phụ nữ quá lý trí cũng không phải là chuyện tốt quả nhiên vẫn còn ông ấp mục đích nào đó sao Tô Di âm thầm nở nụ cười, trong lòng tràn ngập tâm tình phức tạp, có chút khổ sở nhưng càng nhiều hơn là cảm giác bất đắc dĩ. Rốt cuộc là vì sao? Anh cũng không nói gì thêm nữa. Ngày hôm sau, Tô Di tỉnh giấc rất sớm. Là bị Mạnh Hy Tông đánh thức. Anh chỉ nói duy nhất một câu, sáng hôm nay còn có việc rồi khẽ nâng mặt cô lên, đặt xuống một nụ hôn quyến luyến. Tô Di lúc đó vẫn còn mơ màng, bị anh không chút kiên kỵ kiểm tra vùng sưng đỏ đang ẩm ướt rồi cứ thế bình thản tiến vào. Hơn nửa giờ sau, anh mới buông cô ra. Anh mặc quân phục chỉ huy chỉnh tề, so với vẻ trầm mặt, uy nghiêm thường ngày, dường như trên gương mặt còn có nét thỏa mãn, an nhàn. Em cứ ở nguyên đây, anh bỏ lại một câu rồi lập tức rời đi. Xế chiều hôm đó, hành lý của Tô Di ở thị trấn nhỏ kia đã được chuyển hết vào trong thành. Cứ như vậy, cô tiếp tục ở lại dinh thự của Mạnh Gia. Mạnh Hy Tông không phải đêm nào cũng muốn cô, nhưng bất kể có về trễ thế nào, anh cũng đều ôm cô cùng ngủ. Tô Di vốn cho rằng mình sẽ không quen với việc này, nhưng một thời gian sau, cô phát hiện mình hoàn toàn không chán ghét cảm giác đó. Thậm chí, nó đã trở thành một thói quen. Cô luôn cảm thấy yên tâm khi nằm trong vòng ngực ấm áp mà kiên cố của anh, chìm sâu vào giấc ngủ. Tôi muốn ra ngoài làm nhiệm vụ. Mạnh Hy Tông đang lúc hưng phấn cuốn quyết trong cơ thể cô, Nghe vậy thì đưa mắt nhìn những ngón tay nhỏ nhắn của cô đang đặt trên ngực mình Không trực tiếp từ chối Tại sao? Tô Di mặc dù đã thấm mệt nhưng vẫn không quên nhân dịp đó mà thấp giọng nói Tôi thấy nhàm chán quá Tôi đã ở đây một tháng Dạo quanh khắp các ngóc ngách của thành phố tự do này rồi Buồn chán lắm Ngày nào Mạnh Hy Tông cũng vắng nhà vào ban ngày Chỉ có cô cùng một đám người giúp việc trung thành, kín kẻ Chỉ biết nhìn nhau, không nói một lời Sống những ngày tháng kim ốc tàn kiều, một thế này thực không dễ chịu chút nào. Có trời mới thấu cô nhớ nhung cuộc sống tự do tự tại cùng báo săn du hành vũ trụ như trước đây biết bao. Nghe nói, ý chí của người đàn ông sau khi vừa xô xô là yếu kém nhất, cô liền chấp thời cơ đó, nói ra mong muốn của mình. Một xuất phát từ điển tích hán vũ đế lưu triệt và lời hứa kim ốc tàn kiều, nhà vàng cất cho người đẹp, dành cho hiếu vũ trần hoàng hậu trần A Kiều, chỉ những người phụ nữ được đàn ông yêu chiều, bao bọc, chở che. Nhưng tính toán của cô đã đặt nhầm chỗ, ánh mắt của Mạnh Hy Tông vẫn mơ màng trong cảm giác đê mê nhưng ngữ điệu lại hết sức trầm ổn, lạnh lẽo, có thể. Nhưng điều kiện tiên quyết là em phải thỏa mãn tôi bất cứ lúc nào. Bất cứ lúc nào ư, ừ, tôi gì chỉ cảm thấy không riêng gì cơ thể mà cả con tim cô lúc này cũng đều bị thân thể nặng nề của anh áp chế mất rồi. Ừm, anh ông cô, xoay người cô lại, khiến cô dán chặt vào lòng ngực mình, không thể nhúc nhích mỗi đêm, khi tôi trở về đều phải nhìn thấy em ở đây anh không muốn tình huống cô suýt nữa bị người đàn ông khác cưỡng đoạt xảy ra thêm một lần nào nữa. Hai ngày sau tôi di mặt quân phục đi tới một quán rượu nhỏ trong thành phố Đi theo phía sau cô là một người thanh niên dáng vẻ không có gì quá nổi bật đó chính là một tên quân cảnh được mạnh hy tông phái tới hộ tống cô cô bỗng trông thấy nhị cầu và ly tử đang ngồi ở một hàng ghế phía xa xa, dáng vẻ có chút nông nóng, bất an, thấy Tô Di, thần sắc hai người họ bỗng trở nên phức tạp. Tô Di đi tới, chưa nói một lời đã ngồi xuống, uống cạn hai cốc trước. Ngay sau đó, nhị cầu không bình tĩnh được nữa, nhìn ly tử với ánh mắt kỳ quái rồi nói, đúng là kỳ lạ, người phụ nữ của ngài chỉ huy còn muốn làm nhiệm vụ ư. Đây chẳng phải là đầu óc có vấn đề sao? Ly tử lường gã một cái, nói, câm miệng đi. Không để người ta phát bệnh không được à. Tô Di lại rất thích đặc điểm này của hai người họ. Biết thừa mối quan hệ giữa cô và Mạnh Hy Tông nhưng họ không hề câu nệ, vẫn hung tận chăm chọc cô như trước. Huống chi cô lúc này, tuyệt đối không muốn được người khác đối đãi với danh phận là người phụ nữ của Mạnh Hy Tông. Nếu như vậy, đến một ngày Mạnh Hy Tông không cần cô nữa thì cô sẽ trở thành cái gì đây? Đúng, là tôi bị bệnh. Tôi xin lỗi, Tô Di mỉm cười, nhìn ly tử báo săn của tôi chẳng phải đều đưa hết cho hai người rồi sao? Cô không nhắc tới thì thôi, vừa nói ra, nhị cầu đã lập tức phừng phừng lửa giận, không thèm để ý tới ánh mắt ngăn cản của ly tử, bực bội nói, mẹ nó, cô còn dám nói tới chuyện này à? Tô Di ngẩn ra. Nhị cầu căm phẫn kể lại. Lúc đó, Tô Di mới biết, hôm ấy, cô cùng ly tử lấy trộm 10 đầu đạn hạt nhân của liên đạt. Hơn nữa, từ trước đến nay, chưa một ai dám trộm đồ của anh ta, cho nên vừa ra tay các cô đã thành công lúc ở hành tinh người máy khi kiểm tra đo lường thấy tín hiệu của đạn hạt nhân đến người mù cũng biết số vũ khí này là bị trộm đi mặc dù sau đó đã tìm được đạn hạt nhân trở về nhưng người phụ trách kho đạn trên chiến hạm vẫn nổi giận đùng đùng bọn họ không hề biết mối quan hệ giữa tô di và mạnh hy tông cũng không tìm được thủ phạm tô di vì vậy mọi tội lỗi đều đổ lên đầu ly tử và nhị cầu Hai người bọn họ trên pháo đài vũ trụ gần như không thể ngóc đầu lên nổi, cũng không vơ vét được bất cứ miếng mồi béo bở nào nữa. Thậm chí, có lần còn bị người ta bắt trói đến kho vũ khí, đánh cho một trận, cướp hết của cải có trên người. Hai người bọn họ chỉ đành lái chiếc báo săn duy nhất còn lại, ảo não quay về thành phố tự do. Tô Di nghe xong, trong lòng hổ thẹn vô cùng. Im lặng hồi lâu, sau cùng, cô chỉ biết chân thành nói, tổn thất của hai người, Tô Di tôi nhất định sẽ bồi thường. Ánh mắt nhị cầu chấp động, suy nghĩ một hồi rồi nói thẳng, tôi muốn được thăng chức. Thăng lên cấp úy. Không, thiếu tá. Ly tử lường gã một cái, quay sang nói với Tô Di, tôi muốn có một căn nhà. Không được, Tô Di dứt khoát nói. Quan hệ giữa tôi và anh ta không phải như hai người nghĩ đâu. Thế là như thế nào, Ly tử không tin. Ngài chỉ huy hào phóng như vậy, ban đầu chỉ vì cô mà lấy 10 chiếc báo săn ra đánh cược đấy thôi. Tô Di cười nhạt. Đợi đến một ngày anh ta không còn thấy hứng thú nữa thì số phận tôi còn chẳng bằng một chiếc báo săn. Nhị cầu và ly tử bỗng chốc không biết nói gì, liếc nhìn nhau, sau đó, nhị cầu hừ một tiếng, còn ly tử tay chống cầm, nhìn Tô Di chầm chầm. Tôi sẽ giúp các người làm nhiệm vụ, Tô Di nói. Nhưng mà bây giờ, tiền kiếm được sẽ chia đều cho mọi người. Tại sao, nhị cầu phản đối Tên ngốc nhà anh Ly tử đập vào sau gáy nhị cầu Nhìn tô di, nói Cô tự kiếm một chiếc báo săn nữa Nếu không chẳng có nhiệm vụ nào cả Tô di nở nụ cười Đấy mới chính là nguyên nhân Hai người bọn họ còn chịu tới gặp cô Bọn họ chỉ còn một chiếc báo săn Cùng lắm là chỉ làm được nhiệm vụ vận chuyển đơn giản Tiền kiếm được quá ít Có hai chiếc báo săn thay phiên phối hợp Mới nhận được những nhiệm vụ béo bở hơn Được để tôi nghĩ cách có gì cứ điện cho tôi tôi di trực tiếp gọi điện tới các chiến hữu trên chiến hoàng để mượn tiền nhờ bọn họ giúp đỡ thuê hộ cô một chiếc báo săn từ pháo đài vũ trụ khác cũng thuộc liên minh thời kỳ hòa bình liên minh phải có đến hơn một nửa số báo săn để không có một số chiến hạm khâu quản lý vốn lỏng lẻo sẵn sàng xuất ra một vài chiếc để cho thuê kiếm ít tiền lời thấy cô chỉ cần làm chút chuyện đơn giản đã có được một chiếc báo săn hai người nhị cầu và ly tử há miệng trận mắt, không thốt nên lời. Lính đánh thuê thực thi chế độ tư hữu hai, rong rủi khắp nơi nhằm mục đích làm giàu, còn có chiếc báo săn nào bỏ không kia chứ? Hai, thuộc quyền sở hữu cá nhân. Anh ta đồng ý để cô đi làm nhiệm vụ sao? Ly tử hỏi. Thực lòng mà nói, Tô Di Quả là một cộng sự tốt. Không riêng gì chuyện dễ dàng kiếm được một chiếc báo săn ban nảy mà kỹ thuật điều khiển máy bay của cô cũng giỏi nhất trong ba người. Hơn nữa, Cô không bao giờ so đo khổ cực, được mất, hợp tác rất thoải mái và vui vẻ. Anh ấy đồng ý, mặt tôi dị thoáng ửng đỏ. Nhưng tạm thời, tôi chỉ có thể nhận những nhiệm vụ làm trong ngày được thôi. Nhị cầu phản xứng lại trước tiên, trong nháy mắt, ánh nhìn của gã trở nên vô cùng mờ ám. Không phải chứ? Cứ tưởng trước đây, ngài chỉ huy chỉ thích đàn ông thôi, thế mà khi mèo hoang xuất hiện, anh ta lại muốn ông ấp hàng đêm sau. Ly tử cũng cười, khoác vai tô di nói một câu cô còn giả bộ đáng thương nói anh ta không có hứng thú với cô à cô là người phụ nữ đầu tiên của ngài chỉ huy đấy nói mau có phải anh ta rất mạnh mẽ không nhất định là rất mạnh rồi nhỉ trong lúc ba người trò chuyện gã quân cảnh theo chân tô di vẫn yên vị trong một góc của quán rượu lẳng lặng uống một mình đến khi tô di tạm biệt ly tử và nhị cầu rời đi anh ta liền hạ thấp vành mũ mỉm cười với hai người rồi cáo biệt chiều ngày hôm sau hai người ly tử còn đang vùi đầu trong quán rượu chờ người của tổ môi giới cung cấp thông tin về nhiệm vụ bỗng đâu xuất hiện một đội quân cảnh trong trang phục đen tuyền lại gần cười nhạt rồi nói có người muốn gặp bọn họ nhị cầu còn chưa kịp phản ứng ly tử đã kêu lên một tiếng hỏng bét rồi thật hối hận khi làm việc gì liên quan tới cái cô tô di này ly tử nói mẹ kiếp đừng nói vuốt đuôi nhị cầu nói ngày hôm qua cô có dám cự tuyệt không hơn nữa ngài chỉ huy cũng đã đồng ý cho cô ta đi làm nhiệm vụ rồi còn gì lần thứ hai nhìn thấy ngài chỉ huy ly tử còn cảm thấy sợ hãi hơn cả lần đầu tiên còn nhị cầu lại có cảm giác ngài chỉ huy thân thiện hơn rất nhiều vì có quan hệ với tô di nên gã luôn dương dương tự đắc mình là người nhà của cô ngài chỉ huy điềm nhiên ngồi ở chỗ đó phía sau là một hàng dài quân cảnh trong trang phục đen tuyền trong nháy mắt đã làm nền cho anh Ly Tử và Nhị Cầu trao đổi với nhau qua ánh mắt rồi Ly Tử bước lên trước, nói, thưa ngài, hôm qua Tô Di có tới tìm chúng tôi, cô ấy nói ngài đã cho phép cô ấy cùng chúng tôi đi làm nhiệm vụ. Mạnh Hy Tông gật đầu, bên cạnh chỉ còn lại một gã quân cảnh, những người khác đều lui hết ra ngoài. Gã quân cảnh đó đưa tới trước mặt Nhị Cầu một sấp tiền giấy, nhưng Nhị Cầu và Ly Tử nào dám nhận. Cho hai người một nhiệm vụ, Mạnh Hy Tông thẳng nhiên nói. Hai người bọn họ lập tức nhận tiền, giơ tay chào theo đứng nghi lễ quân đội giọng dạc nói ngài chỉ huy xin hạ lệnh báo cáo hàng ngày vẻ mặt anh vô cùng tự nhiên báo cáo tình hình của tô di mỗi ngày cho tôi thấy nhị cầu và ly tử đều không phản ứng kịp gã quân cảnh đứng bên đã cười cười giải thích phu nhân đã nói những gì làm việc gì gặp gỡ những ai tất thảy các người đều phải ghi nhớ mà hồi báo cho ngài chỉ huy nhị cầu và ly tử đều bị hai từ phu nhân này khiến cho kinh hãi lại nghe mạnh hy tông nói với giọng hết sức thản nhiên cô ấy là người phụ nữ của tôi thế nên hành động đó của hai người là thể hiện sự trung thành chứ không phải phản bội nhị cầu và ly tử phấn khởi rời khỏi thủ phủ của ngài chỉ huy một người làm quan cả họ được nhờ tô di càng quan trọng bao nhiêu thì cuộc sống của bọn họ càng xuôi chèo mát mái bấy nhiêu lúc đó tô di bị cách ly cũng không biết hai người đã đến dinh thự của mạnh hy tông ngược lại liên đạt và mộ tây đình ở căn phòng bên trái của biệt thự nhìn bóng dáng hai người ly tử vừa rời đi trong lòng có chút cảm khái tôi luôn cảm thấy mộ tây đình nói giữa phu nhân và sếp còn có chút khúc mắt thế nhưng không thể nào đâu nhỉ sếp coi trọng phu nhân như vậy chẳng lẽ phu nhân còn chưa hài lòng liên đạt ở bên cạnh mặt tỉnh bơ uống một ngụm nước rồi nói không thể nào ư tại sao cậu lại cho là như thế mộ tây đình nói nếu như phu nhân cam tâm tình nguyện thì tại sao còn muốn chạy ra ngoài làm gì có sếp làm chỗ dựa còn chưa đủ cho cô ấy sao chẳng phải phụ nữ thì nên đứng sau lưng của đàn ông à liên đạt lắc đầu nói tôi gì không phải loại phụ nữ đó mộ tây đình ngẫm lại gật đầu nói nhưng tôi có cảm giác cô ấy luôn tạo cho mình một đường lui hơn nữa có đôi lúc ngài chỉ huy như kiểu phát điên vậy anh nói xem, có phải cô ấy và sếp có hiểu lầm gì không? Liên đạt suýt nữa đã sặc nước trong cổ họng. Đêm đó, trong lúc mộ Tây Đình sắp xếp lại tiến trình công việc của Mạnh Hy Tông những ngày gần đây, khi nhìn thấy lịch trình một chuyến công tác trong tuần tiếp theo, bỗng nhiên nhanh trí nảy ra một ý tưởng. Sáng sớm hôm sau, cậu ta đưa bản sắp xếp tiến trình công việc ra cho Mạnh Hy Tông. Căn cứ Nam bán cầu ư, Mạnh Hy Tông liếc mắt nhìn cậu ta. Không phải chuyến này cuối tuần mới đi sao? mộ tây đình nói phong cảnh ở nam bán cầu đẹp tuyệt vời người dân ở đó lại hết sức thuần phát ngài có thể đưa phu nhân đến đây nghỉ ngơi thư giãn mạnh hy tông nghe vậy thì hơi ngẩn ra nhíu mày nói cậu bảo tôi xung xoe nịnh nọt cô ấy à mộ tây đình sửng sốt thần sắc mạnh hy tông có chút lạnh lùng nói tây đình cô ấy là người phụ nữ của tôi phải tuyệt đối phục tùng và nghe lời tôi có thể cưng chiều nhưng sẽ không bao giờ xung xoe nịnh nọt cô ấy cậu nhớ kỹ lấy loáng cái một tuần đã trôi qua tô di vừa cùng nhị cầu và ly tử hoàn thành xong một nhiệm vụ đơn giản gần đây mới nhận nhiệm vụ thứ hai chở một gia đình thương nhân giàu có thuộc liên minh đi du hành vũ trụ nhiệm vụ này tuy đơn giản nhưng quy trình lại rất thú vị lợi nhuận thu về cũng khá béo bở nhiệm vụ thứ ba là đưa một vị thương nhân khác đi tham quan giải tinh vân của tinh hệ tuyến đường này vốn quen thuộc với tô di hơn nữa cô từng không ít lần đổ lại bãi đá khổng lồ. Bản thân cô cũng cảm thấy thích thú với khí chất xù xì và gai góc, trải qua bể dâu của phiến đá khổng lồ đó, thế nên, hôm nay tâm trạng cô thoải mái vô cùng. Bởi đã sắp xếp kín lịch cho cả ngày nên từ sáng sớm, cô đã lái báo săn rời khỏi thủ phủ của Mạnh Hy Tông. Vừa ngồi vào vị trí, cô liền trông thấy Mạnh Hy Tông, mộ Tây Đình cùng một vài người nữa bước vào sân bay, đi về hướng một chiếc báo săn khác. Điều này khiến cô thoáng chút kinh ngạc, Mạnh Hy Tông từ sáng sớm đã rời giường, cô cứ tưởng anh phải đi từ lâu rồi mới đúng, không ngờ giờ này vẫn còn ở đây. Hơn nữa, mấy ngày tới, anh phải đến Nam bán cầu công tác, trong lòng cô vui mừng hớn hở vì mấy ngày đó, cô sẽ được tự do ở bên ngoài. Nhưng có vẻ anh vẫn chưa nhìn thấy cô, cô vội và phủ phục người xuống, định chờ anh đi khuất mới ngẩng lên. Lúc này, Mạnh Hy Tông đang đứng cạnh chiếc báo săn, khóe mắt liếc nhìn thân hình nhỏ nhắn, xinh xắn đang cuộn mình trên vị trí lái của một chiếc báo sang khác phía đằng xa, anh chỉ biết trầm mặt. Mấy ngày nay, anh cảm nhận được trong lòng Tô Di sung sướng thế nào. Thậm chí, có lần vừa về đến nhà, anh liền nghe thấy tiếng hát lạnh lót của cô vẳng ra từ phòng tắm. Quả nhiên, từ lúc bắt đầu nhận nhiệm vụ, tâm tình cô đã tốt lên rất nhiều. Mà bây giờ, anh phải rời khỏi đây vài ngày, cô tựa hồ càng vui mừng, hớn hở hơn thì phải mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của đám người mộ Tây Đình, Mạnh Hy Tông đi thẳng tới chiếc báo săn đó, gõ mạnh lên tấm kính cửa sổ. Tô Di vốn đang nấp dưới ghế lái, cảm thấy vừa xấu hổ vừa kinh ngạc mở cửa khoan ra. Cô chưa kịp phản ứng gì, một cơn cuồng phong đã lập tức ập tới. Trong nháy mắt, một bên hông cô đã bị nắm chặt, trong chớp mắt, cả người được nhấc bổng lên. Chân cách mặt đất một khoảng, con người bị anh ép chặt, cầm dán vào lòng ngực anh qua lớp quân phục dày cộc. Cơ thể cường tráng cùng gương mặt tao nhã của anh gần ngay trong gan tấc. Tôi đi công tác mà em vui mừng thế sao, ngữ khí của anh thực không biết là đang vui hay đang buồn. Không có. Nét mặt anh xa sầm ông ngang người cô, quay gót đi thẳng về phía chiếc báo săn của mình. Anh không thể làm như vậy, tôi di ra sức giãy dụa. Tôi đã nhận nhiệm vụ rồi. Hơn nữa, mộ Tây Đình nói tôi không cần đi theo anh. Mộ Tây Đình ở phía trước tựa hồ không nghe thấy hai người nói gì, mặt không chút đổi sắc nhìn Mạnh Hy Tông ném Tô Di vào khoang sau của báo săn. Tôi không thể ư, bàn tay anh vẫn giữ chặt hông cô, quay sang người điều khiển, quát khẽ, cất cánh. Ngay cả Tô Di vốn vẫn luôn tự kiềm chế, lúc này cũng phải nổi giận. Như thể dưới lớp vỏ bọc cuộc sống chung bình lặng giữa hai người trong thời gian qua, mọi sự bực dọc, hờn giận âm thầm tích tụ, vẻ không cam lòng khi bị ép phải ở cạnh anh và sự ý lại mơ hồ càng ngày càng lún sâu của cô đối với anh đã đang thành một cơn giận dữ khó có thể kìm nén, trong nháy mắt bùng phát. Mạnh, Hi, Tông, cô đấm mạnh vào ngực anh. Anh có biết là mình rất ích kỷ không? Hai tay cô dễ dàng bị anh bắt gọn, thuận thế ghim chặt lên vách khoang. Khoang thuyền phía sau có vài lính đánh thuê cấp cao, tất thảy đều quay sang nhìn về phía họ. Tô Di cũng chẳng để tâm, hung hăng đá vào đầu gối anh. Anh linh hoạt tránh được, bàn tay đang nắm chặt hông cô chợt bịch một tiếng, ấn cô lên vách khoang. Phía sau hông Tô Di bị đau, cô khẽ kêu một tiếng đau đớn, tay anh lập tức buông lỏng. Cô chỉ đợi khoảnh khắc này, bỗng nhiên nhào tới, hung hăng cắn lên cổ anh. Mạnh Hy Tông nắm lấy cổ cô, nhấc cả người cô ra rồi lập tức ấn vào lòng ngực mình. Lần này, anh siết chặt lấy cô, không cho cô có cơ hội nhúc nhích. Mộ Tây Đình ở bên cạnh vội và đưa băng gạt tới, ấn vào vết thương đang rỉ máu trên cổ anh. Mạnh Hy Tông đưa tay giữ miếng gạt, tự hồ không hề cảm thấy đau đớn chút nào. Anh chăm chú nhìn cô gái đang vừa tức giận vừa sợ sệt trong lòng mình, bỗng nở một nụ cười thâm trầm. Tô Di, gương mặt anh ở rất gần, hơi thở phả lên mặt cô nóng hổi. Tô Di cúi đầu, không lên tiếng. Gan em lớn lắm, anh dường như không thèm để tâm tới sự tồn tại của những người xung quanh, cũng không lo lắng sẽ làm mất hình tượng của một vị sĩ quan chỉ huy lạnh lùng anh dũng trong đôi mắt ẩn hiện nét cười nhàn nhạt anh khẽ cúi đầu bờ môi lạnh lẽo phủ xuống đôi môi anh đào của cô chiếc lưỡi nóng bỏng nhanh chóng xâm chiếm khoang miệng đầy máu tanh khiến cô gần như không thở nổi sau khi từ báo săn đổi sang một chiến hạm cỡ trung tô di vẫn bị mạnh hy tông nhốt trong một khoang thuyền biệt lập mãi cho đến lúc chiến hạm đáp xuống một thị trấn nhỏ lạnh giá ở nam bán cầu mộ tây đình mới nhận được lệnh mở cửa khoang thả Tô Di ra. Tô Di vừa bước tới cửa khoang đã thấy Mạnh Hy Tông đứng trước mặt. Cô thản nhiên đi lướt qua anh, anh liền xa sầm, với tay, nắm chặt lấy hông cô, đưa cô xuống chiến hạm. Đi phía sau còn có một đoàn lính đánh thuê cao cấp. Tô Di mặc dù không đến mức trình diễn màn bạo lực trước mặt mọi người một lần nữa, nhưng kể từ lúc phản kháng thất bại vài tiếng trước, cô căn bản không còn tâm trí đâu để đi lấy lòng anh, chỉ một mực im lặng. Sau khi bọn họ đặt chân lên mặt đất, vừa nhìn thấy cảnh đẹp dưới bầu trời xanh biên biếc, Tô Di liền cảm thấy choáng ngợp đến nghẹt thở. Trên mặt đất lạnh cống, từng dòng sông nhỏ đóng băng, trong vắt và sáng ngần tựa cẩm thành. Dòng nước rất sạch sẽ lại mang màu xanh lam. Một gốc cây khổng lồ màu trắng chìm sâu dưới nước, rõ ràng là đã bị mục nát nhưng lại đem đến cho người ta cảm giác tinh khiết không gì sánh được. Cách đó không xa là những căn nhà gỗ xinh xắn, đơn giản và vô cùng ấm áp. Ở nơi xa hơn, dãy núi giống như một người khổng lồ đang cúi rạp, ẩn hiện trong làng mây mù, nhìn mọi người từ phía xa. Trong lòng Tô Di nảy sinh ảo giác như lạc vào thế giới thần tiên. Nơi này lại trong lành, ôn hòa đến vậy, tách biệt hẳn với những nơi khác. Một đội lính đánh thuê lái xe Việt giả tới, đưa tất cả mọi người về căn cứ trên núi. Nhưng suốt 20 phút đi đường, Tô Di lặng lặng ngồi yên trên xe, ngắm nhìn dòng sông như đá ngũ sắc, không chớp mắt. Mạnh Hy Tông trên cổ dán băng y tế, một cánh tay đặt ở chỗ tự sofa phía sau lưng cô, cũng trầm mặt, không nói một lời. Mộ Tây Đình thấy bên trong xe quá yên tĩnh liền quay sang, mỉm cười với Tô Di, nói, phu nhân, có phải nơi này rất đẹp đúng không? Tô Di gật đầu, tại sao nước sông ở đây lại có nhiều màu thế nhỉ? Mộ Tây Đình cười nói, là do khoáng chất có trong mạch đất và nguồn nước nhưng bởi ảnh hưởng từ bức xạ hạt nhân trong cuộc chiến với trùng tộc cách đây đã lâu nên có rất ít người đến đây tại nguyên khoáng sản trên mảnh đất này hết sức phong phú là một trong số những cứ điểm khoáng sản lớn mạnh nhất liên minh thảo nào mạnh hy tông lại đặt căn cứ chế tạo chiến hạm ở chỗ này chỉ là cô vẫn không hiểu tại sao anh lại đưa cô theo dưới chân núi là vùng đồng bằng bao la mấy nhà xưởng đặt tại nơi này rộng mênh mông vài cột khói đen bốc thẳng lên trời mơ hồ còn truyền tới tiếng vận hành của máy móc. Ngay giữa nhà xưởng là sân bay khổng lồ, ở đó có hơn 20 chiếc báo săn, tuyết phong đang đậu, cùng vô vàng các kỹ sư trong bộ đồng phục màu xanh da trời, họ đang bận rộn sửa chữa những chiếc máy bay chiến đấu này. Mọi người vừa bước vào sân bay, một người đàn ông cao lớn đã vội vã đi tới trước mặt. Anh ta mặc bộ quân phục lính đánh thuê hơi cũ, tướng mạo hết sức oai hùng, ánh mắt trong trẻo, thoạt nhìn chỉ khoảng 34, 35 tuổi không giống với những lính đánh thuê khác cũng khác hẳn mạnh hy tông anh ta chỉ mỉm cười đứng đó khiến người ta cảm thấy ở anh ta có một khí khái anh hùng vô cùng chính trực trên cầu vai anh ta đính quân hàm thiếu tướng đây là lần đầu tiên tô di trông thấy có người mang hàm tướng trong đội quân lính đánh thuê không kìm nén nổi liếc nhìn anh ta thêm vài lần ngài chỉ huy anh ta cùng mạnh hy tông giơ tay chào theo lễ nghi quân đội rồi hai người ông chầm lấy nhau Tô Di bỗng thấy trên khuôn mặt Mạnh Hy Tông khẽ nở nụ cười thản nhiên. Đại ca, anh đứng bên cạnh người đàn ông đó, anh ta khẽ vỗ vỗ xuống bờ vai anh. Tô Di thoáng giật mình, hóa ra cũng có người khiến Mạnh Hy Tông gọi là đại ca, sao? Ánh mắt ấm áp của người đàn ông đó liếc nhìn mọi người một lượt, mộ Tây Định và những người khác đều lần lượt chào anh ta theo lễ nghi quân đội, thiếu tướng, anh ta vẫn giữ nguyên vẻ mặt ung dung, nhàn tản, tự nhiên khiến người ta có cảm giác yên bình đến lạ. Sau cùng, ánh mắt anh ta rơi trên người Tô Di. Tô Di liền hành lễ theo phản xạ, thiếu tướng, anh ta mỉm cười, gật đầu, nhìn sang Mạnh Hy Tông, hỏi, em dâu đây à? Mạnh Hy Tông không hé răng nửa lời, Tô Di cũng im lặng. Dường như thiếu tướng không nhận ra vẻ trầm mặt của hai người họ, chia tay về phía Tô Di, nói, chào cô, tôi là Giảng Mộ An. Tô Di nắm lấy bàn tay ấm áp mà khô ráo của anh ta, đáp, thưa cấp trên, tôi là Tô Di, quân hàm trung úy. Giảng mộ an như đã hiểu rõ, nói, ồ, chính là mèo hoang nhỏ chôn 10 đầu đạn hạt nhân để uy hiếp Mạnh Hy Tông đây sao? Tô Di bình tĩnh gật đầu, Mạnh Hy Tông ở bên cạnh lại giơ cánh tay ra, vòng quanh eo cô, nói với giảng mộ an, anh nhiều lời như vậy từ lúc nào thế? Giảng mộ an cười ha hả, đích thân đưa bọn họ đến ký túc xá. Tô Di biết chắc mình sẽ ở cùng phòng với Mạnh Hy Tông. Giảng mộ an nói ngắn gọn lịch trình làm việc buổi chiều với anh rồi đi tới nhà ăn trước. Tô Di vừa đặt hành lý của mình lên trên bàn, liền rơi ngay vào một vòng ông kiên cố. Cách xa anh ấy một chút, anh xoay người cô lại, một tay nâng cầm cô lên. Đôi mắt tĩnh lặng như nước của cô nhìn anh chầm chầm, không đáp mà hỏi ngược lại, anh ta là ai? Mạnh Hy Tông thản nhiên nói, anh ấy từng là cấp trên của tôi, là người mà tôi kính trọng nhất. Tô Di thoáng giật mình tuy từ lâu đã nghe nói mạnh hi tông bắt đầu sự nghiệp từ một gã lính đánh thuê nhỏ bé nhưng cô không sao có thể tưởng tượng nổi tình cảnh anh theo người ta lăn lội như thế nào mặc dù bây giờ giảng mộ an đã trở thành cấp dưới của anh nhưng anh vẫn gọi anh ta là đại ca như trước điều này thật không xứng với hình tượng duy ngã độc tôn một dũng mãnh và cuồng vọng của anh chút nào một chỉ có một mà không có hai nhưng tại sao anh lại muốn cô cách xa anh ta một chút sau khi ăn xong bữa cơm trưa đạm bạc giảng mộ an liền đưa mạnh hy tông và tô di đi xem dây chuyền sản xuất chế tạo máy bay tham quan nhà xưởng một lượt hai người đàn ông liền đứng lại bàn bạc lên kế hoạch sản xuất và phân phối tài chính đương lúc trò chuyện giảng mộ an chợt nhớ tới một việc nói đúng rồi gã người máy mà trước kia cậu phát hiện ra đâu trong lòng tô di hết sức căng thẳng ngước nhìn vẻ mặt mạnh hy tông lúc này cũng cứng đờ anh nói đã hủy diệt toàn bộ rồi giảng mộ an bắt đắc dĩ nở nụ cười cậu không giữ lại cho tôi một tên sao nghe nói cô công chúa kia rất đẹp đáng lẽ phải giữ cô ta lại làm vợ tôi chứ nói xong liền cười xòa nhìn về phía tôi di cô đừng ngạc nhiên nhé thứ mà tôi yêu thích nhất chính là người máy nếu như cho tôi một cô vợ người máy tôi sẽ bằng lòng đánh đổi bằng tất cả tài sản của mình vẻ mặt mạnh hy tông lướt qua nét cười ý nhị anh ta bị cùng người máy Tô Di không đáp lời anh mà quay sang giảng mộ an, cười nói, người mấy rốt cuộc từ đâu tới. Giảng mộ an lắc đầu, thế hệ lính đánh thuê đời trước từng nói, văn minh người mấy đã xuất hiện từ mấy trăm năm trước, nhưng cho tới tận bây giờ cũng chưa một ai có thể nhìn thấy họ. Lần này, Mạnh Hy Tông bắt gặp được họ, quả thực tôi cũng rất bất ngờ. Tại sao lại phải tiêu diệt toàn bộ người mấy, Tô Di tiếp tục hỏi. Giảng mộ an cười cười, nói, người của thế hệ trước đã cố chấp yêu cầu như vậy đại khái là ông ấy có lý do riêng của mình ngày hôm sau tô di được tự do đi lại vì mạnh hy tông cùng giảng mộ an ở trong nhà xưởng nghiên cứu máy bay cả một ngày một đêm không có thời gian rảnh rỗi dành cho cô giảng mộ an phái một nữ lính đánh thuê đến dẫn cô đi thăm thú toàn bộ cảnh sát của thị trấn nhỏ điều này khiến mắt cô sáng lên tinh thần cũng vui sướng một cách khó tả nữ trung sĩ đó tên là ngôn khanh là một cô gái tuổi trẻ tài cao, thoạt nhìn trong cô ấy cũng chỉ tầm 18, 19 tuổi, tướng mạo hết sức thanh tú, tính tình lại dịu dàng. Tô Di ở cùng với cô ấy rất vui vẻ, đến lúc chạng vạn, hai người bọn cô đã thăm thú hết các phong cảnh vùng lân cận, nhưng vẫn cảm thấy có chút chưa thỏa mãn. Ngôn Khanh nhanh trí, liền dẫn Tô Di đến một địa điểm tắm suối nước nóng nổi tiếng nhất nhì thành phố. Đối lập hoàn toàn với vẻ vắng lặng của thị trấn, trong đại sảnh, khu vực quầy tiếp tân hết sức ồn ào hầu hết những lính đánh thuê rỗi rãi không có việc gì làm đều đến đây tụ tập vừa nhìn thấy hai nữ sĩ quan bước vào đám lính đánh thuê kia đều không nhìn được mà liếc mắt nhìn tô di đã quen với thói lưu manh vốn có của lính đánh thuê nên cũng không để tâm nhưng khi hai người bọn cô cầm khăn tắm bước vào khu suối nước nóng tô di lập tức kinh hãi một đống nam nữ đang quan hệ một cách bừa bãi kỳ thực trên những thành phố lớn của trái đất cũng thường xuyên bắt gặp những hình ảnh này Nhưng Tô Di mới chỉ là một sinh viên còn ngồi trên ghế nhà trường Chưa một lần tận mắt chứng kiến cảnh tượng nào như vậy Húng hồ, ở một nơi đa số toàn đàn ông thế này Bầu không khí nóng bỏng kia đủ để những người phụ nữ như cô phải cảm thấy xấu hổ Cũng may mà Ngôn Khanh khá thông thạo nơi này Cô ấy trực tiếp dẫn Tô Di đến chỗ sâu nhất bên trong quán Mở cửa một căn phòng đơn Bên trong là hồ nước trong suốt, không một bóng người trung úy, cô ở lại chỗ này mà tắm, ở ngoài kia loạn lắm, ngôn khanh mỉm cười nói. Còn cô? Ngôn khanh cười cười, tôi ra ngoài kia, có mấy người bạn vừa gọi. Trung úy, cô có thể thoải mái mà ngủ một giấc, thứ thuốc có trong suối nước nóng này rất tốt đối với cơ thể. Khoảng một tiếng sau, tôi sẽ quay lại gọi cô dậy. Tô Di đương nhiên hiểu từ bạn kia có ý nghĩa gì. Tuy ở một nơi công cộng không đến mức làm trò bậy bạ nhưng một cô gái ngâm mình giữa đám đàn ông con trai, dưới mặt nước luôn có những sự ve vãn mờ ám khó tránh khỏi. Chỉ là, cô không ngờ một cô gái trông có vẻ thuần khiết như ngôn khanh lại có thể thoải mái đến vậy. Cô mặc áo tắm, bước vào suối nước nóng. gian phòng này lộ thiên, ngẩng đầu có thể thấy được những ánh sao lạnh lẽo của ngày đông. Khí nóng bốc lên, cảm giác ấm áp tràn ngập cơ thể, ùa vào tận xương tủy. Sau khi Tô Di bị thương nặng, sức khỏe ngày một yếu đi, ở một không gian thoải mái, dễ chịu nhường này, cô khẽ tựa đầu vào thềm đá, rất nhanh đã mơ màng thiếp đi. Lúc nghe thấy có tiếng bước chân vang lên, Tô Di khẽ mở mắt, mơ hồ nhìn thấy có một bóng người dưới ánh đèn mờ ảo. Tô Di lấy tay che ánh sáng trước mặt, khẽ giọng hỏi, cô quay lại rồi à? Người đó ngồi xổm xuống cạnh mép hồ, mở to mắt nhìn Tô Di. Dường như ngay lập tức, Tô Di cảm nhận được hơi thở đàn ông vô cùng quen thuộc ấy. Cô mở choàng mắt, quả nhiên trông thấy cơ thể cao lớn và khuôn mặt anh tuấn, trầm tĩnh như nước của Mạnh hy Tông. Mà ánh mắt của anh nhìn dọc từ khuôn mặt có chút kinh ngạc của cô xuống đến bờ vai hồng hào dưới làn nước nóng, còn cả cơ thể mềm mại trong bộ áo tắm vô vùng quyến rũ, trầm mặc không nói một lời. Buổi chiều, khi xong việc, anh bất ngờ được giảng mộ An thông báo, em dâu vẫn chưa thấy quay về, lúc đó anh chỉ cho rằng cô đang mãi dạo chơi bên ngoài thị trấn Cũng không mấy để ý Một lúc sau, giảng mộ an lại làm ra vẻ như sực nhớ ra Chết rồi, anh quên nói với cậu Tô Di và Ngôn Khanh đang ở địa điểm tắm suối nước nóng nổi tiếng nhất nhì thị trấn này Đó là một nơi như thế nào chứ? Mặc dù không đến nỗi quá tạp nham và ô uế Nhưng chuyện nam nữ quan hệ bừa bãi Thậm chí khỏa thân tắm chung vốn là một chuyện rất đổi bình thường và ngang nhiên hoạt động công khai. Mạnh Hy Tông cũng hiểu rõ đại ca của mình, bề ngoài trông có vẻ đỉnh đạt, cương nghị là thế nhưng kỳ thực lại quỷ kế đa đoan, luôn tự cho mình là đúng, giống hệt một con hồ ly. Thế nên anh mới muốn Tô Di tránh xa anh ta ra một chút. Lúc này, cô bị người của anh ta cố ý mang đi, chẳng có mục đích nào khác ngoài chọc giận Mạnh Hy Tông. Nhưng chỉ cần nghĩ đến cảnh cơ thể trắng nõn, cân đối của Tô Di phơi bày trước mắt bao nhiêu gã đàn ông, trong lòng Mạnh Hy Tông lại dấy lên cảm giác tức giận đương nhiên anh không cho rằng đây là ghen tuông chỉ là tô di sớm đã trở thành vật sở hữu cá nhân là người phụ nữ của riêng anh anh không muốn có bất cứ kẻ nào khác động chạm đến cô chỉ bỏ lại một câu anh nghiêm túc chút đi rồi mạnh hy tông vội vã rời khỏi trong ánh mắt cười mà như không của giảng mộ an cũng may mà giảng mộ an không dám trêu đùa quá mức tô di cũng biết tự bảo vệ bản thân cô chọn một căn phòng độc lập để ngâm mình mà khi Mạnh Hy Tông thấy cô đang ngủ thiếp đi trong suối nước nóng, anh không lập tức đánh thức cô mà chỉ lặng lặng đứng một bên suốt nửa giờ đồng hồ, mãi cho đến tận lúc cô tỉnh lại. Mái tóc dài của cô cuồng lại sau gáy, càng làm tăng khí chất lịch sự, nhã nhặn vốn có. Trên khuôn mặt trắng mịn cơ hồ còn có nét ứng hồng. Hàng lông mi đen dày hết sức bắt mắt. Đôi môi anh đào chúng chiếm nổi bật dưới ánh đèn vàng vọt, khiến anh lập tức nhớ tới hương vị tươi mát trên đôi môi ấy. Đây là lần đầu tiên Mạnh Hy Tông ngắm nhìn Tô Di mà nảy sinh cảm giác kinh ngạc đến thế Cảm giác đó hơi khó để hình dung Vì thế, anh cúi đầu, lặng lặng ngắm nhìn Mãi đến khi hàng mi ướt hơi nước của cô run rẩy, Đôi mắt như vực nước hồ sâu khẽ mở ra Mạnh Hy Tông cùng cô nhìn nhau chỉ trong chốc lát rồi không chút chậm trễ Anh bắt đầu cởi quần áo Vừa nhìn thấy động tác của anh Tâm tình Tô Di lập tức trở nên vô cùng phức tạp Không thể phủ nhận Giữa đêm đông lạnh lẽo nhường này, một người đàn ông đẹp trai với cơ thể cường tráng bỗng xuất hiện trước mắt, khiến người ta không thể kháng cự được ý loạn tình mê. Cô nhìn thân hình rắn chắc của anh dần hiện ra trọn vẹn trước mặt mình, trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh hai người quân quyết trên giường những ngày qua. Tuy Tô Di chỉ mới cùng anh trầm luân nhưng không thể không thừa nhận rằng, đơn giản từ giác quan mà nói, cô cũng vô cùng kích thích và sung sướng. Cô đã không còn suy nghĩ về chuyện cô công chúa người mấy kia nữa, bởi vấn đề giữa họ không phải là cô ta mà là địa vị và lòng chân thành. Mặc dù đối với anh, cô càng lúc càng lún sâu mất rồi. Nhưng cô cũng không có cơ hội để mà nghĩ tiếp. Mạnh Hy Tông đã ngâm mình vào hồ nước, mạnh mẽ ép cô vào sát mép bờ, vùi đầu hôn. Ánh trăng trên đỉnh đầu trong vắt, lạnh lẽo mà ôn hòa, ngón tay của anh tự như có ma lực, mỗi tất da thịt anh chạm qua đều khiến cơ thể cô rung lên từng hồi. Anh cứ như vậy, dịu dàng hôn lên gò má cô không ngừng mỗi khi cô mở mắt ra đều bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn cô chăm chú dường như đây là lần đầu tiên cô trông thấy biểu cảm này của anh bầu không khí bên trong căn phòng vô cùng hài hòa tiếng cơ thể cũng chìm sâu dưới làn nước chỉ còn lại tiếng thở gấp của anh và tiếng rên rỉ khó có thể kiềm chế thỉnh thoảng lại khẽ thoát ra kẻ răng của cô hoặc những lúc thực sự không thể chịu nổi mà gằn giọng mắng anh vài câu còn chưa được bao lâu cô đã choáng váng đầu óc hoàn toàn kiệt sức cô dần rơi vào trạng thái mê man mí mắt không thể mở ra nổi. Cảm giác kích thích bên dưới cơ thể nhanh chóng đã tan biến, bầu không khí chìm vào trong thinh lặng. Trong mông lung, tự hồ có người đang lặng lặng hôn lên khắp cơ thể cô, vòng ông ấm áp của anh khiến cô không thể chống cự, chỉ muốn chìm sâu vào giấc ngủ. Lúc tỉnh lại, Tô Di chợt nghe thấy một giọng nói, ngủ thiếp đi rồi à, là giảng mộ an. Cô nhận ra mình đang nằm trong lòng mạnh hy tông. Anh đang ôm cô, bước từng bước về phía trước, cô lại nghe thấy giảng mộ an hỏi, suối nước nóng này không tệ chứ hả? Mạnh Hy Tông tự hồ cười nhạt một tiếng, nói, cũng không tệ. Giảng mộ an thấp giọng, 10 năm rồi, khó khăn lắm mới thấy bên cạnh cậu có một người phụ nữ, lại còn không giải quyết được sao? Đến người mù cũng nhìn ra là cô ấy đang giận dỗi. Cậu không định dỗ dành cô ấy một chút à? Mạnh Hy Tông trầm mặt một hồi rồi nói, cô ấy không phải cam tâm tình nguyện ở bên em. Nhưng điều này cũng chẳng có gì quan trọng Tô Di nghe vậy thì lòng ngực trung lên Chỉ nghe Mạnh Hy Tông tiếp tục nói Có bằng lòng hay không thì cô ấy cũng không thể chạy thoát nổi Đột nhiên Tô Di rất muốn nhìn thấy vẻ mặt anh lúc này Cô mở mắt ra Đúng lúc anh cúi xuống Cái nhìn dò xét của cô chạm vào ánh mắt trầm tĩnh nơi anh Cô nhanh chóng hiểu ra Những lời anh vừa nói là cố tình để cô nghe thấy Bóng đêm trên đỉnh đầu tạo thành một cảnh nền đen sẫm, thâm trầm. Đôi mắt đang nhìn cô chăm chú còn tĩnh mịch hơn cả màn đêm. Ánh mắt trầm lắng như mặt nước hồ đó cất giấu dục vọng không thể che giấu của người đàn ông. Điều này khiến tâm tư cô hoảng loạn, anh khiến cô cảm thấy càng ngày càng khó nắm bắt và cũng khó có thể dứt ra. Hết chương 40, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.